Long Vương Điện, Trương Huyền, Lâm Thanh Hàm. Tập 41 Chương 1040 tranh đấu. Trương Huyền nhìn trước mắt hơn 10 người, hừ nhẹ một tiếng, có ý tứ, nhìn dáng vẻ, các ngươi những người này đều là thí nghiệm phẩm đi. Phản tổ minh ở các ngươi trên người cấy vào động vật gen, dẫn tới các ngươi này tiến công bộ dáng, đều có động vật đặc tính. Cái này kêu thần cách hóa, dẫn đầu một người thanh âm trở nên khàn khàn lên nhân loại tiến hóa cũng không hoàn toàn chủ thượng việc làm là làm chúng ta trở nên càng thêm hoàn mỹ ở thần cách hóa phía trước ta chưa từng có nghĩ tới khối này thân thể có thể như vậy cường đại thần trương huyền khinh thường cười các ngươi đã có thể như vậy hình dung chính mình sao xem ra phản tổ minh tẩy não vẫn là thực thành công ngươi sẽ hối hận ngươi hiện tại theo như lời dẫn đầu một người phát ra một tiếng giống như mãnh thú gầm rú theo sau tứ chi chấm đất lấy cực nhanh tốc độ hướng Trương Huyền vào tới. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, một con mãnh hổ hư ảnh ở hắn phía sau ngưng tụ hình thành, đến đây đi, làm ta nhìn xem là các ngươi này đó dã thú có bao nhiêu hung tàn. Mãnh hổ hư ảnh đồng dạng phát ra một đạo tiếng gầm gừ, chiều trước người người nọ đánh tới. Thí luyện trên đảo, sương mù dày đặc bị thổi tan, đương phi cơ trực thăng bay đi sau, thiếu dòng khí quấy nhiễu, những cái đó sương mù dày đặc lại lần nữa tụ hợp tới rồi cùng nhau rơi xuống vật tư ở sương mù dày đặc giữa thoát ẩn thoát hiện, không đợi vật tư rơi xuống đất, đại chiến cũng đã mở ra. Đường hào nơi khu vực, là ở sơn cốc khu vực, hắn đi ở nơi đó, không có người là hắn hợp lại chi địch, kia tóc ngắn nữ nhân liền đi theo đường hào phía sau, không chịu một chút uy hiếp. Bao nhiêu người để đao hướng đường hào đánh tới, tất cả đều bị đường hào một quyền oanh phi, vũ lực phương diện, đường hào nhưng ở chỗ này xưng là vô địch. Bình nguyên mảnh đất, Tổ hiển đôi tay bối ở sau người, hướng kia vật tư lạc điểm đi đến, lạc điểm chung quanh, đã vây quanh không ít người, nhưng nhìn đến tổ hiển trên tay thánh giới, không ai dám lên trước, tất cả đều xúc ở một bên. Thượng A ngươi, Thượng A, lại không ăn liền chết đói. Muốn Thượng ngươi Thượng, không thấy được quân vương trong tay lưỡi dao sắc bén Thượng huyết phải có bao nhiêu hậu sao. Này vật tư nhiều như vậy, quân vương tổng sẽ không một người toàn lấy. Không Thượng nói không chừng còn có thể sống thượng kia hẳn phải chết. Chính là, chúng ta mới không ngốc đâu. Khe khẽ toái ngữ thanh ở tổ hiển đoàn người chung quanh chung vang lên, mỗi người đều tham lam nhìn chằm chằm trước mắt vật tư, nhưng không ai dám lên trước. Tổ hiền bắt được vật tư quá trình, so đường hào còn muốn nhẹ nhàng. Lưỡi dao sắc bén tám người, nguyên bản bọn họ đã bị trương huyền bước đến rừng mưa bên cạnh, liên tiếp vách núi chỗ, mà khi bọn họ nhìn đến một dương vật tư rơi vào rừng mưa phạm vi khi, không có do dự liền lựa chọn một lần nữa trở lại rừng mưa tại đây ba ngày thời gian bọn họ ở rừng mưa giữa cùng trương huyền tới tới lui lui đấu không biết bao nhiêu lần có thể nói đã tích lũy cũng đủ phong phú kinh nghiệm đang đi tới điểm dừng chân trong quá trình hàn ôn nhu đám người đã chịu không biết bao nhiêu lần tập kích kết quả tất cả đều bị bọn họ hữu kinh vô hiểm cấp hóa giải bọn họ nhân số đông đảo những cái đò đánh lén bọn họ người cũng đều là chơi chút âm Hàn Ôn Nhu ném ra một phen lưỡi dao sắc bén, mệnh chung một cái dấu ở trên ngọn cây người, người này tránh ở nồng đậm lá cây giữa, cóng ánh mặt trời, người đang xem hướng thứ gì thời điểm, sẽ theo bản năng tránh đi có thể cùng Dương Quan nhìn thẳng địa phương, trốn ở chỗ này, có thể nói vạn vô nhất thất, chẳng sợ có người nhìn qua, tầm mắt cũng sẽ trước tiên bị Dương Quan sở ảnh hưởng, làm trốn ở chỗ này người có tốt nhất ra tay cơ hội. Nhưng lúc này đây bất đồng, Hàn Ôn Nhu đám người sớm đã có kinh nghiệm. A à, cùng chúa tể cái kia lão âm hóa so sánh với, những người này, còn có vẻ quá non. Một người lưỡi dao sắc bén đội viên tự đáy lòng nói. Lại giải quyết một người giấu ở âm thầm địch nhân sau, một người lưỡi dao sắc bén đội viên có cảm mà phát, nói thật, ta đều có điểm cảm ơn cái kia chúa tể, nếu không phải hắn này ba ngày đuổi giết, chúng ta hôm nay, khả năng muốn tải cái đại té ngã. Hảo, này chứng minh chúng ta vẫn luôn đều ở tiến bộ, đồng thời cũng thuyết minh, phía trước chúng ta có bao nhiêu nhỏ yếu. Hàn Ôn nhu trầm rộng, "Hiện tại chúng ta khoảng cách vật tư lạc điểm, còn có đại khái 100m khoảng cách, sáng sớm sương mù quá nồng, tầm nhìn không đến 5m, này trăm m khoảng cách, chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn nữa, có thể ở cái này thời gian chạy tới, đều là trong khoảng thời gian này vẫn luôn mới rừng mưa sinh hoạt, bọn họ kinh nghiệm, nhất định so với chúng ta phong phú, rốt cuộc kiến thức đến chúa tể thủ đoạn, ta mới rõ ràng, chúng ta phía trước kia hơn 10 ngày, quá có bao nhiêu an nhàn." Đều đánh lên tinh thần tới ta nhưng không nghĩ nhìn thấy các ngươi, có ai chết ở chỗ này. Minh Bạch, bảy tên lưỡi dao sắc bén đội viên, tất cả đều hết sức chăm chú, đi tới tốc độ, cơ hồ là mỗi giây lấy đi em tới tính toán, muốn nhiều cẩn thận, có bao nhiêu cẩn thận. So với thực lực cường đại đường hào, so với địa vị cao siêu tổ hiển, hàn ôn nhu bọn họ muốn cướp lấy này đó vật tư, đã có thể không có đơn giản như vậy, ở đối độ ăn khát vọng trước mặt, bất luận cái gì đối thủ cạnh tranh, đều là có thể giết ở chỗ này không có người hiểu ý từ nương tay chứng kiến máu tươi phun giống như mới là bình thường nhất sự lần đầu tiên vật tư thả xuống tuyệt đối có thể nói trận này thí luyện nhất thảm thiết chiến đấu đây là thí luyện trên đảo nhân số nhiều nhất thời điểm là mỗi người đều đã đỏ mắt thời điểm máu tươi nhiễm hồng rừng mưa nhiễm hồng bình nguyên nhiễm hồng vách đá người thắng cầm thuộc về chính mình vật tư rút lui chiến trường nghỉ ngơi dưỡng sức tìm kiếm kế tiếp mục tiêu mà kẻ thất bại, tắc vĩnh viễn lưu lại nơi này. Kia một bao bao đặt ở vật tư dương gia vị, giống như là một phen hắc sạn, có thể đào ra tiềm tàng tại nội tâm giữa ma quỷ, nơi đó mặt phát ra hương khí, sẽ làm người gấp không chờ nổi muốn tìm một cái nguyên liệu nấu ăn, đem này đó gia vị giải lên đi, tới điền no chính mình quá nghiêm khắc, đây là nhất bản năng đồ vật. Kia bày biện ở vật tư dương một phen đem giao mổ, cùng với chỉ có mấy cái màn thầu, giống như là dụ dỗ ma quỷ hiện thân trí bảo máu tươi không ngừng chảy xuôi, ở chỗ này, mạng người là nhất giá rẻ đồ vật, không có người sẽ để ý bên người chết chính là ai, còn sống người, trong đầu chỉ có bản năng cầu sinh. Các vị, nhìn dáng vẻ, các người cái gọi là thần cách hóa, cũng không như các người tự cho là như vậy cường đại, các người nhiều ra tới, chỉ là thú tính, ở các người thân thể gen bị thay đổi đồng thời, các người thần kinh, cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, một khi điều khiển trong cơ thể dã thú gen, các người hành vi, cũng sẽ trở nên giống dã thú giống nhau, chiến đấu chiêu thức nhìn như hung tàn, lại không mang theo một chút đầu óc, nói khó nghe một chút, tới cái thợ săn, lấy đem súng săn, lại mang điều chó săn. Đều có thể làm thiệt hiện tại các ngươi. Trương Huyền khinh thường bĩu môi, theo sau bước ra một bước, một chân dẫm toái trước mặt một người đầu. Ở Trương Huyền quanh thân, kia hơn 10 người phản tổ minh người, đã toàn biến thành thi thể. Trương Huyền quay đầu, nhìn về phía phương xa, tổ hiền A tổ hiển, hy vọng ngươi còn nhớ rõ lời nói của ta, ngươi làm mỗi một cái quyết định, đều rất quan trọng, cách cục, là ngươi hiện tại vấn đề lớn nhất, người người này, một khi có thể đem cách cục phóng đại, ngươi thành tựu, không thể hạn lược. chương 1041 Tiêu Thị Giã Tâm Đảo nhỏ vật tư chi tranh, cũng không có liên tục quá dài thời gian, thực mau liền rơi xuống màn che. Chiến đấu là tàn khốc, vừa thấy mặt, liền không chết không ngừng, này đó đỏ mắt thí luyện giả, đều lựa chọn dùng đơn giản nhất, nhất dùng ít sức phương thức, tới lấy trước mặt người tánh mạng. Máu tươi nhiễm hồng mộc chế vật tư dương. Vật tư dương tuy rằng bị cướp đoạt không còn, nhưng chiến đấu cũng không có sớm như vậy kết thúc. Những cái đó trước kia bắt được một ít thủy tài nguyên cùng đồ ăn người, trở thành vây công đối tượng. Trương Huyền đi tới hải đảo biên, nhàn nhã ngồi ở một khối đá ngầm thượng, một cái cá biển bay nhanh du quá. Trương Huyền chỉ là dùng tay một lóng tay, kia cá biển liền bị một đạo khí mang ra mặt biển. Trên đảo thí luyện, thời gian qua thật sự nhanh trên đảo người cũng càng ngày càng ít. Lại là nửa tháng thời gian, đương lần thứ hai nhảy dù vật tư rơi xuống thời điểm, đã xa không có lần đầu tiên tranh đoạt như vậy mãnh liệt. Năm cái nhảy dù vật tư rơi xuống, rất nhiều người tựa hồ đối lần này nhảy dù, có vẻ cũng không có hướng phía trước bọn họ để ý, chỉ là không khí có vẻ càng thêm thấm người. Nếu nói, lần đầu tiên nhảy dù rơi xuống khi, mọi người xem đối phương ánh mắt, là thù địch, là giết chóc, kia trước mặt mọi người người ở lần thứ hai nhảy dù rơi xuống thời điểm, xem đối phương ánh mắt, thật giống như là đang xem con mồi giống nhau, có vẻ phá lệ âm trầm, thấm người. Mỗi người, đều theo bản năng cùng với hơn người bảo trì 5 mét trở lên an toàn khoảng cách, bước vào cái này khoảng cách, liền sẽ lông tơ tạc khởi. Đường hào lấy về một ít vật tư, đi đến một cái trong sơn động. Tóc ngắn nữ nhân ở trong sơn động chờ đợi. Ca, người đã trở lại, ta hái chút nấm, đều là không độc tóc ngắn nữ nhân đối đãi đường hào thái độ, giống như là một cái chờ đợi trượng phu về nhà thê tử giống nhau. Ân, đường hào trên mặt, lộ ra ôn hòa tươi cười, này một tháng sống nương tựa lẫn nhau, đường hào lại là một cái huyết khí phương cương tuổi tác, lại như thế nào sẽ đối cái này kiều mỹ nữ nhân không có một chút phản ứng. Ở tổ hiền trước người, châm một đống lửa trại, tổ hiền sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên quá không tồi. Hàn ôn nhu ở đảo nhỏ bên cạnh, dùng nhánh cây dựng một cái đơn giản nhà gỗ, Nhà gỗ đặt tại trên thân cây, sẽ không bị thủy triều sợ ảnh hưởng đến. Cách đó không xa, lửa trại thượng cá nướng, chính là hôm nay Hàn Ôn Nhu bữa tối. Một tòa nấm mồ, liền đứng ở cách đó không xa. Trương Huyền tại đây tòa trên đảo, qua lại xuyên qua, nhìn chằm chằm mỗi người hướng đi, vô luận là Hàn Ôn Nhu, vẫn là Tổ Hiển, hoặc là Đường Hào, đều ở Trương Huyền khống chế trong phạm vi. Ai, Trương Huyền thở dài, này thí luyện 50% tỷ lệ tử vong trong đó có 10% người, không phải chết ở địch nhân trong tay, mà là chết ở trong tay chính mình a. À, đại chiến qua đi yên lặng, mới là dễ dàng nhất làm người hỏng mất, một sợi dây thun kéo thật chặt, banh không quay về, chính là muốn đoạn rớt, tại đây loại hoàn cảnh hạ, sinh hoạt cung cấp với giày vò, tay mơ nhóm, đây mới là đệ nhị giai đoạn, chờ các ngươi căng qua đệ tam giai đoạn, khi đó các ngươi mới xem như từ trong địa ngục bò ra tới, khi đó các ngươi sẽ trưởng thành đến một cái mới tinh nông nỗi hè oi bước ngân châu. Tân một năm, đối với Lâm Thị tới nói, là bay lên một năm, ở thật lớn tài chính liên chống đỡ hạ, ở nhiều cả nước đỉnh cấp xí nghiệp con đường duy trì hạ, Lâm Thị đã đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi, nghiễm nhiên có trở thành hè oi bước thương nghiệp đầu sỏ hướng đi, những cái đó mới đầu khinh thường Lâm Thị, cho rằng Lâm Thị chỉ là thổi phồng vỏ rỗng hoặc cho rằng Lâm Thị chỉ là nhà giàu mới nổi đại hình xí nghiệp, cũng đều cảm nhận được nguy cơ. Lâm Thị cũng tại đây tân một năm, quảng nạp nhân tài, đến nỗi dĩ vãng vẫn luôn đều sẽ xuất hiện ở công nhân tầm mắt giữa, có công tác nữ cường nhân danh hiệu Lâm Thanh Hạm, tác rất dài một đoạn thời gian, đều không có ở Lâm Thị lộ diện. Không có người biết Lâm Thanh Hạm đi nơi nào, ngay cả bí thư Lý Na cũng không biết tình. Tây đều, tiêu thị tập đoàn. Tiêu thị tập đoàn từ kia nguồn năng lượng kỹ thuật nghiên cứu phát minh song sau, ở Tây đều địa vị, có thể nói là nhảy ngàn trượt, tiêu sơn chi danh, càng là vang vọng Tây đều thương giới. Đang lúc mọi người cho rằng Tiêu Sơn đại danh sẽ hoàn toàn ở Tây đều thương giới khai hỏa khi, Tiêu Sơn lại đột nhiên ở năm trước triệt hồi Tiêu thị chủ tịch chức, đem Tiêu thị chủ tịch một vị, giao cho một cái tên là Tiêu Thần người trẻ tuổi, mà Tiêu thị tập đoàn cao quản cũng đều tiến hành rồi một lần thay máu. Có người suy đoán, Tiêu thị tập đoàn sau lưng là có nào đó thần bí tập đoàn tài chính ở duy trì, hiện tại thần bí tập đoàn tài chính đem Tiêu thị hoàn toàn tiếp quản. Đương cái này tên là Tiêu Thần người trẻ tuổi dần dần đi vào mọi người tầm mắt khi, lại có một tin tức truyền ra, Tiêu Thần đem cùng Nguyên Tiêu thị chủ tịch Tiêu Sơn dưỡng nữ thành hôn, hôn kỳ chưa định. Tin tức này vừa ra, lập tức bị rất nhiều người chú ý tới, tuy rằng hôn kỳ chưa định, nhưng lại không ảnh hưởng còn lại khắp nơi xí nghiệp coi đây là lấy cớ phương hướng Tiêu thị kỳ hảo. Tiêu thị văn phòng chủ tịch nội, hai gã trung niên nam nhân ngồi ở to rộng sofa bọc da thượng, phẩm trà nóng hai gã trung niên trong đó một người là tiêu thần tam thúc mà làm tiêu thị chủ tịch tiêu thần tắc thành thành thật thật đứng ở một bên trong tay bưng ấm trà mục lão ca lần này còn muốn dựa vào ngươi a cái kia họ trương thật sự là có chút quá mức bừa bãi muốn ta tam đại thị tộc nhận hắn quang minh đảo là chủ quả thực chính là không biết cái gọi là nếu không có tộc của ta nội cao thủ chính luyện khí đến thời khắc mấu chốt tất nhiên ra tay đem hắn chém giết tiêu thần tam thúc mở miệng nói Ta lần đầu tiên thấy người nọ, hắn còn không hiểu khí, ngay cả chiêu thức, đều là học trộm nhà ta thần nhi, không nghĩ tới tại như vậy đoạn thời gian nội, thế nhưng liền có hóa hình thực lực, hắn sau lưng, nhất định có người. Ha ha, mục tử nguyên hơi hơi mỉm cười, ta mục thị ở thị tộc giữa, đứng hàng thứ 8, dù cho như thế, trong tộc tùy tiện đi ra mấy người, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt cái kia tiểu tử, kia tiểu tử vô chi, lão hổ không ở sơn, con khỉ sưng đại vương, lúc này đây. Nhất định phải làm hắn trả giá đại giới. Tiêu thần tam thúc gật gật đầu, cái kia Milan, quả thực như chúng ta suy nghĩ như vậy, đi xin giúp đỡ cái kia họ trương, tô thị kia nữ hoa cũng đã đến Tây Đều, chúng ta chỉ cần bày ra thiên la địa võng, chờ họ trương chui đầu vô lưới liền có thể. Ha ha, mục tử nguyên hơi hơi mỉm cười, chỉ là không biết, tiêu lão đệ, chuyện này là thế thị tộc làm vẻ vang, nhưng chúng ta mục thị cũng không thể tùy tiện đương cái này chim đầu đàn a. Chúng ta tra được, họ trương đối hắn cái kia kiều thê, chính là ái không được, ta kỳ thật rất muốn thử xem. Tiêu thần tam thúc trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh, ta rất muốn thử xem, so với lục diễn chân chính táng thân mà tới nói, rốt cuộc là hắn lão bà mệnh quan trọng, vẫn là cái kia bí mật quan trọng, người nọ lúc trước chính là đem không ít đồ vật, đều giấu ở hắn mộ A, mục lão ca, chẳng lẽ chúng ta đều là thị tộc, đều ở mỗi một năm đại đứng ở quá đỉnh núi, hiện tại cần thiết muốn phụ thuộc vào lý thị dưới. Mục tử nguyên nghe được lời này, cầm chén trà tay nhẹ nhàng run lên. Khí cùng binh chia lìa, dù cho chúng ta cầm binh, cũng không thể đem khí rót vào trong đó, nơi trốn đã chịu ước thúc, này hết thảy, là thời điểm nên kết thúc. Tiêu thần tam thúc lại nói, chúng ta tìm hiểu nhiều năm, tìm kiếm hỏi thăm vô số lão hữu hậu bối, biết được một tin tức, người nọ mộ, có đem khí cùng binh một lần nữa dung hợp phương pháp. chương 1042 cuối cùng một vòng vô tận biển rộng giữa sương mù dày đặc tràn ngập một tòa đảo nhỏ an tĩnh giấu ở sương mù dày đặc bên trong trên đảo nhỏ vô luận ban ngày vẫn là đêm tối đều tràn ngập một loại âm trầm khủng bố hơi thở khoảng cách thí luyện bắt đầu cho tới bây giờ đã qua đi suốt hai tháng trừ bỏ trước nửa tháng chém giết mãnh liệt ở ngoài ở phía sau trong khoảng thời gian này chém giết dần dần biến thiếu mỗi người đều trầm mặc sống ở này tòa đảo nhỏ giữa ở chỗ này người sẽ dần dần trở nên chết lặng đối chung quanh hết thảy đều trở nên thờ ơ, bọn họ thậm chí, đều sẽ không tưởng ngày mai muốn làm cái gì, chính là nhìn này bị sương mù dày đặc tràn ngập tiểu đảo, hai mắt giữa, không có bất luận cái gì thần thái. Ma người ý chí, so ma người thân thể, càng thêm khủng bố cùng tàn nhẫn, ở chỗ này, chỉ có thể căn cứ nhật thăng nhật lạc tới phỏng đoán thời gian, có một số người, ngay từ đầu còn đang chờ đợi thí luyện kết thúc ngày đó, mà có một số người, ở khổng lồ tinh thần dưới áp lực, thậm chí đều sẽ sinh ra chính mình chân chính sinh hoạt ở một mảnh tĩnh mịch giữa ảo giác. Hàn ôn nhu tận mắt nhìn thấy, một người ở đêm khuya, với chân lỏa chỗ cột lên hai khối cự thạch, sau đó nhảy nhảy vào biển sâu giữa. Hắc ám cô độc bầu trời đêm đều sẽ làm người sinh ra tự sát ý tưởng, càng không cần đề này tòa đã không có bất luận kẻ nào tính đảo. Ở chỗ này, đại đa số người, trừ bỏ lầm bầm lầu bầu bên ngoài, đều không có cùng người khác nói qua một câu hai tháng hải đảo sinh hoạt, trương huyền trên mặt đã che kín hồ cha, hắn xoa xoa đã sớm dính ở bên nhau đầu tóc, ngồi ở một khối đá ngầm thượng, tùy ý nước biển diễn tấu, hắn nhẹ thở một hơi, nhìn dáng vẻ cũng nên tiếp tục vòng thứ ba, có thể chống đỡ được tinh thần tam trọng chèn ép các người này đó tay mơ, liền tính tốt nghiệp a. một vòng minh nguyệt từ mặt biển bay lên khởi, sáng sớm, mười mấy giá phi cơ trực thăng ở trên đảo nhỏ không xoay quanh. Kia cánh quạt chế tạo dòng khí thanh làm trên đảo tất cả mọi người nghe thấy được. So với phi cơ trực thăng lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, trên đảo thí luyện giả nhóm đều biểu hiện phi thường hờ hững. Trải qua vài lần vật tư thả xuống, mọi người đều đã rõ ràng, này đó nhảy dù xuống dưới vật tư giữa, nhiều nhất chỉ là giao mổ cùng với những cái đó có thể dẫn ra nội tâm ma quỷ gia vị, đến nỗi chân chính đồ ăn cùng nước ngọt, căn bản là không có nhiều ít. Đồ ăn còn có thể sống đến bây giờ người đã có chính mình biện pháp. Thủy, nước tiểu cùng xương sớm, ở trên đảo cư trú hai tháng người, sớm đã thói quen này đó, vô luận nam nữ. Muốn sống ở này tòa trên đảo, liền phải vứt bỏ cái gọi là tôn nghiêm. Mười mấy giá phi cơ trực thăng xuất hiện, không còn có khiến cho như vậy nhiều rối loạn, có thực lực người, giống như đường hào một loại, nhìn chằm chằm chuẩn một chiếc phi cơ trực thăng phương hướng, kia nhảy rủ giữa, tất đương có hắn một phần. Nhưng mà lúc này đây, phi cơ trực thăng cũng không như phía trước vài lần như vậy, phân tán đến đảo nhỏ bốn phía, mà là tụ ở bên nhau. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn đến một cái hòa tác từ cabin nội ném xuống dưới. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo bóng người theo hòa tác rớt xuống. Những người này ảnh sau lưng, cõng trong suốt ba lô trên đảo người có thể rõ ràng nhìn đến ở những người đó phía sau trong suốt ba lô chung, trang chính là nước ngọt, là đồ ăn, là thiêu gà, là chân dê sớm đã ở trên đảo chết lặng mọi người, ở nhìn đến mấy thứ này khi, bọn họ đồng tử giữa, cơ hồ là đồng thời tỏa sáng ra tân sáng giỏi. Thật giống như là, kia sớm đã trong bóng đêm tuyệt vọng người, đột nhiên thấy được quang minh giống nhau. Phi cơ trực thăng trên dưới tới người rất nhiều, ít nhất có mấy trăm, khi bọn hắn toàn bộ rơi xuống đất tụ tập đến cùng nhau sau, này đó phi cơ trực thăng lại một lần tứ tán mở ra, đưa người mấy giá phi cơ trực thăng giải rác đến đảo nhỏ các nơi thời điểm, phi cơ trực thăng nội khuếch đại âm thanh khí, đồng thời vang lên, truyền ra thanh âm, làm trên đảo mỗi người đều nghe được rành mạch. Vật tư đổi mở ra, sở hữu yêu cầu vật tư người, đều nhưng tập trung đến đảo nhỏ trung tâm chỗ, hoàn thành tương ứng ủy thác, liền có thể đổi lấy chính mình muốn đổ vật, đổi vật tư trong quá trình, không thể đối vật tư đổi viên ra tay. Vật tư đổi mở ra, khuếch đại âm thanh khí trung thanh âm, ước chừng vang lên ba lần, làm mỗi người đều nghe được rành mạch sau, mười mấy giá phi cơ trực thăng, đồng thời bay khỏi. Cũng liền tại đây một khắc, những cái đó ở trên đường đã hở hững người, ở cùng thời gian, chiều đảo nhỏ trung tâm tụ tập mà đi, đó là một tòa núi lớn, chiều cao trăm mét, đỉnh núi là một cái thật lớn ngôi cao, rất nhiều người đều gặp qua. Đương nhiên, cũng có số rất ít người, như cố tại chỗ bất động, ở tinh thần ngắn ngủi tỏa sáng sau, bọn họ lại ánh mắt dại ra gặm thực nổi lên trên tay vỏ cây, bọn họ sớm đã bị nơi này hoàn cảnh tra tấn hỏng mất, hiện tại cách làm, bất quá là một loại bản năng cầu sinh mà thôi, ở bọn họ nội tâm giữa, đã đánh mất đối sống sót hy vọng. Ở giữa trưa thời gian, đã có rất lớn một bộ phận người, tụ tập tới rồi vật tư đổi điểm. Khi bọn hắn đi vào lúc này, sẽ nhìn đến, đỉnh núi ngôi cao đã bị hoàn toàn phân chia, vũ khí, nước ngọt tài nguyên, đồ ăn, hoàn toàn bị phân chia khai. Muốn đổi lấy này đó tài nguyên, liền phải tiếp thu ủy thác nhiệm vụ. Này đó ủy thác nhiệm vụ, là không có cố định, hoàn toàn bằng vật tư đổi lấy người tâm tình, có một số người, khả năng xem ngươi liếc mắt một cái, làm ngươi làm mặt quỷ, liền sẽ cho ngươi muốn đổ vật, mà có một số người sẽ yêu cầu ngươi hoàn thành mặt khác đổ vật, tỉ như đi sát vài người, đi muốn mấy cái mệnh. Sát địa Ngục Quân Vương, ở một người cầm trong tay thiêu gà đổi viên trước mặt, một người tráng hán sắc mặt phá lệ khó coi. Không tồi, đổi viên thần sắc không có bất luận cái gì biến hóa, ngươi lấy địa ngục quân vương đầu tới đến lượt ta trên tay đồ vật. Không được không được, tráng hắn quay đầu nhìn mắt cách đó không xa tổ hiển, theo sau liên tục xua tay. Một người đầu bù tóc rối tuổi trẻ nữ nhân đi đến một người thủy tài nguyên đổi viên trước người, muốn nhận nhiệm vụ đổi thủy. Này bình thủy miễn phí đưa ngươi, nhưng ngươi không thể uống sạch, ta yêu cầu ngươi dùng nó tới rửa mặt. Nước ngọt đổi viên đem một thùng dung lượng vì hai thăng thủy đưa tới nữ nhân trước mặt. Nữ nhân cơ hồ không có do dự, liền mở ra thùng nước, Bắt đầu rửa sạch lên Thực mau, một trương tú Mỹ khuôn mặt xuất hiện Ở nước ngọt đổi viên trước mắt Ta làm xong, có thể cho ta thủy sao? Nữ nhân hỏi Nước ngọt đổi viên lắc lắc đầu Lại gật gật đầu, muốn thủy có thể Nhưng không phải hiện tại Ta yêu cầu, người bồi ta Nước ngọt đổi viên nói Bắt đầu dùng ánh mắt nhìn quét khởi nữ nhân thân thể Có thể, nữ nhân như cũ không có do dự Giải khai trước người áo ráp ra Tại đây loại hoàn cảnh hạ, nếu có thể sử dụng thân thể của mình tới đổi một lọ thủy, đối rất nhiều người tới nói, này căn bản là không xem như đại giới, bởi vì ở chỗ này, mạng người cùng tôn nghiêm là không đáng giá tiền nhất. Đường nữ nhân đem thượng thân áo giáp ra ném tới trên mặt đất thời điểm, một viên đầu cũng thuận thế lăn đến nàng áo giáp ra bên cạnh. Một người đã đi tới, nhặt lên trên mặt đất đầu, chiều một người vật tư đổi viên đi đến, đầu tại đây, đồ ăn có thể cho ta đi. Người này nhận được ủy thác, là muốn một viên đầu, tới đổi một khối bạch diện màn thầu. chương 1043 nội tâm sợ hãi. Trương Huyền cũng đi tới này đảo nhỏ trung tâm chân núi. ngẩng đầu nhìn trên không, Trương Huyền thổi rớt trong miệng ngậm rơm rạ, dạ, lẩm bẩm ma quỷ thí luyện, tổng cộng chia làm ba cái giai đoạn, đệ nhất giai đoạn, ở người khác xem ra là tàn khốc nhất, nhưng ở toàn bộ thí luyện giữa, đơn giản nhất, đơn giản chính là, một cái sát tự mà thôi mà đệ nhị giai đoạn, còn lại là muốn đối mặt vô tận hư không, đối mặt chính mình nội tâm, ở tinh thần hỏng mất bên cạnh không ngừng bồi hồi. Đến nỗi đệ tam giai đoạn, muốn gặp phải, nhưng chính là sợ hãi, đương các người vạn niệm câu hôi khi, đột nhiên gặp được hết thảy hy vọng, các người kia viên vì cầu sinh mà cái gì đều có thể làm được tâm, hay không còn có thể như cũ như vậy kiên định, các người ăn hơn một tháng vỏ cây, uống lên lâu như vậy nước tiểu, vì sống sót, thậm chí có thể ăn chính mình trên người huyết nhục, hiện tại còn có thể như vậy liều mạng sao? Trương Huyền dựa vào chân núi một khối cự thạch thượng, một khối vô đầu thi thể, từ phía trên rơi xuống, liền quăng ngã ở Trương Huyền trước mặt, máu tươi văng khắp nơi, thân thành thịt nát. Có thể ở đệ tam giai đoạn sống sót, mới xem như chân chính trải qua quá ma quỷ thí luyện, đối với chính mình nội tâm giữa sợ hãi, các người rốt cuộc có thể trực diện nhiều ít đâu. Đi trước vật tư đổi điểm người căn bản không biết, ở những cái đó vật tư đổi viên trong tay, cầm mỗi người nhất kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, từ sinh ra thời đại, đến sinh trưởng hoàn cảnh, đến tính cách, đến yêu thích, cùng với, người kia nội tâm nhất sợ hãi đồ vật. Vừa mới lấy thân thể của mình tới đổi lấy thủy tài nguyên nữ nhân, nàng trà trộn với thế giới ngầm, lại giữ mình trong sạch, nàng có một cái thâm ái vị hôn phu, sắp muốn kết hôn, nàng phát quá thể, sẽ đem chính mình lần đầu tiên, lưu đến tân hôn đêm đó. Hiện giờ nàng, phùng một lọ tịnh thủy, đi tìm tiếp theo cái vật tư đổi viên mỗi người đều có thuộc về chính mình nhược điểm. Ngươi muốn ta quỳ xuống, ngươi có biết hay không ta là ai? Tổ Hiền đứng ở một mặt vật tư đổi viên trước mặt, lớn tiếng quát lớn. Ta minh bạch, ngài là địa ngục quân vương, quang minh đảo chủ, bất quá, nếu tham gia thí luyện, ngài liền phải tuân thủ thí luyện quy tắc, chẳng sợ địa ngục quân vương, cũng không ngoại lệ. Vật tư đổi viên nói như vậy. Tổ Hiền nhược điểm, chính là tôn trọng, hắn muốn mỗi người đều tôn trọng hắn, hắn không được bất luận kẻ nào khinh thường hắn. đây là hiện tại tổ hiển tổ hiển tay áo vung đi hướng mặt khác một người vật tư đổi viên nhưng đổi một người đối tổ hiển lời nói cũng giống nhau như đúc. không có khả năng người nằm mơ hàn ôn nhu tiếng quát vang lên ở hàn ôn nhu bên cạnh nguyên bản bảy tên lưỡi dao sắc bén đội viên hiện tại chỉ còn lại có bốn người này bốn người sắc mặt cũng đều khó coi bởi vì toàn bộ lưỡi dao sắc bén tiểu đội nhận được nhiệm vụ là đem bên người người toàn bộ giết sạch, bọn họ đem có thể được đến vẫn luôn liên tục đến thí luyện kết thúc vật tư. Đoàn kết là lưỡi dao sắc bén tiểu đội giữa, học được chuyện thứ nhất, thấy phía sau lưng giao cho chính mình chiến hữu, phản bội, nội chiến là bọn họ nhất không tiếp thu được sự tình. Đây là ba người đầu, ta muốn nước trong cho ta. Đường hào sách theo ba cái máu chảy đầm đìa đầu, đã đi tới, đường hào ánh mắt giữa, không có bất luận cái gì cảm tình sắc thái, Cùng Trương Huyền lúc ban đầu nhìn thấy cái kia lăng đầu thanh đường hào bất đồng, hiện giờ đường hào, trở nên trầm mặc ít lời, hắn ánh mắt, chỉ có nhìn về phía phía sau nữ nhân thời điểm, mới có thể trở nên nhu hòa rất nhiều. Có thể, nhưng là cái này nước trong, chỉ có thể chính người hưởng dụng, đây cũng là ủy thác một loại. Vật tư đổi viên đem một thùng hai thăng nước trong đưa cho đường hào. Đường hào mày nhân lại, tạo ủy thác đã hoàn thành. Không, vật tư đổi viên lắc lắc đầu, người ủy thác là cái gì, từ ta tới quyết định, đây là thí luyện quy củ. Ta ủy thác là cái gì, đường hào phía sau tóc ngắn nữ nhân đi rồi đi lên. Từ bỏ thí luyện, ta có thể hiện tại đưa người rời đi, trở lại bình thường trong sinh hoạt. Vật tư đổi viên bình đạm nói. Nữ nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không có khả năng. Người có thể như vậy lựa chọn, đường hào khuyên nhủ, đây là cái nhà giam, trạng huống thân thể của ngươi, không cho phép ngươi tiếp tục đái ở chỗ này, Rời đi là thực tốt lựa chọn, chờ ta đi ra ngoài sẽ đi tìm ngươi. Không, ta sẽ không rời đi. Nữ nhân thanh âm đột nhiên đề cao, ta căn bản không có khả năng rời đi nơi này, ta cần thiết muốn hoàn thành thí luyện, cần thiết. Ngươi, Đường Hào bắt lấy nữ nhân tay, kết quả bị nữ nhân một phen ném ra. Phải đi ngươi đi, ta không có khả năng đi. Nữ nhân rít gào một tiếng. Đúng rồi, nhắc nhở một chút, ngươi nếu thật sự tưởng đem vật tư cho nàng cũng có thể vật tư đổi viên nói, chỉ cần nàng giết ngươi, liền có thể bắt được ngươi vật tư, ngươi cũng có thể lựa chọn rời đi nơi này sau lén cho nàng, bất quá loại tình huống này, nhất định sẽ bị phát hiện, một khi phát hiện, các ngươi đều đem tính làm thất bại, cho nên, ngươi chết, đồ vật cho nàng, là nhất nhanh và tiện lựa chọn, nếu ngươi có thể vì nàng đi tìm chết nói. Vật tư đổi viên thanh âm vừa ra, liền có một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một người đem lưỡi dao sắc bén đâm vào chính mình đồng bạn ngực, Cầm đi thuộc về chính mình đồng bạn vật tư. Đảo nhỏ trung tâm chân núi, tổ hiển cả người phát run đi xuống tới. Mỗi một người vật tư đổi viên yêu cầu, đều là làm hắn quỳ xuống. Chỉ cần tổ hiển chịu quỳ, là có thể nhẹ nhàng bắt được vật tư. Này đối người khác tới nói, là có thể không chút do dự đi làm sự tình. Nhưng đối tổ hiển mà nói, căn bản là không có khả năng. Cầm đi, đây là ta mới vừa đổi lấy. Ninh Châu đi theo tổ hiển phía sau, truyền đạt một khối mềm mại bạch màn thầu cùng với một lọ nước ngọt. Tổ Hiển chỉ là nhìn thoáng qua, liền cự tuyệt nói, ta sẽ dựa vào chính mình. Làm ngươi cầm liền cầm, Ninh Châu mạnh mẽ đem trong tay đồ vật nhét vào Tổ Hiển trong lòng ngực. Ta nói, ta không. Tổ Hiển sắc mặt bắt đầu có chút dữ tợn. Ngươi là cho rằng ta không bằng nàng? Ninh Châu đột nhiên phủng trụ Tổ Hiển gương mặt, cùng Tổ Hiển bốn mắt nhìn nhau, lúc trước ngươi, cái gì đều không có, nàng cung ngươi đọc nghiên, ngươi sẽ an tâm tiếp thu bởi vì ngươi nhận định chính mình về sau có thể cho nàng muốn sinh hoạt nhưng cuối cùng từ bỏ người không phải ngươi mà là nàng hiện tại ta đem hết thảy đánh cuộc ở ngươi trên người ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi ta có thể vẫn luôn chờ ngươi chờ ngươi chân chính cường đại lên ngươi vì cái gì không muốn tiếp thu ta này không giống nhau tổ hiển giữ tận biểu tình dần dần trở nên hòa hoãn hắn lắc lắc đầu ngươi không phải nàng hai ngươi không giống nhau đúng vậy ta có phải hay không nàng, ta so nàng càng ưu tú. Ninh Châu trên người, sinh ra một cổ cường đại tự tin, ta so nàng càng hiểu ngươi, ta hoàn toàn tin tưởng ngươi có cường đại lên ngày đó, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, mà nàng không được, ai cản trở ở ngươi trước mặt, ta liền sẽ giúp ngươi đi làm thiệt ai, mà nàng, chỉ có thể chờ ngươi một mình biến cường, có thể vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, chỉ có ta. Ngươi, tổ hiền há miệng, nhanh ăn đi, bên cạnh có chút tạp cá, tưởng bắt người đầu người đổi vật tư. Ninh Châu hơi hơi mỉm cười, buông ra đôi tay sau, nhìn về phía một bên. Ba gã theo đuôi tổ hiển chờ đợi đánh lén người, chỉ cảm trong lòng chợt lạnh. chương 1044 có người làm bạn. Hè oi bước tây đều, một nhà khách sạn 5 sao xa hoa phòng xếp chung. Milan cùng Lâm Thanh Hạm hai người nhìn nhau mà ngồi. Từ lúc trước ở Pháp Quốc từ biệt sau, đây là Lâm Thanh Hạm lần đầu tiên nhìn thấy Milan, phân biệt đêm đó, nàng tự mình đem Trương Huyền cùng Milan đưa đến khách sạn, cùng gian phòng. So với lúc trước, hiện tại Milan có vẻ ổn trọng không ít. Thanh Hạm, ta thật sự thực cảm tạ lần này ngươi có thể tới. Hai ta nhiều năm như vậy quan hệ, ngươi còn cùng ta nói tạ sao? Lâm Thanh hàm hơi hơi mỉm cười, huống hồ, không nói hai ta quan hệ, nếu Trương Huyền biết ngươi xảy ra chuyện mà ta thờ ơ nói, hắn khẳng định sẽ trách cứ ta, vô luận từ cái nào phương diện tới giảng, ta đều không thể nhìn chuyện này phát sinh. Milan lắc lắc đầu, thanh hạm, lúc trước ta chỉ cho rằng đây là tiêu thị đơn thuần bức hôn mà thôi, nhưng ta phát hiện, ta sai rồi, 10 phần sai, lần này, là có người muốn mượn cơ hội này đối phó Trương Huyền, cho ta phản ứng lại đây tưởng nói cho ta ba thời điểm, đã không còn kịp rồi, người cũng biết, ta tại đây. Milan nói đến lúc này, nhìn quét một vòng chung quanh, này phòng xếp, phá lệ xa hoa, cả đêm phí dụng, liên ở 12 vạn nguyên giá trên trời, là rất nhiều người liền tưởng cũng không dám tưởng, ta tuy rằng ở tại nơi này, nhưng tự do thân thể bị hoàn toàn hạn chế, thậm chí ngay cả di động cũng vô pháp sử dụng, khách sạn người phục vụ toàn bộ đều là tiêu thị người, ta muốn cùng bên ngoài liên hệ, khó càng thêm khó. Ân, đã nhìn ra. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, nàng ở tiến vào Milan phòng trước, trên người thông tin công cụ cũng bị người thu đi rồi. Thanh Hạm, lần này thủy quá sâu milan bắt lấy lâm thanh hạm đôi tay lúc này đây ta không nên kéo các ngươi xuống nước lâm thanh hạm khẽ lắc đầu milan ngươi giống như lầm một việc ân milan hơi hơi sửng sốt lâm thanh hạm cười nói này không phải ngươi kéo ta xuống nước mà là ta tự nguyện xuống nước ngươi là ta tốt nhất bằng hữu yên tâm đi tô thị người ta đã thông chi tới rồi bọn họ cũng làm hảo chuẩn bị milan nhấp môi đỏ thật lâu sau thở dài thanh hạm ngươi biết không Người cùng Trương Huyền, thật sự càng ngày càng giống, người thần thái, người miệng lưỡi, đều có bóng dáng của hắn, ta thật bội phục hắn, có thể đem ngươi như vậy một cái tự mình ý thức phi thường cường nữ nhân ảnh hưởng thành như vậy. Đang lúc lúc này, một người nữ phục vụ trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng giữa. Lâm Tiểu Thư, gia chủ đã vì ngươi chuẩn bị tốt phòng, liền ở bên cạnh, mới tinh tắm rửa quần áo đã phóng tới trong phòng, trong khoảng thời gian này, ngươi có cái gì yêu cầu, có thể tùy thời tìm ta. Tại đây nữ phục vụ lời nói, Lâm Thanh Hạm cùng Milan đều nghe ra một loại mệnh lệnh hương vị. Lâm Thanh hàm hướng Milan cười khổ một chút, nhìn dáng vẻ, ta hiện tại cũng đi không được, người về sau có bạn lạc. Thời gian, Tổng hội ở bất chi bất giác giữa liền qua đi. Thí luyện trên đảo, khoảng cách vật tư đổi đội đã đến, đã qua đi hơn 20 thiên. Tới trên đảo tham gia thí luyện người, cũng càng ngày càng ít, từ ban đầu gần vạn người, đến bây giờ, bất quá còn thừa 3.000 nhiều người, lúc này đây ma quỷ thí luyện, bởi vì thời gian nhanh hơn, làm tiến trình ngắn lại, ngược lại dẫn đến cái chết ngay thẳng tuyến bay lên, tiếp cận 70%. To như vậy đảo nhỏ, 3.000 nhiều người, nếu không có cố tình ghé vào cùng nhau, cơ hồ đều nhìn không thấy còn lại người tồn tại. Vật tư đổi viên đưa ra ủy thác nhiệm vụ, cũng không có quá nhiều tân đa dạng, có thể nói, lần đầu tiên là điều kiện gì, kế tiếp cũng đều là cái điều kiện kia, này đó tương đồng ủy thác, đem một người nội tâm sợ hãi, nội tâm nhược điểm, hoàn toàn ma diệt. Đường hào không có lại đi vật tư đổi điểm, hắn lựa chọn đánh chết người khác, cướp đoạt vật tư, tới phân cho chính mình phía sau nữ nhân kia. Nữ nhân yên lặng tiếp thu này hết thảy, chờ đợi thí luyện kết thúc. Tổ hiền cũng không hề là mỗi ngày đều nhàn ngồi trên một chỗ, hắn lựa chọn huấn luyện, ở Ninh Châu dưới sự trợ giúp, đi cảm ứng trong thiên địa khí mà Ninh Châu trừ bỏ mỗi ngày trợ giúp tổ hiển chậm rãi cường đại bên ngoài, còn sẽ đi hoàn thành các loại ủy thác nhiệm vụ, đổi lấy vật tư, tới bảo đảm tổ hiển thông thường ăn uống. Có vật tư đổi điểm tồn tại sau, những cái đó vỏ cây sớm đã không hề là đông đảo thí luyện giả no bụng đối tượng. Tựa như Trương Huyền theo như lời như vậy, ở sinh tử chi gian, người sẽ đi lựa chọn sở hữu có thể làm chính mình sống sót đồ vật, mà có càng tốt lựa chọn lúc sau, bọn họ liền rất khó lại có dũng khí đi liều mạng. Ăn một tháng rưỡi vỏ cây nữ nhân, đã thói quen dùng thân thể của mình đi đổi lấy đủ loại vật tư, từ ban đầu người khác chủ động yêu cầu, đến cuối cùng, nàng trở nên chủ động lên, hết thảy đều là nước chảy mây trôi như vậy tự nhiên. Vì cái gì, Hàn Ôn Nhu nhìn chính mình trước người nam nhân, nước mắt ở hốc mắt chung đảo quanh, đều là đồng hành đồng đội, là có thể làm chính mình yên tâm đem sau lưng giao cho đối phương người, lúc này lại vì một khối màn thầu, chiều chính mình múa may giao mổ. Hàn đội, đừng trách ta. Hàn ôn nhu trước người lưỡi dao sắc bén đội viên thần sắc giữ tận mở miệng, ba ngày trước, ta giết một người, ở trên người hắn nhặt được một con thiêu gà, tuy rằng đã biến chất, nhưng kia mùi hương, vẫn như cũ làm ta dư vị vô cùng, vỏ cây cái loại này đồ vật, căn bản là không phải người đi ăn, ta muốn làm chính là người. Ta tới tham gia thí luyện, cũng bất quá là làm chính mình có thể ở về sau sống được càng tốt, thí luyện bắt đầu phía trước, quang minh đảo không phải đã nói sao, không cần tin tưởng bất luận cái gì một người, ta cảm thấy ta làm không sai, sai chính là ngươi. Hàn ôn nhu lắc lắc đầu, chúng ta có thể cùng nhau khiêng quá khứ. Khiêng qua đi, Hàn đội, người còn không biết đi, chúng ta đã sớm bị người theo dõi, còn lại người mỗi ngày đều có thịt ăn, mà chúng ta chỉ gặm vỏ cây, như vậy đi xuống, chúng ta sớm muộn gì sẽ biến thành người khác đổi lấy vật tư thù lao, chúng ta đầu người, sẽ cùng một khối màn thầu, sẽ cùng một lọ nước khoáng sánh bằng, cái này thí luyện, không phải vì người khác mà sống là vì chính mình mà sống chờ ngươi đi xuống ngàn vạn đừng trách huynh đệ nhận lấy cái chết ở ma quỷ thí luyện giữa bằng hữu phản bội đã sớm biến thành thực bình thường sự nhật nguyệt luân phiên lại là mấy ngày qua đi trương huyền ngồi ở một khối đá ngầm thượng ném xuống trong tay tự chế cần câu bĩu môi thôi bỏ đi câu cá loại sự tình này thật đúng là không thích hợp ta vẫn là chủ động một chút tương đối hảo a trương huyền dứt lời đứng dậy sờ sờ chính mình hồ gốc dạ ba tháng thời gian liền như vậy đi qua muốn xử lý phiền lòng sự thật đúng là nhiều a à, thần ẩn hội người cũng nhìn lâu như vậy tin tức cũng chuyển ra đi không sai biệt lắm đi trương huyền thân hình chợt lóe cũng đã biến mất ở đá ngầm thượng này ba tháng tới trương huyền đều không phải là mỗi ngày ăn không ngồi rồi thực lực của hắn tăng lên quá nhanh vẫn luôn đều không có cơ hội lắng động lại lúc này đây ngược lại là cho hắn cơ hội này thí luyện đảo một tòa phong nhai thượng, một nam nhân ngồi ở vách núi biên, vách núi hạ đó là vô tận biển rộng, hắn nhìn qua có 30 tuổi tả hữu tuổi, cùng trên đảo những cái đó thí luyện giả bất đồng, hắn trên mặt vẫn luôn đều biểu hiện phi thường đạm nhiên. Audio điện tử võ tấn bền chương 1045 tiểu đầu thu diệp Trương huyền thân ảnh xuất hiện ở trên vách núi. Ngồi ở vách núi biên nam nhân cũng không quay đầu lại ra tiếng nói, ngươi nhìn chầm chầm ta gần ba tháng, hiện tại mới tìm lại đây, biết sao, ta đều mau nhảm chán đã chết. Như thế nào, Andre cho ngươi hạ mệnh lệnh, không nên là trực tiếp giết ta sao? Trương Huyền cười nói, hắn tuy rằng mang ra người mặt nạ, nhưng một chút đều không ngoài ý muốn đối phương có thể nhận ra chính mình. Đại nhân nói, lưu ngươi còn hữu dụng, ngồi ở vách núi biên nam nhân đứng dậy, quay đầu tới, nhìn về phía Trương Huyền, tự giới thiệu một chút, ta kêu tiểu đầu thu diệp u trương huyền trên mặt lộ ra một mặt ngoài ý muốn thần sắc nhìn dáng vẻ andre dã tâm rất đại a à, liền phương đông đại lục bên này đều thẩm thấu các ngươi không nên là về sở tranh quản hạt sao ha ha, tiểu đầu thu diệp khẽ cười một tiếng sở tranh đại nhân cùng ta lý niệm bất đồng nhưng thật ra andre đại nhân nguyện cảnh cùng ta tương xứng nhìn dáng vẻ người dã tâm còn không nhỏ sao trương huyền hơi hơi mỉm cười có thực lực người đều có dã tâm trương huyền quân nếu người nguyện ý gia nhập, ta tưởng chúng ta nguyện cảnh, sẽ càng mau thực hiện. Nếu ta không muốn đâu, Trương Huyền hỏi ngược lại. Xin lỗi Trương Huyền quân, lần này bình chọn, đeo giáo chủ đại nhân cần thiết rời đi châu Âu đại lục, ta biết đeo giáo chủ tuyển ngươi cấp đeo khắc công tử đương hộ đạo nhân, cho nên lần này bình chọn, ngươi tuyệt đối không thể xuất hiện. Tiểu đầu thu diệp nói đến này, chậm rãi nâng lên đôi tay, đặt ở trước người tạo thành chữ thập, theo sau ngón tay giao nhau, liên tục biến ảo mười mấy cái thủ thế. Nhẫn thuật, Trương Huyền mày nhân lại, này nhẫn thuật, Trương Huyền không phải không có nghe nói qua, vẫn luôn đều có quỷ dị khó lường chi danh, chỉ là dĩ vãng, Trương Huyền gặp được đối thủ, kia nhẫn thuật, cơ hồ đều là một ít thủ thuật che mắt xiếc. Nhưng hiện tại gặp được đối thủ, nhưng bất đồng dĩ vãng. Ở nắm giữ khí lúc sau, Trương Huyền mới phát hiện hẻ oi bức cổ võ bác đại tinh thâm, có rất nhiều người ta nói, hẻ oi bức cổ võ, không ngoài là một ít khoa chân múa tay, chỉ là bộ dáng đẹp gặp được tự do vật lộn loại này trực tiếp quyền thuật kỹ xảo, hè oi bức cổ võ không có một chút phản kháng đường sống. Cái cách nói này, Trương Huyền phía trước cũng không phải không có hoài nghi quá, hắn luyện qua cổ võ, đích xác cùng đại bộ phận quyền thuật thủ pháp so sánh với, cổ võ quá chú trọng hình, bởi vì hình nguyên nhân, ngược lại thiếu rất nhiều đối lực phương diện biểu hiện. Thẳng đến Trương Huyền nắm giữ khí, lấy hổ hạc song hình quyền đánh ra hổ hạc hư ảnh thời điểm, Trương Huyền mới hiểu được, hè oi bức cổ võ, rốt cuộc là cái gì? Mà nhẫn thuật, Trương Huyền cho rằng, cũng là như thế này. Trương Huyền sẽ không đi xem thường bất luận cái gì một cái truyền thừa, có thể từ xưa lưu lại đồ vật, tự nhiên có này đạo lý, nếu nhẫn thuật chỉ là dựa vào những cái đó thủ thuật che mắt, tuyệt đối không có khả năng bảo tồn đến bây giờ. Tiểu đầu thu diệp ngón tay liền động, ở hắn phía sau, xuất hiện một đạo hình người hư ảnh, hư ảnh dần dần trở nên ngưng thật. Phân thân thuật, Trương Huyền mày một trọn, rất có hứng thú nhìn trước mắt. "Thực xin lỗi Trương Huyền quân, làm ngươi thất vọng rồi." Tiểu Đầu Thu Diệp mở miệng, "Ta chỉ là một cái hạ nhẫn cấp bậc, chỉ nắm giữ cơ sở ảnh thuật, cái gọi là ảnh phân thân, đều không phải là là các hạ ở manga anime nhìn đến đơn giản như vậy, phục chế ra rất nhiều giống nhau như đúc chính mình, cái loại này cấp bậc nhẫn thuật, đã bị xưng là cấm thuật." Tiểu Đầu Thu Diệp vượt trước một bước, hắn phía sau ngưng tụ ra bóng dáng làm ra cùng tiểu đầu thu diệp đồng dạng động tác. Ảnh thuật, tuy rằng chỉ là nhất cơ sở nhẫn thuật, nhưng ở cơ sở nhẫn thuật giữa, cũng thuộc về khó khăn tối cao, ta ngưng tụ ra bóng dáng, có thể bắt trước ta hết thảy động tác, cho nên trương huyền quân, người cũng nên cẩn thận. Tiểu đầu thu diệp tiếng nói vừa dứt, cả người nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Trương huyền cùng tiểu đầu thu diệp chi gian, ít nhất khoảng cách có 30 mét khoảng cách, tiểu đầu thu diệp cơ hồ là ở một giây thời gian, liền xuất hiện ở Trương Huyền trước mặt, đồng thời cầm trong tay một phen màu đen vũ khí sắc bén, hoa hướng Trương Huyền phần cổ. Trương Huyền thân thể một nghiêng, tránh thoát tiểu đầu thu diệp một kích, theo bản năng vừa muốn phản kích, một đạo màu đen thân ảnh lại là xuất hiện ở Trương Huyền trước mặt, giống như vừa mới tiểu đầu thu diệp giống nhau, đồng dạng cầm trong tay một phen màu đen vũ khí sắc bén, hoa hướng Trương Huyền yết hầu. Trương Huyền trong lòng giật mình, hắn có chút quá ỷ lại chính mình tác chiến bản năng, nếu là một trọi một chiến đấu, hắn vừa mới bản năng phản ứng tuyệt đối không sai, nhưng cố tình tiểu đầu thu diệp phía sau còn có một cái bóng dáng tồn tại. trương huyền có chút trật vật tránh thoát bóng dáng phát ra công kích, tiểu đầu thu diệp lần thứ hai công kích lại lần nữa đánh úp lại. ở đối địch không có nắm giữ khí đối thủ khi dùng khí có thể hoàn toàn nghiền áp, mà khi hai người cảnh giới tương đồng khi khí tác dụng, đó chính là tăng mạnh công kích. ở tiến công thủ đoạn thượng vẫn là lấy vật lộn là chủ. Andre biết được Trương Huyền thực lực, tuy rằng là hóa hình cảnh hậu kỳ, nhưng có thể cùng ngưng khí lúc đầu cao thủ một trận chiến, cho nên, hắn phái tới tiểu đầu thu diệp, tự nhiên cũng không phải cái gì kẻ yếu, mà là hàng thật giá thật ngưng khí lúc đầu cao thủ. Tiểu đầu thu diệp nắm lấy cơ hội, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, hắn công kích thanh thế không lớn, nhưng lại như mưa rào, căn bản không ngừng tức, hoàn toàn không cho Trương Huyền phản ứng cơ hội. Tiểu đầu thu diệp một kích đánh xong, lập tức đổi địa phương lại công, mà trương huyền tắc muốn ở chống đỡ tiểu đầu thu diệp công kích đồng thời cũng muốn chống đỡ rất bóng dáng công kích tại đây lúc sau còn phải canh phòng nghiêm ngặt tiểu đầu thu diệp từ một cái khác địa phương phát ra công kích nên ra ưu thế ở chỗ này quỷ bí tính liền giống như thích khách giống nhau có thể ở bất luận cái gì người khác không thể tưởng được địa phương phát ra một đòn chí mạng tiểu đầu thu diệp càng là đem này một đặc tính phát huy tới rồi cực hạn mỗi một lần công kích đều là đánh úp về phía trương huyền thân thể góc chết chỗ hơn nữa tiểu đầu thu diệp bóng dáng, Trương Huyền muốn ở cùng thời gian, chống đỡ hai sườn công kích. Này cũng chính là Trương Huyền kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nếu đổi một cái không có gì kinh nghiệm chiến đấu ngưng khí cảnh lúc đầu, chỉ sợ đã bị thua. Một đạo xé kéo tiếng vang, Trương Huyền tả lạc chỗ áo ngoài, bị hoa khai một cái thật lớn khẩu tử. Cùng lúc đó, Trương Huyền tìm đúng cơ hội, duỗi tay một chảo. Nhưng tiểu đầu thu diệp liền cùng trong nước du ngư giống nhau linh hoạt, đánh chúng một kích sau, lập tức vọt đến 10 mét có hơn, kia động tác cùng tiểu đầu thu diệp hoàn toàn tương đồng bóng dáng phát ra ra công kích, có thể cấp tiểu đầu thu diệp cung cấp cũng đủ lui lại thời cơ. Ở hoàn thành cuối cùng một kích sau, tiểu đầu thu diệp triệu hồi ra tới hư ảnh, cũng tiêu tán ở không trung. Trương Huyền nhìn chính mình tả xương sườn bị hoa lạn quần áo, ánh mắt lộ ra một mà tán dương thần sắc, ta từng nghe nói, có người chuyên môn sẽ bồi dưỡng xong bào thai sát thủ, như vậy hai người tại hành động thời điểm, tâm ý tương thông, có thể phát huy ra thực lực, viễn siêu một thêm một đơn giản như vậy, người này ảnh thuật, so với loại này song bảo thai sát thủ, chỉ có hơn chứ không kém, nhưng thật ra một môn lợi hại thủ đoạn. Trương Huyền Quân, quá khen, Tiểu Đầu Thu Diệp cười nói, muốn dựa loại này đơn ảnh đánh bại Trương Huyền Quân, không quá khả năng, một khi đã như vậy. Tiểu Đầu Thu Diệp nói đến này, hai cái hư ảnh ở hắn phía sau chậm rãi ngưng tụ. Chương 1046 sơ hở đây là song trọng ảnh thuật, tiểu đầu thu diệp trên tay liên tục kết ấn, trương huyền quân, ngươi cũng nên cẩn thận, ta muốn. Thượng, tiểu thu đầu đêm lại lần nữa biến mất tại chỗ, giống như phía trước giống nhau, cơ hồ là dây lát chi gian, liền xuất hiện ở trương huyền trước người. Tiểu thu đầu đêm công kích, cũng như lúc trước giống nhau, từ một cái quỷ dị góc độ, chiều trương huyền đánh úp lại, ngay sau đó, tiểu đầu thu diệp lập tức thay đổi phương vị. Mặt khác hai cái bóng dáng trước sau đối trương huyền tiến hành tập kích, nguyên bản trương huyền cung cấp với một đánh hai hiện tại một chút liền biến thành một tá tam cùng lúc đó tiểu đầu thu diệp thanh âm vang lên trương huyền quân ngươi nói xong bảo thai sát thủ tuy rằng tâm ý tương thông nhưng là chẳng sợ phối hợp lại hoàn mỹ người đều sẽ đang khẩn trương thời điểm xuất hiện sai lầm thường thường một cái sai lầm là có thể tặng chính mình đánh mạng trương huyền chống đỡ tam phương tiến công tiểu đầu thu diệp thay đổi một cái góc độ phát ra một kích tiếp tục nói hơn nữa, mỗi người thân thể trạng huống, không có khả năng vĩnh viễn bảo trì ở một cái cân bằng, cho nên, hai người chi gian, chưa bao giờ sẽ tồn tại cái gì hoàn mỹ phối hợp, nhưng ảnh thuật bất đồng. Tam đem vũ khí sắc bén đồng thời đánh úp về phía Trương Huyền. Mỗi một cái bóng dáng, người đều có thể lý giải trở thành ta, bóng dáng sẽ hoàn toàn bắt trước ta động tác, thân thể của ta cân bằng trình độ, ta nhất rõ ràng, cho nên, hoàn mỹ phối hợp, ta có thể thông qua ta chính mình tới thực hiện, chỉ cần là ra chiêu phương thức phối hợp hợp lý, ta tùy ý có thể làm ra tinh vi cùng đánh, này đó là ảnh thuật. Tam đem lưỡi dao sắc bén, với ba cái bất đồng phương hướng, phân biệt đánh úp về phía trương huyền thiên linh, ngực, cùng với ngực. Đây là một cái sát chiêu, không thể tránh tránh cho sát chiêu. Tiểu đầu thu diệp trong mắt, cũng lộ ra mãnh liệt tự tin. Đối mặt này một cái sát chiêu, trương huyền chân trái hơi hơi chìa thoái phía sau, mũi chân chỉa xuống đất, theo sau một tay dò ra, trực tiếp bắt lấy tiểu đầu thu diệp thủ đoạn. Này ảnh thuật, đích xác lợi hại, bất quá, quá đơn điệu. Trương Huyền khóe miệng một liệt. Hai người cùng đánh, tuy rằng làm không được hoàn mỹ phối hợp, nhưng có một chút, là cái bóng của ngươi làm không được, đó chính là, ở đối mặt so với bọn hắn cường đối thủ khi, bọn họ có thể làm được lẫn nhau cứu. Trương Huyền bắt lấy tiểu đầu thu diệp thủ đoạn, làm ra một cái hạ eo tư thế, đồng thời chân trái hơi hơi nâng lên, nhẹ nhàng tránh thoát đánh úp về phía chính mình hạ bàn bóng dáng. Mà cái bóng của ngươi, chỉ biết chỉ một công kích, nhìn như giống như không chê vào đâu được, nhưng chỉ cần, từ ngươi này phá chiêu, cái bóng của ngươi, liền một chút uy hiếp tính đều không có, ngược lại, còn có thể muốn ngươi mệnh. Trương huyền còn dán trên mặt đất chân phải dùng sức vừa dẫm, theo sau mạnh nguồn éo eo, cả người ở giữa không chung làm cái nằm ngang xoay tròn, cái này nằm ngang xoay tròn, làm trương huyền tránh thoát đánh úp về phía chính mình ngược một kích. Ngươi vừa mới từ ta phía sau lưng phát ra một kích, lại đánh úp về phía ta ngực, muốn làm cùng đánh chi thế? Ta suy nghĩ, nếu ngươi không thay đổi phương hướng nói, cái bóng của ngươi có thể hay không cùng ngươi xuất hiện ở đồng dạng vị trí, làm ra đồng dạng chiêu thức đâu? Nếu có thể nói, ngươi sẽ chết ở cái bóng của ngươi trong tay. Một cổ khổng lồ khí đột nhiên ở trương huyền quanh thân tụ tập, trương huyền cả người cũng lấy một cái thiên cân chuyển tư thế, xuống phía dưới rơi đi, từ đầu tới đuôi. Trương Huyền đều gắt gao bắt lấy tiểu đầu thu diệp thủ đoạn, làm tiểu đầu thu diệp vô pháp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu công kích thủ đoạn, tương đồng, Trương Huyền cũng không được. Nhưng hiện tại, Trương Huyền căn bản không tính toán ra tay công kích tiểu đầu thu diệp. Tiểu đầu thu diệp sắc mặt, cũng vào lúc này, trở nên phá lệ khó coi. Giống như Trương Huyền sở suy đoán như vậy, một đạo bóng dáng, xuất hiện ở tiểu đầu thu diệp vừa mới sở chạm vị trí, theo sau cầm trong tay lưỡi dao sắc bén về phía trước đâm tới nếu tiểu đầu thu diệp lúc này biến hóa vị trí nói kia này bóng dáng công kích đối tượng chính là trương huyền không sai nhưng hiện tại tiểu đầu thu diệp bị trương huyền gắt gao bắt lấy căn bản là vô pháp biến hóa vị trí cho nên hắn liền thành bóng dáng công kích đối tượng bóng dáng trong tay lưỡi dao sắc bén thẳng lấy tiểu đầu thu diệp giữa lưng thời khắc mấu chốt tiểu đầu thu diệp khẽ quát một tiếng lưỡng đạo bóng dáng hoàn toàn tiêu tán cũng vào lúc này Trương Huyền thủ đoạn vừa lật, một phen lưỡi dao sắc bén từ hắn cổ tay áo chỗ xuất hiện, thứ hướng tiểu đầu thu diệp. Tiểu đầu thu diệp sấn Trương Huyền bắt được lưỡi dao sắc bén khe hở, thân hình mãnh lui, mấy cái xê dịch gian, liền rời đi Trương Huyền mười mấy mét có hơn. Lại xem, tiểu đầu thu diệp trong mắt đã không có vừa mới cái loại này tự tin. Trương Huyền đứng ở tại chỗ, cũng không có thừa thắng sông lên, hắn khóe miệng liệt khai, người này ảnh thuật, nhìn qua không chê vào đâu được, kỳ thật có quá nhiều sơ hở, ngươi công kích không mãnh, nhưng thắng ở mau, đây là bởi vì ngươi yêu cầu dựa tốc độ tới phối hợp bóng dáng cùng đánh, một khi dùng sức quá lớn, sẽ ảnh hưởng ngươi thu lực khi tốc độ, bởi vậy, gặp được địch nhân, ngươi cần thiết muốn ở trong thời gian ngắn nhất giải quyết rất đối phương, nếu không, ngươi sẽ lâm vào một cái kiệt lực giai đoạn. Trương Huyền sau khi nói xong, vươn hai ngón tay, ta vừa mới nói chính là điểm thứ nhất, ngươi này kỹ xảo, sau lực không đủ, kế tiếp nói điểm thứ hai, không có bất luận cái gì biến báo tính, tuy rằng ngươi có thể chính mình tổ hợp chiêu thức, tới đạt tới cùng bóng dáng phối hợp mục đích, nhưng chỉ cần phá rớt ngươi chiêu, là có thể làm ngươi bản nhân tiếng lòng rối loạn. Trương Huyền nói xong điểm thứ hai, trên mặt tươi cười dần dần biến mất, ánh mắt cũng ngưng tụ lên, đệ tam, căn cứ vào trở lên hai điểm, ngươi này ảnh thuật, chỉ có thể đối phó một ít thực lực so ngươi nhược người, nếu gặp được thực lực cường với ngươi, ngươi thậm chí liền năng lực phản kháng đều không có tiểu đầu thu diệp trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, trương huyền quân, ý của ngươi là, ngươi so với ta cường. Trương huyền lắc lắc đầu, không phải ta ý tứ, mà là. Sự thật, thật tự rơi xuống nháy mắt, trương huyền nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Cùng tiểu đầu thu diệp kia quỷ mị thân hình bất đồng, có thể rõ ràng nhìn đến, trương huyền vừa mới sở chạm vị trí, dưới chân nham thạch đều đã xảy ra ra nẻ. Nếu nói, tiểu đầu thu diệp ở tiến công khi là lặng yên không một tiếng động xuất hiện, như vậy Trương Huyền chính là mang theo vạn quân chi thế, thực minh xác nói cho địch nhân, ta liền phải từ chính diện đánh ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Tiểu đầu Thu Diệp đồng tử co rụt lại, một đạo mãnh hổ hư ảnh bao trùm tới rồi Trương Huyền bên ngoài thân thượng, theo Trương Huyền ra quyền, mãnh hổ cũng ngúa may cự trảo. Ảnh thuật, nhiều trọng phân thân, tiểu đầu Thu Diệp cơ hồ ở một giây nội hoàn thành 8 lần kết ấn, trên tay hắn động tác mau thành ảo ảnh, liên tiếp bốn đạo bóng dáng ở tiểu đầu Thu Diệp bên cạnh hình thành. Còn không có ngưng thật, liền đồng thời ra tay, ngăn cản Trương Huyền công kích. Ta nói, gặp được so người cường, bằng vào ngươi loại này nhẫn thuật, liền phản kháng cơ hội đều không có. Trương Huyền một quyền oanh ra, thẳng tiến không lùi, căn bản là không thèm để ý tiểu đầu Thu Diệp ngưng kết ra bốn đạo hư ảnh. Bốn đạo hư ảnh ở chạm vào Trương Huyền phía sau mãnh hổ khi, giống như là đụng tới thiên địch giống nhau, nháy mắt tiêu tán. Không có bốn đạo hư ảnh phụ trợ, Tiểu đầu thu diệp loại này tốc độ hình tuyển thủ, làm sao có thể cùng Trương Huyền loại này lực lượng hình tuyển thủ chống lại. Trương Huyền tuy rằng nhìn qua không có cái loại này nổ mạnh tính cơ bắp, nhưng hắn sở nhập khí phương pháp là phá lệ mãnh liệt, khí rèn toàn thân, lại tu diệt thế đổ lục, đối với Trương Huyền mà nói, hắn nhất không chấp mắt thân thể, mới là hắn cường đại nhất vũ khí. Chương 1047 thí luyện kết thúc. Tiểu đầu thu diệp theo bản năng liền đem hai tay hộ trong người trước muốn ngăn cản Trương Huyền công kích. Giang rắc một tiếng giòn vang, Tiểu Đầu Thu Diệp nhập như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, đụng phải vách núi, phun ra một mồm to máu tươi. Trương Huyền Quô Cô nắm tay, nói, đây là sự thật. Phốc, Tiểu Đầu Thu Diệp lại lần nữa phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch khó coi, ngươi, ngươi căn bản là không phải hóa hình hậu kỳ, ngươi sớm nhập ngưng khí. Ta trước này cũng chưa nói qua, ta là hóa hình hậu kỳ a. Trương Huyền cười cười, bất quá có phải hay không ngưng khí, ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết, đối với ta mà nói, người có vẻ, quá mức gầy yếu. Trương Huyền chân đặng mặt đất, dây tiếp theo, cũng đã xuất hiện ở tiểu đầu thu diệp trước người. Tiểu đầu thu diệp đồng tử lại lần nữa co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, Trương Huyền hiện tại sở biểu hiện ra tốc độ, so vừa rồi công kích chính mình khi còn muốn mau, đây là nói. Chẳng sợ ở vừa mới đối phương phát ra kia làm chính mình không thể chống đỡ một kích khi, còn đều ẩn tàng rồi thực lực. Hắn rốt cuộc rất mạnh, hắn không phải mới luyện khí không đến một năm sao, sao có thể. Ngươi trong tay áo cái kia đồ vật là kêu khổ vô đi. Trương Huyền nhìn lướt qua tiểu đầu thu diệp cổ tay áo. Tiểu đầu thu diệp thân thể chấn động, giấu ở cổ tay áo chung khổ vô, chính là hắn muốn phiên bàn lợi thế, ai ngờ còn không có lấy ra tới, cũng đã bị đối phương đã nhận ra, người này, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Thí luyện cũng mau kết thúc, muốn cho ngươi truyền ra đi tin tức ngươi cũng truyền đến không sai biệt lắm thực xin lỗi ngươi đã không có giá trị lợi dụng ta cũng liền không có lưu ngươi tiếp tục sống ở nơi này tất yếu trương huyền nâng lên tay chậm gì gì chiều tiểu đầu thu diệp cổ chỗ vạch tới tiểu đầu thu diệp đồng tử phóng đại vài giây sau bắt đầu khuếch tán trương huyền đi đến vách núi biên sương mù dày đặc tràn ngập làm hắn thấy không rõ phương xa này một năm chỉ sợ không có như vậy hảo quá a Trương Huyền duỗi người, thí luyện lập tức liền phải kết thúc, bất quá, ma quỷ thí luyện, thật liền đơn giản như vậy sao? Vài ngày sau, một đạo còi hơi thanh, gây xích mích thí luyện trên đảo mọi người thần kinh. Du thuyền cập bờ, chứng minh thí luyện, đến đây kết thúc. Nguyên bản còn đang ở vì một khối màn thầu chém giết hai người, cơ hồ là thống nhất rừng trong tay động tác, theo sau đều lộ ra một bộ xả hơi bộ dáng. Đường còi hơi tiếng vang lên thời điểm, cơ hồ mọi người, đều chiều thanh âm kia truyền đến phương hướng nhìn lại. Trương Huyền sớm đã lên thuyền, nằm ở xa hoa bồn tắm giữa, hưởng thụ ấm áp nước ấm tắm, hắn lấy ra di động, mở ra thông tin lục, vài lần đem ngón tay phóng tới ghi chú lão bà hai chữ thông tin phương thức thượng, cuối cùng cũng không có bát thông. Du thuyền bong tàu thượng, một đạo lại một đạo thân ảnh đi rồi đi lên, mỗi người trên mặt đều mang theo một loại sống sót sau tai nạn biểu tình. Du thuyền vẫn là chiếc du thuyền kia, chỉ là so với đăng đảo trước, dù thuyền thượng có vẻ chống chải không ít. Phía trước cùng Trương Huyền đánh đố Phất Mạn Lôi Đức, cùng với đem Phất Mạn Lôi Đức kháng đi cường tráng nữ nhân, cuối cùng cũng không có thể lên thuyền. Lưỡi dao sắc bén tiểu đội chung, chỉ còn Hàn Ôn Nhu cùng một người lưỡi dao sắc bén đội viên, chẳng qua, hai người cách xa nhau rất xa. Tổ Hiền cùng Ninh Châu cùng nhau đăng đảo, hai người lẫn nhau nâng. Đường Hào đi ở đi thông bong tàu trên đường, tóc ngắn nữ nhân đi theo đường Hào phía sau, ở đường hào chung quanh hơn 10 mét chỗ, không còn có người khác dám tiếp cận. Trong khoảng thời gian này, đường hào vô địch chi danh đã hoàn toàn đánh ra tới. Các vị, mời đến bong tàu phía đông tập hợp, mỗi người đều phải ban phát một cái tương ứng chứng minh mới xem như thông qua lần này ma quỷ thí luyện. Dù thuyền thượng khuếch đại âm thanh khí truyền ra thanh âm. Từ trên đảo trở về người, đều thần sắc đờ đẫn hướng đi bong tàu phía đông, nơi đó có chuyên môn người tới phát thí luyện chứng minh. Cái gọi là thí luyện chứng minh, chính là một chương màu đen tấm các tấm các giống như bình thường thẻ ngân hàng giống nhau lớn nhỏ, mặt trên có một viên huyết sắc mặt quỷ. Tên, tương ứng. Đường Hàn ôn nhu đi đến lĩnh thí luyện chứng minh giờ địa phương, đối phương ngắn gọn sáng tỏ hỏi ra hai vấn đề. Lưỡi dao sắc bén Hàn ôn nhu. Một chương viết có 20.082 thí luyện chứng minh thường, trước mắt lưỡi dao sắc bén Hàn ôn nhu năm tự. Hàn Ôn Nhu nhìn trong tay này trương ấn có huyết sắc mặt quỷ hắc tạp, lẩm bẩm nói, đây là thế giới ngầm tối cao vinh dự, mà quỷ thí luyện chứng minh sao? Gửi đi chứng minh địa phương có vài cái. Đương Tổ Hiển cùng Ninh Châu hai người đi vào một cái trước quầy thời điểm, đối phương chỉ là nhìn hai người liếc mắt một cái, liền mở miệng, tôn kính địa ngục quân vương các hạ, ngài không có hoàn thành cuối cùng ủy thác nhiệm vụ, không có lĩnh thí luyện chứng minh tư cách. Không có, Tổ Hiển mày nhân lại. Đúng vậy, đối phương mở miệng đây là ma quỷ thí luyện cho tới nay quy củ ngài nếu muốn chứng minh nói chỉ cần ở hiện tại hoàn thành thuộc về ngài ủy thác nhiệm vụ là được quy xuống đánh giám tổ hiền hét lớn một tiếng cái gì chứng minh lão tử không cần tổ hiền nói xong vung tay lên đi nhanh rời đi nữ sĩ đây là ngài chứng minh nói cho ta tên cùng tương ứng hắn không có ta cũng không cần ninh châu lắc lắc đầu chiều tổ hiển sở đi phương hướng đuổi theo đã tránh ra vài bước tổ hiển nghe được lời này bước chân một đốn hắn kia viên sớm tại lâu lan trong sa mạc liền chết đi tâm vào giờ phút này giống như lại lần nữa nhảy lên lên ta vì cái gì không có ngươi nói cho ta vì cái gì một cái khác phát trước đài vẫn luôn đi theo đường hào phía sau thông qua thí luyện tóc ngắn nữ nhân phát ra tiếng thét chói tai đường hào mày cũng gắt gao nhân lại xin lỗi nữ sĩ các người ở trên đảo nhất cử nhất động, đều ở chúng ta giám thị giữa, lần này thí luyện, người hoàn toàn là lừa dối quá quan, tự nhiên lấy không được thí luyện chứng minh, vị này đường hào tiên sinh, đây là người thí luyện chứng minh. Nhân viên công tác đem thuộc về đường hào thí luyện chứng minh đưa tới. Các người này hoàn toàn không có trước tiên thuyết minh, nữ nhân phẫn nộ giống to, này thí luyện chứng minh, đối nàng tới nói, trọng yếu phi thường. Nữ sĩ, đều không phải là hoàn toàn không có cách nào. Tại đây chiếc xu thuyền cập bờ phía trước, thí luyện đều không tính kết thúc, đây là người cuối cùng ủy thác nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ này, người liền tính thông qua thí luyện. Nhân viên công tác đưa cho nữ nhân một cái túi gấm. Nữ nhân cuống quyết đem túi gấm mở ra, bên trong có một chương tờ giấy, chỉ nhìn thoáng qua, nữ nhân thân thể chấn động, lại vội vàng đem tờ giấy thả lại túi gấm chung. Nữ sĩ, nhớ kỹ, cơ hội không nhiều lắm, chờ thuyền cập bờ, thí luyện liền tính là hoàn toàn kết thúc. Nữ nhân không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Quang Minh đảo an bài nhân thủ phi thường sung túc, thực mau, từ thí luyện đảo trở về mấy ngàn người cũng đã toàn bộ lãnh xong chứng minh, đại gia cũng đều phân tới rồi phòng tạp, trở lại phòng nghỉ ngơi. Có người lựa chọn trước hào hảo ngủ một giấc, có người lựa chọn tắm nước nóng, cũng có người lựa chọn đi ăn no nê, đương nhiên, giống nhau có người cùng mới vừa bắt được ưu tú khảo thí thành tích học sinh giống nhau, gọi điện thoại đem tin tức này vui sướng nói cho chính mình bạn tốt chương 1048 không có nhân từ. Ở một tiếng lảnh lót còi hơi trong tiếng, du thuyền dần dần rời đảo. Những cái đó vĩnh viễn lưu tại trên đảo người, sẽ dần dần biến thành thực vật chất dinh dưỡng, rất có thể, sang năm tiến đến tham gia thí luyện người, sử dụng tới duy trì sinh mệnh nấm dại, chính là những người này huyết nhục tưới ra tới. Theo du thuyền càng lúc càng xa, thí luyện đảo cũng ở mọi người trong mắt càng ngày càng mơ hồ, những cái đó dựa cửa sổ mà trụ người, đều mắt nhìn thí luyện đảo, dần dần biến mất ở một mảnh xương mù dày đặc bên trong. Màn đêm dần dần buông xuống, có người ăn uống no đủ, cũng nghỉ ngơi tốt, nhàn nhã nằm ở bong tàu thượng bể bơi bên, hưởng thụ một ly rượu rum. Trương Huyền đã gỡ xuống chính mình trên mặt mặt nạ, ở Trương Huyền trước mặt, bày mỗi người lần này thí luyện bình xét cấp bậc báo biểu. Nhìn dáng vẻ, phản tổ minh là tưởng từ quang minh đảo đương đột phá khẩu A. Trương Huyền nhìn từng Trương Ninh Châu cùng Tổ Hiển đi cùng một chỗ ảnh chụp, theo sau đem ảnh chụp ném tới bên cạnh đống lửa, nơi đó đã trồng chất không ít ảnh chụp hài cốt. Tổ Hiển A, à, cũng đừng làm cho ta thất vọng, Trương Huyền lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục xem tiếp theo bức ảnh, trên ảnh chụp người, làm Trương Huyền khóe miệng không tự giác lộ ra mỉm cười, ôn nhu. Người lần này ở trên đảo biểu hiện, đích xác làm ta chấn động, không thể không nói, ngươi trưởng thành phi thường mau, hiện tại ngươi đã cụ bị thoát ly lưỡi dao sắc bén, cũng có thể một mình đảm đương một phía năng lực, chẳng qua, thực lực là ngươi ngạnh thương, phương diện này phải nắm chặt tăng lên mới được a. À. Trương Huyền đem Hàn Ôn Nhu ảnh chụp cũng ném tới đống lửa chung, chỉ chốc lát sau, Trương Huyền lại nhìn đến Đường Hào lúc này đây thí luyện bình xét cấp bậc. Lần này thí luyện, đối với ngươi mà nói, là đơn giản nhất, cũng là nhất khó khăn, chân chính thuộc về ngươi thí luyện, đêm nay mới bắt đầu a. À. Bóng đêm giữa, có người ở đêm rượu cuồng hoan, có người đã đi vào giấc ngủ đường hào nằm ở thoải mái trên giường lớn tiếng hít thở đều đều truyền ra ở trên đảo này ba tháng tới vẫn luôn là hắn đi bảo hộ phía sau nữ nhân kia trước nay không ngủ quá một ngày hảo giác đương đường hào ngủ say khi bên cạnh hắn nữ nhân dần dần ngồi dậy tới nữ nhân nhìn mắt ném ở dưới giường quần áo nơi đó mặt trang nàng hôm nay thu được túi gấm túi gấm nhiệm vụ rất đơn giản chỉ cần nàng dùng trực tiếp nhất phương pháp chứng minh nếu không có người hỗ trợ nàng giống nhau có thể thông qua thí luyện liền hảo. Trực tiếp nhất phương pháp Đối với nữ nhân tới nói, trực tiếp nhất phương pháp chính là làm thịt cái này trợ giúp chính mình thông qua thí luyện người, liền giống như chính mình lần đầu tiên thấy hắn khi ý tưởng giống nhau. Nữ nhân chậm rãi kéo ra trên người chăn đi xuống giường, nàng nhẹ nhàng đem cửa sổ mở ra một cái khe hở, hai điều xanh biết con rắn nhỏ từ cửa sổ khe hở giữa uốn lượn bò sát tiến vào. Nữ nhân nhẹ nhàng thổi cái huyết sáo, hai điều xanh biếc con rắn nhỏ theo mép giường bò qua đi, phun ra nuốt vào màu đỏ tươi sà tin, đương bò đến trên giường khi, lộ ra bén nhọn răng nanh, nhắm ngay đường hào cổ liền táp tới. Ở con rắn nhỏ răng nanh sắp cắn được đường hào cổ thời điểm, một đạo vô hình khí, đem hai điều con rắn nhỏ trực tiếp chấn vỡ, này đột nhiên biến cố, dọa nữ nhân nhảy dựng. Nguyên bản ở ngủ say chung đường hào, cũng vào lúc này mở to mắt, vì cái gì? Ngươi, nữ nhân nhìn dần dần đứng dậy đường hào, sắc mặt có chút trắng bệch. Ngươi vì một cái thí luyện chứng minh, muốn giết ta sao? Đường hào sắc mặt, có vẻ thực bình tĩnh. Nữ nhân lắc lắc đầu, há mồm muốn giải thích. Ta muốn nghe lời nói thật, nói cho ta, người bởi vì một cái thí luyện chứng minh, muốn giết ta sao? Đối, nữ nhân cắn răng một cái, thừa nhận. Vì cái gì, đường hào hỏi lại. Nữ nhân đơn giản lớn tiếng nói, bởi vì không bắt được cái này thí luyện chứng minh ta liền sẽ chết ta yêu cầu dùng thứ này tới làm ta sống sót cái này lý do đủ rồi sao ta sinh ở một người ăn người địa phương ở nơi đó cần thiết hoàn thành tương ứng nhiệm vụ mới có thể sống sót cha mẹ ta ở trong tay bọn họ ta cần thiết muốn đem thí luyện chứng minh lấy về đi mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn ta đã hiểu đường hào dựa ngồi ở đầu giường thượng gật gật đầu ngươi vì trí thân muốn giết ta không gì đáng trách ta không trách ngươi ngươi đi đi đừng làm ta lại nhìn thấy ngươi đường hào đang nói chuyện thời điểm thân thể đang run rẩy có thể thấy được hắn nội tâm rốt cuộc là cái dạng gì ngươi chịu thả ta đi nữ nhân có chút không thể tin được nhìn đường hào ở nàng xem ra người nam nhân này tuyệt đối sẽ giết chính mình đi đường hào ra tiếng không cần chờ ta đổi ý nữ nhân trầm mặc vài giây theo sau đối đường hào mở miệng này mệnh tính ta từ ngươi trong tay nhặt được chờ ta cứu ra cha mẹ ta, ta sẽ hướng ngươi bồi tội. Nói xong, nữ nhân tùy tiện chồng lên vừa thấy áo dài, bước đi hướng cửa phòng. Đường nữ nhân vừa mới chuẩn bị kéo ra cửa phòng thời điểm, cửa phòng lại bị người từ bên ngoài đẩy ra. Trương huyền thân ảnh xuất hiện ở nữ nhân trước mắt. Thấy có người lớn như vậy nửa đêm đột nhiên tiến vào, nữ nhân hiển nhiên sửng sốt một chút. Ca, ngươi, đường hào cũng thấy được Trương huyền, trương huyền nhìn mắt tóc ngắn nữ nhân theo sau đối đường hào lắc đầu nàng không thể đi ngươi đến giết nàng tóc ngắn nữ nhân sắc mặt biến đổi nhìn về phía đường hào đường hào cũng là thay đổi sắc mặt ca ta không rõ ngươi ý tứ nàng muốn giết ngươi ngươi liền như vậy phóng nàng đi trương huyền hỏi ngược lại đường hào hít sâu một hơi đây là ta quyết định phóng nàng đi ta lặp lại lần nữa ngươi không thể phóng nàng đi Trương Huyền đi vào phòng trong, trở tay đóng cửa lại. Đường Hào từ trên giường nhảy xuống tới, nhìn nhìn tóc ngắn nữ nhân, lại nhìn nhìn Trương Huyền, "Ca, tính ta cầu ngươi, ta thật sự không?" Trương Huyền đánh gãy Đường Hào nói, "Ngươi nếu không đành lòng đối nàng động thủ, vậy ta tới, nhưng nếu là ta động thủ nói, ta sẽ một tấc một tấc, bóp nát nàng toàn thân xương cốt, ta sẽ đem nàng ra hoàn chỉnh lột xuống dưới, ta sẽ đem nàng đầu làm thành tiêu bản, đặt ở ngươi đầu giường." Ở Trương Huyền nói chuyện trong quá trình, một cổ vô hình uy áp, từ Trương Huyền trên người phát ra. Đứng ở Trương Huyền trước người cách đó không xa nữ nhân, chỉ cảm thấy chính mình liền thở dốc đều khó khăn, trước mặt người nam nhân này, mang cho chính mình một loại không thể miêu tả sợ hãi. Ca, đường hào trong mắt hiện lên trong suốt, ba tháng ở chung, hắn đã sớm đối nữ nhân này sinh ra thật cảm tình, ngươi vì cái gì? Vì cái gì muốn bức ta? Nhân từ, sẽ mang đến tử vong. Trương Huyền Thực bình tĩnh nói, người nhân từ sẽ ở vài ngày sau bình chọn, hại chết người phụ thân, cũng hại chết ta, cho nên, hoặc là ngươi giết nàng, cho nàng một cái thống khoái, hoặc là ta đem nàng tra tấn đến chết, chính ngươi tuyển. Nữ nhân ở Trương Huyền sở phát ra dưới áp lực run bần bật, loại này uy áp, làm nàng cảm giác chính mình sắp điên mất. Ta giết ngươi, nữ nhân hét lớn một tiếng, chiều Trương Huyền vọt lại đây. Trương Huyền chỉ là nhẹ nhàng phất tay, nữ nhân đã bị một cổ vô hình chi khí ném đi trên mặt đất, lại xem Trương Huyền ánh mắt giữa, đã tràn ngập sợ hãi. Trương Huyền lại vung tay lên, một con từ khí ngưng tụ mà thành bàn tay to, nhéo nữ nhân đầu tóc, đem nữ nhân nhắc lên. Ta lại cho người cuối cùng một lần cơ hội, người giết nàng, vẫn là đem nàng giao cho ta. Trương Huyền ra tiếng. Trương 1049 đây là giải thích. Đường hào cắn răng, nhìn trước mặt nữ nhân, ca, người không nên ép ta ta chính là đang ép ngươi. Trương Huyền vươn một ngón tay, hư không một chút. Có thể rõ ràng thấy, nữ nhân há to miệng, dùng sức hút khí, chỉ là nàng hô hấp đều bắt đầu khó khăn, khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên phá lệ dữ tợt, nữ nhân xương vai, đang ở một chút một chút ao hãm đi vào. Trương Huyền thanh âm ở trong phòng vang lên, người tổng cộng có 206 khối xương cốt, chống đỡ người thân thể, khi ta đem trên người nàng xương cốt từng khối bóp nát khi, nàng muốn thừa nhận hai trăm linh sáu thứ thường nhân không thể chịu đựng được thống khổ này một quá trình đại khái muốn liên tục suốt năm cái giờ này năm cái giờ nội ta sẽ khống chế được không cho nàng chết đi làm nàng một chút cảm nhận được thân thể của mình thoát ly khống chế sau đó ta sẽ từ nàng ngực hoa khai nàng làn ra nữ nhân hai chân không cấm run lên chất lỏng theo nàng chân bộ chậm rãi lưu lại tràn ngập một cổ cao số vị đủ rồi đường hào hét lớn một tiếng một quyền lăng không chém ra phanh. Trên vách tường máu tươi văng khắp nơi, một khối vô đầu nữ thi, chậm rãi nằm liệt tới rồi trên mặt đất. Đường hào mồm to hít sâu, mồ hôi che kín hắn cái chán. Chúc mừng ngươi, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, lần này thí luyện cuối cùng một quan, ngươi thông qua. Đường hào hai mắt che kín màu đỏ tơ máu, hắn vô lực rũ xuống đầu, ca, vì cái gì? Rốt cuộc vì cái gì a? À? Ngươi vì cái gì muốn như vậy bức ta? Có vấn đề, ngày mai hỏi, sẽ cho ngươi hỏi thời điểm ta tưởng các ngươi mỗi người đều tưởng được đến một đáp án trương huyền lưu lại những lời này sau xoay người mở ra cửa phòng nơi này thi thể ngươi không chuẩn thu thập ngày mai buổi sáng đi bong tàu này một đêm đối với rất nhiều người tới nói đều là không miên đêm đường hào ngồi ở trên giường ánh mắt dại ra nhìn trong phòng kia cụ vô đầu nữ thi hàn ôn nhu phòng giữa phóng nhẹ nhàng chậm chạp nhạc nhẹ nàng ngâm mình ở bồn tắm giữa tóc ướt rầm rề, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Đường sáng sớm ánh mặt trời tưới xuống, bong tàu thượng tụ tập rất nhiều người, đều là những cái đó từ thí luyện đảo trở về, đường hào, hàn ôn nhu, tổ hiền, cũng đều ở trong đó, rất nhiều người còn đều thần sắc đờ đẫn. Các vị, một đạo thanh âm từ bong tàu khuếch đại âm thanh khí thượng vang lên, ta biết, đại gia hôm nay có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, hơn nữa, ta cũng biết các người muốn hỏi chính là cái gì, các người đơn giản là muốn hỏi, vì cái gì lần này thí luyện, muốn làm như vậy tàn khốc, vì cái gì một hai phải các ngươi giết hại lẫn nhau, vì cái gì một hai phải làm ngươi làm ra một ít phản nhân loại sự, đúng không? Lời này vừa ra, bong tàu thượng những người đó, theo bản năng liền đem ánh mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương, bởi vì này vấn đề, thẳng đánh bọn họ nội tâm, bọn họ muốn hỏi, chính là cái này. Một bóng người xuất hiện ở bong tàu thượng tầng nghỉ ngươi khu, đưa lưng về phía ánh mặt trời, làm người ánh mắt đầu tiên vô pháp thấy rõ người này diện mạo tự giới thiệu một chút ta là lần này ma quỷ thí luyện tổng huấn luyện viên trương huyền đôi tay bắt lấy vòng bảo hộ từ phía trên nhìn xuống bong tàu thượng mọi người các ngươi nội tâm vấn đề ta có thể dùng một câu trả lời các ngươi sở dĩ sẽ làm các ngươi cảm giác được tàn khốc sở dĩ cho các ngươi giết hại lẫn nhau sở dĩ cho các ngươi làm ra những cái đó phản nhân đạo sự liền bởi vì đây là ma quỷ thí luyện là cho ma quỷ chuẩn bị Đường hàn ôn nhu cùng tổ hiển thấy rõ bong tàu người trên khi, toàn giật mình. Chỉ có đường hào, ánh mắt như cũ tràn ngập dại ra. Trương huyền ánh mắt ở mọi người trên người nhất nhất đảo qua, tiếp tục nói, ta biết, lần này thí luyện, sẽ điên đảo các người nhận chi, sẽ hủy diệt các ngươi vẫn luôn sở kiên trì đồ vật, có chút người trinh liệt, tín nhiệm, tình yêu, lần này thí luyện, sẽ làm các người cảm nhận được phản bội, sẽ làm các người cảm nhận được tuyệt vọng sẽ làm các ngươi ở phía trước vài thập niên thế giới quan sụp xuống. Không sai, ma quỷ thí luyện muốn chính là cái này hiệu quả. Trương Huyền lớn tiếng nói, ma quỷ thí luyện mục đích không phải cho các ngươi được đến nào đó vinh dự, không phải cho các ngươi trải qua như thế nào khảo nghiệm, mà là muốn dạy các ngươi như thế nào tại đây trên thế giới càng tốt sống sót. Các ngươi tới này là vì làm chính mình biến cường. Như thế nào mới có thể làm chính mình biến cường? Điểm thứ nhất, học được lạnh nhạt nếu một cái liền cự tuyệt lời nói đều nói không nên lời người, dựa vào cái gì xưng là cường giả. Điểm thứ hai, học được máu lạnh, đây là các người muốn sinh tồn ở thế giới này cần thiết phẩm. Đệ tam điểm, học được tiếp thu, tiếp thu hết thảy tuyệt cảnh, tiếp thu hết thảy tuyệt vọng, tiếp thu hết thảy điên đảo ngươi nhận chi đồ vật, chỉ có như vậy, các người mới có thể sống sót, đến nỗi những cái đó không tiếp thu được người, ta chỉ nghĩ nói, người tuy rằng bắt được thí luyện chứng minh, nhưng ngươi như cũng không có chân chính thông qua ma quỷ thí luyện lặp lại lần nữa cái này thí luyện chính là một cái đem người biến thành ma quỷ quá trình nói xong này tam điểm sau trương huyền không nói chuyện nữa hắn nhìn xuống phía dưới bong tàu thượng có chút người ở trương huyền này ngắn ngủn lời nói chung liền lộ ra thoải mái thần sắc có một số người như cũng mang theo không hiểu hàn ôn nhu bán ra một bước nhưng có một số việc là căn bản không cần thiết phát sinh là các ngươi quy củ dẫn tới chúng ta giết hại lẫn nhau. Không tồi, Trương Huyền gật đầu, là chúng ta quy củ dẫn tới các ngươi giết hại lẫn nhau, nhưng ngươi phải hiểu được, ta có thể chế định hạ cái này quy củ, tương lai ngươi địch nhân cũng có thể chế định hạ cái này quy củ, ta ngôn tấn tại đây, nếu còn không thể lý giải, thuyết minh ngươi không xứng sống ở cái này thế giới ngầm, chỉ bằng lăn trở về bình đạm hiện thế đi, an tĩnh hưởng thụ nhân sinh, ta nói, đây là cá nhân ăn người thế giới không phải con nít chơi đồ hàng thế giới. Các vị, hiện tại khoảng cách gần nhất bờ biển, có 30 trong biển, ta tưởng các ngươi có chút người yêu cầu thanh tỉnh một chút, cho nên liền không tiến các ngươi. Hiện tại thỉnh đại gia tự giác đi đến bong tàu bên cạnh, nhảy đến trong nước biển đi thôi, ta mấy chục cái số, mọi người, đều đến nhảy xuống đi, ai không nhảy, ai chết. Trương huyền tiếng nói vừa dứt một cổ vô hình uy áp hướng bong tàu thượng mọi người, khoảng cách bong tàu bên cạnh gần nhất người, Cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, thả người nhảy, nhảy tới trong biển. Hàn Ôn nhu thần sắc quật cường nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái sau, cũng nhảy nhập hải. Đúng vậy, đây là một người ăn người thế giới. Tổ Hiền thở dài, nhìn về phía bên cạnh Ninh Châu, ta tùy thời khả năng gặp phải bất luận cái gì khốn cảnh, nhưng ngươi không nhất định thời khắc đều sẽ ở ta bên người. Yên tâm, ở ngươi trưởng thành lên trước, ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Ninh Châu bắt lấy Tổ Hiền tay, Tuy rằng ta biết ngươi là vì ngươi chính mình nhiệm vụ mới nói như vậy, nhưng nói thật, ta ăn ngươi này một bộ. Tổ hiền phản nắm lấy ninh châu tay, cũng nhảy vào mặt biển. Không đến 10 giây thời gian, nguyên bản đám người dày đặc bong tàu thượng chỉ còn đường hào thân ảnh. Đường hào không nhúc nhích, còn nhìn Trương Huyền, chờ đợi một lời giải thích. Trương Huyền thân hình nhất sược, đi vào đường hào trước mặt, ngươi là tương lai giáo chủ, ai ngờ giết ngươi, ngươi nhất định phải giết nàng, này không riêng gì ta đối với người yêu cầu, cũng là phụ thân người đối yêu cầu của ta, hắn luyến tiếc đối với ngươi như vậy nghiêm khắc, nhưng ta bỏ được, đây là ta giải thích. chương 1050 Thánh Thành Tháng năm trung tuần, là châu Âu hoa oải hương nở rộ mùa, tràn ngập lãng mạn hơi thở. Khoảng cách rót quốc bên cạnh, có một tòa thánh thành, bị dự vì thượng đế thiên đường. Này một tòa thánh thành, tràn ngập thần thoại sắc thái. Đối với thần ẩn hội mà nói, này tòa thánh thành, càng là có trí cao vô thượng địa vị. Tháng năm trung tuần, thánh thành tuyên bố ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đối ngoại mở ra, sẽ tiến hành 5 năm một lần lễ tự. Thần ẩn hội người đều minh bạch, đây là 5 năm một lần bình chọn, lại tới nữa. Bình chọn, có thể nói là thần ẩn hội bên trong lớn nhất một lần thay máu, mỗi một lần bình chọn, đều sẽ ảnh hưởng đến thần ẩn hội trong tương lai 5 năm nội cách cục. Mà lúc này đây bình chọn, ảnh hưởng lớn hơn nữa dĩ vãng bình chọn, đều là từ mỗi một mảnh khu vực giáo chủ tới tham dự. Nhưng hiện tại, các giáo chủ nhậm chức thời gian đã dài, tuổi tác đã lớn, giáo chủ người thừa kế nhóm, sẽ tham dự đến lần này bình chọn giữa, tham gia bình chọn người thừa kế, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đều đem sẽ trở thành về sau giáo chủ. Thần ẩn hội truyền thừa mấy ngàn năm, này thế lực to lớn, viễn siêu tưởng tượng. Đương Thánh Thành đối ngoại phong bế, nơi này, liền hoàn toàn trở thành thần ẩn hội thiên hạ thần ẩn hội trải rộng toàn cầu, hiện giờ tề tụ ở chỗ này, chỉ là ngự khí cao thủ số lượng, đều nghe giận cả người. Trên đời nổi tiếng giáo đường, chỉ là xem một cái, liền sẽ làm người cảm thấy một loại thần thánh hơi thở ập vào trước mặt. Bảy đại giáo chủ, thân khoác màu trắng áo choàng đã sớm vào giáo đường nội. Mỗi một người giáo chủ, đều đại biểu một cái lục địa. Chỉ có phương đông lục địa, có chút đặc thù. Lúc này đây, phương đông lục địa trưởng quản giả cũng không có tự mình lộ diện. Áo tang, lần này, lại là người đại biểu sở tranh đại nhân ra mặt sao? Cơ bắp nổ mạnh mại lạc giáo chủ đặt câu hỏi nói. Như thế nào, nhà ta đại nhân sự, mại lạc giáo chủ cũng muốn hỏi một chút không thành. Đầu đội đấu lạc áo tang, thần sắc không kiên nhẫn mở miệng. Đương nhiên không dám, mại lạc cười cười, sở tranh đại nhân địa vị siêu phàm, tuy rằng cùng chúng ta cộng phát triển an toàn châu giáo chủ chức, nhưng tại địa vị thượng cũng không phải là chúng ta có thể so sánh, ta chẳng qua ở tò mò, lúc này đây, sở tranh đại nhân không lộ mặt, hắn người thừa kế, sẽ ra mặt sao? Mại lạc lời này vừa ra, tính cả đeo giáo chủ ở bên trong còn lại 5 tên giáo chủ, tất cả đều nhìn về phía áo tang. Tuy rằng đều là giáo chủ, nhưng đối với bọn họ tới nói, sở tranh giống như là một tòa không thể vượt qua núi lớn, nếu không có thân phận cùng tín ngưỡng đặc thù tính, Sở Tranh đã sớm có thể áp đảo giáo chủ phía trên. Cho nên, mại lạc này vấn đề vừa hỏi, lập tức khiến cho tất cả mọi người chú ý tới, sở Tranh người nối nghiệp, tự nhiên không thể theo lẽ thường tới suy đoán. Áo Tang Ha hả cười, "Các vị, lúc này đây bình chọn, nhà ta đại nhân, tự nhiên cũng tuyển ra người nối nghiệp, bất quá cụ thể, ta liền sẽ không nhiều lời, các vị cũng không cần hao hết tâm tư đi hỏi." Áo Tang nói cho hết lời, vài tên giáo chủ đều lẫn nhau lướt nhau, ánh mắt phá lệ phức tạp. Cả tòa thánh thành, cũng vào lúc này, chia làm 7 cái bộ phận. Phân biệt là 7 tên giáo chủ cấp bậc sở khống chế 7 cái lục địa. Phương Đông Lục Địa, Châu Âu, Tây Bộ Lục Địa, Nam Mỹ Châu, Bắc Mỹ Châu, Châu Đại Dương, Châu Nam Cực. Trong đó mại lạc giáo chủ sở dẫn dắt, đó là Châu Nam Cực, nhưng xương là nhất hoang vắng nơi. Mà Châu Đại Dương giáo chủ cái y, cũng đem hy vọng đặt ở lần này bình chọn mặt trên, rốt cuộc, châu đại dương là này bảy đại châu giữa, hơi cường với châu nam cực, nhưng cùng với dư phồn hoa lục địa so sánh với, hoàn toàn không thể so sánh. Đeo giáo chủ sở trưởng quản châu Âu, có thể nói là mỗi người nhất coi trọng địa phương, đến nối Bắc Mỹ châu, làm thế giới kinh tế đệ nhị phát đạt lục địa, này giáo chủ lợi áo, thực lực siêu phàm. Tây bộ lục địa cùng Nam Mỹ Châu, không sai biệt nhiều. Đến nỗi phía đông lục địa, không ở này sáu gã giáo chủ suy xét trong phạm vi. Cho tới nay, phương đông đều đại biểu rất nhiều đồ vật, chẳng sợ đem phía đông lục địa đưa cho này sáu gã giáo chủ trông giữ, bọn họ cũng không dám tiếp được này phỏng tay khoai lang. Ở thần ẩn hội 2000 năm trong truyền thừa, vẫn luôn đều có một cái bất thành văn quy định, phương đông sự, chỉ giao cho phương đông người đi làm. Bảy đại châu, đều tới không ít người, mỗi một người giáo chủ thủ hạ, cũng đều không phải là bền chắc như thép, liền tỷ như Andre, hắn là đeo giáo chủ người, lại đã sớm hiệu lực với mại lạc. Bảy tên giáo chủ, đều có được chính mình người thừa kế. Đeo lão huynh, nhà ngươi đeo khắc, giống như còn không có tới A. À. Mại lạc cười hướng đeo giáo chủ mở miệng, chờ ngày mai chuông sớm một vang, bình chọn liền phải bắt đầu, nếu hắn không xuất hiện, nhưng cho dù tự nguyện từ bỏ lần này bình chọn, ta tưởng, kia khối hoang vắng hẳn băng nơi, thực thích hợp đeo lão huynh ngươi dưỡng lão. Mại lạc, lời nói cũng không phải là nói như vậy trông giữ thần ẩn hội với châu đại dương thế lực cái y nói tiếp đeo khắc đứa bé kia ta biết đến vẫn luôn đều sống ở đeo lão huynh che chở hạ hắn liền tính là tới tham gia lần này bình chọn đeo lão huynh chỉ sợ cũng muốn đi châu nam cực đợi lạc ta cảm thấy đi đeo khắc không tới đối đeo lão huynh tới nói còn có thể là chuyện tốt bằng không lấy bình chọn tàn khốc trình độ này bình chọn một xong đeo lão huynh phải người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh lạc có người địa phương liền có giang hồ, giáo chủ chi gian, cũng đều không phải là bền chắc như thép. Ở mại lạc cùng cái y nói này đó thời điểm, còn lại vài tên giáo chủ, đều không có ra tiếng. Đeo giáo chủ khống chế mỗi người mơ ước châu Âu, bản thân liền tồn tại gây thù chuốc oán nhân tố. Mà đường hào tính cách, càng là mỗi người đều biết, có thể nói, không ai có thể xem trọng đeo giáo chủ lần này bình chọn lúc sau, còn có thể tiếp tục đãi ở châu Âu. Mại lạc trong lòng ở cười lạnh, hắn đã từ Andre kia thu được tin tức, đeo khắc là tham gia quang minh đảo ma quỷ thí luyện, nhưng kia thí luyện trên đảo, tất cả đều là một ít còn không có ngự khí con kiến, mà đeo khắc người nọ, càng là bị một người con kiến chơi xoay quanh, còn động thiệt tình, người như vậy, không đáng sợ hãi. Thánh thành trước cửa, lưỡng đạo thân ảnh, đi đến. Tại đây thánh thành nội, tràn ngập các loại màu da đám người, trương huyền cùng đường hào cái này tổ hợp, cũng không sẽ bị người nhiều chú ý tới biết bình chọn nội dung sao trương huyền phóng nhãn đánh giá này tòa thánh thành hắn dù tẩu hậu thế giới các nơi cũng không phải lần đầu tiên đi vào này tòa thánh thành nhưng lúc này đây tới cho hắn cảm giác cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau dĩ vãng trương huyền cũng không có nắm giữ khí cũng không biết giữa trời đất này có như vậy nhiều không thể tưởng tượng việc dĩ vãng hắn thậm chí còn cảm thấy tòa thành này có chút thần thánh quá mức nhưng hiện tại gần nhất trương huyền minh bạch là chính mình cho tới nay ếch ngồi đáy giếng, đương nắm giữ khí lúc sau, Trương Huyền đối thế giới này càng thêm mẫn cảm, đương bước vào này tòa thánh thành nháy mắt, Trương Huyền liền cảm giác được một cổ thần thánh hơi thở ập vào trước mặt, loại này hơi thở, thậm chí đều có thể bằng phẳng rất hắn trong lòng một ít lệ khí. Đường hào nghe được Trương Huyền yêu cầu, lắc lắc đầu, có biết hay không, lại có quan hệ gì đâu. Che ở trước mặt, đều là địch nhân mà thôi. Hắc, phóng nhẹ nhàng một chút, Trương Huyền vỗ vỗ đường hào bả vai, Biết hiện tại muốn đi làm chút cái gì sao? Sáng mai thấy, Đường Hao gật gật đầu, chiều cùng Trương Huyền tương phản địa phương đi đến. Chương 1051 Quỷ thị. Trương Huyền thấy thế, lắc lắc đầu, thật là một cái thích hành động theo cảm tình hài tử a. Đem đôi tay ôm ở sau đầu, Trương Huyền nhàn nhã hướng đi một bên, ánh mắt mọi nơi tìm tòi. Thật là, làm lớn như vậy một cái tụ hội, không được tới điểm bên đường quán gì tô đậm không khí sao? thật là, Trương Huyền bĩu môi, phun tào nói. Thánh thành giữa, bảy phương thế lực, đến từ toàn cầu các nơi thần ẩn hội thế lực, Trương Huyền lần này, cũng coi như là nhìn thấy thần ẩn hội chân chính nội tình, chỉ là ngưng khí cao thủ, Trương Huyền liền có chút đếm không hết. Ở thánh thành giữa, còn có vài đạo làm Trương Huyền đều cảm thấy tim đập nhanh hơi thở xuất hiện. Trương Huyền đứng ở thánh thành giữa kia tòa trên đời nổi tiếng giáo đường trước quan vọng, giáo đường chiếm địa 2 vạn 3.000 mét vuông, cả tòa giáo đường, ở giáo đồ trong mắt, là một cái tràn ngập thánh khiết cùng quang huy địa phương, nhưng giờ phút này, cấp Trương Huyền cảm giác lại là vô cùng áp lực, cái loại cảm giác này ép tới Trương Huyền đều có chút không thở nổi. Thật là, loại địa phương này, về sau vẫn là thiếu tới hảo. Trương Huyền xoay đầu đi, lão đảo lắc lư chiều địa phương khác đi đến. Tiến đến thánh thành người, vẫn luôn đều ở gia tăng, theo thời gian trôi qua, Trương Huyền rõ ràng cảm giác được trên đường phố dòng người càng thêm dày đặc, thả mỗi người trên mặt, đều mang theo một loại hưng phấn thần sắc. Lần này bình chọn, đối với những cái đó giáo chủ mà nói, liên quan đến chính mình về sau, nhưng đối với cùng việc này không quan hệ người, này liền như là một hồi thịnh hội. Tới rồi màn đêm buông xuống là lúc, đám người vẫn là rất nhiều, nơi này tiệc tối cùng hè oi bước hoàn toàn bất đồng. Hè oi bước đám người dày đặc địa phương, bên đường kia đều là che kín ăn vặt quán, xem một chỗ hỏa không hỏa, vậy xem quầy hàng trước ngồi uống rượu người nhiều hay không. Mà nơi này, còn lại là làm gì đó người đều có, đầu đường biểu diễn, khoác lác, tụ tập tử quán, cũng có người buổi tối còn đang làm cái gì hiến tế nghi thức, duy độc không có bên đường quán nướng, làm Trương Huyền Tổng cảm giác thiếu cái loại này không khí. Tiểu nhị, một ly rượu rum, Trương Huyền ngồi ở một nhà tiểu tử quán quầy ba trước, phất phất tay. Nhân viên tạp vụ thuần thục đem một ly điều chế tốt rượu rum đẩy đến Trương Huyền trước mặt trương huyền bưng lên chén rượu quơ quơ nhẹ nhấc một ngụm lược ngọt nùng hương không tồi trương huyền khen ngợi một tiếng một đạo thân ảnh ngồi vào trương huyền bên cạnh đồng dạng muốn một ly rượu rum thế nào ngày này có cái gì thu hoạch trương huyền lại đoan chén rượu uống một ngụm nghe được không ít tin tức ngồi ở trương huyền người bên cạnh đúng là đường hào hiện tại cả tòa bên trong thành đã chia làm bảy phương thế lực trừ bỏ phương đông lục địa bên ngoài còn lại 6 lục địa giáo chủ môn đồ, đều mời chào không ít người, chuẩn bị vào ngày mai bình chọn chung phát lực. Trương Huyền nhấp nhấp tàn lưu tại hạ trên môi rượu tí, tiếp tục hỏi về bình chọn quy tắc đâu. Trước mắt bên ngoài truyền lưu, có 3 cái cách nói, trong đó mức độ đáng tin tương đối cao một chút, là giáo chủ môn đồ dẫn dắt tùy tùng tới tiến hành đánh lôi, giống nhau tùy tùng nhân số, đều là khống chế ở 10 người trong vòng. Mà một cái khác cách nói, là từ giáo chủ môn đồ không mang theo tùy tùng tới hỗn chiến. Cái này quy tắc đã từng xuất hiện quá một lần, bất quá lúc ấy động thủ chính là các đại chủ giáo, hỗn chiến lên quá mức đáng sợ, thả công bằng nhân tố giảm xuống, cho nên cái này quy tắc xuất hiện khả năng tính không cao. Loại thứ ba cách nói, chính là tam hạng bình chọn, vì thích phân chế, phân biệt là đánh lôi, một mình đấu hỗn chiến, cùng đối phó thực nghiệm thể, đây là dĩ vãng thường thấy. Trương Huyền gật gật đầu, hai ta nghe được tin tức không kém bao nhiêu, bất quá ta có cái vấn đề. Ngươi nói Đường Hào cũng bưng lên chén rượu. Người có tùy tùng sao? Đường Hào vừa mới chuẩn bị phóng tới bên miệng chén rượu đột nhiên một đốn, sau một lúc lâu, mới gian nan phun ra hai chữ, không có. Vậy ngươi đánh cái cây búa đâu ngươi đánh? Trương Huyền bĩu môi, ta quan sát quá, những cái đó giáo chủ môn đồ, tuổi đều ở 30 tuổi dưới, thực lực mạnh nhất, hẳn là có ngưng khí lúc đầu, thực lực yếu nhất, cũng đều là hóa hình lúc đầu, người này ngự khí kỳ thực lực còn không có nhân ra tùy tùng có thể đánh đâu đi đường hào trên mặt cũng toàn là xấu hổ người biết đến ta vẫn luôn cũng chưa đem tâm tư phóng tới những việc này mặt trên đi thôi trương huyền một ngụm uống cạn ly chung rượu rum vỗ vỗ đường hào bả vai ta mang người đi tìm điểm tùy tùng tìm tùy tùng đường hào vẻ mặt nghi hoặc đứng dậy đi theo trương huyền phía sau thánh thành không lớn nếu không cũng sẽ không có quốc trung quốc danh hiệu đường hào đầy mặt nghi hoặc đi theo Trương Huyền, ca, người đây là muốn mang ta đi nào tìm tùy Tùng A, ta ba hắn thân cư châu Âu giáo chủ một vị, hiện tại ngươi có thể tìm được người, kia khẳng định đều là đã sớm theo dõi ta, rốt cuộc là tìm tùy Tùng vẫn là tìm địch nhân A. Người tâm tính chuyển biến thực thành công, nhưng biến báo năng lực, vẫn là quá kém. Trương Huyền lắc lắc đầu, cũng thế, nếu người ba làm ta cho ngươi hộ đạo, ta liền lại dạy ngươi một lần, nhớ kỹ một chút, địch nhân, không riêng gì dùng để đối phó, còn có thể lợi dụng. Lợi dụng, đường hào càng nghe cảm giác trong lòng càng mê hoặc. Trương Huyền mang theo đường hào một đường đi ra Thánh Thành, theo sau đi vào một cái cùng loại với thị trường giống nhau địa phương, đường phố hai bên, toàn là tử quán, tử quán trước cửa, còn có thật nhiều hàng vỉa hè, phía trước bãi các loại hiếm lạ cổ quái ngoạn ý. Trương Huyền hỏi, biết đây là địa phương nào sao? Đường hào gật gật đầu, quỷ thị. Quỷ thị ngọn nguồn, ban đầu là ở đồ chơi văn hóa một hàng, nơi này bán đồ vật, vàng thao lẫn lộn, đã có lai lịch bất chính, cũng có hiếm quý vật phẩm, càng có hàng giả mông nhân, một khi giao dịch, khái không lùi đổi, bị nhân xưng chi vì quỷ thị. Dần ra, quỷ thị ở rất nhiều địa phương đều thịnh hành lên, giống thần ẩn hội loại này bình chọn đại hình tụ hội, cũng sớm có người bày ra quỷ thị. Tiến đến quỷ thị người, kia đều là tin tưởng chính mình có một đôi tuệ nhãn, có thể ở rách nát đào đến bảo bối. Quỷ thị thượng bán, thứ gì đều có, Trương Huyền thậm chí ở quỷ thị giữa, còn cảm nhận được linh thạch hơi thở. Vô luận ở đâu phương thế lực, linh thạch kia đều là tuyệt đối đồng tiền mạnh, lúc trước thần ẩn hội thần phạt sử Chu Lam, liền bởi vì linh thạch, đem Trương Huyền trực tiếp đánh vào 18 tầng địa ngục dưới, có thể thấy được, linh thạch có bao nhiêu quan trọng. Ở luyện khí giả trong mắt, linh thạch, đó chính là cường đại căn bản. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu luyện khí giả đều muốn vô hạn cường đại đi xuống, có chút người phát hiện chính mình thiên phú hữu hạn sau, liền sẽ đem linh thạch trộm lấy ra tới bán. Rốt cuộc, linh thạch nếu bị thế lực lớn coi trọng, này thế lực dễ nói chuyện còn hành, nếu khó mà nói lời nói, giết người cướp của loại sự tình này đừng nói ở luyện khí giả thế giới, chính là dưới mặt đất thế giới, kia cũng là thường thấy sự, cường mua cường bán, kia cũng xuất hiện phổ biến. Cho nên, tưởng bán cái hảo giá cả, quỷ thị là không tồi lựa chọn. Đương nhiên, có thật sự linh thạch, cũng có giả linh thạch, Trương Huyền cùng đường hào một đường đi tới, liền thấy một người bởi vì mua được giả linh thạch, tới cùng người liều mạng, người chung quanh cũng đều là xem náo nhiệt, không ai đi quản, tới quỷ thị, người nếu mắt vụng về nói, vậy chỉ có thể trách người chính mình. Trương 1052 có hay không kích thích? Ca, chúng ta tới này làm gì? Đường hào nhịn không được đặt câu hỏi. Xem cái kia là ai? Trương Huyền duỗi tay chỉ một người thanh niên, đối phương phía sau mang theo năm sáu cá nhân, nghênh ngang đi ở quỷ thị giữa, một bộ quân vương tuần tra bộ dáng. Đường hào mày nhân lại, bát lơ, dây sần người. Đúng vậy, Trương Huyền mở miệng nói, ta tìm hiểu đến tin tức, vào ngày mai bình chọn chung, ba lạc đặc đem làm dây sần tùy tùng lên sân khấu, dây sần người này, cầu tinh không cầu nhiều, hơn nữa lòng nghi ngờ thực trọng, bình chọn quy củ tuy rằng định nghĩa vì không vượt qua 10 người tùy tùng, nhưng dây sần nơi này, tổng cộng chỉ có 6 người, hơn nữa hắn thực tin tưởng chính mình này sáu gã tùy tùng thực lực, có một nói một, hắn tùy tùng, đích xác so người khác lợi hại, nhưng thiếu một cái, đối hắn mà nói, cũng là nhận không nổi tổn thất. Đường hào trong mắt tinh quang chợt lóe ta hiểu được ca, ngươi là tưởng trước tiên đem ba lạc đặc phế bỏ, làm hắn tham gia không được ngày mai bình chọn. Trương huyền búng tay một cái, ngươi chỉ đoán đúng rồi một chút, theo ta đi. Ba lạc đặc mang theo người, nghênh ngang ở quỷ thị lắc lư, bên này đồ vật cầm lấy tới xem một cái, bên kia đồ vật đá thượng một chân, rất nhiều quán chủ đối ba lạc đặc cách làm phi thường bất mãn, rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc ba lạc đặc thực lực bãi tại nơi đó. Còn nữa mà nói, hiện tại rất nhiều người đều biết ba lạc đặc đem làm dây sần vì tùng xuất chiến, dây sần là mại lạc giáo chủ môn đồ. Một khi lần này bình chọn kết thúc, dây sần chính là đời kế tiếp giáo chủ. Ba lạc đặc địa vị, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên hiện tại đắc tội hắn, chờ đến ba lạc đặc thu sau tính sổ kia nhưng không dễ chịu. Trương Huyền cùng Đường Hào hai người theo đuôi ba lạc đặc, ba lạc đặc hiển nhiên tâm tình không tồi, uống lên không ít rượu. U, kia cô bé, lại đây bồi ta liêu vài câu a. À. Đi đến một người tóc vàng mỹ nữ trước mặt, ba lạc đặc còn không chút khách khí vươn đôi tay. Mỹ nữ tránh thoát ba lạc đặc rũi tới tay, tưởng tức giận, rồi lại không dám. Người con mẹ nó đánh ta muội muội chủ ý vẫn luôn đi theo ba lạc đặc phía sau trương huyền thấy tình thế hét lớn một tiếng một cái bước nhanh sông lên phía trước đối với ba lạc đặc đầu chính là một quyền đi theo trương huyền phía sau đường hào đều xem sửng sốt này tình huống như thế nào tên kia tóc vàng mỹ nữ cũng là ngốc tại kia nàng chính mình đều không nhớ rõ chính mình khi nào có như vậy một cái ca ca trương huyền này một quyền đánh không nhẹ không nặng cấp ba lạc đặc đầu đánh sinh đau lại không chịu cái gì trọng thương diễu võ dương oai ba lạc đặc như thế nào chịu được nhìn mắt trương huyền hét lớn một tiếng cho ta phế đi hắn vẫn luôn đi theo ba lạc đặc phía sau mấy người lập tức chiều trương huyền vào tới trương huyền căn bản không có còn lại nói quay đầu liền chạy truy ba lạc đặc hét lớn một tiếng khi trước đuổi theo chờ đường hào phản ứng lại đây khi trương huyền cùng ba lạc đặc người đều đã chạy trốn không ảnh Đường hào trong lòng một chút minh bạch trương huyền muốn làm cái gì, người ở đây nhiều mắt tạp, hiển nhiên không phải giải quyết ba lạc đặc địa phương, đây là muốn đem ba lạc đặc dẫn tới không ai địa phương đi a à. Đường hào đơn giản đứng ở tại chỗ bất động, ước chừng 10 phút sau, liền thấy trương huyền vẻ mặt nhẹ nhàng đi tới. Đi thôi, giải quyết, kế tiếp làm đệ nhị hạng. Trương huyền vỗ vỗ tay, theo sau từ trong túi lấy ra một cái đồ vật, giao cho đường hào trong tay. Đường đường hào nhìn đến thứ này khi, sắc mặt cổ quái, ra người mặt nạ. Chuyên môn dùng người mặt hình tìm người họa, giá cả nhưng không tiện nghi, đừng cho chơi hỏng rồi. Trương Huyền nói, cũng lấy ra một trương ra người mặt nạ mang đến trên mặt. Trương Huyền lần này dùng, không phải thí luyện trên đảo kia trương, mà là thay đổi một cái càng thêm tuổi trẻ mặt nạ, bao gồm đường hào cũng là, hai người dùng ra người mặt nạ, đều không phải là dung mạo đặc biệt suốt chúng cái loại này, phi thường bình phàm đi, mà người đi chơi chơi. Trương Huyền nhìn lướt qua quỷ thị, theo sau mang theo đường hào, bước đi tiến một nhà tư nhân hội sở. Ca, người đây là, đường hào trước sau làm không rõ Trương Huyền muốn làm cái gì. Mà người đi tìm cái đại ca đầu nhập vào một chút, ngày mai bình chọn, liền dựa đại ca. Trương Huyền ha ha cười, từ giờ trở đi, ta kêu Trương ức thanh, đến nối ngươi, chính mình khởi cái tên đi. Đường hào từ hội sở nhập khẩu trong gương nhìn đến chính mình này trương đã biến thành phương đông gương mặt mặt, duỗi tay sờ sờ chính mình trên đầu kim hoàng đầu tóc, người liền xưng hô ta vì lãnh thiếu đi. Lãnh thiếu, trương huyền đột nhiên thấy vô ngữ, ta nói, người hiểu biết hẻ oi bức văn hóa, đều hiểu biết cái gì ngoạn ý a à. Đường hào cười gượng một tiếng, ca, ta từ nhỏ liền thích hẻ oi bước văn hóa, trước kia lên mạng liền trộm trèo tường chơi hẻ oi bức cái kia khiêu vũ trò chơi, ta còn cùng người ở đông hoa một khu quét qua loa đâu. Trương Huyền nuốt khẩu nước miếng, cấp đường hào dựng cái ngón tay cái, này lãnh thiếu hai tự, Trương Huyền thừa nhận, cho hắn nói ngốc. Tư nhân hội sở lầu một chỉ là một cái nhập hộ thính, cái gì đều không có, to rộng thềm đá thang lầu bãi ở Trương Huyền cùng đường hào trước mắt, thềm đá tầng cao nhất, là một đạo đại môn, trước đại môn, có hai gã cường tráng người da đen canh giữ ở nơi đó. Trương Huyền cùng đường hào mới vừa đi đến trước đại môn, đã bị hai gã người da đen ngăn cản xuống dưới. Đây là tư nhân địa phương. Chúng ta tới chính là tư nhân địa phương." Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, một đạo khí xoáy tụ ở trong tay hắn ngưng tụ. Hai gã người da đen vừa thấy, lập tức đem ngăn ở Trương Huyền trước người cánh tay buông, tùy ý Trương Huyền hai người thông hành. Trương Huyền nhìn mắt Đường Hào, theo sau bước đi tiến đại môn giữa. Tiến đại môn, cấp Trương Huyền cùng Đường Hào cảm giác, chính là một cái quán ba thả tất cả đều là ghế dài, đã có không ít người ngồi ở chỗ này, các loại nói chuyện phiếm, bất quá lưu đến đều là một ít về thần ẩn hội đề tài, tỷ như ai 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 lập cái gì không, tỷ như nhà ai cô nương thế nào, nam nhân lưu đến là nữ nhân cùng địa vị, nữ nhân lưu đến là nữ nhân cùng nam nhân, cùng hiện thế tương đồng, luyện khí không luyện khí, chỉ là cường đại cùng không quan hệ, mỗi người trong lòng còn đều là một cái tục nhân. Trương Huyền cùng Đường Hào đi vào một cái ghế dài ngồi xuống thực mau liền có một người dáng người nóng bỏng tóc vàng mỹ nữ cầm rượu đơn đi tới hỏi hai người yêu cầu chút cái gì trương huyền liếc mắt rượu đơn các người này liền không điểm cái gì kích thích ngoạn ý tóc vàng mỹ nữ thần sắc vừa động theo sau lộ ra vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng kích thích đồ vật tiên sinh ta không rõ người đang nói chút cái gì trương huyền bĩu môi ta phía trước còn nghe dây sần nói hắn kia có thứ tốt nhìn dáng vẻ cũng không có gì a à, đi đi Trương Huyền làm bộ, liền phải đứng dậy. Tóc vàng mỹ nữ vội vàng bắt lấy Trương Huyền vạt áo, tiên sinh nguyên lai là dây sần đại nhân khách nhân, khanh khách, nếu là dây sần đại nhân khách nhân, kia kích thích đồ vật đương nhiên là có lạc, bên này thỉnh. Tóc vàng mỹ nữ đong đưa quyến rũ dáng người, mang theo Trương Huyền cùng đường hào, chiều một góc đi đến. Góc chỗ có cái ám môn, tóc vàng mỹ nữ tướng môn đẩy ra sau, cũng không có đi vào đi, mà là ở trước cửa làm cái thỉnh thủ thế, hai vị khách nhân thỉnh chơi hảo. Ha ha, đương nhiên, Trương Huyền cười lớn một tiếng, nghênh ngang mang theo đường hào đi vào, kia tư thái, liền cùng vừa mới dạo quỷ thị ba lạc đặc giống nhau như đúc. Trương 1053 ngầm quyền tràng. Trương Huyền cùng đường hào hai người đi vào ám môn chung, đây là một cái nối thẳng xuống phía dưới thông đạo, còn ở trong thông đạo, Trương Huyền cùng đường hào liền mơ hồ nghe được một ít hò hét thanh cùng tiếng hoan hô. Ước chừng đi rồi 30 giây, hai người nhìn đến một phiến sắt lá cửa cuốn. Đường Trương Huyền cùng đường Hào đi đến phụ cận khi, cửa cuốn bị người từ bên trong kéo ra, một trận tiếng gọi ẩm ý hướng về phía hai người liền che trời lấp đất thổi quét mà đến. Sát, làm thịt hắn. Mau mau mau, lộng chết hắn, ta đè ép 200 vạn. Làm hắn chết, làm hắn chết ha. À. Vô số như vậy thanh âm không ngừng từ bên trong cánh cửa vang lên kéo cửa cuốn chính là một cái hơn 50 tuổi trung niên nam nhân, lưu trữ nồng đậm dâu quai nón, tóc cũng thực loạn, ngậm một cây thuốc lá, trong miệng không ngừng phun ra sương khói. Động tác mau một chút, đừng nét mực, trung niên nam nhân không kiên nhẫn đối Trương Huyền hai người thúc giục một tiếng. Trương Huyền cùng đường hào nhanh hơn bước chân. Hạ chú bên trái biên, quy củ đều ở kia viết, tuy rằng đi vào này đều là bằng hiếu, nhưng nếu hỏng rồi quy củ nói, đừng trách đại gia không nói tình cảm. Trung niên nam nhân ở Trương Huyền cùng Đường Hào vào cửa lúc sau cảnh cáo một tiếng, theo sau lại lần nữa đem cửa cuốn kéo lên. Trương Huyền cùng Đường Hào vần quanh cửa cuốn nội cảnh tượng, nơi này liền giống như một cái ngầm hắc quyền thị trường, một cái bán kính 10 mét hình tròn lồng sắt bày biện ở ngay trung tâm, bốn phía đều là cảm xúc phấn khởi người xem. Lồng sắt vách trong thượng che kín bén nhọn gai nhọn, này cũng liền tỏ vẻ, một khi tiến vào lồng sắt nội, kia tất nhiên muốn phân cái thắng bại ra tới, hơn nữa không chết không ngừng liền ở trương huyền chiều lồng sắt nhìn lại thời điểm một người có vẻ thực tuổi trẻ người quyết đấu bị đối thủ gắt gao đinh ở lồng sắt bên cạnh gai nhọn sỏ xuyên qua hắn ngực một mảnh tiếng hoan hô cùng chửi bậy thanh cơ hồ đồng thời vang lên lồng sắt chung người thắng giơ lên cánh tay trương huyền quan sát một chút này toàn bộ ngầm hắc quyền thính phòng thượng đại khái có một ngàn nhiều người mỗi người đều biểu hiện thực phấn khởi ở khoảng cách trương huyền bọn họ cách đó không xa có một chương to rộng cái bàn cái bàn phía sau ngồi một nam một nữ, đang ở nhàn nhã hưởng thụ trên bàn bầy biện mâm đựng trái cây, hiển nhiên nơi này hắc quyền quyết đấu, đều là từ hai người bọn họ phụ trách. Đường hào vẻ mặt tò mò hỏi, ca, nơi này ngươi là sao phát hiện? Càng là kiêu ngạo người, liền càng sợ chết, trương huyền nhún vai, ta còn không có ninh cầm lạc đặc đầu, hắn liền đem sở hữu biết đến đồ vật toàn công đạo. Kia người khác đâu, đường hào theo bản năng hỏi. Trương huyền trắng đường hào liếc mắt một cái, theo sau vẻ mặt nhẹ nhàng nói, không biết, khả năng đã theo gió tiêu tán đi. Đường hào không cấm đánh cái dùng mình, trước mắt người này, luôn là một bộ cười tủm tỉm cảm giác chuyện gì đều không bỏ trong lòng bộ dáng, nhưng động khởi tay tới, chưa từng có cái gì nhân từ nương tay nói đến. Trung ương lồng sắt đại môn mở ra, người thắng ở một trận tiếng hoan hô chung đi ra, mà bị đinh ở lung trên vách kẻ thất bại, còn lại là bị người vẻ mặt ghét bỏ kéo dài tới một bên một người chủ trì bộ dáng người đi vào lồng sắt chung. Các vị, ta tưởng, hôm nay khai vị đồ ăn cũng không sai biệt lắm, kế tiếp cũng nên tiến vào chính đề, cho mời chúng ta thường thắng vương giả, vất lạc. Người chủ trì dương tay cao quát một tiếng, một người thân cao 2 mét, cả người như sắt thép đổ bê tông mà thành tháp sắt người khổng lồ, xuất hiện ở tầm mắt mọi người giữa. Đây là một người người da đen, toàn thân đều tràn ngập nổ mạnh tính cơ bắp, hằn ánh mắt, liền giống như một con hung mãnh dã thú, Phất lạc, phất lạc, phất lạc vừa xuất hiện, liền đưa tới từng trận tiếng hô, tại đây trồng trọt hạ sinh tử quyền tràng, phất lạc đại danh đã truyền bá đã lâu. Nhìn dáng vẻ, chúng ta thường thắng vương giả nhân khí cũng không thấp, một khi đã như vậy, liền không ở lãng phí đại gia thời gian, cùng phất lạc đối chiến chính là thực nghiệm thể. Nhất hào, người chủ trì vừa dứt lời, tại đây quyền tràng chỗ ngoặt, liền xuất hiện một đạo tiếng giống giận. Giống. Thanh âm này giữa tràn ngập phẫn nộ, tràn ngập một loại bạo ngược. Một đạo đèn flash đánh hướng thanh âm truyền đến địa phương, đây là một con thân cao ở 3 mét cự vượn, cả người màu đen lông tóc, thoạt nhìn càng vì cường tráng, cùng này chỉ cự vượn so sánh với kia tháp sắt giống nhau phất lạc, thật giống như là một cái tiểu hài tử. Cự vượn trong miệng mọc đầy răng nanh, ở cự vượn phía sau còn mang theo một đôi cánh. Này cự vượn, Trương Huyền gặp qua lúc trước hắn tiến vào phản tổ minh tiểu thế giới thời điểm giết chết cái thứ nhất thực nghiệm thể chính là như vậy một con cự vượn bất quá so với trương huyền giết chết cái kia này chỉ cần tiểu thượng một vòng ca bọn họ đây là đem phản tổ minh thực nghiệm thể làm ra tới loại này hành vi là hoàn toàn cấm đường hào gắt gao nhìn chằm chằm kia chỉ cự vượn còn lại người không có lộ ra một chút ngoài ý muốn biểu tình ngược lại phát ra càng thêm mãnh liệt tiếng hoan hô đi ngồi đi xem đi Trương Huyền vỗ vỗ đường hào bả vai, cố ý tuyển một cái khoảng cách trung gian kia trương đại cái bàn tương đối gần vị trí ngồi xuống. Kia chỉ cự vượn tứ chi bị xiềng xích buộc chặt trụ, bị tám người cộng đồng kéo túm tới rồi lung nội, 3 mét cự vượn cùng 2 mét cao cơ bắp người khổng lồ phất là cộng đồng đứng ở này bán kính 10 mét, cao 5 mét lồng sắt nội, một chút liền cho người ta một loại phi thường mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Người chủ trì lúc này đã muốn chạy tới lung ngoại, cầm microphone hô, một phút thời gian hạ chú, Phất Lạc thắng một bồi nhị, thực nghiệm thể nhất hào thắng nhị bồi một. Phất Lạc bồi xuất, là cử vượn gấp 2, nhưng như cũ có đại bộ phận người, đều ép tới Phất Lạc sẽ thắng. Đối mặt cử vượn, Phất Lạc cũng biểu hiện phá lệ tự tin, trong mắt không có một chút sợ sắc, nếu cẩn thận quan sát hắn ánh mắt, hắn giống như đã đem trước mắt cử vượn trở thành là chính mình con mồi giống nhau. Một phút hạ chú thời gian thực mau liền kết thúc, cũng vào lúc này, lồng sắt đại môn khép lại, đang ở lồng sắt nội phất lạc cùng cự vượn đều không có đường lui. Buộc chặt trụ cự vượn tứ chi xiềng xích, cũng ở đồng thời toàn bộ bóc ra mở ra, tại đây một khắc, không có bất luận cái gì tàn nhẫn lời nói thả ra, cự vượn nổi giận gầm lên một tiếng, múa may thô tráng tứ chi, chiều phất lạc phóng đi, muốn đem trước mặt cái này nhỏ gầy con khỉ xé nát. Đối, ở cự vượn trước mặt, cao lớn phất lạc giống như là một con nhỏ gầy con khỉ. Đối mặt vào tới cự vượn, phất lạc hồn nhiên không sợ, một quyền chiều cự vượn oanh đi. Này một người một vượn đều tuyển dụng trực tiếp nhất phương pháp, muốn đem đối thủ xé dập nát. Này huyết tinh một màn, xem hiện trường người xem thét chói tai không thôi. Xé nát hắn, xé nát hắn, ăn hắn. Trương Huyền cùng đường hào ngồi ở một bên, nhàn nhã nhìn lung nội chiến đấu. Người thấy thế nào, ăn ngay nói thật. Trương Huyền hỏi hướng đường hào, cố ý đem thanh âm phóng đại một ít. Đường hào nhìn trong chốc lát nói, cái này phất lạc chiến đấu ý thức không tồi, hơn nữa tính dễ nổ rất mạnh, tuy rằng ở hình thể thượng kém cự vượn rất lớn một đoạn, nhưng giai đoạn trước lực lượng thượng tranh lệch cũng không sẽ kém quá nhiều, chỉ cần hắn có thể tốc chiến tốc thắng, này cự vượn liền không phải đối thủ của hắn. Đường hào vừa dứt lời, liền thấy phất lạc thả người nhảy, nhảy tới cự vượn đỉnh đầu, theo sau dùng khuỷu tay thật mạnh chiều cự vượn phần đầu ném tới. Liên tục ba cái khuỷu tay đi xuống, cường tráng cự vượn đầu trực tiếp nổ tung hoa, oanh ngã trên mặt đất. chương 1054 không ai so lãnh thiếu giải. Đối mặt ầm ầm sập cử vượn, quan chiến mọi người giống như đã sớm nghĩ tới giống nhau, không có bất luận cái gì kinh ngạc. Nhưng thật ra có một ít mua cử vượn thắng lợi người, lộ ra một bộ ảo não biểu tình, ở kia lầm bẩm tự nói, nói chính mình không nên như vậy tham. Người chủ trì cầm microphone đi vào lung nội, nhìn dáng vẻ, nhất hào thực nghiệm thể cũng không pháp đối chúng ta thường thắng vương giả sinh ra bất luận cái gì uy hiếp, một khi đã như vậy, làm hoan hô chúng ta, thực nghiệm thể. Số 2. Lại là một phiến đèn tụ quang đánh hạ, một đạo chiều cao 2 mét, nửa người nửa sư thân ảnh xuất hiện ở đèn tụ quang hạ, liền giống như kia thần thoại chung sư thân người mặt giống giống nhau. Ở mọi người ánh mắt tề tụ đèn tụ quang hạ là lúc, lung nội cử vượn thi thể đã bị người kéo đi ra ngoài. Một phút thời gian hạ chú, phất lạc thắng một bồi tam, thực nghiệm thể số 2 thắng nhị bồi một. Lúc này đây, bồi xuất suốt phiên 6 lần. Giống như vừa mới giống nhau, thực nghiệm thể số 2 cũng bị kéo vào lồng sắt giữa, nó thân hình tuy rằng không có cự vượn khổng lồ, nhưng khí thế thượng so cự vượn càng thêm khủng bố, kia một chương người mặt có được cùng với gương mặt kém xa miệng rộng, trong miệng răng nhọn thượng còn dính huyết nhục, chứng minh này thực nghiệm thể số 2 đều không phải là là cái gì thiện tra. Áp Phật La, Phất Lạc Tất Thắng ta áp thực nghiệm thể. Một phút hạ chú thời gian, lại ở mọi người kích động cảm xúc giữa thực mau kết thúc, lúc này đây, như cũ là áp phất lạc thắng người nhiều. Lồng sắt đóng lại, phất lạc nhìn trước mặt thực nghiệm thể số 2, trong mắt như cũ là mãnh liệt tự tin. Đường trói buộc thực nghiệm thể số 2 xiềng xích bóc ra sau, thực nghiệm thể số 2 ở trước tiên, liền chiều phất lạc đánh tới, nó tốc độ, so vừa mới kia chỉ cự vượn càng mãnh Lúc này đây đâu, người thấy thế nào? Trương Huyền lại lần nữa hỏi hướng Đường Hào. Đường Hào lắc lắc đầu nói, như cũ là Phật La Thắng, ta hiểu biết loại người này mặt thú thân thực nghiệm thể, chúng nó có rất lớn khuyết tật, thậm chí ở cường độ thượng còn không bằng vừa mới kia chỉ cự vượt, vứt bỏ cường đại nhất. Không đúng. Nói đến lúc này, Đường Hào đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không thích hợp. Này chỉ thực nghiệm thể có vấn đề, nó thần kinh phản xạ tốc độ hoàn toàn vượt qua bình thường thực nghiệm thể. Hơn nữa đau đớn cũng hoàn toàn biến mất. Loại này thực nghiệm thể cốt cách cường độ thực nhược, phi thường ỉ lại với xương sống, nhưng vừa mới phất lạc hai hạ công kích rõ ràng mệnh chung nó nhược điểm, nó lại một chút phản ứng đều không có. Đối với đường hào có thể hoàn toàn nói ra thực nghiệm thể nhược điểm, Trương Huyền một chút đều không nghi ngờ, đừng nói loại này loại nhỏ thực nghiệm thể, chính là cái loại này bá chủ, đường hào đều có thể đem nhược điểm nói ra một ít, rốt cuộc ở phòng thí nghiệm đãi đã hơn một năm thời gian, đường hào đã sớm đem những cái đó thực nghiệm thể tư liệu bối cái thuộc lầu, không chút nào khoa trương nói, nếu bàn về lý luận nói, chính là phản tổ minh những cái đó nghiên cứu viên, cũng chưa đường hào biết đến nhiều, đường hào tuy rằng thực lực không được, nhưng tại lý luận phương diện, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng miệng cường vương giả. Lòng sắt chung, Phất Lạc phát ra tin tưởng 10 phần 2 nhớ công kích, kết quả lại cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, căn bản không có thể đối thực nghiệm thể số 2 tạo thành cái gì thương tổn, ngược lại còn bị thực nghiệm thể số 2 nhân cơ hội sờ soạng hai hạ, ở trên người lưu lại lưỡng đạo vết máu. Phất lạc trên mặt tự tin thần sắc cũng dần dần biến mất, ngược lại thay một mặt vẻ mặt ngưng trọng, như vậy thực nghiệm thể, hắn không biết đụng tới quá nhiều ít, cũng nhớ không được chính mình đã đánh quá nhiều ít chàng, nhưng như vậy liên tục tiến công hai cái nhược điểm cũng chưa một chút phản ứng, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Phất lạc chiều lung ngoại người chủ trì trên người nhìn thoáng qua, đường hắn nhìn đến người chủ trì đem toàn bộ ánh mắt đều đặt ở thực nghiệm thể số 2 trên người thời điểm, Phất Lạc Chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, trà trộn ngầm quyền chàng nhiều năm kinh nghiệm làm hắn tức khắc minh bạch, chính mình khả năng bị từ bỏ, trước mặt cái này thực nghiệm thể số 2, rất có thể tiêm vào cái gì dược tề. Tuy rằng loại này tạm thời có thể xem nhẹ đau đớn dược tề sẽ sinh ra thật lớn tác dụng phụ, nhưng làm này thực nghiệm thể ở lung nội giết chết chính mình, đó là hoàn toàn đủ dùng. Phất Lạc Quơ Quơ có chút đau nhức nắm tay, khẩn nhìn chằm chằm trước mặt thực nghiệm thể, bởi vì hắn minh bạch, chính mình rất có thể sẽ chết cảm thụ không đến đau đớn thực nghiệm thể căn bản là không để bụng trước mắt đối thủ này, kia một chương người trên mặt miệng rộng đã có thể liệt đến lỗ tai căn, lộ ra bén nhọn răng nanh cắn hướng phất lạc, phất lạc căn bản không dám chống chọi, chỉ có thể tại đây nhà giam nội trần trọc xê dịch. Đường hào thở dài, này phất lạc thua định rồi. Ngươi liền như vậy khẳng định, trương huyền lớn tiếng hỏi. Đương nhiên, đường hào cực có tự tin gật gật đầu. Đường hào đang nói, liền nghe thính phòng thượng truyền đến một trận kinh hô. Phất Lạc bắt được một cái cơ hội, muốn vặn gãy thực nghiệm thể số 2 đầu. Bình thường tới nói, loại này sinh vật xương sống chỉ cần đã chịu công kích mãnh liệt, liền sẽ làm này ở trong khoảng thời gian ngắn phát sinh tê liệt, nhưng là thực nghiệm thể số 2 cũng không có, ở bị Phất Lạc vặn gãy đầu phía trước, nó liền một cái dùng sức, đem Phất Lạc đụng vào lồng sắt bên cạnh, kia bén nhọn gai nhọn không có bất luận cái gì trở ngại liền xuyên thấu Phất Lạc thân mình, Phất Lạc mở to hai mắt nhìn, máu tươi từ trước người không ngừng toát ra. Mà thực nghiệm thể số 2 thì tại một trận lảo đảo lắc lư chung, cũng sụi lơ đến trên mặt đất, dược hiệu đã hoàn toàn qua đi, những cái đó phía trước bị dược hiệu ức chế trụ đau đớn cùng nhau đánh úp lại. Thính phòng thượng, vang lên một trận thổn thức thanh cùng chửi bậy thanh, không ai đau lòng chết phất lạc, bọn họ chỉ là đau lòng chính mình thua trận tiền. Đến nỗi những cái đó số ít mua thực nghiệm thể thắng người, thì tại lớn tiếng hoan hô. Trương Huyền lại lần nữa lớn tiếng hỏi hướng đường hào, người như thế nào đánh giá trận chiến đấu này? Cái này Phật La chính là cái ngu xuẩn, đường hào không chút do dự nói. Nga, ngu xuẩn, nói đến nghe một chút, Trương Huyền hỏi lại. Đường Trương Huyền hỏi ra vấn đề này khi, khoảng cách hai người bọn họ không xa, ngồi ở kia Trương to rộng cái bàn phía trước một nam một nữ tắc đem ánh mắt thả lại đây. Đường hào nói, cái này Phật lạc, lớn tiếng chút, này quá xảo, ta nghe không được. Trương Huyền giống lên một giọng nói ta nói cái này phất lạc không có đầu óc đường hào liền đi theo âm nhạc điếc tai hộp đêm chung giao lưu giống nhau mỗi một chữ đều lớn tiếng nói ra cái này thực nghiệm thể tuy rằng tiêm vào dược tề nhưng chỉ là mất đi đau đớn loại này mất đi đau đớn là làm thực nghiệm thể ở trong khoảng thời gian ngắn có được cường đại tác chiến năng lực nhưng đồng thời ở cái này thời gian cũng sẽ có một loại tác dụng phụ chính là tê mỏi nó tự thân thần kinh chỉ cần tìm được mấy cái thần kinh điểm mấu chốt tiến hành công kích liền sẽ làm thực nghiệm thể hoàn toàn đánh mất hành động năng lực. Nói trắng ra là, chính là nhược điểm phương vị tiến hành biến hóa mà thôi, cái này phất lạc không đầu óc, sẽ không quan sát, bằng không cũng không có khả năng như vậy liền đã chết. Đường hào nói sau này đó thời điểm, trên mặt toàn là khinh thường. Kia ngồi ở bàn lớn thượng một nam một nữ trong mắt đều lộ ra rất có hứng thú thần sắc, trong đó tên kia nữ tính đứng dậy, vặn vẹo vòng eo, chiều trương huyền bọn họ bên này đi tới, đường đi đến hai người phụ cận khi, chủ động mở miệng, ta là lì kéo, các người đối thực nghiệm thể thực hiểu biết sao. Hiểu biết, Trương Huyền lộ ra một bộ buồn cười bộ dáng, không có người so với ta này huynh đệ lãnh thiếu càng thêm hiểu biết thực nghiệm thể. Trương 1055 giao dịch trung tâm. lì kéo ánh mắt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Trương Huyền thấy lì kéo không tin, lại lần nữa mở miệng nói, lãnh thiếu, lớn tiếng nói cho nàng. Loại này thực nghiệm thể, người có thể đánh mấy cái. Đường hào tuy rằng không rõ ràng lắm Trương Huyền vì sao phải chuyên môn như vậy hỏi, nhưng vẫn là đúng sự thật đáp, nếu chỉ là loại này thực nghiệm thể nói, không chút nào khoa trương nói, 10 cái trong vòng, đều có thể ở trong thời gian ngắn nhất giải quyết, 10 cái trở lên nói, muốn phiền toái một chút. Sõng sạc, một đạo trào phúng tiếng vang lên, là cùng lì kéo ngồi ở cùng nhau cái kia tuổi trẻ nam nhân đi tới, nói mạnh miệng, ai đều sẽ nói. Mạnh miệng, Trương Huyền cười lạnh một tiếng, như vậy, cũng không cần ta này lãnh thiếu huynh đệ ra tay, hắn ở bên cạnh đốc chiến, ta đi vào động thủ, cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết này đó thực nghiệm thể. Ngươi, tuổi trẻ nam nhân vẻ mặt cười nhạo nhìn Trương Huyền, ở Trương Huyền trên người, hắn không có cảm nhận được một chút về khí khí cơ, ở tuổi trẻ nam nhân trong mắt, đây là một cái liền khí đều không có nắm giữ kẻ yếu. Không cần ở kia âm dương quái khí, Trương Huyền vẻ mặt khó chịu biểu tình, nếu không chúng ta đánh cuộc một keo, cũng có thể. Ha ha, tuổi trẻ nam nhân ra tiếng nói, đánh cuộc, ngươi tưởng như thế nào đánh cuộc. Rất đơn giản, Trương Huyền chỉ vào lung nội kia chỉ đã nằm liệt đến trên mặt đất thực nghiệm thể số 2, liền loại này mặt hàng, tới 10 chỉ, 2 phút trong vòng, ta nếu giải quyết không được, tính ngươi thắng, ta muốn giải quyết, tính ta thắng. 2 phút, Trương Huyền nói ra thời gian này, đừng nói vốn là không tin bọn họ tuổi trẻ nam nhân, chính là đối bọn họ có chút tò mò lị kéo, cũng là đầy mặt không tin nếu trương huyền là một cái hóa hình cảnh hậu kỳ hoặc là ngưng khí cảnh siêu cường giả bọn họ đảo sẽ không hoài nghi trương huyền nói nhưng cố tình đây là một cái liền khí cũng chưa nắm giữ tiểu nhân vật đi theo thực nghiệm thể đánh đừng nói mười chỉ chính là một con đều có thể muốn hắn mệnh như thế nào không dám sao không dám cứ việc nói thẳng trương huyền trào phúng một tiếng có gì không dám tuổi trẻ nam nhân bàn tay vung lên nếu ngươi thua làm sao bây giờ Trương Huyền khẽ lắc đầu, ta thua nhầm ngươi xử trí, nhưng ngươi phải thua, ta cũng không yêu cầu ngươi trả giá cái gì, chỉ cần ngoan ngoãn quỳ xuống, kêu ta một tiếng ra ra liền hảo. Ngươi cuồng vọng, tuổi trẻ nam nhân cả người khí cơ kích động, một cổ thuộc về hóa hình cảnh cường đại uy áp chiều Trương Huyền thổi quét mà đi. Trương Huyền cố ý làm bộ một bộ không địch lại bộ dáng, bước chân liên tục lui về phía sau. Hảo, lì kéo đột nhiên đứng ở Trương Huyền cùng tuổi trẻ nam nhân trung gian, Thế Trương Huyền chặn đến từ chính tuổi trẻ nam nhân uy áp, theo sau xoay người nhìn về phía Trương Huyền, người thật sự có tin tưởng. Đương nhiên, Trương Huyền không chút do so dự gật đầu nói. Vậy ngươi hai đi theo ta, tiền đặt cược liền tính, ta biết các ngươi ý tưởng, các ngươi chuyên môn ngồi ở ta phụ cận, cố ý khiến cho ta chú ý, sau đó đưa ra đánh đố, đơn giản chính là tưởng biểu hiện chính mình, hai ngươi yên tâm, nếu các ngươi thực sự có bổn sự này, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Lỷ kéo hướng hai người phất phất tay, tới bên này đi. Lỷ kéo nói xong, cấp tuổi trẻ nam nhân đưa mắt ra hiệu, theo sau mang theo trương huyền cùng đường hào chiều một bên đi đến. Ở cái này ngầm quyền tràng bên cạnh, còn có một cái ám môn, Lỷ kéo mang theo hai người xuyên qua cái này ám môn, thông qua một cái giải đến 500 mễ thông đạo. Trương huyền tính toán một chút, cái này khoảng cách, hẳn là đã lấy sườn mặt phẳng nhưng góc độ rời đi quỷ thị phạm vi, căn cứ bọn họ tiến vào tình hình lúc ấy sở phương vị suy đoán là ở mặt khác một cái phố ngầm. Này thông đạo không có người gác, đương ba người xuyên qua này thông đạo sau, đi vào một cái đại sảnh giữa. Này đại sảnh phi thường rộng lớn, cấp trương huyền cảm giác, thật giống như là trước đây phương Tây cái loại này lính đánh thuê nơi tụ tập, đại sảnh bốn phía, có rất nhiều quầy hàng, đều ở bán một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Thực nghiệm thể số 8 lợi trảo, 3 tháng trước mới ra hàng mới, mài rũa thành trủy thủ, tuyệt đối chém sắt như chém bùn, chỉ cần 8 phiến thực nghiệm thể 96 hào lân liền có thể cầm đi. Một đạo giao hàng thanh truyền tiến Trương Huyền trong tay, Trương Huyền rất có hứng thú nhìn thoáng qua, phát hiện là một người cầm trong tay một cái bạo ngựa lưỡi hái trạng đồ vật, không ngừng múa may. Đường hào nhỏ giọng ở Trương Huyền bên tai nói, ca, thực nghiệm thể 96 hào, chính là một loại ba xà sơ đại thí nghiệm phẩm, lực phòng ngự không có ba xà như vậy, nhưng cũng so bình thường nội giáp hiếu thắng rất nhiều. Đây là thực nghiệm thể 79 hảo bối cánh, có thể làm thành bên người nội giáp, yêu cầu tới xem một chút. Toàn bộ đại sảnh giữa có rất nhiều người, những người này cùng bên ngoài những cái đó xem thi đấu người xem bất đồng, cơ hồ mỗi người trên người đều tản ra một cổ lệ khí, xem bọn họ bộ dáng, đều là kinh nghiệm xa trường hạng người, có nam có nữ, có già có trẻ, có phương tây gương mặt, cũng có phương đông gương mặt. Lý kéo ra khẩu nói, mỗi một lần từ phản tổ minh luyện ngục ra tới, đều sẽ có không tồi thu hoạch, nơi này là một cái dễ vật địa điểm, các người có thể trước nhìn xem, ta đi đem các người tình huống cấp đại nhân nói một chút, đại nhân sẽ đến định đoạt. Hành, Trương Huyền nheo lại hai mắt, lộ ra một bộ tham tiền bộ dáng. Lì kéo sau khi nói xong, đi nhanh chiều một bên đi đến. Trương Huyền cùng tổ hiển hai người, thì tại các quầy hàng trước đi dạo. Ở trải qua một cái quầy hàng thời điểm, Trương Huyền nhìn đến rất nhiều người đều vây quanh ở nơi này, nghĩ nghĩ, liền cũng nghỉ chân. Đây là một cái rất nhỏ quầy hàng, quầy hàng thượng bày một trương gia thú, gia thú không lớn, chỉnh thể phô khai, đại khái có thể bao lại trước ngực vị trí. Đây là một cái không bị ký lục thí nghiệm thể sở tiến hóa ra tới một khối hộ tâm bì, tuyệt đối cứng cỏi, chẳng sợ thực nghiệm thể số 8 lợi trảo, cũng đừng nghĩ ở mặt trên lưu lại một tia dấu vết. Quầy hàng lão bản lớn tiếng nói, vây xem hơn 10 người, đối với này gia thú tấm tắc bảo lạ. Trong đó một người nhìn qua mới 16 7 tuổi tóc vàng thiếu nữ đối này gia thú biểu hiện phi thường có hứng thú, nàng vừa mới thử qua dùng các loại vũ khí sắc bén xẹt qua gia thú, cũng vô pháp ở mặt trên lưu lại một chút dấu vết, muốn xuyên thấu gia thú, căn bản là làm không được, nếu đem này khối gia thú làm thành nội giáp một bộ phận, tuyệt đối có thể đại đại đề cao chính mình lực phòng ngự. Này gia thú bán thế nào? Tóc vàng thiếu nữ mở miệng nói. Quán chủ là một cái 40 tuổi tả hữu phương Tây trung niên nam nhân, hắn vươn một ngón tay tới, một khối linh thạch. Một khối linh thạch, tóc vàng thiếu nữ nhân lại mày liếu, linh thạch đối luyện khí giả mà nói, là tuyệt đối đồng tiền mạch, sở dĩ có thể trở thành đồng tiền mạch, liền bởi vì này linh thạch đối luyện khí giả mà nói, phá lệ quan trọng, mỗi một khối, đều không phải nhẹ nhàng có thể lấy ra đi. Đây là có thể cứu mạng bảo bối, một khối linh thạch giá cả, cũng không quý một người vây xem người mở miệng nói. Đương nhiên không quý, quán chủ vỗ bộ ngực bảo đảm, ta đây là tuổi lớn, không nghĩ lại liều mạng, bằng không thứ này ta khẳng định chính mình lưu trữ. Hiện tại, chỉ nghĩ đổi khối linh thạch, trở về cho ta ra kia tiểu tử dùng, bằng không loại này bảo bối ta như thế nào nguyện ý lấy ra tới. chương 1056 chính chủ xuất hiện. Tóc vàng thiếu nữ ánh mắt lộ ra giấy ruộng thần sắc. Ước qua mấy chục giây, tóc vàng thiếu nữ hít sâu một hơi, ra tiếng nói, hảo, thứ này, ta muốn. Nói, tóc vàng thiếu nữ từ chính mình trong túi móc ra một khối đại khái tam lập phương cm linh thạch, đây là thần ẩn hội định ra tiêu chuẩn quy cách, một khối linh thạch, chính là như vậy lớn nhỏ. Tóc vàng thiếu nữ vừa mới chuẩn bị đem linh thạch đưa cho quán chủ. Đứng ở một bên trương huyền đột nhiên ra tiếng, chậm đã. Trương huyền này một tiếng, một chút liền đánh gãy tóc vàng thiếu nữ động tác. Vây xem người, bao gồm tóc vàng thiếu nữ cùng quán chủ, đều chiều Trương Huyền xem ra. Trương Huyền nhìn về phía quán chủ, mở miệng nói, ta nói, người này tuổi cũng không nhỏ, tới này lừa một cái tiểu cô nương có ý tứ sao. Lừa, quán chủ mày nhăn lại, theo sau mắt lạnh nhìn Trương Huyền, tiểu tử, người hiểu hay không ngươi đang nói cái gì. Đương nhiên hiểu, Trương Huyền gật đầu, duỗi tay một lóng tay quán chủ sở bán ra thú, này ngoạn ý, đơn giản chính là xâm nhiễm một ít xà huyết, sau đó đem một ít nhận gân trộn lẫn đi vào, cho nên có vẻ cứng cỏi vô cùng. Một khi đem những cái đó gân rút ra, đem này phơi khô, này liền giống như một trương phao thủy lại phơi khô giấy vệ sinh giống nhau yếu ớt, người bán một khối linh thạch, thật đúng là kiếm một bút hảo tiền A. Trương huyền lời này vừa ra, quán chủ sắc mặt liền biến. Vừa mới tên kia ra tiếng nói này khối gia thú vật siêu sở giá trị người vây xem vội vàng tễ đến trương huyền trước người, cười lạnh nói, tiểu tử, người một cái liền ngự khí đều không có kẻ yếu, có cái gì tư cách nói những lời này. Tóc vàng thiếu nữ tức giận nhìn chầm chầm quán chủ, người nói, người bán cho ta thứ này, có phải hay không giống hắn nói như vậy? Đương nhiên không phải, quán chủ lắc đầu. Lãnh thiếu, sao cho ngươi? Trương huyền hướng đường hào chu chu môi. Đường hào gật gật đầu, duỗi tay chuẩn bị đi lấy kia trương gia thú. Mắt thấy đường hào tay muốn đụng tới này trương gia thú, quán chủ đột nhiên một trường chiều đường hào trước người chụp tới, ai làm ngươi động, cho ta bắt tay buông. Quán chủ tốc độ này cực nhanh, căn bản không phải đường hào cái này ngự khí cảnh có thể phản ứng lại đây, thời khắc mấu chốt, trương huyền âm thầm kéo đường hào một phen, làm đường hào tránh thoát quán chủ này đánh úp lại một trường, bất quá này cũng có thể đủ cho thấy, này quán chủ trong lòng, quả thật là có quỷ. Tóc vàng thiếu nữ cũng không phải ngốc tử, một chút liền nhìn ra này ra thú tuyệt đối có vấn đề, vội vàng đem linh thạch thu lên, nổi giận đùng đùng nhìn quán chủ hảo a à, người quả nhiên là đang lừa người quán chủ mắt thấy tới tay linh thạch cấp bay đi đem ánh mắt vả định đến trương huyền cùng đường hào hai người trên người tên kia vừa mới đi theo quán chủ cùng nhau lừa dối tóc vàng thiếu nữ người bất động thanh sắc đi tới hai người phía sau chặn hai người đường lui như thế nào muốn giết chúng ta cho hả giận trương huyền vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái ha ha này nơi giao dịch khi nào tới hai vị cao nhân a à? một đạo cười khẽ tiếng vang lên, gì, như thế nào là hai cái ti tiện chủng tộc. Trương Huyền cùng đường hào nghe thấy thanh âm, liền biết người đến là ai, đúng là lúc trước ở đặt chân chấn, bị Trương Huyền liên tục chiều mấy cái cái tát khoa kim. Dẫn dắt Trương Huyền cùng đường hào đi vào này lị kéo, lúc này liền đi theo khoa kim phía sau. Tên này quầy hàng lão bản, ở nhìn đến khoa kim lúc sau, vội vàng thấp hèn đầu, kêu một tiếng khoa kim đại nhân. Khoa kim đã đi tới, nhìn thoáng qua quầy hàng lão bản, hừ lạnh một tiếng, phế vật, làm giả đều có thể làm như vậy thất bại, muốn ngươi có ích lợi gì. Khoa kim đại nhân thứ tội, quầy hàng lão bản đương trường hai đầu gối uốn lượn quỳ xuống, cúi đầu. Cút đi, khoa kim không kiên nhẫn phất phất tay, đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần, không cần lại làm ta nhìn đến ngươi có như vậy phế vật thời điểm. Minh bạch, minh bạch, quầy hàng lão bản liên tục gật đầu, theo sau đứng dậy, trốn giống nhau nhanh chóng rời đi tóc vàng thiếu nữ nhìn đến khoa kim lại nhìn nhìn quầy hàng lão bản vội vàng rời đi bóng dáng lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng hảo a à, các ngươi tại đây liên hợp lại gạt người khoa kim mặt hướng tóc vàng thiếu nữ làm một cái tiêu chuẩn phương tây lễ nghi mở miệng nói mỹ lệ bá ni tháp nữ sĩ này bất quá là chúng ta cùng ngươi khai một cái tiểu vui đùa mà thôi tin tưởng ngài phụ thân lợi áo giáo chủ tại đây cũng sẽ lý giải chuyện này ta nhất định sẽ toàn bộ nói cho ta phụ thân Bá Ni Tháp cực độ bất mãn nói. Đương nhiên, Khoa Kim gật gật đầu, nơi này hết thảy sự tình, Bá Ni Tháp nữ sĩ đều có thể nói ra đi, bởi vì chúng ta cũng không có ác ý. Khoa Kim nói xong câu đó sau, liền không hề để ý tới Bá Ni Tháp, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền cùng đường hào, ra tiếng nói, ta rất tò mò, các ngươi này hai cái đến từ ti tiện Trùng tộc người, rốt cuộc có bao nhiêu nguyên liệu thật. Biết đây là cái gì, các ngươi không phải thực có thể nói sao. Tới nói cho ta nghe một chút, nhớ kỹ, nếu nói không nên lời, ta liền làm thịt các ngươi." Khoa Kim cầm lấy một cây xương cốt, trên xương cốt mặt mọc đầy gai ngược. Trương Huyền âm thầm cấp Đường Hào đánh cái thủ thế, ý bảo làm Đường Hào phối hợp. Thực nghiệm thể 37 Hào xương ngực, hẳn là thuộc về ấu niên kỳ. Đường Hào chỉ là nhìn lướt qua, liền ra tiếng nói. Khoa Kim trên mặt lộ ra một mặt rất là ngoài ý muốn thần sắc. Thực nghiệm thể 37 Hào là rất ít thấy chủng loại, thả khi còn nhỏ, này mọc đầy gai ngược xương ngực là dấu ở thực nghiệm thể trong cơ thể, rất ít có người sẽ phát hiện. Khoa Kim phất phất tay, một bên đi ra mấy người, mỗi người trên tay đều bưng một cái khay, trên khay phóng một ít hình thù kỳ quái đồ vật. Thực nghiệm thể 62 Hào xương tay, 28 Hào hàm răng, 29 Hào được đến hạ lạc, 16 Hào nội tào răng nanh, 89 Hào bối cánh, cùng với 54 Hào xương ngực đường hào như cũng chỉ là nhìn lướt qua, liền nhẹ nhàng bâng cua nói ra khoa kim sai người lấy ra mấy thứ này nơi phát ra. Đường hào vẻ mặt không thú vị mở miệng, đều là một ít thường thấy mặt hàng, liền không có cái gì cao cấp điểm đồ vật sao. Khoa kim sắc mặt có chút khó coi, hắn lấy ra mấy thứ này, đều không phải là đường hào theo như lời thường thấy mặt hàng, đều là một ít cực nhỏ có thể thu thập đến tài liệu, liền tỉ như thực nghiệm thể 89 hào bối cánh. Thực nghiệm thể 89 hào, là một con hình thể thật lớn mũi, này bối cánh mỏng như trong suốt trang, hơn nữa 89 hào bối cánh, đều không phải là một cái chỉnh thể, mà là từ mấy ngàn cái thật nhỏ bộ vị sở tạo thành, rất khó thu thập đến một cái chỉnh thể, cơ hồ 99% người cũng vô pháp từ một chút nhìn ra tới đây là cái gì. Kia thực nghiệm thể vô 14 hào, càng là một loại người lập hình sinh vật, này xương ngực cùng nhân loại bình thường cơ hồ không có khác nhau, hơn nữa cùng với xương ngực tương tự thực nghiệm thể, không dưới 10 cái, nhưng vẫn là bị nhẹ nhàng phân biệt ra tới. Ha 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 ha, lợi hại, lợi hại a à. Một đạo tiếng ca ngợi vang lên. Nghe thế thanh âm nháy mắt, Trương Huyền khóe miệng gợi lên một mặt mỉm cười. a à, diễn như vậy nửa ngày, chính chủ rốt cuộc ra tới a à. Cách đó không xa, Jason một bên vỗ tay, một bên bước đi tới, trong miệng phát ra cười to thanh âm. Jason vừa xuất hiện, vô luận khoa kim vẫn là lị kéo đều tự giác thối lui đến một bên đi. chương 1057 thái độ đại biến. Sao có thể, khoa tóc vàng da lầm bẩm không thể tin tưởng tiếng động. Cho nên nói, có chút người bất quá là quá vô tri mà thôi. Đường hào cố ý ra tiếng nói, tuy rằng hắn đến bây giờ cũng chưa làm rõ ràng Trương Huyền vì cái gì muốn biểu hiện như vậy Trương Dương, nhưng Trương Huyền nếu làm như vậy, hắn liền phải phối hợp diễn đi xuống, các người cho rằng cấp thực nghiệm thể tiêm vào dược tề, thực nghiệm thể liền sẽ không cảm giác được đau đớn. Tê mỏi thần kinh sẽ làm chúng nó nào đó điểm tựa thừa nhận lớn hơn nữa áp lực, chỉ cần đụng vào này đó điểm tựa, liền tương đương với chặt đứt chúng nó thần kinh mà thôi, loại này dược tề tiêm vào, dùng để đối phó cái gì cũng đều không hiểu người kia còn có thể, nhưng ở ta nhớ thanh huynh đệ trước mặt, này còn kém nhiều đâu. Đường hào tuy rằng nói được đạo lý rõ ràng, nhưng kỳ thật hắn nội tâm cũng là nghi hoặc không thôi, này đó thực nghiệm thể tiêm vào dược tề lúc sau, đích xác sẽ làm thần kinh điểm tựa trở nên càng thêm yếu ớt, nhưng những cái đó địa phương đều thực ẩn nấp, muốn tìm được loại này thần kinh điểm tựa đều trước hết cần quan sát một phen. Nhưng hiện tại Trương Huyền lại liền quan sát cũng chưa quan sát, chỉ là tùy ý ra tay, liền làm được loại tình trạng này, điểm này Trương Huyền là như thế nào làm được, Đường Hào đều nghi hoặc không thôi. Đường Hào không rõ ràng lắm chính là, loại trình độ này thực nghiệm thể, đối với Trương Huyền tới nói này thân thể cũng không thể xưng được với cường đại. Trương huyền sở luyện khí phương pháp, là nhất bá đạo cái loại này, diệt thế đổ lục đối trương huyền tăng lên, là từ bên ngoài vô pháp nhìn ra. Trương huyền đối phó này đó thực nghiệm thể phương pháp, rất đơn giản trực tiếp, chính là lấy chỉ đem cuồng bạo khí rót vào thực nghiệm thể trong cơ thể, theo sau phá hủy thực nghiệm thể hệ thần kinh. Đối với bình thường luyện khí giả mà nói, bọn họ khí cũng không có như vậy bá đạo, bởi vì bọn họ sở luyện khí phương pháp, là đem khí từ trong ra ngoài phát ra, mà Trương Huyền là trực tiếp đem ngoại giới khí dẫn lấy mình dùng, đây là hai loại hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Cũng là vì loại này dùng khí phương thức bất đồng, ở người khác trong mắt, căn bản là nhìn không ra Trương Huyền đã ngự khí, trừ phi là đã sớm biết hắn thực lực người, nếu Trương Huyền giống hiện tại như vậy cố ý che giấu tung tích, người khác chỉ đương hắn là một cái vô pháp ngự khí người thường mà thôi. Nhưng hiện tại, liền như vậy một người bình thường làm những chuyện như vậy, hoàn toàn vượt qua dây sần nhận chi. Thực nghiệm thể, cho tới nay đều cấp thần ẩn hội tạo thành thật lớn phiền toái, dây sần gặp qua có thể nháy mắt hạ gục loại này thực nghiệm thể tồn tại, nhưng kia đều là ngưng khí trở lên cao thủ, giống loại này lấy người thường thân thủ có thể nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục thực nghiệm thể tồn tại, dây sần vẫn là lần đầu tiên thấy, lần này khiến cho hắn ánh mắt cực nóng lên, nếu chính mình có thể đem loại người này thu được dưới chướng, như vậy hắn đem đối sẽ nội làm ra nhiều ít cống hiến này đó cống hiến công lao, kia đều sẽ tính đến trên đầu mình. Chỉ là này có thể nhẹ nhàng nhìn ra mỗi cái thực nghiệm thể nhược điểm bản lĩnh, đủ để cho thần ẩn hội tầng dưới chót chiến lực hướng lên trên cất cao mấy cái cấp bậc. Đơn giản điểm tới nói, dĩ vãng chỉ có ngự khí cao thủ, mới có thể tiến vào luyện ngục săn giết thực nghiệm thể, nhưng nếu nắm giữ người này sở sẽ pháp môn sau, ngay cả thấp hèn nhất đẳng thế lực trình độ, đều có thể làm được dĩ vãng ngự khí cao thủ mới có thể làm sự, này đối thần ẩn hội mà nói, là một cái đột phá tính tiến triển A. Nhân tài này, ta nhất định phải được đến. Jason gắt gao niết quyền. Khoa kim sắc mặt có chút khó coi, cho tới nay, hắn đều là Jason số một tùy tùng. Vô luận Jason đi đến nơi nào, đều sẽ mang theo hắn. Nhưng hiện tại, khoa kim cảm nhận được một loại nùng liệt nguy cơ cảm. Hắn có một loại trực giác, người này ở Jason trong lòng địa vị, thực mau liền sẽ vượt qua chính mình. Cách phách phòng, Trương Huyền tuy rằng nói được là 5 phút nội giải quyết 34 chỉ thực nghiệm thể, nhưng đương Trương Huyền chân chính giải quyết xong sở hữu thực nghiệm thể thời điểm, thời gian mới chỉ là đi qua 2 phút mà thôi. Đối với Jason đám người tới nói, một cái liền ngự khí đều không có đạt tới người, 2 phút thời gian giải quyết 34 chỉ thực nghiệm thể, đây là một cái kỳ tích. Tuyệt đối có thể nói một cái kỳ tích, nếu đem cái này chiến tích bắt được sẽ nội đi, không biết sẽ khiến cho bao lớn oanh động sần xuyên thấu qua cường hóa pha lê nhìn đứng ở cách vách phòng liền đại khí cũng chưa xuyến một chút Trương Huyền trong lòng may mắn hắn may mắn là chính mình trước gặp được người tài giỏi như thế mau 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 mở cửa dây phản ứng lại đây sau vội vàng từ trên sofa đứng dậy theo sau chọn lựa một lọ rượu ngon đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến bên kia cửa phòng cũng đã mở ra Trương Huyền vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái từ bên trong đi ra Trương Huyền mới ra môn liền nghe thấy dây sần tiếng cười to. Ha ha ha, huynh đệ thật là hảo thủ đoạn a, còn chưa thỉnh giáo huynh đệ tên họ. Dây sần giờ khắc này hoàn toàn không thấy phía trước chủ nhân cao tư thái. Thấy như vậy một màn khoa kim, sắc mặt càng thêm âm trầm. Trương Ức Thanh, Trương Huyền nói ra chính mình dùng tên giả. Ha ha ha, Trương huynh đệ thật là lợi hại a, tới tới tới, bên này thỉnh. Dây sần đi lên tới, nhiệt tình ôm Trương Huyền bả vai. Dơ dơ lên chính mình trong tay rượu ngon Chúng ta qua bên kia uống một chén Hảo A, Trương Huyền gật gật đầu Đi theo dây sần chiều một bên đi đến Đường hào vẻ mặt chấn định đi theo một bên Lị kéo có thể nào nhìn không ra dây sần ý tưởng Cũng nhiệt tình tiến đến đường hào bên cạnh Lúc trước tên kia thiếu chút nữa bị lừa đi một khối linh thạch tóc vàng thiếu nữ bá ni tháp Còn lại là vẻ mặt tò mò chiều bên này xem ra Không biết đã xảy ra chuyện gì Jason mang theo Trương Huyền hai người đi vào một cái xa hoa phòng khách, hắn phất phất tay, phòng khách người toàn lui đi ra ngoài, chỉ trừ khoa kim cùng lỷ kéo đi theo bên cạnh. Ở một trương xa hoa bàn tròn trước, Jason làm một cái thỉnh thủ thế, tới, Trương huynh đệ, mau ngồi, ngà đối, còn không có thỉnh giáo vị này chính là. Ta huynh đệ lãnh thiếu, Trương Huyền vỗ vỗ đường hào bả vai. Làm một cái người phương Tây, Jason cũng không phải thực lý giải lãnh thiếu hai chữ này hàm nghĩa, cũng không biểu hiện ra cái gì kinh ngạc, lãnh thiếu, thỉnh. Trương Huyền cùng đường hào cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở bên cạnh bàn. Đến nỗi khoa kim cùng lị kéo, ở dây sân không nói gì trước, hai người bọn họ là không có gì tư cách ngồi xuống. Dây sân hiển nhiên cũng không có làm hai người bọn họ ngồi xuống ý tứ, đem trong tay kia bình rượu ngon đưa cho lị kéo, ý bảo lị đánh đổ thường. Đến nỗi khoa kim, còn lại là làm bảo tiêu một loại nhân vật, đứng ở một bên, hiển nhiên tại đây một khắc, Trương Huyền cùng đường hào ở dây sần trong mắt tầm quan trọng, hoàn toàn nghiền áp Khoa Kim. Khoa Kim nhìn về phía Trương Huyền cùng đường hào trong mắt, mang theo một cổ hận ý. Đường rượu ngon khen ngược, dây sần chủ động nâng chén, tới, Trương Huynh Đệ, lãnh thiếu, cho chúng ta lần đầu gặp mặt cụng ly. Một trận nhẹ minh tiếng vang, tam chi sang quý cốc có chân dài chạm vào cùng nhau. Dây sần uống xong một ngụm rượu ngon sau, hít sâu một hơi, Trương Huynh Đệ, không biết người cùng lãnh thiếu này phân bản lĩnh, từ đâu mà đến, thật sự là làm ta mở rộng tầm mắt. Trương Huyền cười cười nói, thấy được nhiều, tự nhiên cũng liền có kinh nghiệm. Jason lại mở miệng nói, Trương Huynh Đệ, hiện tại phản tổ minh động tác càng lúc càng lớn, mỗi năm sẽ nội vì trừ thực nghiệm thể, thương vong thảm trọng, nếu ngươi có thể đem này phương pháp cống hiến ra tới, đối sẽ nội mà nói, tuyệt đối là một kiện đại hỷ sự A. chương 1058 hắn vô pháp cự tuyệt. Trương Huyền nhìn chằm chằm dây sần, mặt ngoài mặc không lên tiếng, trong lòng lại là cười lạnh không thôi, này dây sần, thật đúng là có thể trang, nếu chính mình hiện tại phải đáp ứng cái này đề nghị, hắn chỉ sợ liên tiếp xuống dưới nói đều tiếp không đi xuống đi. Thấy Trương Huyền không có ra tiếng, dây sần vẻ mặt nôn nóng nói, Trương Huynh Đệ, ta hy vọng người có thể minh bạch, phương pháp này, đối sẽ nội rốt của có bao nhiêu đại trợ giúp. Trương Huyền như cũng không ra tiếng. Đúng lúc này, phòng tiếp khách môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ở môn bị đẩy ra nháy mắt, Jason chiều đại môn phương hướng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, có hay không điểm quy củ. Đẩy cửa đi vào tới, cũng là một người thanh niên, nhìn mắt cùng Jason đồng dạng ngồi ở bàn tròn bên chương huyền cùng đường hào sau, bước nhanh đi đến Jason trước mặt. Đại nhân, đã xảy ra chuyện. Jason khẽ cau mày. Tiến vào thanh niên tiến đến Jason bên tai, thấp giọng nói cái gì. Trương Huyền tuy rằng nghe không được thanh niên thanh âm, nhưng lại có thể thông qua đọc môi, tới biết đối phương nói cái gì. Ba lạc suất chúng sự, liên hệ không thường, có người nói hắn đã chết. Đây là Trương Huyền từ này thanh niên trong miệng sở đọc ra tới. Trương Huyền khóe miệng gợi lên một mặt như có như không ý cười, đồng thời trong lòng còn có điểm thất vọng. Ai, này dây sần tình báo hệ thống thật sự là quá lạc hậu, chính mình ở quỷ thị làm trò như vậy nhiều người mặt cùng ba lạc đặc phát sinh xung đột, Kết quả đến lúc này bọn họ mới thu được ba lạc suất chúng sự tin tức, nhìn dáng vẻ, này giáo chủ môn đồ cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy lợi hại a à. Trương Huyền không biết chính là, đều không phải là này đó giáo chủ môn đồ quá yếu, mà là bọn họ sở trải qua đồ vật, cùng Trương Huyền hoàn toàn bất đồng. Quang minh đảo quật khởi, là ở vương sẽ áp chế hạ, dẫn dắt thế giới ngầm, khởi xướng một hồi cách mạng, này tương đương với là một hồi thế giới ngầm chiến tranh rồi. Sương này vì giấu ở âm thầm thế giới đại chiến cũng không quá. Mà Jason loại này giáo chủ môn đồ, tuy rằng cũng là từ lục đục với nhau chung đi tới, nhưng kia cường độ cùng Trương Huyền sở trải qua sự tình so sánh với, liền giống như với con nít chơi đồ hàng giống nhau, bọn họ nói trắng ra là, càng chú trọng vẫn là chính mình địa vị, tỉ như giáo chủ môn đồ, tại thân phận thượng, liền so người khác phải có ưu thế, thân phận so này thấp, căn bản không dám hướng này động thủ. Nhưng Trương Huyền sở trải qua chiến tranh bất đồng, đó là một người bình thường đều khả năng cầm đao bổ về phía ngầm nhất đảng thế lực thủ lĩnh thế giới, đó là một cái liền thân cận nhất người đều sẽ tùy thời phản bội thế giới. Jason tuy rằng ở tuổi thượng cùng Trương Huyền sắp xỉ, nhưng nếu nói thủ đoạn cùng với các phương diện bố trí, đó là cách biệt một trời. Liền giống như hiện tại, Jason đã từng bước một ấn Trương Huyền giả thiết phương hướng đi đi rồi. Jason nghe xong tên kia thanh niên hội báo tới tình huống sau, thấp giọng mắng, phế vật đồ vật, mau đi ra tìm. Minh Bạch, này liền đi, thanh niên kho người nói một câu, theo sau vội vàng rời khỏi phòng khách. Jason hiển nhiên còn vô pháp đạt tới hỉ nộ không hiện ra sắc nông nỗi, chờ thanh niên rời đi một hồi lâu sau, vẻ mặt của hắn mới dần dần khôi phục bình thường. Thân ẩn hội người, tuy rằng thực lực cường đại, nhưng trong lòng tính thượng, cùng những cái đó hàng năm ở vào tranh đấu giữa ngầm thế lực so sánh với, vẫn là kém quá xa trương huyền khẳng định nếu quang luận chơi thủ đoạn nói một cái ngầm nhất đảng thế lực người nối nghiệp có thể nhẹ nhàng đem dây sần chơi xoay quanh dây sần hít sâu một hơi giơ lên chén rượu trương huynh đệ ngượng ngùng làm ngươi chê cười đột nhiên ra điểm sự chúng ta tiếp tục hảo trương huyền mỉm cười gật gật đầu dây sần lộ ra một bộ tự hỏi bộ dáng sau nói như vậy đi trương huynh đệ ta cũng không đánh với người bí hiểm người hôm nay tới khẳng định là không riêng hướng ta triển lãm người năng lực đơn giản như vậy, người nghĩ muốn cái gì. Trương Huyền vừa nghe lời này, ánh mắt đột nhiên trở nên cực nóng lên, địa vị. Hảo, Jason không hề nghĩ ngợi liền ra tiếng đồng ý, người muốn địa vị, ta liền cho ngươi loại địa vị này, người hẳn là biết, ngày mai đó là bình chọn, nếu Trương Huynh đệ hôm nay có thể tới, chính là tin ta Jason năng lực, ta cũng không giấu giếm Trương Huynh đệ ngươi, lần này bình chọn, tổng cộng chia làm tam tràng, thắng bại phương thức cũng là áp dụng tích phân chế, trong đó có một hồi, liền so chính là đối phó này thực nghiệm thể, ở cá nhân thực lực phương diện, ta đối chính mình này mới có tuyệt đối tin tưởng. Nhưng nếu nói đúng phó thực nghiệm thể nói, ta tin tưởng cũng không có như vậy sung túc, mỗi người đều có mỗi người đối phó thực nghiệm thể thủ đoạn, nhưng ta khẳng định, bất luận cái gì một người thủ đoạn, đều không có trương huynh đệ ngươi cao minh. Trương Huyền dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ý của ngươi là, muốn cho ta đem này phương pháp cho ngươi. Đúng vậy, Jason không chút nào giấu giếm gật đầu, chỉ cần ngươi đem ngươi phương pháp cống hiến ra tới, lần này bình chọn, ta tuyệt đối có thể thắng, đến lúc đó, ngươi muốn địa vị, ta tùy thời có thể cho ngươi. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, lắc lắc đầu, ta này phương pháp, vô pháp giáo, ta tưởng, vẫn là chờ ngươi bình chọn sau khi chấm dứt, lại đến tìm ta đi. Trương Huyền nói xong, đường trường đứng dậy, vỗ vỗ đường hào bả vai, theo sau hướng phòng tiếp khách bên ngoài đi đến đường hào cái gì cũng chưa nói đi theo trương huyền liền chuẩn bị hướng ra ngoài đi vẫn luôn đứng ở một bên khoa kim một cái lắc mình đều đổ đến trương huyền cùng đường hào trước người ngăn lại hai người đường đi như thế nào dây sần đại nhân đây là không nghĩ làm đôi ta đi rồi trương huyền cười nói dây sần phất phất tay ý bảo khoa kim thối lui đại nhân hai người bọn họ làm hai người bọn họ đi Jason không kiên nhẫn chừng mắt nhìn Khoa Kim liếc mắt một cái, khi nào ta làm quyết định, cũng đến phiên người tới phát biểu ý kiến. Khoa Kim vội vàng thấp hèn đầu, hướng một bên sườn di hai bước. Jason đại nhân, bình chọn hoàn thành sau ngày đầu tiên, ta còn sẽ đãi ở chỗ này. Trương Huyền lưu lại một câu sau, mang theo đường hào rời đi. Liên tiếp xuyên qua lưỡng đạo ám môn, Trương Huyền cùng đường hào đi vào hai người bọn họ lúc ban đầu tiến vào tư nhân hội sở giữa, Hội sở bên ngoài chính là quỷ thị. Đường hào cuối cùng là nhịn không được, hỏi hướng Trương Huyền, ca, chúng ta rốt cuộc tới làm cái gì a? À? Nói, tim tùy tùng, Trương Huyền cười nói, lấy thực lực của ngươi, muốn ở bình chọn giữa thủ thắng, quá khó, cho nên đến đổi một loại phương pháp. Cái gì phương pháp? Nghĩ cách suy yếu dây sần thực lực, ngày mai bình chọn, ta sẽ lẫn vào dây sần đội ngũ giữa, cho bọn hắn nhiều chế tạo một chút phiền toái. Đến lúc đó vô luận tỉ thí là áp dụng tích phân chế, vẫn là tính giờ chế, vẫn là hỗn chiến chế, có ta cho bọn hắn chế tạo phiền toái, người hẳn là đều có thể lấy được so với bọn hắn muốn tốt thành tích, trước thắng một hồi lại nói. Đường Hào đầy mặt nghi hoặc, lẫn vào dây sần trong đội ngũ. Bọn họ trong đội ngũ, nhưng tất cả đều là dây sần thân tín, kia nhưng không hảo hỗn a. À. Có cái gì không hảo hỗn? Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, chỉ cần lấy ra làm hắn vô pháp cự tuyệt thực lực hắn tự nhiên sẽ chủ động tới tìm ta, ngươi cho rằng, đương ngày mai bình chọn giữa, hắn trong đội ngũ xuất hiện một cái không đến ngự khí liền có thể nhẹ nhàng đối phó thực nghiệm thể người, ở vạn chúng chú mục dưới, hắn dây sần sẽ được đến bao lớn chỗ tốt. Loại chuyện này, hắn dây sần có thể cự tuyệt. Trương Huyền vừa dứt lời, liền thấy lị kéo đi nhanh chạy tới, Trương ức thanh, lãnh thiếu, dừng bước. Trương 1059 bình chọn quy tắc. Nhìn chạy tới lị kéo, Trương Huyền cùng Tổ Hiển trên mặt đồng thời lộ ra tươi cười. Một đêm thời gian lặng yên mà qua. Ngày hôm sau sáng sớm, ở một đạo tiếng chuông giữa, thuộc về thần ẩn hội 5 năm một lần bình chọn, kéo ra mở màn. Thánh thành giữa, mỗi người đều thay màu đỏ trường bào, trường bào thượng bất đồng ký hiệu, đại biểu cho những người này địa vị. Số rất ít thân xuyên màu đen trường bào, vì ngục tốt thân phận. Đến nỗi thân xuyên màu trắng trường bào, chỉ có 6 người phân biệt là châu Âu giáo chủ đeo, Bắc Mỹ châu giáo chủ lợi áo, châu Nam cực giáo chủ mại lạc, châu Đại Dương giáo chủ cái y, Tây Bộ lục địa giáo chủ khoa Nam, cùng với Nam Mỹ châu giả tư đặc tư. Đến nỗi phương đông lục địa đại biểu áo tang, liền giống như tên của hắn giống nhau, như cụ ăn mặc kia thân chưa bao giờ từng biến ảo kiểu dáng trang phục. Lấy áo tang vì đại biểu, phương đông sở tới người, cũng đều không có thân xuyên giáo đồ trường bào, mà là ăn mặc phương đông chính thống hầu hạ, Trương Huyền quét một vòng, căn cứ này đó hầu hạ, hắn là có thể phân ra này đó là hẻ oi bức người, này đó là người, này đó đến từ chính cây gậy quốc. Bảy đại châu người, chia làm bảy cái bất đồng phương vị, ngưng tụ thành bảy cổ bất đồng đội ngũ, bất quá này đó trong đội ngũ, đều không phải là bền chắc như thép, tỉ như đeo trong đội ngũ Andre. Mỗi một lần bình chọn, đều có cố định vị trí. Ở một cái thật lớn trên quảng trường, đường bảy tên giáo chủ thống nhất đánh ra khí mang sau, Quảng trường mặt đất bắt đầu chậm rãi dâng lên, giờ khắc này, phảng phất thánh thành đều ở chấn động. Một cái giống như sân bóng đại đài cao, liền như vậy đột nhiên hình thành, đài cao cao tới 10 mét. Trương Huynh đệ, đây là lần này bình chọn lôi đài. Jason đứng ở Trương Huyền bên cạnh, cấp Trương Huyền giới thiệu quy tắc. Trương Huyền phát hiện, Jason tin tưởng đều không phải là là đơn thuần cuồng vọng, đối với lần này bình chọn, hắn thật là làm đủ chuẩn bị. Hiện tại về bình chọn quy tắc còn không có tuyên bố, nhưng Trương Huyền đã từ dây sần nơi đó được đến nguyên bộ quy tắc. Như hướng giới giống nhau, lần này bình chọn, tổng cộng có tam hạng, phương đông lục địa trừ bỏ cuối cùng hạng nhất yêu cầu tham dự bên ngoài, còn lại sở hữu, đều không cần tham dự. Nói trắng ra là, bởi vì phương đông đại lục đặc thù nhân tố, phương đông lục địa ở thần ẩn hội, có một loại siêu nhiên địa vị, không có bất luận cái gì một người giáo chủ, dám đem chủ ý đánh tới phương đông lục địa trên người đi. Lần này bình chọn, chủ yếu áp dụng chính là tích phân chế, lấy tích phân tới quyết định giáo chủ đối trưởng quản đại lục lựa chọn sử dụng quyền. Tam hạng bình chọn, đệ nhất hạng là đối phó thực nghiệm thể. Gần đây, phản tổ minh tiểu thế giới xuất hiện càng thêm thường xuyên lên, thả trải qua nhiều năm như vậy diễn biến, những cái đó thực nghiệm thể tiến hóa cũng trở nên phá lệ khủng bố, thực nghiệm thể vẫn luôn là thần ẩn hội muốn thanh trừ đồ vật, vô luận là giáo chủ vẫn là thần ẩn hội bình thường giáo đồ đều sẽ lấy tiêu diệt thực nghiệm thể làm nhiệm vụ của mình này hạng nhất tự nhiên sẽ làm bình chọn chủ yếu hạng mục thả này hạng nhất tích phân tối cao đệ nhị hạng đoàn đội chiến này mục đích là bình chọn giáo chủ người được đề cử lãnh đạo năng lực cùng với quản lý năng lực nói trắng ra là điểm này chính là muốn xem cái nào người được đề cử át chủ bài càng cường này hai hạng đều chỉ có sáu lục địa tham dự phương đông lục địa không tiến hành tham dự đệ tam hạng mọi người hỗn chiến bảy đại châu bảy tên giáo chủ người được đề cử, sẽ ở một cái trên lôi đài, tiến hành hỗn chiến, điểm này chính là khảo nghiệm cá nhân thực lực lúc. Tam hạng bình chọn tích lũy tích phân, ai tích phân tối cao, ai liền có thể trước lựa chọn sử dụng lục địa làm chính mình lãnh địa, đơn giản sáng tỏ. Đường trên quảng trường kia lôi đài hoàn toàn ổn định sau, bảy tên giáo chủ toàn bộ thân thể nhảy, liền toàn bộ xuất hiện ở trên không. Ngay sau đó, từ bảy loại bất đồng nhan sắc khí mà ngưng tụ thành ghế dựa, xuất hiện ở mỗi danh giáo chủ phía sau, này đó ghế dựa bộ dáng toàn không giống nhau, cũng có thể gián tiếp nhìn ra mỗi danh giáo chủ đối lần này bình chọn ý tưởng. Đầu tiên là áo tang, áo tang sở ngưng tụ ra tới ghế dựa, chính là một chương tiêu chuẩn ghế bành, ý tứ thực rõ ràng, ta này ghế dựa nguyên với phương đông, chúng ta phương đông, cũng không tâm chen chân còn lại lục địa sự. Đeo giáo chủ, còn lại là ngưng tụ ra một chương màu trắng thạch tòa, thạch tòa vuông vức, có lăng có rác, ý tứ ta bất động, cũng không sợ có người tới phạm. Mà mại lạc sở ngưng tụ ra ghế dựa, còn lại là một chương màu tím vương tỏa, ghế dựa xa hoa vô cùng. Màu tím, đối với bọn họ mà nói, là thuộc về quý tộc nhan sắc, mà này vương tỏa, càng thuyết minh mại lạc giã tâm, lúc này đây, hắn muốn đăng đỉnh. Còn lại giáo chủ, tuy rằng không có biểu hiện giống mại lạc giống nhau trương dương, nhưng cũng đều hoặc nhiều hoặc ít đối đeo biểu hiện ra một ít định ý, rốt cuộc châu Âu này khối bảo địa, mỗi người đều muốn. Thân là châu Âu giáo chủ mại lạc, việc nhân nước không nhường ai tuyên bố lần này bình chọn quy tắc, này quy tắc liền cùng trương huyền từ dây sần nơi đó nghe được giống nhau như đúc. Một chúng giáo chủ người núi nghiệp, đã sớm ở dưới lôi đài xoa tay hầm hè. Trương huyền chú ý tới, ngày hôm qua ở cái kia nơi giao dịch nhìn thấy tóc vàng thiếu nữ bá ni tháp cũng ở, thả còn làm bình chọn tuyển thủ, là bác Mỹ giáo chủ lợi áo người núi nghiệp. Trương huyền không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái cái này có vẻ kiểu Mỹ thiếu nữ, 16-7 tuổi tuổi tác, có thể bị Bắc Mỹ giáo chủ tuyển vì người nối nghiệp, thả tham dự lần này bình chọn, nữ nhân này tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Còn lại ba gã giáo chủ người nối nghiệp, Trương Huyền cũng đều nhìn một chút, tạm thời nhìn không ra có thể có cái gì, chỉ chú ý tới trong đó có một người, thực lực rất mạnh, đạt tới ngưng khí cảnh lúc đầu. Đương đeo tuyên bố xong lần này bình chọn quy tắc sau. Chư vị, chúng ta thần ẩn hội truyền thừa 2.000 năm hơn lấy giữ gìn hòa bình làm nhiệm vụ của mình. Hôm nay bình chọn, không được cố ý đả thương người tánh mạng, các vị chuẩn bị tốt, liền thỉnh lên đài đi. Đeo vừa dứt lời, dây sân liền gấp không chờ nổi nhảy lên lôi đài, kia khí phách hăng hái bộ dáng, nghiễm nhiên là có sung túc tin tưởng. Mại lạc lão huynh, nhìn dáng vẻ, người đối lần này bình chọn, là tin tưởng 10 phần A. Tây bộ lục địa giáo chủ khoa nam cười nói. Mại lạc mở miệng nói, châu Âu đại lục ở đeo lão huynh kỳ hạ đã quá dài năm tháng, ta tưởng đeo lão huynh cũng nị khu vực này, ngẫm lại cũng nên thay đổi người, tuy nói đeo lão huynh chiến lực mạnh mẽ, nhưng hắn hậu bối, cũng không giống như là như vậy tẫn người ý a à, này đơn giản là cá lớn nuốt cá bé mà thôi, cùng tin tưởng không quan hệ. Mại lạc nói chuyện mang thứ, không lưu tình chút nào mặt. Còn lại người nghe được, cũng đều cười cười không nói gì, đeo khắc thanh danh, kỳ thật đã sớm ở thần ẩn hội nội truyền khai, đeo quá mức cưng chiều chính mình đứa nhỏ này, từ lúc trước vì cứu hắn không tiếc vứt bỏ mười mấy tên ngưng khí cao thủ là có thể nhìn ra, tuy rằng đánh tiêu diệt thực nghiệm thể danh hào, nhưng cuối cùng mục đích vẫn là cứu tử. Ở đeo cương chiều hạ, kia đeo khác giống như một cái phế vật, hiện giờ hơn 20 tuổi, chỉ có ngự khí lúc đầu thực lực, quả thực buồn cười. Mại lạc, có đôi khi lòng tự tin quá mức bành trướng cũng cũng không phải gì đó chuyện tốt ra. Đeo liếc mại lạc liếc mắt một cái, nếu hôm nay bại, chỉ sợ muốn cả đời không dám ngẩng đầu, làm người, vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Mại lạc cười lạnh một tiếng, điệu thấp, đó là để lại cho kẻ yếu. Audio điện tử võ tấn bền chương 1060 thành thật một chút. Đeo không ở để ý tới mại lạc, mà là đem ánh mắt phóng tới trên lôi đài mặt. Kế dây sần lúc sau, còn lại tứ đại giáo chủ người được đề cử, cũng lần lượt lên đài, mỗi người, đều mang theo chính mình tùy tùng. Dây sần sở mang, tổng cộng 7 người, trong đó bao gồm Trương Huyền, Trương Huyền thay thế Ba Lạc đặc vị trí. Mà cái kia thiếu nữ bán ni tháp, còn lại là mang theo suốt 10 người, tất cả đều là hóa hình hậu kỳ thực lực, làm người có chút cảm khái lợi áo giáo chủ danh tác, khó trách dám như vậy yên tâm làm chính mình nữ nhi tham gia bình chọn 10 tên hóa hình hậu kỳ. Phải biết rằng, mỗi một người giáo chủ người được đề cử sở dẫn dắt vì tùng không riêng có nhân số hạn chế, còn có tuổi tác hạn chế, tuổi đều phải khống chế ở 28 tuổi trong vòng, hóa hình hậu kỳ, ở cái này tuổi giai đoạn, kia tuyệt đối là đứng ở một đường. Trên lôi đài, trừ bỏ phương đông lục địa người không có xuất hiện bên ngoài, liền còn thừa đường hào không có lộ diện. Nhìn dáng vẻ, đeo khắc là không tính toán tới sao. Mại lạc cười nói, thật là một cái thông minh lựa chọn đâu, biết lần này tới, cũng muốn chết, chỉ bằng không tới, còn có thể kéo dài hơi tàn một chút lần này bình chọn quy tắc, tuy rằng nói là không thể cố ý đả thương người tánh mạng, nhưng cố ý hai chữ giữa hàm nghĩa, kia nhưng quá nhiều. Chiêu thức uy lực quá lớn, không khống chế tốt đem người giết, cái này kêu cố ý vẫn là không cố ý đâu. Kéo dài hơi tàn, đeo cười một chút, liền cùng mại lạc người giống nhau, oa ở một cái xa xôi nơi sao. Cùng với như vậy, ta chỉ bằng làm ta nhi tử chết đi, kia cũng so ngươi muốn hảo. Ngươi, mại lạc ánh mắt một ngưng, lúc trước bị xung quân đến châu Nam cực này xa xôi khu vực, là hắn trong lòng rửa sạch không xong vũ nhục, kia đại biểu chính là cái gì? Đại biểu chính là hắn ở sở hữu giáo chủ giữa, thực lực yếu nhất. Mại lạc, chú ý điểm ngươi cảm xúc, lợi áo chiều bên này nhìn thoáng qua, ra tiếng nói. Mại lạc hít sâu một hơi, hừ lạnh một tiếng, miệng lưỡi lợi hại, vậy hy vọng ngươi có thể vẫn luôn vẫn duy trì ngươi châu Âu giáo chủ địa vị đi. Nhanh lên làm ngươi nhi tử lại đây, nếu đã đến giờ, vậy coi là tự động bỏ quyền. Năm tên giáo chủ người được đề cử mang theo từng người tùy tùng, đã đứng ở trên lôi đài, hiện tại, chỉ chờ đường hào xuất hiện, đệ nhất hạng bình chọn liền phải bắt đầu. Bất quá, đường hào chậm chạp đều còn chưa tới. Giờ này khắc này, ở một cái ẩn nấp ngầm trong phòng, đường hào cả người là huyết, chính không ngừng thở hổn hển. Ở đường hào trước mặt, tổng cộng nằm hơn 20 cụ thực nghiệm thể thi thể, còn sót lại một con còn tồn tại thực nghiệm thể, xem đường hào ánh mắt giữa lại là lộ ra một mặt sợ sắc này thị huyết thực nghiệm thể ở nhìn đến đường hào lúc sau thế nhưng không dám về phía trước đường hào quơ quơ sớm đã đau nhức không thôi thủ đoạn nhìn chằm chằm trước mắt thực nghiệm thể mở miệng nói nhìn dáng vẻ trương ca hắn nói không sai mỗi người tiềm lực đều yêu cầu khai quật nói thật ta chưa bao giờ dám tưởng tượng chính mình cả người khí đều bị phong bế dưới tình huống còn có thể tay không giết chết các ngươi cuối cùng một con đến đây đi ta còn vội vàng đi tham gia bình chọn đâu. Đường hào vặn vẹo cổ, phát ra một trận tiếng vang. Ngày hôm qua ban đêm, Trương Huyền chuyên môn chạy dây sần kia bắt mấy chục chỉ thực nghiệm thể tới, lại mạnh mẽ đem đường hào cả người khí đều khóa trụ, nhiên cùng đem đường hào cùng những cái đó thực nghiệm thể ném ở bên nhau, khóa ở một cái tầng hầm ngầm chung, nói cho đường hào, có thể mở ra tầng hầm ngầm chìa khóa, liền ở trong đó một cái thực nghiệm thể cái bụng, nghĩ ra đi, liền chém giết này đó thực nghiệm thể nếu có khí bằng thân đường hào thật đúng là liền không sợ này đó thực nghiệm thể nhưng đường khí hoàn toàn sau khi biến mất đường hào thực lực thậm chí còn không bằng thế giới ngầm nhất đẳng tiêu chuẩn rốt cuộc luyện khí hắn thân thể cường độ xa không có luyện thể người như vậy khủng bố bao gồm kinh nghiệm chiến đấu phía trước thị tộc đại chiến trung bạch trì đám người đối mặt cùng cấp bậc ngự khí cao thủ có thể làm được lấy một địch hai đây là kinh nghiệm chiến đấu tranh lệch chẳng sợ bạch trì đám người không nắm giữ khí khi đều có thể hợp công một người ngự khí cao thủ lấy được thượng phong, kinh nghiệm chiến đấu là vô cùng quan trọng. Một đêm thời gian, đối với Đường Hào mà nói, ở kinh nghiệm chiến đấu phương diện, có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Nếu hiện tại một lần nữa làm Đường Hào đối mặt này đó thực nghiệm thể, Đường Hào có nắm chắc chính mình có thể một giọt huyết không lưu, liền ở bất động dùng khí dưới tình huống, đem này đó thực nghiệm thể toàn bộ giải quyết. Bình chọn nơi, mọi người đã lên đài, duy độc Đường Hào còn không có lộ diện. Gác chuông thượng kim phút mỗi cách 60 giây liền sẽ đi lại một chút, lại có 10 phút thời gian, đường hào nếu không xuất hiện, liền tính là chủ động từ bỏ lần này bình chọn. Nhìn dáng vẻ, này đeo khắc là thật không tính toán xuất hiện. Một người giáo chủ người được đề cử đứng ở trên lôi đài mở miệng. Jason khinh thường cười, loại này rác rưởi, rất rõ ràng chính mình có mấy cân mấy lượng, hắn nếu dám tới, bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Jason, người đối chính mình thực tự tin sao? bá ni tháp chiều dây sần bên này xem ra. Dây sần khóe miệng một liệt, nếu đối phó một cái phế vật đều không có tự tin, ta hôm nay lại làm sao dám đứng ở cái này trên đài. Đang lúc lúc này, một người nhìn về phía dưới đài, đột nhiên ra tiếng, đeo khắc tới. Này một đạo thanh âm, làm trên đài người nói chuyện, ánh mắt theo bản năng đều chiều dưới đài nhìn lại. Châu Âu đại lục kia một phương, đám người chủ động tản ra một cái thông đạo, cấp đường hào đem lộ nhường ra tới. Đường hào thay một thân sạch sẽ quần áo, giặt sạch một phen mặt, chính chiều bên này đi tới, ở hắn phía sau, không có một người tùy tùng, đường hào trên người sở biểu lộ ra kia ngự khí giai đoạn trước khí thế, làm rất nhiều người không khỏi cười lên tiếng. Ngự khí giai đoạn trước, này phân thực lực, đặt ở thân ẩn hội giữa, thật sự là quá yếu. Loại người này cũng tới tranh giáo chủ chi vị, quả thực buồn cười. Đeo khắc, hôm nay bình chọn, tất cả mọi người tới rồi, chỉ có người Sam Sam tới đây, có phải hay không quá không đem còn lại người để vào mắt. Một đạo thanh âm, từ một bên trong đám người vang lên, đây là một cái hóa hình cảnh cao thủ, là Andre thủ hạ. Đường hào đang ở đi trước bước chân đột nhiên một đốn, ngược lại nhìn về phía người nói chuyện, sau đó chiều kia đi qua. Tên kia nói chuyện hóa hình cảnh cao thủ nhìn đường hào đi đến chính mình trước người, ánh mắt lộ ra một mặt cười nhạo, như thế nào? Người đối lời nói của ta còn có ý kiến, chẳng lẽ ta nói có sai sao? ở đây như vậy. Bang! Tên này hóa hình cảnh cao thủ nói còn chưa nói xong, đã bị một đạo thanh thúy thanh âm đánh gãy, đó là đường hào bàn tay chiều đến trên mặt hắn phát ra ra thanh âm. Đột nhiên ăn một cái tát, làm tên này hóa hình cảnh cao thủ thần sắc sửng sốt, hắn chẳng thể nghĩ tới, đeo khắc cái này có tiếng phế vật, cũng dám đối chính mình động thủ. Một đạo hình thú hư ảnh đột nhiên tại đây danh hóa hình cảnh cao thủ phía sau hình thành. Đường hào lại không thấy hắn, mà là đem ánh mắt phóng hướng về phía đứng ở cách đó không xa Andre. Andre lập tức hướng tên kia hóa hình cảnh cao thủ hét lớn một tiếng, làm càn. Đây là đeo khắc thiếu gia. Tên này hóa hình cảnh cao thủ trong lòng giật mình, vừa mới ngưng tụ ra hư ảnh lập tức tàn mất. Đường hào lúc này mới một lần nữa nhìn về phía tên này hóa hình cảnh cao thủ, ra tiếng nói, chú ý thân phận của ngươi, cho người ta đương cầu, liền thành thật một chút, không phải ai ngươi đều có thể cắn chương 1061 hắn từ đâu ra tự tin. Tên này hóa hình cảnh nhìn đường hào, muốn nói chuyện, rồi lại không dám, ở đây nhiều người như vậy, hắn nếu thật sự trực tiếp chống đối giáo chủ người được đề cử, đó là hoàn toàn không hợp quy củ. Đường hào lại nhìn về phía Andre, ra tiếng nói, quản hảo ngươi cầu. Sau khi nói xong, đường hào lúc này mới tiếp tục chiều trên lôi đài đi đến. Đeo giáo chủ nhìn đến bên này phát sinh sự, trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc, Cùng phía trước so sánh với, đeo khắc tính cách, cường ngạnh quá nhiều quá nhiều a. À. Những cái đó đều biết Đường Hào là cái gì tính cách người, giờ phút này cũng đều mở to hai mắt nhìn, không rõ Đường Hào hôm nay là chiều cái gì phong, đặt ở dĩ vãng, loại này trào phúng, Đường Hào liền cùng không nghe được giống nhau, nào dám đi phản kháng a. À. 10 mét đài cao, đối với Đường Hào tới nói, cũng không phải chuyện gì, thả người nhảy, liền đứng ở trên đài. Như thế, sáu lục địa giáo chủ người được đề cử, toàn bộ đến đông đủ. Giáo chủ lợi áo nhìn đường hào lẻ loi một mình đứng ở trên lôi đài, ra tiếng nói, đeo khắc, người tùy tùng đâu. Ta không tùy tùng, đường hào lắc lắc đầu, lần này bình chọn, một mình ta cũng đủ. Đường hào lời này vừa ra, khiến cho một mảnh ồ lên, thần ẩn hội bình chọn, đã không biết cử hành quá nhiều ít giới, không mang theo tùy tùng người là có, lúc trước có một người giáo chủ, bằng vào ngạo nhân chi tư, cơ hồ thiên hạ vô địch, chẳng sợ không mang theo tùy tùng, cũng có thể quét ngang lục hợp, nhưng này đường hào, bất quá là ngự khí lúc đầu thực lực, hắn từ đâu ra tự tin. Jason, nhìn dáng vẻ, người cũng không tính cuồng vọng a à. Một người người được đề cử cười nói. Jason lắc lắc đầu, cuồng là một chuyện, Trang là mặt khác một chuyện, ta là cuồng, nhưng hắn đeo khắc, kia nhưng chính là Trang. Lợi áo giáo chủ nghe được đường hào trả lời, đem ánh mắt nhìn về phía đeo. Đeo giáo chủ gật gật đầu, một khi đã như vậy, Kia vòng thứ nhất bình chọn, có thể bắt đầu rồi, đứng ở từng người vị trí đi lên đi. Lần này bình chọn trên lôi đài, tổng cộng phân chia ra 6 khối khu vực, đường đeo rứt lời sau, mọi người phân biệt đi hướng trong đó một khối khu vực. Ngay sau đó, liền thấy bọn họ nơi khu vực bên cạnh, bắt đầu từ phía dưới rũi khởi hàng rào. Này đó hàng rào, đem toàn bộ lôi đài, phân chia vì 6 khối. Để nhất hạng bình chọn, chúng ta sẽ ở các người nơi khu vực tổng cộng thả xuống ra 180 chỉ thực nghiệm thể, mỗi tổ 30 chỉ, lấy đánh chết tốc độ tới tiến hành cho điểm. Đeo tuyên bố bình chọn quy tắc, ánh mắt lại phóng tới đường hào trên người. Jason chờ mỗi một cái giáo chủ người được đề cử, đều mang theo vài tên tùy tùng, chỉ có đường hào là một người tới tham gia bình chọn, mà này vòng thứ nhất bình chọn, đánh chết thực nghiệm thể, đều không phải là là căn cứ nhân số tới đi, nói cách khác, đường hào sở muốn đối mặt thực nghiệm thể, đó là nhiều nhất. Bá ni tháp bên kia một người chỉ cần đánh chết không đến ba con thực nghiệm thể, nhưng đường hào bên này, một người liền phải đánh chết 30 chỉ. Giờ phút này, nếu từ phía trên xem, sẽ phát hiện mỗi một mảnh khu vực mặt đất, đều ở vỡ ra, ngay sau đó, đạo đạo gào giống tiếng vang lên, đến từ chính những cái đó vỡ ra mặt đất chung, một cái lại một cái thang máy đem mấy chục cái lồng sắt từ cái khe giữa dần dần lên tới trên mặt đất, lồng sắt giữa, toàn là đủ loại kiểu dáng thực nghiệm thể. Này đeo khắc phải thua khẳng định, này đó thực nghiệm thể nhưng khó đối phó, hắn mới ngự khí lúc đầu, đối phó 30 cái thực nghiệm thể. Kia không phải nói giỡn đâu sao. Hẳn là không thành vấn đề, có người nhưng thật ra rất là xem trọng đường hào, ta nghe nói đeo khắc một người ở luyện ngục sống đã hơn một năm, đối phó thực nghiệm thể hẳn là không khó. Ha ha, vậy ngươi đến xem hắn là như thế nào sống được, ta nghe nói hắn là bị người cứu ra, nói nữa, liền tính hắn có thể đối phó này đó thực nghiệm thể, tốc độ lại có thể mau đến nào đi. Lời này đến nói không tồi, nếu muốn tính toán tốc độ nói, đeo khắc thua định rồi. Dưới đài quan chiến người, ở vòng thứ nhất bình chọn bắt đầu trước, cũng đã đoán trước đến đường hào thất bại. Nhìn trước mặt không ngừng gào giống thực nghiệm thể, đường hào trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình gợn sóng, 30 chỉ thực nghiệm thể, đừng nói có thể vận dụng khí hắn, liền tính là không thể dùng khí, hắn cũng có thể rất là nhẹ nhàng giải quyết. Đến nỗi dây sần, đồng dạng là tin tưởng 10 phần, hắn nhìn mắt bên cạnh Trương Huyền, ra tiếng nói, Trương ức thanh huynh đệ, này liền giao cho ngươi, ở đây nhiều như vậy giáo chủ, biểu hiện của ngươi nhất định sẽ bị xem ở trong mắt. Hảo, Trương Huyền gật đầu, lộ ra một bộ hưng phấn thần sắc. Khoa Kim khinh thường nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, thấp giọng phun ra hai chữ, ngu xuẩn cơ hồ mỗi một người thần ẩn hội thành viên đều từng có cùng thực nghiệm thể giao tiếp kinh nghiệm, làm giáo chủ người được đề cử, trên lôi đài những người này càng là gặp qua quá nhiều thực nghiệm thể. Như vậy, nếu đều chuẩn bị tốt nói, phòng thứ nhất bình chọn, bắt đầu. Đeo hét lớn một tiếng, đường bắt đầu hai chữ rơi xuống, những cái đó giam giữ thực nghiệm thể nhà giam toàn bộ mở ra, một đám thực nghiệm thể liền giống như điên cuồng giống nhau, nhằm phía phía trước người. Mỗi người, đều có chính mình đối phó thực nghiệm thể một bộ phương pháp. Trương ước thanh huynh đệ, giao cho ngươi, chúng ta đã có thể xem diễn. Jason đối mặt 30 chỉ thực nghiệm thể, không dao động, hắn hiện tại phải làm, chính là tạo thế. Ở đây nhiều người như vậy nhìn, nếu làm mọi người xem đến, chính mình tùy tùng, một cái liền ngự khí đều không có người, nhẹ nhàng xử lý 30 chỉ thực nghiệm thể, kia đối hắn Jason uy vọng tăng lên, không thể nghi ngờ là thật lớn. Yên tâm, Trương Huyền vẻ mặt tự tin gật đầu. Cùng lúc đó, ở đường hào thân ở kia khu vực, 30 chỉ lấy ra khỏi lồng hấp thực nghiệm thể, giống như điên cuồng, chiều đường hào vào tới, muốn đem đường hào xé nát. Làm toàn trường duy nhất không có mang tùy tùng, thả thực lực yếu nhất chờ tuyển giả, đường hào không thể nghi ngờ là nhất hấp dẫn trong mắt. Những cái đó muốn nhìn náo nhiệt người, hận không thể đường hào lập tức bị này đó thực nghiệm thể xé nát, mà những cái đó đeo giáo chủ tử chung, tắc đều ở lo lắng, muốn biết đường hào rốt cuộc muốn như thế nào làm. Ở mọi người kinh ngạc trong thần sắc, đối mặt 30 chỉ thực nghiệm thể, đường hào không lùi mà tiến tới, bay thẳng đến những cái đó thực nghiệm thể phóng đi. Hắn muốn làm gì, tìm chết không thành. Dưới loại tình huống này không từng cái đánh bại, ngược lại còn chiều thực nghiệm thể phóng đi, thật là não tàn. Ta xem là bị dọa phá gan đi, ha ha ha. Từng đạo thanh âm vang lên ngồi ở phía trên vài tên giáo chủ, nhìn đến đường hào động tác, nhưng thật ra toát ra vài phần ngoài ý muốn. Đeo lão huynh, người đây là để lại một tay A, à, đeo khắc đứa nhỏ này, có chút môn đạo. Khoa Nam ra tiếng. Không tôi, mục đích của hắn phi thường minh xác có thể liếc mắt một cái nhìn ra này 30 chỉ thực nghiệm thể giữa lãnh thụ là cái nào, hắn đây là tính toán bắt giặc bắt vua trước, lợi hại, lợi hại A. À. Giả tư đặc tư cũng gật đầu nói, Đeo khắc đây là phi thường hiểu biết thực nghiệm thể thói quen, mới có thể liếc mắt một cái nhìn ra lãnh tụ là cái nào, nhìn dáng vẻ, hắn không thiếu ở đối phó thực nghiệm thể phương diện này hạ công phu. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, vài tên giáo chủ, cơ hồ ở trong nháy mắt liền nhìn ra đường hào ý đồ, đều phát ra tán thưởng thanh, so với đường hào cách làm, bọn họ những cái đó người được đề cử từng cái đi đánh chết thực nghiệm thể hành vi, liền rơi vào tiểu thừa. Chương 1062 đệ nhất hạng thắng tuyệt đối. Trên lôi đài, Bá Ni Tháp nhẹ nhàng giải quyết rất trước mặt thực nghiệm thể, có 10 tên hóa hình hậu kỳ cường giả tương trợ, này 30 danh thực nghiệm thể đối nàng mà nói, căn bản là không có gì khó khăn. Bá Ni Tháp nhàn nhã nhìn về phía chung quanh, phát hiện còn lại người cùng thực nghiệm thể chiến đấu còn ở tiếp tục, nhanh nhất một cái, đều còn thừa người tới chỉ thực nghiệm thể, ít nhất muốn so với chính mình chậm hơn 20 giây tả hữu thời gian. Đang lúc bá ni tháp đối này đệ nhất hạng bình chọn nắm chắc thắng lợi là lúc, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không đúng. Bá ni tháp rõ ràng nhìn đến, tuy rằng đường hào nơi kia khu vực, còn thừa 29 cái thực nghiệm thể, nhưng này 29 cái thực nghiệm thể, căn bản liền động đều bất động, toàn bộ đều ngoan ngoán quỷ dạp trên mặt đất, xem đường hào trong mắt, tràn ngập kính sợ. Sao có thể, bá ni tháp trừng lớn đôi mắt. Thực nghiệm thể là có tiếng thị huyết, nhưng hiện tại, này đó thực nghiệm thể, không thấy một chút thị huyết bộ dáng, ngược lại một đám ngoan ngoãn như da khuyển giống nhau. Đeo lão huynh, lợi hại, thật là lợi hại a. À. Lợi áo giáo chủ hướng đeo vươn ngón tay cái, đeo khắc chiêu thức ấy, thật là ngoài dự đoán mọi người, không riêng có thể lập tức liền tìm ra này đó thực nghiệm thể bên trong lãnh tụ, càng là có thể nhẹ nhàng tìm ra này nhược điểm, làm được một kích phải giết. Ha ha, đeo cười vài tiếng, không nói gì. Một khắc đầu, Jason bên kia thực nghiệm thể cũng tất cả đều xử lý xong tốc độ chỉ so Bá Ni Tháp muốn chậm một chút. Đang lúc Jason đem trào phùng ánh mắt chiều đường hào kia nhìn lại khi cũng nhìn đến một đám thực nghiệm thể phủ phục ở đường hào bên chân một màn này liếc mắt một cái làm Jason hoàn toàn lăng ở nơi đó. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn bắt tới rồi vương chưa nguyền mở miệng thực nghiệm thể giữa cũng có thực rõ ràng cấp bậc chế độ Bá chủ đối bình thường thực nghiệm thể có hoàn mỹ áp chế tính hắn tìm được rồi nơi này vương, liền làm mặt khác thực nghiệm thể không dám ở đối hắn ra tay. Jason nghe được lời này, thần sắc cực kỳ khó coi, hắn có thể làm được, ngươi vì cái gì không thể làm được. Khoa Kim cuối cùng tìm được cơ hội, vội vàng ra tiếng, bản lĩnh giống nhau, làm bộ làm tịch nhưng thật ra có một bộ. Này liền muốn hỏi ngươi, Trương Huyền ha hả cười, này 180 chỉ thực nghiệm thể chung, chỉ có một vương, liền ở hắn nơi đó. Jason ánh mắt buồn bã, lần này bình chọn trước, hắn cố ý tìm người, nói muốn nhiều hơn chiếu cố một chút đeo khắc, người kia cũng minh xác nói cho Jason, sẽ cho đeo khắc an bài một cái đại gia hỏa, cái này đại gia hỏa, hẳn là chính là cái gọi là vương, nhưng ai ngờ đến, cái này đại gia hỏa, lại làm đeo khắc chui chỗ trống. Phòng thứ nhất bình chọn, thực mau liền kết thúc. Đường hào này nhẹ nhàng khiến cho 29 chỉ thực nghiệm thể thần phục bản lĩnh, tự nhiên bắt được tối cao tích phân, đến nỗi bá ni tháp bên kia, tuy rằng tốc độ nhanh nhất, nhưng dây sần nơi này, chỉ dùng một người ra tay chế phục 30 chỉ thực nghiệm thể, tuy rằng tốc độ chậm một chút, nhưng ở tích phân thượng cùng bá ni tháp tương đồng. Còn lại chờ tuyển giả, tắc tích phân đều lạc hậu với bọn họ. Đường hào chiêu thức ấy bắt giặc bắt vua trước, ở vòng thứ nhất bình chọn sau khi kết thúc, nghênh đón không ít giáo chủ khen thanh, vô luận là trong lòng tưởng hoặc không nghĩ, loại này trường hợp công phu, các giáo chủ vẫn phải làm. Hừ, đầu cơ trục lợi mà thôi, làm ngươi bắt được đệ nhất thì thế nào, tiếp theo chàng hốn chiến, liền giết ngươi. Jason hừ lạnh một tiếng. Đối với này đó người được đề cử tới nói, chém giết 30 chỉ thực nghiệm thể, cũng không hội phí nhiều ít sức lực, chủ yếu xem, vẫn là bọn họ ở đối đãi thực nghiệm thể khi sử dụng phương pháp. Ở vòng thứ nhất bình chọn sau khi kết thúc 10 phút, kia đem toàn bộ lôi đài hoa vì 6 khối hàng rào toàn bộ biến mất. Chư vị, đợt thứ hai bình chọn, như cũ áp dụng tích phân chế, lấy chủ động nhận thua cùng rớt xuống lôi đài làm thắng bại chi phân, một phương nhận thua sau, một bên khác không được tiếp tục tiến công, nếu không hủy bỏ bình chọn tư cách. Đeo giáo chủ tuyên bố đợt thứ hai quy củ. Đương toàn bộ lôi đài lại lần nữa hóa thành một cái chỉnh thể khi, trên lôi đài mùi thuốc súng, tức khắc nùng liệt lên, mỗi người, đều đem ánh mắt nhìn về phía chính mình cho rằng nhất có uy hiếp đoàn thể, ngược lại là đường hào, thời gian này, cũng không có người sẽ chú ý tới hắn, một cái ngự khí cảnh lúc đầu mà thôi, đối với những người này tới nói, là tùy thời đều khả năng giải quyết, căn bản không có bất luận cái gì uy hiếp, chính yếu mục đích là giải quyết địch nhân lớn nhất. Trong đó, nhất chịu chú mục là tên kia đã có ngưng khí cảnh lúc đầu người được đề cử, hắn mang theo 10 tên tùy tùng, nhưng tùy tùng thực lực so le không đồng đều, từ ngự khí đến hóa hình đều có. Tiếp theo là bá ni tháp, bá ni tháp 10 tên hóa hình cảnh hậu kỳ tùy tùng, sở mang đến áp lực, không thể so tên kia ngưng khí cảnh lúc đầu cao thủ muốn kém. Đệ tam, chính là Jason. Sớm tại lần này bình chọn phía trước, đại gia cũng đã nghe được tin tức, Jason lần này sở tìm tùy tùng tuy thiếu, nhưng các đều là tinh anh, thực lực không thể khinh thường. Bá Ni tháp hít sâu một hơi, chiều Jason xem ra, cấp Jason đưa mắt ra hiệu. Jason bất động thanh sắc gật gật đầu, xem như đáp lại bá Ni tháp. Một đạo tiếng chuông, vào giờ phút này đột nhiên vang lên, này ý nghĩa, đệ nhị hạng bình chọn bắt đầu rồi. Ở tiếng chuông vang lên nháy mắt, Jason cùng Bá Ni Tháp đều ở trước tiên, chiều đối phương phóng đi, theo sau hai bên chiến ở bên nhau, tuy rằng nhân số thượng có rất lớn sai biệt, nhưng hai bên đánh lên tới, lại là không phân cao thấp. Một người hóa hình cảnh hậu kỳ cao thủ tìm tới Trương Huyền, đánh ra một đạo công kích, Trương Huyền phát hiện, đối phương đánh ra này đạo công kích, có thể nói là tương đương bạc nhược. Liên hóa hình cảnh cao thủ một phần trăm thực lực đều không có phát huy ra tới. Lại xem một bên, bá ni tháp cùng dây sần người tuy rằng đánh đến hung mãnh, nhưng kỳ thật đều không có ra tay tàn nhẫn, nói trắng ra là, chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Mà tên kia ngưng khí cảnh cao thủ, còn lại là tìm tới còn lại hai bên chờ tuyển giả, lấy hắn ngưng khí cảnh thực lực, mang theo 10 tên tùy tùng, lấy một địch hai, còn chiếm thượng phong, thủ thắng chỉ là thời gian quan hệ mà thôi. Trương Huyền lại lần nữa nhìn nhiều bá ni tháp hai mắt, cô nàng này tối hôm qua, hẳn là cố ý chạy đến dây sần nơi đó, diễn vừa ra chính mình bị lừa trò hay, làm người cho rằng nàng cùng dây sần chi gian có mâu thuẫn, trên thực tế, bất quá là vì cấp tên kia ngưng khí cao thủ xem mà thôi, làm bộ một bộ cùng dây sần chém giết bộ dáng, cuối cùng lại tưởng ngư ông đắc lợi. Đến nỗi đường hào, thì tại đại chiến bắt đầu thời điểm, liền biến mất không thấy. Đeo, người này nhị tử, có chút ý tứ A, ha ha ha. Lợi áo giáo chủ phá lên cười, hắn rõ ràng nhìn đến, đương tiếng chuông vang lên nháy mắt, còn lại mấy cái người được đề cử đều ở từng đôi chém giết là lúc, đeo khắc chạy đến lôi đài bên cạnh, dùng tay bái trụ lôi đài bên cạnh, đem toàn bộ thân mình đều giấu ở lôi đài bên ngoài, như vậy tức không tính nhận thua, cũng sẽ không cuốn vào trên lôi đài đại chiến giữa, chẳng qua sẽ nhàn phi thường mất mặt thôi. Nhưng xem đường hào kia bình đạm trên nét mặt, còn có một tia tự hào, hiển nhiên, Hắn căn bản không vì chính mình hành vi cảm thấy mất mặt. Chương 1063 Tam phương thế chân vạc. Đường Hào hiện tại hành động chính là từ thí luyện trên đảo học được. Có thể nói, đi thử luyện trên đảo tham gia thí luyện người, đó là cái dạng gì đều có, vì thắng, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, loại này ở người khác nhìn qua thực mất mặt sự tình, đối với đi thử luyện trên đảo tham gia thí luyện người mà nói, đó chính là một loại tự hào, nơi đó mặt lão âm bức nhóm đều là lấy âm tuyến lấy làm tự hào. Đường hào nửa treo ở lôi đài bên cạnh, thỉnh thoảng còn sẽ dò ra đầu, hét lớn một tiếng, người ra ra dây sần tại đây, có bản lĩnh tới giết người ra ra a. À. Đường hào giống xong một tiếng lúc sau, lập tức bái lôi đài bên cạnh đổi vị trí, lại thăm dò giống một câu, không phải ta dây sần khinh thường ai, ta chỉ nghĩ nói, đang ngồi các vị đều là rác rưởi, có bản lĩnh tới lộng chết ta a. À. Cầu lộng, kêu xong, đường hào lại lần nữa đổi vị trí đang ở cùng bá ni tháp diễn kịch chém giết dây sần, nghe được như vậy thanh âm, trong lòng là khí không được, hắn rõ ràng nghe ra đây là đeo khắc thanh âm, loại này bị đeo khắc đương thương sự cảm giác, làm hắn phá lệ khó chịu. Ha ha ha, tiểu tử này, có ý tứ, có ý tứ a. À. Lợi áo vươn ngón tay cái. Mại lạc ngồi ở một bên, sắc mặt khó coi không thôi, hắn rõ ràng quan sát đến, chính mình đồ đệ tại đây đeo khắc thanh âm giữa, đã bắt đầu trở nên nóng nảy đi lên. Trên lôi đài chiến đấu còn ở tiếp tục, dưới đài người, không ít đều nhìn đến đường hào bái ở lôi đài bên cạnh một màn, cũng nghe đến đường hào trong miệng kêu đến lời nói, mắng to hắn vô sỉ. Ta liền tò mò, ta dây sần muốn chết, liền không ai có thể thỏa mãn ta sao. Cầu huyết cầu ngược cầu vũ nhục. Đường hào thanh âm tiếp tục vang. Ta muốn giết ngươi, dây sần thật sự chịu đựng không được, hét lớn một tiếng, lập tức thoát ly bá ni tháp bên này vòng chiến, chiều thanh âm truyền đến phương hướng phóng đi. Đường hào kêu gọi thời điểm, cũng đều không phải là là tùy tiện lựa chọn địa phương, tên kia ngưng khí lúc đầu cao thủ ở đâu, hắn liền chạy đến phương hướng nào đi kêu. Đường dây sần nhịn không được thời điểm, tên kia ngưng khí cao thủ vừa vặn giải quyết còn lại hai cái người được đề cử, đối mặt gào thét lớn vào tới dây sần, tên này ngưng khí cao thủ trên mặt lộ ra khinh thường chi sắc, một trường chiều dây sần chụp đi, giết ta, chỉ bằng ngươi. Tên này ngưng khí cảnh cao thủ, hiển nhiên nghĩ lầm dây sần câu nói kia là đối chính mình nói. Đối mặt ngưng khí cảnh cao thủ chụp tới một trường, dây sần điên cuồng lui về phía sau, đồng thời hét lớn, mau hỗ trợ. Nếu chỉ dựa vào dây sần một người, tên này ngưng khí cảnh cao thủ, có thể ở trong thời gian ngắn nhất đem hắn bắt lấy. Những cái đó còn ở cùng bá ni tháp diễn kịch dây sần tùy tùng cũng diễn không nổi nữa, vội vàng bước ra, tới giúp dây sần đối phó tên này ngưng khí cảnh cao thủ. Đương luyện khí lúc sau, mỗi một cái cấp bậc chi gian tranh lệch, kia đều là khác nhau như trời với đất. Giống như lúc trước, thần phạt sử Chu Lam có thể nhẹ nhàng bắt lấy vừa mới ngự khí Trương Huyền. Jason cùng hắn sáu gã tùy tùng cùng nhau thượng, này đều không phải tên kia ngưng khí lúc đầu cao thủ đối thủ, đương đối phương tùy tùng cũng chém giết đi lên khi, Jason đám người nháy mắt bị đánh kế tiếp bại lui, còn có một người, trực tiếp bị oanh hạ lôi đài. Bá ni tháp, nhanh lên, Jason nôn nóng hét lớn một tiếng, ta bại, bằng ngươi cũng đừng nghĩ thắng. Bá Ni tháp thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, thật muốn cùng tên này ngưng khí cao thủ đánh, kia cũng nên là sấn này chưa chuẩn bị đánh lén mới đúng, như vậy trực tiếp từ chính diện đi đánh, quá khó khăn. Kia chính là ngưng khí cảnh A, hơn nữa đối phương cũng có 10 tên tùy tùng bằng thân. Bất quá việc đã đến nước này, bá Ni tháp cũng không có cách nào, nếu tùy ý dây sần bị thua, nàng cũng chỉ sẽ là một cái thất bại kết cục, nếu trận này bại, kia đệ tam tràng, cá nhân chiến, chính mình càng không thể thắng cho nên trận này cần thiết muốn thắng không riêng muốn thắng càng muốn giết hắn bá ni tháp hét lớn một tiếng mang theo chính mình vì tùng gia nhập chiến cuộc cái y người cửa này đồ thực lực cường hãn a còn tuổi nhỏ liền có như vậy thực lực người này thật là nhặt được bảo a khoa nam nói cái y sở trưởng quản châu đại dương cũng là một mảnh cằn cỗi nơi chỉ so mại lạc châu nam cực muốn tốt hơn một chút mà thôi đích xác cường đại giả tư đặc tư mở miệng một người đối kháng mấy phương không rơi hạ phong phòng thứ nhất bình chọn tích phân đứng hàng đệ tam này đợt thứ hai hẳn là có thể lấy đệ nhất phòng thứ ba không có gì bất ngờ xảy ra nói cũng là đệ nhất nhìn dáng vẻ lúc này đây cái y lão đệ ngươi có hy vọng châu âu a à. ha 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 cái y cười to vài tiếng chư vị lão ca quá khen quá khen a à. châu âu ta liền không nghĩ chỉ cần có thể rời đi hiện tại địa phương quỷ quái này liền có thể. Cái y tuy nói như thế, nhưng hắn trong mắt tự tin cho thấy, hắn đối lần này bình chọn tin tưởng 10 phần. Jason cùng Bá Ni Tháp liên hợp, hơn nữa bọn họ tùy tùng miễn cưỡng có thể cùng cái Y môn đồ đánh cái ngang tay. Cũng may cái Y môn đồ những cái đó tùy tùng thực lực giống nhau, thả so le không đồng đều, càng là không có gì phối hợp, bằng không Bá Ni Tháp cùng Jason đã sớm muốn bị thua trước giải quyết hắn tùy tùng, lại hợp lực vây công hắn. Hảo, Jason cùng bá ni tháp ăn nhịp với nhau, đem tiến công trọng tâm chuyển tới cái y môn đồ tùy tùng trên người. Này đó tùy tùng, nhưng không cái y môn đồ như vậy cường hãn thực lực, đương đã chịu Jason cùng bá ni tháp cường điệu công kích sau, hoặc là lạc ra lôi đài ngoại, hoặc là mất đi năng lực chiến đấu. Đường Jason cùng bá ni tháp hoàn toàn giải quyết cái y môn đồ tùy tùng sau, cái y môn đồ cũng nắm lấy cơ hội, dọn dẹp hai người bọn họ vài tên tùy tùng. Chờ hết thảy kết thúc, dây sân bên này, chỉ còn hắn cùng Khoa Kim, còn có một người tóc vàng thanh niên. Bá ni tháp bên kia, cũng chỉ thừa bốn cái hóa hình hậu kỳ tùy tùng. Tuy rằng trường hợp thượng là cái y môn đổ lấy một địch tám, nhưng dây sân đám người, sẽ không dễ dàng như vậy thắng lợi, trước không đề cập tới cái y môn đồ kia ngưng khí lúc đầu cường đại thực lực. Liền nói hiện tại trong sân thế cục, bá ni tháp bên này so dây sân bên kia nhiều ra hai người. Trận này bình chọn đều không phải là giải quyết cái y môn đồ liền hoàn toàn kết thúc, chờ đến mặt sau, hai người bọn họ chi gian còn có một hồi chiến đấu, cho nên Jason sẽ không liều mạng, hiện tại đua rất bất luận cái gì một người, đối với Jason tới nói, đều là tổn thất thật lớn. Mà Bá Ni Tháp bên kia cũng sẽ không đi đua, nàng hiện tại ưu thế với Jason, tổn thất một người, ưu thế liền sẽ giảm bớt hơn phân nửa. Hai người trong lòng, từng người có quỷ này liền chứng minh bọn họ căn bản vô pháp toàn thân tâm đi đối phó cái y môn đồ, ở cái y môn đồ cường đại thực lực hạ, này tất nhiên sẽ là một hồi rằng có chiến. Đến nỗi đường hào, còn bái ở lôi đài bên cạnh, hiện tại hắn, cơ hồ đã bị hoàn toàn xem nhẹ. Mà Trương Huyền, làm một cái liền khí đều không có có được người, đương nhiên cũng sẽ không bị người để ở trong lòng. Trên lôi đài kia ba chân thế chân vạc tam phương, đều nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không dám dẫn đầu xuống tay, vừa mới chiến đấu, làm cho bọn họ đều tiêu hao thật lớn. Không thể kéo, bá ni tháp hướng dây sần thấp giọng nói, hắn so với chúng ta cao hơn một cái cảnh giới, khí hồi phục tốc độ viễn siêu chúng ta, lại kéo xuống đi, đối chúng ta bất lợi, chúng ta người nhiều, nghĩ cách háo chết hắn. Người trước thượng, dây sần trong ánh mắt hiện lên tinh quang. Trường 1064 cảnh giới không xong. Bá ni tháp trong mắt hiện lên một tia tức giận, nàng biết, Jason đây là muốn kéo chính mình xuống nước, rốt cuộc hiện tại phía chính mình người nhiều, cho sự tình giải quyết sau thắng mặt khá lớn, cho nên tương đối với Jason, chính mình càng sốt ruột đi đem trước mặt người này giải quyết, tuy rằng cái thứ nhất người trên rất có thể sẽ gặp đối phương Lôi Đình một kích. Bất quá hiện tại, liền tính Bá Ni Tháp biết Jason đây là lấy chính mình, nàng cũng không có cách nào, tưởng thắng, phải động thủ. Bá Ni Tháp hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng động thủ, nàng phía sau người cơ hồ ở cùng thời gian, cái y xâm môn đồ đánh tới. Đối mặt bá ni tháp đám người, cái y môn đồ đột nhiên để khí, làm ra phản kích. Jason, người còn thất thần làm gì, cho rằng ta thua, người có thể có kết cục tốt. Đừng quên, bên cạnh còn có một cái đeo khác đâu. Kết quả là, người như cũng ngồi không thượng châu Âu giáo chủ vị trí. Vừa nghe đeo khắc ba chữ, Jason tức khắc đỏ đôi mắt, chiều cái y môn đổ phóng đi. Bên này chiến mãnh liệt, trái lại bên kia, Trương Huyền cùng đường hào hai người liền cùng xem diễn giống nhau. Từng có một quyển sách cổ ghi lại, là hai gã cực cảnh cường giả tranh đấu, một tá đó là ba ngày ba đêm, đánh trời đất u ám, phân không ra thắng bại, loại này ghi lại đích xác tồn tại, nhưng Trương Huyền cho rằng, này tuyệt phi là hai người sinh tử đánh nhau. Càng là cường đại tồn tại, càng rõ ràng lực đáng sợ tính, nếu nói hai cái vừa mới người tập võ, chỉ là bộ chiêu liền bộ cái mười mấy chiêu, Trương Huyền tin, hoặc là hai gã cao thủ thử đối phương, tới tới lui lui đánh cái mấy chục chiêu, cũng có khả năng, nhưng sinh tử đánh nhau nói, thường thường chỉ cần nhất chiêu, càng là cường đại cao thủ, càng là như vậy. Đường bá ni tháp cùng dây sần đồng thời chiều cái y môn đồ động thủ một phút sau, hai người các có một người tùy tùng liều mạng đánh mất sức chiến đấu cơ hội, cấp dây sần cùng bá ni tháp sáng tạo cơ hội, hai người bắt lấy cơ hội này, đồng thời chiều cái y môn đồ động thủ, phá đối phương hộ thể phòng ngự, chiếm được chút tiện nghi, mau, đừng cho hắn thở dốc cơ hội, bá ni tháp, mau mang theo ngươi người thường. Jason, ngươi đừng cho ta làm bộ làm tịch, muốn động thủ cùng nhau động thủ, ngươi lại chơi tâm nhãn, cùng lắm thì hai ta cùng nhau bại. Dù sao ta không nóng này, bá ni tháp thấy chính mình tổn thất một người tùy tùng, mắt đều đỏ. Vậy cùng nhau động thủ. Hai người lại lần nữa hét lớn một tiếng, tiếp tục chiều cái y môn đổ sắt đi. Lại là một trận mãnh liệt đại chiến. Di, không đúng a à. ngồi ở trên không lợi áo giáo chủ nhìn phía dưới đại chiến cái y người cửa này đồ khí cơ có chút kỳ quái hắn ngưng khí cảnh giới cũng không giống như củng cố hiện tại hơi thở hướng tới hóa hình hậu kỳ không ngừng suy sụp đích xác ngưng khí cảnh hậu kỳ hẳn là không phải hắn vốn có cảnh giới đi khoa nam cũng nói cái y sắc mặt đổi đổi theo sau cười nói ha ha không thể gạt được các vị lão ca a ta cửa này đồ tu hành phương pháp có chút đặc thù mỗi vượt qua một cái cảnh giới, trước hết cần đi cái kia cảnh giới thể hội một phen, hắn hiện tại, khoảng cách ngưng khí hậu kỳ, chỉ là kém chỉ còn một bước A. Nghe cái y nói, đông đảo giáo chủ trên mặt lộ ra khinh thường, cái gì đặc thù tu hành phương pháp, đơn giản là cái y có nào đó phương pháp, tiêu hao quá mức hắn môn đồ tiềm lực, đem này thực lực ngắn ngủi tăng lên tới ngưng khí cảnh lúc đầu. Cái y lão đệ, nhìn dáng vẻ, người đối lần này bình chọn, thật là nhất định phải được, tuổi này tới rồi hóa hình hậu kỳ mầm, đối với người nơi châu đại dương mà nói, cũng thuộc về ngút trời chi tư đi. Mại lạc mở miệng, mạnh mẽ đem một người cảnh giới tiến hành ngắn ngủi tăng lên, đây là một loại hư căn cơ hành vi, đừng nhìn cái y môn đồ hiện tại thân ở trên lôi đài, chiến lực vô song, lấy một địch nhiều, nhưng này đã là hắn nhất đỉnh lúc, về sau, hắn chỉ cần có thể củng cố hóa hình hậu kỳ thực lực, kia đều tính tốt. Trên lôi đài, dây sần ở chiến đấu giữa, âm bá ni tháp một tay, làm bá ni tháp lại tổn thất một người tùy tùng. Bá ni tháp trong lòng tức giận gia tăng, nhưng mắt thấy cái y môn đồ đã không bằng vừa mới như vậy dũng mãnh phi thường, bá ni tháp cũng chỉ có thể nuốt vào này khẩu oán khí. Cái y môn đồ cảnh giới đang không ngừng dao động, khí thật lớn tiêu hao, làm hắn đã từ ngưng khí lúc đầu, ngã xuống đến hóa hình hậu kỳ cảnh giới. Tuy rằng hóa hình hậu kỳ khoảng cách ngưng khí lúc đầu, chỉ có một cảnh giới tranh lệch, nhưng này khác biệt, lại là thiên địa. Jason cùng Khoa Kim đồng thời ra tay, nhất chiêu đem cái y môn đồ bước lui về phía sau một bước, chỉ là này một bước, lại làm Jason mừng rỡ như điên. Hắn tác dụng chậm không đủ, mau, Jason hét lớn một tiếng. Bá Ni Tháp cũng nhìn ra tới, vội vàng mang theo chính mình tùy tùng giết đi lên. Cái y giáo chủ ngồi ở phía trên, mắt thấy chính mình môn đồ cảnh giới suy sụp, hắn sắc mặt đặc biệt khó coi, tuy rằng hắn cũng rõ ràng, loại này mạnh mẽ tăng lên cảnh giới phương pháp có rất nhiều tệ đoan, ở đối mặt loại này tiến công khi cảnh giới ngã xuống cũng là không thể tránh được, nhưng chính mình vì lúc này đây bình chọn chuẩn bị thời gian dài như vậy, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Hôm nay liền tính là làm hắn chết, cũng đến đêm này hai chàng bình chọn cấp thắng xuống dưới. Cái y giáo chủ đem bàn tay nhập chính mình màu trắng trường bào giữa, trường bào nội, có một cái tiểu hộp gỗ, hộp gỗ giữa, phóng một loại cổ, này cổ trùng, là cái y năm đó chuyên môn từ hè oi bức miêu cương cầu tới. Này cổ trùng, tên là tâm cổ, xem tên đoán nghĩa, phụ thuộc vào nhân thể trái tim phía trên, dựa tâm đầu huyết tới nuôi nấng, tâm cổ chia làm hai chỉ, một con phụ tâm, mặt khác một con, tắc bị người khống chế. Đương cái y chạm vào hộp gỗ trùng kia chỉ tâm cổ khi, đang ở trên lôi đài cái y môn đồ, liền giống như một cái đột nhiên chặt đứt điện người máy giống nhau, cả người ngốc đứng ở kia, Đối mặt Jason cùng Bá Ni Tháp đánh tới công kích, chút nào bất động. Nguyên bản đã ra chiêu Jason cùng Bá Ni Tháp lại ở cái này thời gian điểm đột nhiên thu chiêu, đồng thời bước chân lui về phía sau. Sự ra khác thường tất có yêu, hai người bọn họ không rõ ràng lắm, này cái y môn đồ trong hồ lô rốt cuộc là muốn làm cái gì. Cũng liền ở Jason cùng Bá Ni Tháp do so dự thời gian này, cái y môn đồ đồng tử giữa, đột nhiên che kín tơ máu, hắn hô hấp cũng bắt đầu trở nên thô nặng lên, từng cây gân xanh, từ hắn trên người bạo khởi, ở trên người hắn này thân màu trắng trường bào hạ, ở kia làn da thượng từng điều màu đỏ tơ máu, đã trải rộng hắn toàn thân. Này khí cơ lại đề lên rồi, sao lại thế này, mại lạc biểu tình nghi hoặc, trên người hắn không thích hợp, khoa nam cũng ra tiếng. Tiểu tử này cho ta cảm giác như là hấp thụ pha tạp linh khí. Giả tư đặc tư nhìn phía dưới cái y môn đồ, nhăn lại lông mày không đúng hắn là lợi áo giáo chủ đột nhiên đứng dậy loại cảm giác này loại cảm giác này như là phản tổ minh cái loại này thú hóa rồi lại bất đồng với như vậy đây là cái gì như là cái gì cấm thuật đeo cũng ra tiếng năm tên giáo chủ đồng thời chiều cái y nhìn lại chờ đợi cái y cấp cái giải thích cái y lắc lắc đầu thở dài ai thật là làm khó đứa nhỏ này các ngươi mọi người môn đồ vây công hắn một cái làm đứa nhỏ này không chịu nổi các người có từng nghe nói qua, hè oi bức thị tộc huyết mạch chi lực. chương 1065 tới lộng chết ta a à. Huyết mạch chi lực, nghe thế bốn chữ, vẫn luôn cũng chưa tham dự thảo luận áo tang cũng chiều bên này xem ra. Cái y tiếp tục nói, hè oi bức huyết mạch chi lực, có thể nói là trên thế giới này nhất lực lượng thần bí, chẳng qua truyền thừa lâu lắm, huyết mạch dần dần loáng, cho nên dẫn tới huyết mạch chi lực đều đã sói mòn, bất qua ta cửa này đồ, là một người hỗn huyết, trong cơ thể có một nửa hẻ oi bức huyết thống, thả tổ tiên cũng là một cái cường đại thị tộc, không biết ra sao nguyên nhân, ta cửa này đồ, huyết mạch phản tổ tình huống nhưng thật ra dị thường nghiêm trọng, hắn có thể kích phát ra một bộ phận huyết mạch chi lực. Ta tưởng, huyết mạch chi lực có bao nhiêu khủng bố, áo tang hẳn là có thể cho các ngươi giải thích. Cái y nói xong, còn lại năm tên giáo chủ toàn bộ chiều áo tang nhìn lại. Như thế nào tới giải thích đâu, áo tang sờ sờ chính mình đấu lạp vành nón, nói như thế, thực lực của ta, tuy rằng nhược với chư vị giáo chủ, nhưng ta nếu có thể thức tỉnh huyết mạch chi lực, cho dù là bình thường nhất cái loại này, ta đều có thể nhẹ nhàng giết các ngươi, cứ như vậy. Nghe áo tam nói, mại lạc đám người, không cấm hít hàm một hơi. Thực lực của bọn họ, so với áo tam tới nói, cường ít nhất hai cái cảnh giới, này huyết mạch chi lực, lại là như vậy khủng bố. Mại lạc ra tiếng nói, thế giới này, phàm là muốn cường đại, cần thiết trả giá nhất định đại giới, có người trời sinh mang theo huyết mạch chi lực, không có khả năng không duyên cớ như vậy mạnh mẽ đi. Đương nhiên, áo tang gật đầu, muốn vận dụng huyết mạch chi lực, cần thiết muốn trả giá đại giới, theo ta được biết, đại bộ phận huyết mạch chi lực, ở bùng nổ là lúc, đều không thể khống chế được chính mình hành vi, ta xem cái y giáo chủ vị này đệ tử, hắn huyết mạch chi lực, cũng nên là như thế này đi. Áo tang nói xong, nhìn về phía trên lôi đài cái y môn đồ, hiện tại cái y môn đồ, trong miệng thường thường sẽ phát ra một đạo gào giống thanh. Cái y tay đặt ở bào nội, nhéo kia chỉ tâm cổ, gật đầu nói, đích xác, ta này đệ tử một khi thi triển huyết mạch chi lực, liền sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn không chịu khống chế, cho nên các vị, nếu các ngươi không yên tâm chính mình môn đồ, đại nhưng hiện tại làm cho bọn họ nhận thua, để tránh từ từ phát sinh cái gì không vui sự, kia đã có thể không hảo. Nghe được cái y lời này, mại là cùng lợi áo đều là sắc mặt khó coi thực, cái y hiện tại chính là minh xác nói cho bọn họ, các ngươi nếu không nhận thua, từ từ đã chết người, nhưng đừng tìm ta. Ở trên lôi đài, dây sần cùng bá ni tháp đều là hóa hình cảnh, bọn họ sở dĩ dám cùng ngưng khí cảnh cường giả đi đua, không ngoài chính là khẳng định một chút, chính mình lại như thế nào đánh, cũng sẽ không có tánh mạng chi yêu, cho nên dám buông ra tay chân, nhưng hiện tại, bọn họ tánh mạng chi yêu, tới. Lợi áo cùng mại lạc toàn nhìn chằm chằm trên đài, nhận thua sao? lúc này đây bình chọn không riêng liên quan đến đến bọn họ mỗi danh giáo chủ địa vị càng là liên quan đến đến hậu bối tiền đồ muốn bọn họ nhận thua sao có thể nhưng không nhận thua kế tiếp tình huống vậy không chịu khống chế a à. đang lúc mại là cùng lợi áo còn tại vì thế dối rắm là lúc trên lôi đài cái y môn đồ phát ra một đạo tiếng hô bay thẳng đến khoảng cách hắn gần nhất bá ni tháp vì tùng phóng đi vừa mới chiến đấu cái y môn đồ tuy rằng đánh đến hung mãnh nhưng cũng không dám hạ tử thủ, cho nên nghiêm khắc tới nói, hắn cũng không có đem ngưng khí lúc đầu thực lực hoàn toàn phát huy ra tới, liền giống như là một cái game online giữa, một cái mãn cấp đại hào, xuyên một thân mãn cấp phòng trang, nhưng lại mang theo một cái bình thường vũ khí, cùng một đám bình thường người chơi đánh, các người chơi có thể phá hắn phòng, hắn có thể cho người chơi bình thường tạo thành thật lớn thương tổn, nhưng lại không thể làm được một kích mất mạng. Như vậy người chơi còn có cơ hội uống thuốc hồi huyết. Nhưng hiện tại cái y môn đồ dưới tình huống như vậy, tương đương mang lên hắn mãn cấp vũ khí, hiện tại hắn, hoàn toàn là muốn hạ tử thủ. Tên kia bá ni tháp tùy tùng ở cái y này một quyền dưới, liền chạy trốn cơ hội đều không có, trực tiếp bị đánh xuyên qua xương ngực, máu tươi nở rộ. Đương máu tươi phun ra trong nháy mắt, quan chiến đám người giữa, vang lên có chứa sợ hãi tiếng thét trói tai. Mại là cùng lợi áo giáo chủ sắc mặt, càng thêm khó coi lên. Đại chiến tiến hành rồi thời gian dài như vậy, tại đây một khắc, chết người. Cũng liền từ giờ khắc này bắt đầu, lúc trước cái gọi là đại chiến, đã biến thành tiểu đánh tiểu nháo, chân chính đại chiến, lúc này mới bắt đầu. Bá Ni Tháp rõ ràng nhìn đến chính mình tên này tùy tùng tài đến trên mặt đất, rốt cuộc vô pháp nhúc nhích, ngực hoàn toàn bị sỏ xuyên qua, kêu huyết tinh một màn, làm người buồn nôn. Cái y môn đồ giải quyết một người sau, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục chiều tiếp theo người phóng đi. Tản ra, Bá Ni Tháp cơ hồ ở nháy mắt liền làm ra ứng đối phương pháp, phân tích trong sân thế cục, hắn hiện tại trạng thái thực không thích hợp, hơn nữa hắn giết người, giáo chủ còn không có kêu đình, này thuyết minh các giáo chủ đã rõ ràng, hắn hẳn là lâm vào nào đó đặc thù trạng thái giữa, loại trạng thái này tuyệt đối không có khả năng liên tục quá dài thời gian, mau tán. Nghe được Bá Ni Tháp nói, Bá Ni Tháp bên cạnh còn sót lại một người tùy tùng, lập tức liền cùng Bá Ni Tháp chiều hai cái bất đồng phương hướng chạy tới. Jason tuy rằng không phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, nhưng thấy bá ni tháp như vậy chạy, hắn cùng khoa kim hai người, cũng bắt đầu chạy, bốn người, một chút liền tán tới rồi lôi đài bốn cái góc. Ta dựa, này gì tình huống? Trương Huyền đột nhiên phát hiện, cái y môn đồ theo dõi chính mình, phát hiện này, làm Trương Huyền có điểm khó chịu, học đường hào bộ dáng, cũng dùng tay bái đến lôi đài bên cạnh, đem thân thể giấu ở lôi đài bên ngoài. Lần này, Trương Huyền biến mất ở cái y môn đồ tầm mắt giữa, cái y môn đồ lại đem ánh mắt phóng tới còn lại bốn người trên người. Hiện tại, cái y môn đồ đứng ở lôi đài trung gian, mà bá ni tháp, bá ni tháp tùy tùng, dây sần cùng khoa kim, phân biệt đứng ở lôi đài bốn cái góc, cái y môn đồ còn ở do dự, rốt cuộc muốn trước đối ai động thủ. Nhìn xem xem, xem người nãi nãi cái chân đâu, ta dây sần vừa mới nói muốn giết ngươi, ngươi không nghe thấy sao. Ngươi cái rác rưởi, chừng cái gì chừng đâu, có bản lĩnh lão lộng chết người ra ra ta a, à, người ra ra ta kêu Jason, mau tới đây. Đường hào thanh âm, vào lúc này đột nhiên vang lên, liền vang ở Jason phía sau, đường Jason chiều phía sau nhìn lại thời điểm, đường hào đã sớm bái lôi đài bên cạnh, lẻn đến một bên đi. Đeo khắc, ta nhất định phải giết ngươi, nhất định. Jason nhéo nắm tay, như vậy bị một cái phế vật trêu chọc, làm hắn cảm giác chính mình mau điên rồi. Đại nhân, cẩn thận, thời khắc mấu chốt, Hoa Kim hét lớn một tiếng. Jason chỉ cảm thấy một trận kình phong đánh úp lại, quay đầu vừa thấy, không biết cái y môn đồ khi nào đã vò tới chính mình trước mặt, đối phương kia thị huyết ánh mắt, làm Jason trong lòng tràn ngập sợ hãi, không hề nghĩ ngợi, quay đầu liền chiều bá ni tháp nơi địa phương chạy tới. Này lôi đài tuy đại, nhưng đối với ở đây này đó thấp nhất đều là hóa hình cảnh cao thủ mà nói, kỳ thật bất quá là mấy cái khởi nhảy mà thôi. Bá ni tháp mắt thấy Jason đem người dẫn tới phía chính mình, thầm mắng một tiếng, cũng quay đầu liền chạy, bá ni tháp chạy phương hướng, là khoa kim nơi địa phương, nếu dây sần đem chính mình kéo xuống nước, kia chính mình liền đem người của hắn toàn kéo xuống nước. chương 1066 chúng ta nhận thua. Tránh ở góc khoa tóc vàng hiện không thích hợp, không đợi bá ni tháp chạy tới, hắn liền nhanh chân chiều bá ni tháp tên kia tùy tùng nơi địa phương chạy tới. Nguyên bản một hồi nhiều vây một chiến đấu, bởi vì cái y môn đồ trên người sinh ra biến cố, tức khắc biến thành một hồi truy đuổi chiến. Bốn người vòng quanh lôi đài điên cuồng chạy trốn, cái y môn đồ ở phía sau theo đuổi không bỏ, đảo không phải nói bốn người muốn cùng nhau trốn, nhưng vừa mới mấy người kia họa thủy đông dẫn cách làm, dẫn tới bọn họ căn bản là trốn không thoát đi, dây tưởng đổi cái phương hướng chạy, lập tức đã bị bá ni tháp đuổi kịp, bá ni tháp muốn chạy, dây cũng dính sát vào đi lên. Càng chủ yếu chính là, bọn họ một bên chạy, một bên còn có thể nghe được lôi đài bên cạnh có thanh âm vang lên. Người dây sần ra ra tại đây, tới giết người ra ra a. À. Tin hay không ra ra đem người đầu cắt bỏ đương nước tiểu hồ. Nói thật, phóng điều cầu tại đây, đều đuổi theo người dây sần ra ra ta. Đường hào thanh âm không ngừng vang lên, cái y môn đồ lúc này trạng thái, đã không phải do hắn đi phân biệt thanh âm rốt cuộc từ nào truyền đến, chỉ biết đuổi theo trước mắt mấy người giết chết, kia từng đạo vang lên thanh âm, làm hắn trong lòng lửa giận không ngừng hướng lên trên mạo. Đang ở liều mạng chạy trốn dây sân, hiện tại thật muốn chạy nhanh đem việc này giải quyết, sau đó đi đem đường hào kia há mồm cấp xé nát. Phía trên, đông đảo giáo chủ nhìn phía dưới đã phát sinh một màn. Cái y mở miệng nói, mại lạc, lợi áo, nếu lại như vậy đi xuống, ta thật không xác định ta này đệ tử có thể làm ra chuyện gì tới, các người từ bỏ đi, ai? Cái y mặt ngoài một bộ tiếc núi bộ dáng, trong lòng lại là nôn nóng không thôi, kia chỉ tâm cổ bị hắn niết ở trong tay, tâm cổ đã không có nhiều ít sức sống, cũng liền chứng minh, hắn đệ tử như vậy trạng thái, cũng không pháp chống đỡ bao lâu thời gian, lại như vậy đi xuống, tâm cổ sẽ hoàn toàn hút khô hắn tâm đầu huyết, kia kết cục dẫn tới, là sẽ chết người. Thật muốn đã chết, cái y sẽ không đau lòng, nhưng hắn lại rõ ràng, chính mình khả năng liền này châu đại dương giáo chủ vị trí đều giữ không nổi trực tiếp bị phân phối đến châu Nam cực đi. Lợi áo giáo chủ mắt thấy cái y đệ tử ly chính mình nữ nhi càng ngày càng gần, đó là hắn thân sinh nữ nhi, hắn tuyệt không nguyện chính mình nữ nhi vì việc này đi phạm hiểm, đang lúc lợi áo chuẩn bị ra tay, đem chính mình nữ nhi cứu tới nhận thua khi, liền nghe một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Mau, hắn không được, mau phản kích. Đang ở chạy trốn dây sần bốn người, ở nghe được thanh âm này nháy mắt, đều theo bản năng ngừng bước chân, ngưng khí, theo sau xoay người, đáng tiếc, bọn họ cũng không có nhìn đến cái y môn đổ mau không được một màn, đối phương như cũ sinh long hoạt hổ, mà bọn họ này dừng lại đốn, còn lại là trực tiếp đem chính mình chạy trốn cơ hội đánh mất. Khoa Kim, người hạt giống cái gì? Jason tức giận mắng một tiếng. Khoa Kim sắc mặt trắng bệch, vội vàng lắc đầu, không phải ta kêu. Được rồi, đừng nhiều lời, cùng nhau tiếp chiêu, bằng không đều phải chết. Bá Ni tháp ánh mắt ngưng trọng thúc giục nói. Đeo nhà ngươi tiểu tử này đủ âm a, à. khoa nam cười nói. Đeo giáo chủ sắc mặt có chút cổ quái, hắn hiện tại suy nghĩ chính mình đem nhi tử giao cho kia địa ngục cũ vương huấn luyện, rốt cuộc là đúng hay sai, này cách làm nhiễm nhiên không phải một cái giáo chủ có thể làm được a, à. nhưng cách làm tuy rằng hạ lưu, nhưng Đeo còn là phi thường nhận đồng, nếu không phải dưới tình huống như vậy, trong lén lút Đeo đều phải cho chính mình nhi tử dựng cái ngón tay cái. Vừa mới kia đạo thân ảnh đúng là xuất từ đường hào, đường hào có thể đè thấp thanh âm, đi bắt trước khoa kim. Đối mặt bạo tẩu trạng thái cái y môn đồ, dây sần bốn người không dám lưu thủ, cơ hồ đồng thời đánh ra chính mình mạnh nhất một kích, đi đối kháng cái y môn đồ. Cái y môn đồ lấy một địch bốn, không có gì hoa lệ chiêu thức, chỉ là vô cùng đơn giản một quyền oanh ra, dây sần bốn người, cơ hồ ở cùng thời gian bay ngược đi ra ngoài, tất cả đều miệng phun máu tươi, bị trọng thương. Mau thượng giết bọn họ, giết bọn họ a à. một màn này xem cái y trong lòng kích động nắm tâm cổ tay không khỏi tăng lớn lực lượng cái y môn đồ phát ra một tiếng lược hiện thống khổ gào giống theo sau nhảy dựng lên đối với khoa kim sát đi khoa kim trọng thương ngã xuống đất lúc này tránh cũng không thể tránh mắt thấy cái y môn đồ đánh tới dưới tình thế cấp bách hét lớn nhận thua ta nhận thua phía trên vài tên giáo chủ đã sớm làm tốt chuẩn bị đương khoa kim hô lên nhận thua lúc sau mại lạc một cái lắc mình, liền xuất hiện ở khoa kim trước mặt, theo sau một trưởng chiều cái y môn đồ chụp đi. Đánh tới cái y môn đồ trực tiếp bị mại lạc chụp tung bay đi ra ngoài. Mại lạc hừ lạnh một tiếng, theo sau nhảy dựng lên. Nhận thua khoa kim, cũng vội vàng chạy đến dưới đài. Cái y giáo chủ rõ ràng cảm giác được trong tay tâm cổ đột nhiên run rẩy một chút, này thuyết minh vừa mới mại lạc kia một trường, cho chính mình đệ tử tạo thành không nhỏ thương tổn. Mại lạc, người này có chút quá mức đi thân là giáo chủ thế nhưng đối ta đệ tử ra tay cái y bất mãn nói mại lạc một bộ không sao cả bộ dáng ta bất quá là duy trì bình thường quy tắc trật tự mà thôi khoa kim đã nhận thua người đệ tử như cũ ra tay là hắn trái với quy tắc trước đây ta không có trực tiếp hủy bỏ hắn tư cách liền không tồi cái y hừ lạnh một tiếng không có ở nhiều lời bị mại lạc chụp phiên cái y môn đồ gian nan đứng dậy hắn nơi địa phương vừa vặn khoảng cách bá ni tháp cách đó không xa, đây là mại lạc cố tình vì này. Tùy tiện lau một phen khóe miệng máu tươi, cái y môn đồ liền đem ánh mắt tỏa định đến bá ni trên thân tháp. Chúng ta nhận thua, phía trên lợi áo giáo chủ không hề cố nén, trực tiếp rơi xuống trên lôi đài, bế lên chính mình nữ nhi, theo sau phiêu nhiên rơi xuống đất. Bá ni tháp nhận thua rời đi, nàng tùy tùng, cũng là đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói một tiếng nhận thua lúc sau, phiên hạ lôi đài hiện tại, còn đứng ở trên lôi đài, chỉ còn cái y môn đồ, cùng với dây sân. Trương Huyền cùng đường hào hai người bái ở lôi đài bên cạnh, một câu đều không ra, quả thực là tồn tại cảm toàn vô. Cái y trong lòng mừng như điên, hiện tại chỉ còn dây sân, đem hắn một giải quyết, này luân bình chọn, chính mình là có thể lấy thượng đệ nhất, chẳng sợ sau một vòng không tham gia, chính mình thứ tự đều sẽ không thấp, tuyệt đối sẽ không tiếp tục đãi ở châu đại dương này cằn cỗi nơi. Suốt cuộc, mỗi một lần vòng thứ ba bình chọn cuối cùng người thắng chỉ có một đó chính là phương đông lục địa dĩ vãng sở tranh vô địch khắp thiên hạ lấy quét ngang chi thế nhẹ nhàng bình định sáu đại chủ giáo lần này sở tranh tuy rằng không có tới nhưng hắn tuyển định truyền nhân tuyệt không sẽ nhược điểm này là mỗi cái giáo chủ công nhận cái y môn đồ chậm rãi chiều dây sần đi đến thân bị trọng thương dây sần nằm trên mặt đất chỉ có thể dần dần nhìn cái y môn đồ tiếp cận Mại lạc lập với không chung, tùy thời chuẩn bị ra tay, bất quá hắn là phải đợi dây sần nhận thua, rốt cuộc một cái môn đồ tồn tại, xa không có chính mình về sau địa vị tới quan trọng. Đang lúc cái y môn đồ sắp đi đến dây sần trước người khi, cái y trong tay tâm cổ, đột nhiên nổ tung. Không xong, cái y theo bản năng buột miệng thốt ra. liền ở cái y nói ra không xong hai chữ lúc sau, trên lôi đài cái y môn đồ đột nhiên về phía trước phương ngã quỵ, theo sau một đầu ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. chương 1067 Jason hẳn là bài cuối cùng. Ha, ha, Jason thở hồn hền, cười to ra tiếng, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, hắn tuy trọng thương, nhưng còn có thể đứng thẳng, hắn ở vào lôi đài bên cạnh, nhìn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích cái y môn đồ. Người cười cái dám a ngươi, từ đầu tới đuôi đều bái ở lôi đài bên cạnh đường hào, lúc này nhảy thượng lôi đài. Trương Huyền cũng từ một cái khác phương hướng yên lặng bò lên trên lôi đài. Nhìn đến đường hào thân ảnh dây sân, sắc mặt đổi đổi, hắn vừa mới thiếu chút nữa liền đã quên người này tồn tại. Đeo khắc, ngươi cho rằng, bằng vào ngươi một cái ngự khí lúc đầu, ngươi có thể làm cái gì, làm ngươi cẩu đến bây giờ, thật là tiện nghi ngươi à. Thiết, đường hào vẻ mặt khinh thường bộ dáng, ta đây là dựa thực lực đứng ở hiện tại được chưa? Đường hào vẻ mặt ý cười, dần dần chiều dây sân đi đến. Jason đem một tay bối ở sau người, ngừng kết khí xoáy tụ, nếu là bình thường, hắn tuyệt đối không có dư thừa nói, trực tiếp liền đem cái này ngự khí cảnh tiểu nhân vật cấp thanh lên sân khấu, nhưng hiện tại, hắn tiêu hao thật lớn, lại bị trọng thương, chân chính đối thượng, ai thắng ai phụ còn hay nói. Đường hào đầy mặt tươi cười, ở khoảng cách Jason đến nhất định trong phạm vi khi, đường hào bỗng nhiên làm khó dễ, lấy cực nhanh tốc độ chiều Jason phóng đi. Jason ánh mắt một ngưng, vừa mới chuẩn bị động thủ. Hảo, đủ rồi, một đạo tiếng quát, từ phía trên truyền đến. Trừ bỏ đeo cùng áo tang bên ngoài, còn lại năm tên giáo chủ, toàn bộ rơi xuống trên lôi đài, mạnh mẽ đem đường hào cùng dây sần tách ra. Còn ở trên không đeo, trên mặt lộ ra một đạo ngoài ý muốn chi sắc, hiển nhiên năm tên giáo chủ đột nhiên cách làm, làm hắn cũng không nghĩ tới. Mại lạc ra tiếng nói, lần này bình chọn, chỉ vì thí nghiệm các người năng lực, đều không phải là muốn cho các ngươi sinh tử chi tranh, sở dĩ cho các ngươi dẫn dắt chính mình tùy tùng hỗn chiến, đơn giản là muốn nhìn xem các ngươi lãnh đạo năng lực. Không tồi, lợi áo giáo chủ cũng mở miệng, theo sau đối cái y nói, cái y, người kia đệ tử, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng vẫn luôn dựa vào, là thực lực của chính mình, thống lĩnh năng lực cũng không tính mạnh mẽ, cho nên, lần này tỉ thí, xếp hạng không được dựa trước, làm bồi thường, người này đệ tử trọng thương, vô pháp tham dự vòng thứ ba bình chọn, tính người vòng thứ ba bình chọn đệ nhị thứ tự như thế nào. Có thể, cái y không hề nghĩ ngợi phải trả lời, hiển nhiên, hắn ở vừa mới, cùng còn lại vài tên giáo chủ đạt thành mỗ thuyền hiệp nghị. Lợi áo lại nhìn về phía đường hào, mở miệng nói, đeo khắc, này đệ nhị hạng bình chọn, ngươi một người tiến đến, cũng không có tùy tùng đi theo, chúng ta đa số giáo chủ nhận định, người thành tích vì cuối cùng một người. Cái này phán tuyển, là đa số giáo chủ đồng ý, hiện tại trong sân, chỉ có một trọng thương dây sần cùng một cái ngự khí lúc đầu đường hào, đến nỗi trương huyền không có ngự khí thực lực, căn bản là không bị bọn họ tính nhập ở bên trong, nếu thật muốn đánh lên tới, đường hào thắng mặt, là cao hơn dây sân. Vừa mới trận đầu, đường hào liền cầm đệ nhất danh thích phân, nếu trận này lại làm đường hào bắt được đệ nhất danh tích phân, kia châu Âu giáo chủ vị trí, cơ hồ sẽ không có thay đổi. Rốt cuộc mỗi một lần đệ tam tràng, đều là toàn viên bị thua, phương đông độc thắng cục diện như thế nói, ta tuyên bố, lợi áo giáo chủ mở miệng, đợt thứ hai bình chọn đệ nhất danh, đó là giả. Chậm đã, đeo đột nhiên ra tiếng, các vị, các ngươi như vậy lướt qua ta trực tiếp làm ra phán quyết, hẳn là không hợp quy củ đi. Không không không, mại lạc giáo chủ cười lắc đầu, đeo giáo chủ, chúng ta đúng là phù hợp quy củ, sẽ nội trương ba thứ sáu chế độ giữa thứ bảy đều có thuyết minh, đương đa số giáo chủ ý kiến đạt thành nhất trí khi, liền có thể đối xuất hiện trạng huống bình chọn kết quả làm ra sửa đổi này một vòng bình chọn là xem thống soái năng lực đeo khắc tuy rằng đứng ở cuối cùng nhưng cũng không có biểu hiện ra hắn thống soái năng lực hắn không phải cuối cùng ai lại là đâu nếu chỉ là nói cá nhân thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu nói ta tưởng vòng thứ ba lấy đeo khắc hiện tại biểu hiện sẽ bắt được đệ nhất danh a à, đeo khẽ cười một tiếng kia mại lạc giáo chủ ý tứ này một vòng là ngươi thắng đương nhiên Đến bây giờ, trong sân duy nhất còn có tùy tùng, đó là dây sân, nếu... Mại lạc giáo chủ lời này mới vừa nói một nửa, lại bị người đột nhiên đánh gãy. Chờ một chút a, à, ta giải thích một chút. Trương Huyền đột nhiên từ một bên chạy chậm lại đây, đứng ở dây sân bên cạnh, cái kia, ta đều không phải là là dây sân đại nhân tùy tùng. Mại lạc ngày hôm qua liền từ dây sân kia nghe nói Trương Huyền, thấy Trương Huyền mở miệng, hít mắt cười nói, hợp tác quan hệ, cũng là giống nhau sao đúng đúng đúng, là hợp tác. Trương Huyền liên tục gật đầu, theo sau duỗi tay đặt ở dây sần trên vai, bất quá hiện tại sao, hắc hắc, hợp tác hủy bỏ. Trương Huyền nói xong, dùng tay nhẹ nhàng đẩy. Nguyên bản đứng ở lôi đài bên cạnh dây sần, ở Trương Huyền như vậy đẩy dưới, dây sần bay thẳng đến dưới lôi đài tài đi, tuy rằng dây sần thực mau liền phản ứng lại đây, ngự khí thành hình ở chính mình dưới chân, trôi nổi với không chung, nhưng hắn cả người, đã hoàn toàn rời đi lôi đài dựa theo quy tắc tới nói hắn Bài. trương huyền cười hắc hắc dùng tay ở chính mình trên mặt dùng sức một xé kia trương trọng lên trên mặt ra người mặt nạ bị hắn hoàn toàn xé xuống lộ ra vốn dĩ bộ mặt vài vị giáo chủ ngượng ngùng a à, ta vẫn luôn đều cùng đường hào là một đám đến núi các ngươi chuẩn bị cấp đệ nhất danh dây sân, ta cảm thấy đi hắn thống lĩnh năng lực cũng không phải rất mạnh ở nhìn đến trương huyền lộ ra gương mặt thật trong nháy mắt Jason cả người hoàn toàn lăng ở nơi đó, hắn có thể nào không quen biết người này, là ngươi. Đeo giáo chủ trên mặt đột nhiên hiện ra tươi cười, hắn phía trước tìm kiếm thật lâu trương huyền thân ảnh, đều không có phát hiện, lại không nghĩ rằng, người này, vẫn luôn đều giấu ở chính mình mí mắt phía dưới. Mại lạc giáo chủ sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi lên. Còn lại giáo chủ đối diện vài lần, đều từ đối phương trong mắt, thấy được một mặt tán thưởng. Các vị giáo chủ, còn thất thần làm gì, tuyên bố kết quả bái. Trương Huyền ra tiếng, đúng rồi, lấy các ngươi vừa mới theo như lời quy tắc tới xem, nếu là xem thống lĩnh năng lực nói, Jason hẳn là muốn bài đến cuối cùng, Jason trong đội ngũ lẫn vào những người khác hắn đều hồn nhiên không tự biết, thả ở hắn còn không có bị thua thời điểm, hắn tùy tùng liền dẫn đầu nhận thua, loại người này, ta cho rằng không cụ bị cái gì thống lĩnh năng lực, nhưng thật ra bá ni tháp. hẳn là có thể xếp thứ hai, nàng tùy tùng, thẳng đến nàng rời đi mới lựa chọn nhận thua, càng có một người vì nàng đi tìm chết. Ta tưởng, như vậy thống lĩnh năng lực, là chỉ ở sau đường hào. Trương Huyền cố ý đem bá ni tháp tên kia tùy tùng chết, nói trở thành bá ni tháp mà chết. Ha ha ha, lợi áo giáo chủ cười lớn một tiếng, tiểu tử, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng a. À. Mại lạc giáo chủ sắc mặt âm ngoan, hắn không ngoài ý muốn lợi áo giáo chủ biểu hiện, ở đây những người này, đều là không có lợi thì không dậy sớm. Còn lại vài tên giáo chủ vừa nghe, cũng đều theo lợi áo nói đi, dây sần lót đế sau, bọn họ thứ tự, đã có thể có thể hướng lên trên bài một vị A. chương 1068 người cẩn thận một chút. Đột nhiên mà khởi biến cố, làm mại lạc cùng dây sần sắc mặt đều phá lệ khó coi. Mại lạc vừa mới nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn tìm cái lý do, làm đường hào lót đế, nếu không liền tính vừa mới chiến đấu dây sần thắng, đường hào bắt được đệ nhị, nhưng ở đệ nhất hạng bình chọn chung, đường hào là bắt được đệ nhất, căn cứ tích phân chế quy tắc, đệ nhất hạng bình chọn tích phân nhiều nhất, kết quả là, một vài hạng bình chọn tích phân thêm lên, đường hào vẫn là xếp hạng đệ nhất. Mà đệ tam hạng bình chọn, đại gia tích phân cơ hồ đều sẽ tương đồng, như thế tính toán nói, kia châu Âu giáo chủ vị trí, còn sẽ dừng ở đeo trên người. Trương Huyền đề nghị được đến nhiều danh giáo chủ đáp ứng sau, Trương Huyền hướng đeo chấp chấp mắt, đeo giáo chủ, có phải hay không có thể tuyên bố đệ nhị hạng bình chọn kết quả, đeo nhìn về phía còn lại vài tên giáo chủ, trừ bỏ mại lạc bên ngoài, còn lại giáo chủ đều không có biểu hiện ra cái gì dị nghị, đến nỗi mại lạc, hắn hiện tại cũng không thể nói gì hơn, nếu nói này đệ nhị hạng là căn cứ mỗi người quản lý năng lực tới cho điểm, Jason vừa mới biểu hiện, thật sự là thất bại, không riêng trong đội ngũ trà trộn vào người khác người, ngay cả chính mình tùy tùng cũng lâm trận bỏ chạy. Hảo, nếu các vị đều không có dị nghị, như vậy ta tuyên bố, đệ nhị hạng bình chọn thành tích đeo thanh như chuông lớn, đem đệ nhị hạng bình chọn thành tích tuyên bố ra tới, mỗi người đều nghe được rõ ràng. Cái này bình chọn, đường hào đệ nhất, bán ni tháp đệ nhị, khoa nam cùng giả tư đặc tư môn đồ bài đệ tam đệ tứ, cái y môn đồ thứ năm, dây sần còn lại là cuối cùng một người. Căn cứ hiện tại tích phân tới xem, đeo đem kế nhiệm châu Âu giáo chủ cho rằng, lợi áo như cũ là chiếm cứ Bắc Mỹ châu, còn lại bốn gã giáo chủ tích phân tiếp cận, còn khó mà nói. Bởi vì bình chọn giả tiêu hao thật lớn duyên cớ, để tam hạng bình chọn thời gian, định vì ngày mai buổi sáng 10 giờ. Đeo bàn tay vung lên, cao tới 10 mét lôi đài chậm rãi giáng xuống, chờ hàng đến cùng mặt đất tề ngày thường, mọi người mới nhìn đến, này trên lôi đài, sớm đã gồ ghề lùi lõm, nơi nơi đều là đại chiến tản lưu xuống dưới dấu vết. Dây sần đại nhân, ta, khoa kim đi đến dây sần trước người. Người thực tích mệnh sao, dây sần mắt lạnh nhìn khoa kim, sắc mặt phi thường không tốt. Khoa Kim trong lòng giật mình, vội vàng xua tay, dây sần đại nhân, là bởi vì. Đủ rồi, dây hét lớn một tiếng, lâm trận bỏ chạy, người thật đúng là một cái tốt tùy tùng A. Dây nói, đi đến Khoa Kim trước người, trực tiếp duỗi tay khóa trụ Khoa Kim yết hầu. Khoa Kim tuy rằng thực lực cùng dây sần sắp xỉ, lại là một chút phản kháng cũng không dám làm ra, giả. Dây đại nhân, thỉnh tha mạng. Tha cho ngươi, Jason ánh mắt lộ ra tò mò thần sắc, ngươi nói cho ta, ta dựa vào cái gì tha cho ngươi? Bởi vì ta, ta, ta là ngài một con chó, nhất trung tâm một cái cẩu a. Khoa Kim nỗ lực làm chính mình trên mặt lộ ra một mặt ý cười. Cẩu, Jason đột nhiên buông ra bắt lấy Khoa Kim cổ tay, ha ha ha. Ngươi nói không tồi, ngươi là một con chó, một cái hảo cẩu, một khi đã như vậy, có chuyện, ngươi đi giúp ta làm đi. Khoa kim vội vàng quỳ xuống đại nhân ngài nói dây sần chậm rãi ngồi xổm xuống đem miệng tiến đến khoa kim bên tai duỗi tay chỉ hạ đường hào nơi vị trí ngày mai bình chọn ta không nghĩ nhìn thấy hắn người đêm nay đi làm thịt hắn minh bạch đại nhân xin yên tâm hôm nay bình chọn kết thúc tụ ở trên quảng trường người dần dần tan đi đeo biểu hiện phi thường vui vẻ hắn cùng đường hào cùng trương huyền đi cùng một chỗ vị này thật là hảo thủ đoạn A. Lợi áo từ một bên đi tới, mắt mang tán thưởng nhìn Trương Huyền, nếu ta không đoán sai nói, kia lật đổ vương sẽ thống trị quang minh đảo, chính là vị này Trương một tay sáng tạo đi. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, lợi áo giáo chủ mạng lưới tình báo, có thể được đến tin tức, hẳn là không ngừng như vậy một chút đi. Ha ha, lợi áo giáo chủ cười gượng một tiếng, hắn vừa mới đích xác ở trong thời gian ngắn nhất, làm người cha xét Trương Huyền thân phận, chẳng qua hắn không nghĩ tới, Trương Huyền sẽ như vậy trắng ra nói ra, Trương nhưng thật ra cái người có cá tính, có cơ hội, chúng ta có thể hảo hảo giao lưu giao lưu A, à. đối với đeo khắc lần này tham gia ma quỷ thí luyện, ta nhưng thật ra có vài phần hứng thú. Lợi áo giáo chủ điều tra Trương Huyền, tự nhiên cũng có thể điều tra ra chút những thứ khác, đường hào dĩ vãng là cái cái dạng gì người, lợi áo phi thường rõ ràng, lần này có thể có lớn như vậy biến hóa, lợi áo có thể đoán được, này nhất định cùng kia ma quỷ thí luyện có phân không khai quan hệ nếu lợi áo giáo chủ yên tâm chính mình nữ nhi đi nói sang năm nhưng thật ra có cơ hội trương huyền ghé mắt nhìn thoáng qua đi theo lợi áo phía sau bá ni tháp nữ nhân này nhìn qua thiên chân hoạt bát phúc hậu và vô hại nhưng trên thực tế chính là một con chân chính rắn rết a mại lạc mang theo dây sần từ một cái khác yên tâm đi tới mọi người mục đích địa đều là kia tòa trên đời nổi tiếng giáo đường thực dễ dàng liền đi tới một cái đại đạo thượng đeo ha 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 thật là chúc mừng ngươi a à. Mại lạc đi tới sau, lớn tiếng cười nói, theo sau đồng dạng đem ánh mắt phóng tới trương huyền trên người. Không nghĩ tới, đeo khác bên cạnh còn cất giấu như vậy một người tuổi trẻ tuấn kiệt, quang minh đảo chủ thật là một cái khó lường danh hiệu a. Mại lạc lời này cũng hướng trương huyền cho thấy, hắn đồng dạng điều tra trương huyền thân phận. Trương huyền cười nói, đều là một ít hư danh mà thôi, ở các vị tiền bối trước mặt, ta chỉ là một tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật, không không không. Mại lạc vội vàng phủ nhận một tiểu nhân vật làm sao dám tại đây loại trường hợp công nhiên đánh ta mại lạc mặt đâu? Trương Huyền, ngươi là một cái đại nhân vật a à? về sau tiền đồ không thể hạn lượng. Bất quá đại nhân vật cũng yêu cầu một cái trưởng thành quá trình. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần nửa đường chết non làm ta thất vọng a. À? Mại lạc nói chung cất giấu một loại uy hiếp. Trương Huyền gật gật đầu. Mại lạc giáo chủ yên tâm, ta tất nhiên sẽ không làm ngươi thất vọng. Hảo. Mại lạc dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, ta đây liền chờ xem ngươi thủ đoạn. Mại lạc nói xong, nhanh hơn bước chân, mang theo dây sần, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Đường đi đến Trương Huyền phía trước khi, dây sần đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt âm ngoan chừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, đồng thời làm cái mặt của thủ thế. Trương Huyền đối với dây sần nhe răng cười. Dây sần hừ lạnh một tiếng, xoay đầu đi, đi theo mại lạc, đi nhanh vào giáo đường. Trương, Hôm nay ngươi tốt nhất không cần lại chạy loạn. Lợi áo vỗ vỗ trương huyền bả vai. Lợi áo giáo chủ yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Hôm nay hai hạng bình chọn, đường hào toàn lấy được đệ nhất, nhưng lại là tiêu hao nhỏ nhất một người. ở khác người được đề cử còn vội vàng chữa thương khôi phục thời điểm, đường hào đã lựa chọn một chỗ ăn uống thỏa thích lên. Hôm nay đường hào biểu hiện, tuy rằng làm rất nhiều người cảm giác được chơi chẽn, nhưng vẫn là lau mắt mà nhìn so nhiều bao gồm hôm nay đường hào ở bước lên lôi đài trước biểu hiện, làm những cái đó lúc trước đối đường hào tỏ vẻ khinh thường người, đều thu liếm rất nhiều. Đeo khắc biến hóa, ta thực vừa lòng, đeo giáo chủ hướng Trương Huyền mở miệng nói. Trương 1069 lại có thể như thế nào? Đêm khuya, Thánh Thành hôm nay vẫn cứ một mảnh náo nhiệt, mọi người sở thảo luận đề tài, vẫn là về lần này bình chọn, bất quá ngày hôm qua, đại gia lưu đến đều là tương đối xem trọng ai, mà hôm nay, phần lớn đề tài, đều tập trung ở đường hào trên người. Làm châu Âu giáo chủ đeo con trai độc nhất, đường hào trên người vẫn luôn đều tụ tập không ít ánh mắt. Lúc trước đường hào hãm sâu luyện ngục, đeo dẫn dắt mười mấy tên cao thủ nghĩ cách cứu viện sự, cũng đã sớm truyền ra đi. Ở phần lớn nhân tâm chung, đường hào chính là một cái chỉ biết hố cha phế vật, tính cách cũng đặc biệt yếu đuối, nhưng hôm nay đường hào biểu hiện, làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Thánh thành ngoại một cái chợ đêm giữa, đường hào đi theo trương huyền bên cạnh, ca, hôm nay bên ngoài nhưng không yên ổn a à, cha ta chuyên môn dặn dò ta không cần ra tới. Trương huyền mắt trợn trắng, muốn chính là không yên ổn, thái bình ai còn tới a à. Ca, ta có điểm không rõ người ý tứ, đường hào nghi hoặc, trương huyền vỗ vỗ đường hào bả vai, người hiểu biết hè oi bức văn hóa, lý giải hay không giao sắc chặt đây rồi ý tứ. Đường hào nghĩ nghĩ nói, đem phiền toái tạo thành đoàn, một đao toàn chém. Ách, người cũng có thể như vậy lý giải đi. Trương Huyền thở dài, đi thôi, đi quỷ thị nhiều vòng vài vòng. Trương Huyền mang theo đường hào, một đường đi vào quỷ thị. Hôm nay hai người không hề giống ngày hôm qua như vậy, ngược lại biểu hiện giống như lúc trước ba lạc đặc giống nhau. Cầm lấy thứ này nhìn xem, cái kia đồ vật chơi chơi cũng không mua, liền ở kia cách ứng người, lập tức đã bị người nhận ra tới. Kia không phải đeo khắc sao? hắn hảo cuồng vọng a à. có thể không cuồng vọng sao hai hạng bình chọn đệ nhất nếu không có ngoài ý muốn lần này đeo giáo chủ vẫn tiếp quản châu âu là nói như vậy không tồi nhưng ta cảm thấy hắn tất cả đều là dựa vận khí tự thân thực lực vẫn là như vậy thấp kém dựa vào cái gì bừa bãi chỉ bằng hắn là châu âu giáo chủ người thừa kế này đủ rồi sao hắn cuồng người dám nói hắn hãy chờ xem chúng ta không dám làm cái gì nhưng có người dám làm, thật muốn không rõ, liền hắn như vậy thực lực, ở cái này điểm mấu chốt không giấu đi, còn hướng ra tới chạy, này ra tới đơn giản, lại tưởng trở về, đã có thể khó khăn. Hư, người muốn chết ha ngươi, nhỏ giọng điểm, loại sự tình này cùng chúng ta có quan hệ gì, đi mau, đi mau. Từng đạo nghị luận tiếng vang lên. Trương huyền cùng đường hào liền cùng không có nghe được giống nhau, tiếp tục nghênh ngang đi dạo. Andre thân ảnh, từ quỷ thị phía trước xuất hiện, lập tức chiều trương huyền đi tới trương huyền nhìn dáng vẻ hôm nay tâm tình không tồi a à. andre đi đến trương huyền trước mặt thủ đoạn không tồi ha ha, andre đại nhân quá khen trương huyền cười nói ta nơi nào quá khen andre vẫy vẫy tay người bất quá một cái ngục tốt lại làm trò như vậy nhiều người mặt giáo vài vị giáo chủ làm việc ta chỉ cho ngươi một cái ngục tốt thân phận có phải hay không quá ủy khuất ngươi theo ta thấy ngươi hôm nay biểu hiện ít nhất cũng nên cho người một cái khống chế sự thân phận A, à, người nói đúng không? Trương Huyền trên mặt lộ ra một bộ suy tư bộ dáng, theo sau búng tay một cái, nếu có thể đem Andre đại nhân người khống chế sự vị trí cho ta, kỳ thật cũng không tồi. Sóng sạc đồ vật, lại là một người, từ Andre phía sau đi ra, nhìn Trương Huyền, quát lớn nói, còn tuổi nhỏ, không lựa lời, khống chế sử bực này thân phận, là người có thể trêu chọc. Nhìn thấy nhà mình đại nhân, không hành lễ vấn an, còn dám đứng nói chuyện, không hiểu quy củ sao Trương Huyền nhìn về phía người nói chuyện Đây là một cái hơn 50 tuổi trung niên nam nhân Phương Tây gương mặt, một khuôn mặt không giận tự uy Mục tốt Trương Huyền, ta hỏi ngươi, nhìn thấy ta, vì sao không hỏi hảo Trung niên nam nhân hướng Trương Huyền chất vấn nói Andre mở miệng nói Trương Huyền, đây là mãi ngươi tư khống chế xử đại nhân Ngươi cùng ta quan hệ không tồi, không hỏi hảo liền thôi Nhưng quy củ vẫn là muốn thủ A à. Trương Huyền tức khắc minh bạch, này Andre đã cùng chính mình xé rách ra mặt, vô pháp lấy thân phận tới áp chính mình, đơn giản liền lại mang theo một người tới A. À. Mãi người tư đôi tay bối ở sau người, lại lần nữa ra tiếng nói, mục tốt Trương Huyền, nhìn thấy ta, vì sao không hỏi hảo. Mãi người tư, người thật lớn quan uy A, à, đường hào lúc này ra tiếng, nếu nói thân phận địa vị, cũng nên là ngươi nhìn thấy ta hỏi trước hảo mới đúng. Mãi người tư thần sắc biến ảo, ra tiếng nói, đeo khắc thiếu gia, ngươi tuy là giáo chủ người thừa kế, lại còn không có nhậm giáo chủ chi vị, tại chức vị thượng, ta nhưng không cần hướng ngươi hành lễ, nhưng thật ra này ngục tốt trương huyền. Đủ rồi, đường hào không kiên nhẫn chừng mắt nhìn mãi ngươi tư liếc mắt một cái, trương ca là ta ân nhân, ngươi làm ta ân nhân cho ngươi hành lễ, không bằng cũng cho ta quỷ gối ngươi trước mặt tốt không? Ha ha, Andre cười một tiếng, đeo khắc thiếu gia, chúng ta bất quá tới chỉ đùa một chút, người biết, Trương Huyền Thân là ngục tốt, là ở ta quản hạt trong phạm vi, ta lần này tới, là có việc tìm hắn, về sẽ nội sự, đeo khắc thiếu ra hẳn là sẽ không nhúng tay đi. Đeo khắc thần sắc biến ảo, không có ra tiếng, hắn hiện tại rốt cuộc còn không phải giáo chủ, lấy một cái giáo chủ người thừa kế thân phận nhúng tay khống chế xử sự, sự, đích xác không phù hợp quy củ, ở hiện tại cái này dưới tình huống, rất có thể sẽ bị người lấy ra tới làm văn. Đi thôi, Trương Huyền, chúng ta đi tâm sự khác. Andre tiến lên, ôm trương huyền bả vai, mang theo trương huyền chiều một bên đi đến. Mãi người tư tác đứng ở trương huyền mặt khác một bên, làm trương huyền căn bản không đường thối lui. andre đại nhân, ngươi, trương huyền mới vừa mở miệng, trực tiếp bị andre đánh gãy. đủ rồi, ta vô tâm tình bồi ngươi chơi này đó văn tự trò chơi. andre không kiên nhẫn mở miệng, họ trương, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, ta là khống chế sử, ngươi chỉ là một cái phổ phổ thông thông mục tốt chẳng sợ đeo đại nhân như cũ có thể liên nhiệm châu Âu giáo chủ, ta cũng có thể ở hắn chứng thực giáo chủ vị trí phía trước, muốn ngươi mệnh, kia địa ngục nhà giam bên thành thị, là ngươi thế lực đi. Bên trong nhân số không ít đâu, mãi người tư cũng mở miệng, ta suy nghĩ, nếu trực tiếp đem kia tòa thành làm hỏng, người biểu tình sẽ có bao nhiêu xuất sắc. Trương Huyền khẽ nhíu mày, hai người uy hiếp ta. Như thế nào, không thể uy hiếp ngươi sao? Mãi người tư hỏi ngược lại, một cái nho nhỏ mục tốt, cho rằng có thể ở mấy phương chi gian chu toàn, không nghĩ tới, ở chúng ta trong mắt, ngươi liền giống như một con cống thoát nước lão thử, bất quá chỉ biết tán loạn mà thôi, lại rơi lại xú, làm người ghê tởm, thật muốn bóp chết ngươi, cũng bất quá là thuận tay sự tình thôi. Trương Huyền, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chính mình hảo hảo suy xét một chút, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi liền tính lại đối đeo giáo chủ có ân, ngươi kết quả là, cũng chỉ là một cái ngục tốt. Andre đem Trương Huyền mang nhập một cái ngõ nhỏ giữa, chẳng sợ lúc này đây, ngươi trợ đeo giáo chủ một lần nữa ngồi ổn châu Âu giáo chủ chi vị, đeo giáo chủ, cũng vô pháp phá cách đem ngươi tăng lên vì khống chế sử, lui một vạn bước tới giảng, liền tính ngươi trở thành khống chế sử, thì tính sao, nhìn xem ngươi phía trước. Trương Huyền ngẩng đầu, phát hiện, ở hắn trước người, đang đứng mười mấy đạo thân ảnh, toàn bộ đều thân xuyên khống chế sử hầu hạ. Trương 1070 thân phận tranh lệch, mười mấy danh khống chế sử đứng ở trước người, này đó là Andre tự tin. Ngươi cảm thấy, đeo giáo chủ, thật sự có thể bảo ngươi. Andre lại lần nữa hỏi. Vô tri hạng người, mãi ngươi tư cười một tiếng. Trương Huyền, chính ngươi suy xét rõ ràng đi. Andre vỗ vỗ Trương Huyền bả vai, thân phận thượng tranh lệch, là ngươi căn bản vô pháp đền bù. Chúng ta muốn ngươi mệnh, có vô số loại phương pháp, thức thời, đem ta biết nói đổ vật sao ra đây, nếu không, cho ngươi một cái tin tức. Người sẽ cùng người kia quang minh đảo, cùng nhau từ trên thế giới này biến mất, đến nỗi hậu quả, ha ha. Mãi người tư tiếp được Andre nói, một cái ngục tốt chết, còn sẽ không bị người để ở trong lòng, nhớ kỹ, thân phận, vĩnh viễn là một đạo ngươi vô pháp vượt qua hồng câu, minh bạch sao. Nhìn xem người trước mặt người, hảo hảo nhớ kỹ chúng ta, chúng ta mỗi người, bóp chết ngươi đều giống như bóp chết một con lão thử. Trương huyền ánh mắt, trong người trước khống chế xử trên người từng cái đảo qua, ở này đó người trên mặt, Trương Huyền thấy được một loại cười nhạo, một loại khinh thường, một loại miệt thị. Nhớ kỹ, thân phận tranh lệch là người cùng chúng ta chi gian, nhất không thể vượt qua hồng câu. Andre cấp Trương Huyền lưu lại những lời này, mang theo đông đảo khống chế xử, biến mất ở đường tắt giữa. Thân phận, Trương Huyền lẩm bẩm này hai chữ, khóe miệng lại là hiện lên vẻ tươi cười. Chờ Trương Huyền trở lại quỷ thị thời điểm, phát hiện đường hào đã không ở tại chỗ, Trương Huyền ánh mắt mọi nơi quét một vòng, phát hiện rất nhiều người nhìn đến chính mình sau, ánh mắt đều không tự giác né tránh, phát hiện này, làm Trương Huyền trong lòng thầm hô một tiếng không xong. Trương Huyền suy tư một phen, đem ánh mắt tỏa định ở một nhà tư nhân hội sở thượng, theo sau đi qua. Thánh thành giữa, tới rồi thời gian này điểm, như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Bất quá, chẳng sợ bị ánh mặt trời chiếu khắp địa phương, cũng sẽ có bóng ma tồn tại, thánh thành một cái hắc ám góc chung, đường hào đầy người là huyết từ trên mặt đất bỏ dậy, Nhìn trước mắt một nam một nữ, Khoa Kim, Yuzin Nhi Á, các người hai cái hôm nay giết ta, sẽ không sợ chính mình đi không ra này thánh thành sao. Đường hào lau sạch khóe miệng vết máu, nhìn trước mặt hai người. Khoa Kim vẻ mặt khói mù, hôm nay sự, làm hắn thể diện mất hết, nếu không phải trước mắt người này, hôm nay như thế nào sẽ phát sinh như vậy nhiều chuyện. Có được một đầu lửa đỏ tóc dài Yuzin Nhi Á che miệng cười duyên một tiếng, đeo khắc thiếu ra người đã chết. Chúng ta lại như thế nào sẽ đi không ra đi đâu. Chờ ngày mai một quá, đeo đại nhân đã có thể không phải khu vực này giáo chủ. Đường hào gắt gao nhìn chầm chầm Eugenia, nhìn dáng vẻ, Andre là thật làm tốt phản bội ta phụ thân chuẩn bị. Không không không, Eugenia đồng đưa ngón tay, đeo khắc thiếu ra, này như thế nào có thể kêu phản bội đâu. Hè oi bức có câu nói, gọi là chim khôn lửa cành mà đậu, Andre đại nhân, bất quá là làm ra lựa chọn tốt nhất mà thôi mại lạc chính là các ngươi cho rằng lựa chọn tốt nhất sao. Đường hào một bên nói chuyện, một bên âm thầm quan sát chung quanh hoàn cảnh, tìm kiếm chạy trốn khả năng tính, các ngươi cũng biết, mại lạc vì cái gì sẽ chấn thủ châu Nam cực. Hắn thật muốn có tỏa chấn châu Âu thực lực, đã sớm ngồi vào vị trí này lên đây. Mại lạc đại nhân có hay không thực lực này ta không biết. Khoa Kim mở miệng, nhưng là, dây sần đại nhân về sau, tuyệt đối có được như vậy năng lực, đeo khắc, về sau nhật tử, không cần ngươi nhọc lòng, ta hiện tại cho ngươi một cái lựa chọn, ngươi muốn chết như thế nào? Ân, Khoa Kim nói, mãnh vung tay lên, một cái rắn hổ mang hư ảnh bay thẳng đến đường hào đánh úp lại. Đường hào ngự khí lúc đầu thực lực, gặp phải một cái ngự khí hậu kỳ đều phải bị nháy mất hạ gục, càng không cần đề trước mặt này hai cái hóa hình cảnh cường giả, đặc biệt là Yuzin Nhi Á, không phải hóa hình đơn giản như vậy, đối mặt này đánh úp lại rắn hổ mang hư ảnh. Đường hào thậm chí liền né tránh đều làm không được, Bị rắn hổ mang hư ảnh gắt gao cuốn lấy Thiết chặt hắn toàn thân Tấm tắc Yuzin Nhi Á nhìn bị rắn hổ mang cuốn lấy đường hào Ra tiếng nói Khoa Kim Người cũng quá tàn nhẫn đi Người đây là tưởng một tấc đứt từng khúc sắt hắn toàn thân xương cốt Loại này cách chết Chính là có điểm khủng bố A à. Đường hào bị này rắn hổ mang hư ảnh cuốn lấy Vô luận hắn dùng như thế nào lực Đều không thể tránh thoát Ngược lại còn bị càng chiền càng chặt Tứ chi căn bản vô pháp nhúc nhích một cổ cự lực từ toàn thân các phương vị áp bách mà đến, làm hắn có một loại khó có thể hình dung hít thở không thông cảm, phảng phất cả người xương cốt đều đã chịu đè ép. Đường hào không tự giác há to miệng, dùng sức muốn hô hấp. Đeo khắc, ta muốn một chút một chút mài nhỏ ngươi xương cốt. Khoa kim nghiến răng nghiến lợi, buổi sáng sự, thời khắc đều hiện lên ở hắn trước mắt, nếu không có cái này đeo khắc, chính mình như thế nào sẽ như vậy? Eugenia đứng ở một bên, mặt mang tươi cười nhìn trước mắt, Khoa Kim, động tác nhanh lên đi, trong chốc lát làm cái kia họ trương tìm tới, còn phải lại nhiều phiền toái. Yên tâm, hắn tìm không tới. Khoa Kim cười lạnh nói, hiện tại hắn, chỉ sợ còn ở mấy đại trưởng khống sự uy áp hạ run bần bật đâu. Khoa Kim giọng nói vừa mới lạc, lại là sắc mặt biến đổi, sao có thể. Cái kia quấn quanh trụ đường hào rắn hổ mang hư ảnh, đột nhiên trống rỗng tiêu tán. Trương huyền thân ảnh, không biết khi nào, đã xuất hiện ở đường hào phía sau. Là ngươi, Eugenia ánh mắt một ngưng, nhìn thẳng Trương Huyền. Không có khả năng, ngươi sao có thể tìm tới. Khoa Kim nhìn thấy Trương Huyền, đồng tử đột nhiên co rụt lại, lúc trước ở đặt chân chấn, hắn bị Trương Huyền liên tục mấy bàn tay cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Ở cái này người trước mặt, Khoa Kim cảm giác chính mình một chút năng lực phản kháng đều không có. Không có gì sự là không có khả năng. Trương Huyền vì tiện phất tay, một viên tròn vào đồ vật, lăn xuống đến khoa kim dưới chân đây là khoa kim nhìn chằm chằm lăn tới đồ vật theo sau toàn thân lông tơ tạc khởi lị kéo ngươi đem bọn họ giết sạch bọn họ tự nhiên cái gì đều nói lạc trương huyền vẻ mặt nhẹ nhàng yuji ni á về phía trước một bước nhìn dáng vẻ người đối chính mình thực tự tin cảm thấy chính mình có thể cứu đeo khắc ngươi đã đến rồi cũng hảo đỡ phải việc này kết thúc về sau ta lại đi tìm ngươi không bằng hôm nay liền chém đứt ngươi tứ chi, Andre đại nhân muốn biết đồ vật, ta từ từ hỏi lại hảo." Trương Huyền nhún vai, "Nếu ngày thường, ta nhưng thật ra rất tưởng cùng các ngươi nhiều chơi chơi, rốt cuộc hóa hình hậu kỳ cao thủ, ta thật đúng là không gặp được quá nhiều ít, đối với các ngươi công kích thủ đoạn rất tò mò, bất quá hôm nay, xin lỗi a, à, ta thật sự không cái này nhã hứng, cho nên liền thỉnh các ngươi." Trương Huyền trong miệng, này nhóm tự rơi xuống, hắn cả người hóa thành ảo ảnh, tái xuất hiện khi đã tới rồi Yuzin Nhi Á trước người, hai người chi gian khoảng cách bất quá 10 cm. Yuzin Nhi Á đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng căn bản là không thấy rõ, trước mặt người này, khi nào đã đến chính mình trước người. Đi trước chết đi, Trương Huyền nói nhỏ, khóe miệng liệt khai, hướng Yuzin Nhi Á lộ ra một hàm răng trắng. Ở Trương Huyền nói chuyện đồng thời, một con mẽnh hổ hư ảnh từ Trương Huyền phía sau phát ra, mở ra miệng rộng, cắn hướng Yuzin Nhi Á đầu người đã sớm vượt qua ngưng khí sơ. Á nói còn chưa dứt lời, cả người liền hướng phía trước tải đi, phát ra phanh một tiếng. chương 1071 bình chọn trước. Một bên khoa kim thấy như vậy một màn, hai chân run lên, không có bất luận cái gì dư thừa nói, quay đầu liền chạy. Ha ha, tới liền không cần chạy. Trương Huyền đứng ở tại chỗ búng tay một cái, chính bay nhanh mà chạy khoa kim trực tiếp liền đứng ở tại chỗ, liền chạy trốn tư thế đều không có thay đổi, nếu không có hắn cái chán không ngừng có mồ hôi lạnh trượt xuống nếu không có khoa kim tròng mắt còn có thể động hắn liền giống như bị dừng hình ảnh giống nhau khoa kim nỗ lực tưởng động nhưng hắn phát hiện vô luận chính mình dùng như thế nào lực tay chân liền một chút đều nhúc nhích không được đừng nỗ lực người quanh thân khí đã hoàn toàn bị động lại đối với ngươi mà nói này đó khi chính là ngươi vô pháp lay động thép tấm trừ phi thực lực của ngươi có thể mạnh hơn ta bất quá ta tưởng ngươi đã không có cơ hội này trương huyền đứng ở tại chỗ nhìn khoa kim cười nói đúng rồi này khí không riêng có thể hóa thành thép tấm giống nhau kiên cố đồng thời cũng có thể trở nên như lưỡi đao giống nhau sắc bén tựa như như vậy bang trương huyền lại lần nữa đánh ra một cái vang chỉ đương này vang chỉ thanh lạc hậu khoa kim đồng tử bắt đầu trở nên khuếch tán lên hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt này giống như bị dao cầu chém eo nước thành mấy khối chiều bất đồng phương hướng rớt đi đáng sợ nhất chính là không có một giọt máu chảy ra. Trương Huyền ánh mắt lộ ra suy tư trạng, trong miệng lẩm bẩm nói, khí vận dụng phương thức thật là có thể nhiều như vậy nguyên hóa, không nhất định một hai phải làm khí từ chính mình trong cơ thể vận hành một vòng, hoàn toàn có thể trực tiếp khống chế ngoại giới khí, đạt tới tiến công hiệu quả, cứ như vậy, chỉ cần lực khống chế đủ cường, lý luận thượng, cho dù là cách ngàn dặm, đều có thể ngự khí giết người. Nếu lúc này, Trương Huyền trong miệng nói nếu bị người khác nghe được, nhất định sẽ cho rằng Trương Huyền ở hồ ngôn loạn ngữ, này khí không vận hành quanh thân, sao lại có thể khống chế, nói cách khác, cái gọi là đem khí vận hành quanh thân, bất quá là ở trong cơ thể nạp vào một bộ phận khí, đồng thời lại đem trong cơ thể chất chứa khí phát ra, mà nạp vào trong cơ thể kia bộ phận khí, sẽ chậm rãi trở nên tinh thuần, chuyển hóa thành chịu chính mình khống chế, trực tiếp khống chế ngoại giới khí, này không người si nói mộng sao. Nhưng đối người khác mà nói, loại này người si nói mộng, ở trương huyền nơi này, lại là thật sự tồn tại. Hai cổ thi thể rơi trên mặt đất. Đầy người là huyết đường hào mồm to thở hổn hển, ca, ít nhiều người tới kịp thời, bằng không. Trương huyền dương lên tay, ngừng đường hào thanh âm, hảo, đã có người chiều bên này chạy đến, trên người của ngươi có cái loại này hóa thi phấn sao. Dùng đi, có, đường hào ở trong quần áo sờ soạn một chút, móc ra một cái tiểu bình xứ tới, đem một ít bột phấn ngã vào Eugene ni Á cùng khoa kim thi thể thượng, hai người thi thể ngộ phấn dần dần hóa khai. Á đầu cùng thân thể tách ra, từ Á đồng tử giữa, có thể nhìn đến một loại không cam lòng, càng nhiều lại là một loại tự diễu. Cho tới nay, Á đều lấy ngoạn nhạc tính chất tới đối đãi Trương Huyền, đối Trương Huyền đánh giá, cũng đều là một cái có ý tứ đối thủ, nhưng hôm nay, lần đầu tiên động thủ, lại làm Á phát hiện, nàng 10 phần sai, cái này không bị chính mình để vào mắt đối thủ, có được tùy tiện nháy mắt hạ gục chính mình năng lực. Thế gian này nhất buồn cười sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, một cái không bị chính mình để vào mắt người, kỳ thật sớm đã mạnh hơn chính mình trăm ngàn lần. Đi thôi, có người tới. Trương Huyền bắt lấy Đường Hào bả vai, thả người nhảy, biến mất tại đây phiến hắc ám giữa. Trương Huyền hai người mới rời đi không lâu, liền có người đuổi tới nơi này. Có tiếng đánh nhau âm, có đánh nhau dấu vết, có than thi thủy, chết người đi hội báo giáo chủ đại nhân rời đi nơi này hai người không còn có quay đầu lại thẳng đến trụ địa phương mà đi mỗi một lần bình chọn kia đều là thần ẩn hội việc trọng đại tiến đến nhân số đông đảo đến từ bảy phương bất đồng thế lực toàn bộ đều tập trung đến nơi đây trương huyền cùng đường hào trở về một màn bị người nhìn đến lập tức có người đem tin tức này hội báo tới rồi mại lạc nơi đó phế vật phế vật mại lạc ngồi ở một gian trong phòng phát ra quát mắng. Jason quỳ gối mại lạc trước người, không rên một tiếng. Mại lạc một phen quét rớt trên bàn cái ly, làm khoa kim âm thầm giết chết đeo khắc, người nói cho ta, người nghĩ như thế nào. Mỗi người đều biết khoa kim là người của ngươi, hiện tại đeo khắc đã trở về, ngươi liền cầu nguyện này giới phương đông lục địa chờ tuyển giả không cường, có thể làm ngươi có cơ hội bắt được cao phân đi, nếu không làm đeo liên nhiệm châu Âu giáo chủ một vị, việc này ngươi trốn không thoát quan hệ, một khi đeo lấy chuyện này làm văn, đến lúc đó không riêng gì ngươi, cho dù là ta, đều đến đã chịu sẽ nội chế tài, ngươi muốn giết hắn, ngày mai bình chọn thời điểm, như thế nào đều có thể xuống tay. Lão sư, ta đã biết. Lăn xuống đi hảo hảo tỉnh lại đi, mại lạc không kiên nhẫn phất phất tay. Dây sần chậm rãi đứng dậy, rời khỏi phòng. Một đêm thời gian, liền như vậy qua đi. Đương ngày hôm sau sáng sớm 9 giờ tiếng chuông vang lên, thánh thành trên quảng trường lại tụ tập vô số người. Trừ bỏ cái y môn đồ bên ngoài, còn lại giáo chủ người được đề cử đều đã trình diện, bất quá cùng ngày hôm qua bất đồng chính là, lần này này đó người được đề cử bên cạnh, cũng không có tùy tùng cùng hành. Đã đến giờ 9 giờ rưỡi, các đại chủ giáo đều đã trình diện, quảng trường trung tâm mặt đất như ngày hôm qua giống nhau chiều chung quanh vỡ ra, một cái thật lớn lôi đài dần dần, dần dâng lên, lôi đài tầng ngoài, như cũ hồ ghề lùi lõm, cũng không có ở một đêm thời gian nội được đến chữa trị. bảy tên giáo chủ lập với không chung, bất đồng với ngày hôm qua, hôm nay, có một loại mùi thuốc súng ở không khí giữa tràn ngập, đeo ánh mắt vẫn luôn đều tỏa định ở mại lạc trên người, tối hôm qua đeo khắc chịu tập quá trình, đeo đã hoàn toàn biết được. để tam hạng bình chọn, với 10 giờ bắt đầu, tham dự bình chọn nhân viên, lên đài đi. Đeo đứng ở không chung, bàn tay vung lên, năm tên giáo chủ người được đề cử toàn bộ hạ xuống trên lôi đài tối hôm qua sự không lưu cái gì giấu vết ha Andre đi đến trương huyền bên cạnh thấp giọng nói trương huyền khẽ cười nói ha ha đều là Andre đại nhân lúc trước giáo đến hảo nếu không phải ngươi ta cũng không biết có hóa thì phấn cái kia đồ vật sự tình là làm không tồi nhưng không biết đeo giáo chủ sẽ như thế nào khen thưởng ngươi đâu trương mục tốt Andre trên mặt lộ ra một mặt cười nhạo người nếu chỉ nghĩ ôm đeo giáo chủ này một cây đại thụ nói, tin tưởng ta, người sống không quá ngày mai. Ta không tin, Trương Huyền lắc lắc đầu, biết sao, có rất nhiều người nói với ta đồng dạng lời nói, bất quá ta như cũ sống đến hiện tại, Andre Đại Nhân, người hẳn là biết, thế giới này, không phải dựa buông lời hung ác là có thể đứng vững đi. Người thực tự tin, Andre quét Trương Huyền liếc mắt một cái, bất quá ta rất muốn biết, người tự tin, là từ đâu mà đến, là cái gì làm ngươi có thể đem chúng ta mười mấy danh khống chế sử đều không bỏ ở trong mắt. Ngươi thực mau là có thể đã biết, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó, thả người nhảy, nhảy lên lôi đài. Trên lôi đài, dây sần chính gắt gao nhìn chằm chằm đường hào, ở trong lòng hắn, đã tưởng hảo chỉ cần hỗn chiến ngay từ đầu, tuyệt đối sẽ không mang tất cả, trước đem người này chém giết, đang lúc lúc này, một đạo làm dây sần ký ức khắc sâu thân ảnh, xuất hiện ở đường hào phía sau hướng về phía dây sần mỉm cười. Trường 1072 ta hỏi ngươi, có thể hay không? Dây sần nhìn xuất hiện ở đường hào phía sau người nọ, ngày hôm qua, chính là người này, làm hắn mặt mũi mất hết, chính là người này, đem chính mình đương ngốc tử giống nhau trêu chọc, hết thảy, chính là bởi vì người này. Còn lại chờ tuyển giả, cũng thấy được nhảy lên lôi đài trương huyền, từ ngày hôm qua sự bọn họ cũng đều biết, người này là đứng ở đeo khắc kia một phương, không rõ cái này tùy tùng vì sao đột nhiễm lên đài dưới đài quan chiến người nhìn đến trương huyền lên đài cũng không cấm ra tiếng này đeo khắc tùy tùng như thế nào lên rồi không biết a à, đeo khắc sẽ không còn không rõ ràng lắm quy tắc đi này hạng nhất hỗn chiến là cá nhân chiến a này tùy tùng rốt cuộc tình huống như thế nào đứng ở phía trên mại lạc hét lớn một tiếng andre Người này thủ hạ ngục tốt còn có hay không quy củ này lôi đài là hắn có thể thượng sao, làm hắn cút cho ta đi xuống. Mại Lạc Thanh như hồng lôi, mỗi người đều nghe được rành mạch. A, à, nguyên lai người này là một ngục tốt a. À? Ta còn tưởng rằng là cái gì đại nhân vật. Một cái ngục tốt, không biết trời cao đất dày, không rõ chính mình thân phận, bước lên chờ tuyển giả lôi đài, hắn cho rằng hắn là thứ gì? Mại người tư hét lớn một tiếng, họ trương lăn xuống tới, nơi đó là người có thể đi địa phương sao? Andre cũng là làm bộ làm tịch nhíu mày nói trương huyền người mới vào thần ẩn hội khả năng không hiểu quy củ người thân là ngục tốt kia có thể đứng thượng lôi đài người thân phận cùng ngươi kém thật lớn này không phải ngươi hiện tại có thể đái địa phương xuống dưới đi đi xuống ta vì sao phải hạ trương huyền đứng ở trên đài trên cao nhìn xuống nhìn Andre Andre nói ngươi không có tư cách đứng ở nơi đó còn dùng ta nói lại lần nữa sao tư cách từ ngày hôm qua đến bây giờ ngươi là cùng ta nói rất nhiều về tư cách sự bất quá ta có hay không tư cách đứng ở chỗ này đảo không phải ngươi nói tính áo tang trương huyền quay đầu nhìn về phía không trung kia ngồi trên ghế thái sư người ngươi nói cho hắn ta có hay không tư cách đứng ở chỗ này áo tang andre trong lòng đột nhiên trào ra một cổ dự cảm bất hảo áo tang cười lớn một tiếng ha 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 Trương Huyền nãi nhà ta đại nhân khâm điểm phương Đông Lục địa người thừa kế hắn không có tư cách đứng ở nơi đó kia ai lại có tư cách áo tang này một tiếng làm không riêng trên lôi đài vẫn là dưới lôi đài người tất cả đều sửng sốt bao gồm đường hào ngay cả đeo cùng mại lạc cũng chưa nghĩ đến này phương Đông Lục địa người thừa kế thế nhưng là Trương Huyền đeo nhìn về phía đứng ở trên đài Trương Huyền không cấm cười nói Trương lợi hại lợi hại a à? ngươi tuy rằng cùng con ta không sai biệt lắm tuổi nhưng này thủ đoạn liền ta đều bội phục định vì phương đông lục địa người thừa kế một chuyện hẳn là đã sớm đã xảy ra đi ngươi này chuyên môn kéo ta xuống nước tham dự đến những việc này chung tới ngươi từ lúc bắt đầu liền làm tốt làm dối chuẩn bị a nguyên bản phương đông lục địa siêu nhiên với mặt khác sáu châu ở ngoài người hiện tại làm ra nhiều chuyện như vậy đây là tưởng đem lần này thủy hoàn toàn quấy đục nhìn dáng vẻ ta thật là xem thường ngươi dưới đài Andre cùng mãi người tư còn lại là biểu tình giải ra phương Đông lục địa người được đề cử phương Đông lục địa tồn tại vẫn luôn là ở còn lại mấy lục địa phía trên trở thành phương Đông lục địa người được đề cử kia này địa vị ở toàn bộ thần ẩn hội kia đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tối hôm qua bọn họ còn ở lấy khống chế xử thân phận đi uy hiếp trương huyền đi áp bách trương huyền nhưng lúc này mới một đêm thời gian tình huống hoàn toàn chuyển biến một cái khống chế xử ở phương Đông lục địa người được đề cử trước mặt, tính cái cái gì? Cho tới nay, phương Đông lục địa đều là chịu người chú ý, đường áo tan giọng nói rơi xuống lúc sau, không riêng còn lại mấy lục địa người đem ánh mắt tập trung ở Trương Huyền trên người, đến từ chính phương Đông thần ẩn hội người, cũng đều đồng thời chiều Trương Huyền nhìn lại. Phương Đông đại lục thần ẩn hội thành viên, đối Sở Tranh truyền nhân càng thêm chú ý, rốt cuộc này sẽ là về sau dẫn dắt phương Đông lục địa người. Sở Tranh năm đó một người quét ngang lục hợp, chế bá phương đông lục địa mấy trăm năm, không một địch thủ, mỗi người thần phục, nhưng hắn truyền nhân lại có thể làm được như thế nào. Người này, thật sự có thể đảm nhiệm phương đông lục địa người được đề cử. Hắn trên người, cũng không một chút khí dấu vết A. À. Trương Huyền đứng ở trên lôi đài, quan sát Andre, lớn tiếng quát hỏi nói, Andre khống chế xử, ta hiện tại, có tư cách đứng ở này trên lôi đài sao? Andre nhìn phía trên Trương Huyền, trong lòng ngũ vị tạp trần, lúc trước lần đầu tiên thấy người này, hắn bị chính mình xâm lấn tinh thần, cỡ nào nhỏ yếu, nhưng lúc này mới qua bao lâu, hắn là có thể đứng ở kia trên đài cao, chất vấn với chính mình, chẳng sợ ngày hôm qua ban đêm, hắn đều phải kêu chính mình một tiếng đại nhân. Người này, che giấu quá sâu. Thấy Andre không có ra tiếng, Trương Huyền lại lần nữa phát ra quát hỏi, Andre, ta hỏi ngươi, ta có hay không tư cách đứng ở này lôi đài phía trên? Andre như cũng không ra tiếng, bởi vì hắn minh bạch trương huyền đây là làm trò mọi người mặt đánh chính mình mặt a à. ta hỏi ngươi có vẫn là không có trương huyền này một tiếng như thiên lôi cuồn cuộn nổ vang ở mọi người bên tai những cái đó phía trước còn đối trương huyền ôm có coi khinh người trong lòng giật mình bọn họ nháy mắt minh bạch người này đều không phải là là không có nắm giữ khí mà là đem khí cơ toàn bộ che giấu chính mình căn bản là không có nhận thấy được a à. không phải nhân ra quá yếu mà là chính mình quá yếu. Trương huyền này một tiếng, khí thế mười phần, làm mọi người theo bản năng đem ánh mắt tập trung đến Andre trên người. Một người thuộc về phương đông lục địa thế lực người mở miệng, hắn người mặc áo xanh, phía sau có một phen trúc kiếm, vân đạm phong khinh mở miệng, thanh âm lại là rõ ràng vô cùng. Andre, ta phương đông lục địa người được đề cử hỏi ngươi lời nói, ngươi vì sao không đáp, là khinh thường ta phương đông lục địa không thành. Tại đây danh áo xanh kiếm khách trong lúc nói chuyện, một đạo lại một đạo tế ngân, trống rỗng xuất hiện ở Andre sở khoác áo choàng thượng. Andre hung hăng nuốt khẩu nước bọt, có chút gian nan ra tiếng, "Có." Trương Huyền trên mặt lộ ra một mạt vui cười, "Ta không nghe rõ, lớn tiếng trả lời ta." Andre trong mắt toàn là hận sắc, lớn tiếng nói, "Có." Trương Huyền gật gật đầu, "Ngoan." Này một tiếng ngoan, khiến cho tảng lớn tiếng cười. Andre nói xong lời này, đầu một thấp, vội vàng tễ đến trong đám người, không hề mở miệng. Tối hôm qua xuất hiện kia mười mấy danh khống chế sử, giờ phút này sắc mặt toàn khó coi vô cùng, nguyên bản cho rằng, đối phó chỉ là một cái ôm lấy đeo đùi ngục tốt mà thôi, lại không nghĩ rằng, đối phương lắc mình biến hóa, trở thành phương đông lục địa người thừa kế. Trên lôi đài, dây sần sắc mặt, càng thêm khó coi lên. Tại đây, thánh thành tiếng chuông lại một lần vang lên, 10 giờ đã đến, để tam hạng bình chọn, muốn bắt đầu rồi. Đeo hét lớn một tiếng, để tam hạng bình chọn, vì cá nhân hỗn chiến, hỗn chiến giữa, không được chủ động đả thương người tánh mạng. Rời đi lôi đài hoặc đánh mất sức chiến đấu, tức vì thất bại, hiện tại, bình chọn. Bắt đầu. Đường đeo trong miệng bắt đầu hai chữ rơi xuống nháy mắt, trên lôi đài chờ tuyển giả nhóm, vừa mới làm ra chiến đấu chuẩn bị, lại nghe một đạo thanh âm vang lên. Đều trước đừng nhúc nhích, chương 1073 không bằng ngươi lên đài tới. Đừng nhúc nhích, này thanh vừa ra, trên lôi đài đích xác không một người lại động, bọn họ đều không phải là bất động, mà là không thể động. Trên không, bao gồm áo tang ở bên trong bảy người, toàn bộ cả kinh, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm trên lôi đài trương huyền, trong mắt toàn là kinh hãi. Hắn bước vào phú thần cảnh, đeo trong mắt, toàn là ngưng trọng, một niệm khống chế quanh thân linh khí, đây là phú thần cảnh tượng trưng. Không có khả năng, Lợi Áo lắc đầu, như thế nào sẽ có như vậy tuổi trẻ phú thần cảnh, hắn mới tiếp xúc khí bao lâu. Ngay cả ta chờ cũng vô pháp nhìn trộm phú thần đại môn. Không vào phú thần, hắn là như thế nào làm được? Khoa Nam nhìn về phía áo tang, tại đây đồng thời, còn lại vài tên giáo chủ cũng đều chiều áo tang nhìn lại. Áo tang đè xuống chính mình trên đầu đấu lập, cười nói, các ngươi đều đừng nhìn ta, tiểu tử này toàn thân đều lộ ra một loại cổ quái. Lôi đài dưới, kia áo xanh chúc kiếm người giật mình, trong miệng lẩm bẩm nói, nhất niệm chi gian, kiếm khí tung hoành. Phú thần cảnh, không đúng, này bất đồng với kiếm khí, không có kiếm khí như vậy sắc bén, lại so với kiếm khí càng thêm ngưng thật, không đúng. Cũng không phải như vậy, tiểu tử này tuyệt đối không có đạt tới phú thần cảnh, hắn như thế nào làm được, hắn rốt cuộc dùng cái gì khống chế này quanh thân khí? Áo xanh kiếm khách bên cạnh, một thân xuyên bạch y nữ nhân trẻ tuổi trong mắt toàn là tò mò cha, người đang nói cái gì? Kỳ tài, người này tuyệt đối là kỳ tài. Sở tranh đại nhân sở tuyển người, quả thực không phải bình phàm hạng người. Áo xanh kiếm khách nhìn chằm chằm phía trên, nữ nhi, làm trong nhà bị thư từ, truyền thượng côn luân sơn, liền nói ta phương đông vân khởi, có chuyện quan trọng bái kiến sở tranh đại nhân. Tuổi trẻ nữ nhân trái tim run rẩy cha, người muốn thượng côn luân. Đúng vậy, phương đông vân khởi trên mặt che kín kích động thần sắc, ta muốn đi tìm sở tranh đại nhân hỏi rõ ràng, người này, rốt cuộc là ai? Lập với lôi đài phía trên đông đảo giáo chủ, lập với lôi đài dưới vô số cao thủ, toàn vì trương huyền chiêu thức ấy, cảm thấy khiếp sợ. Đứng ở lôi đài bên trong người, lại là cảm nhận được vô cùng áp lực, trừ bỏ đường hào bên ngoài, không một người, đều cảm giác chính mình toàn thân đều bị trói buộc, rõ ràng trước mặt cái gì đều không có, nhưng chính mình lại liền động một chút ngón tay đều làm không được, mồ hôi lạnh đã làm ướt bọn họ phía sau lưng, bọn họ chưa từng có gặp được tình huống như vậy. Trương huyền thanh âm lại lần nữa vang lên, chư vị tiền bối, lần này hỗn chiến bắt đầu phía trước, ta có lời muốn giảng, vãn bối học nghệ không tin, tuy rằng học được một ít sát chiêu, nhưng cũng không pháp hoàn chỉnh nắm giữ, chân chính đánh lên tới, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít bại lộ, cho nên, nếu cho rằng cường với ta người, đại nhưng tiếp tục đứng ở trên lôi đài, nếu không tin tưởng người, ta khuyên tốt nhất chủ động rời khỏi, để tránh thương đến tánh mạng. Trương Huyền khi nói chuyện, một đạo vết máu, đột nhiên ở dây sần trên mặt xuất hiện, đó là một đạo sắc bén, nhẹ nhàng cắt mở dây sần làn da. Quỷ dị chính là, kia vết máu tuy rằng xuất hiện, cùng huyết châu lại không chút sứt mẻ treo ở dây sần trên mặt. Mãi người tư nhìn phía trên động tính, mày nhân lại, tiểu tử này, là muốn lập huy, đương kim thiên nhiều người như vậy mặt, lập hắn huy. Ha ha ha, hảo thủ đoạn A. Phương Đông Vân khởi cười nói, hắn có năm đó sở tranh đại nhân phong phạm, không. Hắn so sở tranh đại nhân, càng thêm bá đạo, sở tranh đại nhân chỉ là ra tay quét ngang mọi người, lập vô địch chi tư, nhưng hắn là muốn còn lại người chủ động thần phục, ha ha ha. Trên lôi đài mại lạc giáo chủ đám người, đều là sắc mặt khó coi. Lần này bình chọn, mỗi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, nói trắng ra là có khả năng tham dự bình chọn môn đồ, đều là bọn họ đắc ý đệ tử nhưng hiện tại, ở cái này người thực lực hỗn chiến giữa, bị người như vậy uy hiếp, nếu chí chi không màng, chính mình môn đồ bị người đánh chết, kia sẽ phi thường khó coi, nhưng nếu thật giống người này theo như lời, trực tiếp nhận thua, kia về sau, vĩnh viễn đều không dám ngẩng đầu. Mại lạc phông tay lên, hư lạnh nói, nếu khống chế không được, vậy ngươi liền chính mình lăn xuống đài đi. Trương Huyền trả lời, Mại lạc giáo chủ, ngươi nếu không yên tâm chính mình môn đồ, ta đảo có khác đề nghị đề nghị. Đúng vậy, Trương Huyền gật đầu, nếu mại lạc giáo chủ biết rõ người môn đồ vô pháp thắng ta, vậy từ ngươi, thượng lôi đài, tới đánh với ta. Một trận cuồng phong thổi quét mà qua, toàn bộ lôi đài chung quanh, yên tĩnh không tiếng động. Làm giáo chủ lên đài tới đánh. Một cái lục địa giáo chủ, là thần ẩn hội ở cái kia lục địa mạnh nhất chiến lực. Giáo chủ có được như thế nào thực lực, không người biết được, nhưng có thể biết được một chút là, chấn thủ với châu Âu đeo giáo chủ, với 20 năm trước, 30 tuổi hắn, liền có ngưng khí trung kỳ thực lực, trải qua này hơn 20 năm, có người suy đoán, đeo thực lực, đã sớm vô hạn tiếp cận với phú thần, thậm chí một chân bước vào phú thần đều nói không chừng, còn lại giáo chủ, liền tính so đeo nhược, kia cũng nhược không đến nào đi. Nhưng hiện tại, cái này phương đông lục địa chờ tuyển giả, cũng dám ra hào môn, làm mại lạc giáo chủ thượng lôi đi đánh. Hắn từ đâu ra tự tin, hoặc là hỏi, thực lực của hắn, rốt cuộc mạnh như thế nào. Phương Đông Vân khởi nghe lời này, trên mặt tươi cười càng sâu, tiểu tử này, so với ta trong tưởng tượng còn muốn cuồng vọng, ta thích, ta thích ha, ha ha. Nếu không có hôn phối, ta đông phương ra, nhưng thật ra nguyện cùng hắn kết thân. Phương Đông Vân đứng dậy bên tuổi trẻ nữ nhân mặt phù đỏ bừng, cha, người nói cái gì đâu. Ha ha, Phương Đông Vân khởi cười một tiếng, nữ nhi, bực này thiếu niên anh hùng, nhưng không nhiều lắm thấy a. À. Mại lạc lập với trời cao trung, sắc mặt muốn nhiều khó coi, có bao nhiêu khó coi, hắn đại khái là gần mấy trăm năm qua, cái thứ nhất, sẽ bị giáo chủ người được đề cử tới khiêu khích giáo chủ. Mại lạc trầm mặc thật lâu sau, mới mở miệng, người nói, người muốn cùng ta đánh. Không tồi, Trương Huyền cho đáp lại. Mại lạc thân cư không chung, mặc hắn nghĩ như thế nào, cũng chưa nghĩ đến, trước mặt người này, sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, mà chính mình thật có thể cùng hắn đánh sao? Nếu đánh, vậy thừa nhận chính mình môn đồ không bằng hắn, đánh lên tới, chính mình thắng, cũng sẽ không có bất luận cái gì ca ngợi, chỉ biết rơi vào một cái ỉ lớn hiếp nhỏ danh nghĩa, trực tiếp giết hắn. Mại Lạc ánh mắt nhìn về phía phương đông, nơi đó có mấy người, tuyệt đối sẽ không ngồi xem chính mình động thủ giết người. Các ngươi tiểu bối chi gian, chính mình đùa giỡn ngoạn nhạc, ta liền không tham dự. Mại Lạc vung tay lên, trực tiếp đem trương huyền hành vi, định nghĩa vì tiểu bối ngoạn nhạc. Nếu mại lạc giáo chủ không tham dự, ta đây kế tiếp phải làm sự, mại lạc giáo chủ nhưng ngàn vạn không cần sinh khí A. Trương huyền nhún vai, theo sau nhìn về phía dây sân, ta vừa mới lời nói, nói vậy các ngươi đã nghe minh bạch, cảm thấy có thể thắng được ta, lưu lại, không muốn chết, tự giác xuống đài, cho các ngươi 10 giây thời gian suy xét. Trương huyền vừa dứt lời, dây sân liền cảm giác được, chính mình ra thịt, nơi trốn đều xuất hiện đau đớn, một giọt lại một giọt huyết châu từ chính mình làn da thượng toát ra, hắn đôi mắt năng động, có thể thấy, chính mình cánh tay, chính lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, chậm rãi héo rút. Các ngươi suy xét thời gian, còn thừa 5 giây. Chương 1074 Diệt Thế Ma Kiếm Trương huyền thanh âm thực nhẹ, không mang theo có bất luận cái gì áp bách tính, nhưng nghe ở dây sần trong tai, giống như là ma quỷ ngâm sướng dây sần hàm răng đều ở run lên, một cổ khó có thể hình dung nhức mỏi, từ dây sần tứ chi chuyển đến. Còn có ba giây, ta nhận thua, nhận thua, khoa nam môn đồ không chịu nổi áp lực như vậy, hô to ra tiếng, đương hắn hô lên nhận thua trong nháy mắt kia, cả người áp lực, toàn bộ biến mất. Ta cũng nhận thua, nhận thua, kế khoa cửa nam đồ lúc sau, giả tư đặc tư môn đồ, cùng với bá ni tháp, cũng lần lượt nhận thua, cái loại này áp lực, bọn họ đích xác không chịu nổi, phảng phất tự thân tùy thời khả năng bị cắt mở ra giống nhau. Chỉ có Jason, làm trò nhiều người như vậy mặt, Jason thật sự không nghĩ lại hướng người này cúi đầu. Mười giây đã đến, Trương Huyền về phía trước một bước, cuối cùng cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội, đánh, vẫn là nhận thua. Jason gắt gao cắn răng, không ra thanh âm. Hảo, ta thưởng thức ngươi muốn chết dũng khí. Trương Huyền đánh ra một cái vang chỉ. Ở trương huyền này một cái vang chỉ hạ, dây sần dưới thân mặt đất, đột nhiên xuất hiện một đạo thật lớn vết rách Kia vết rách chừng 2cm thô, gần 3 mét trường, vết dạn trung tâm ngăm đen, có thể thấy được này chiều sâu. Dây sần nhìn dưới mặt đất kia đạo liệt ngân, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, liền ở vừa rồi, hắn cảm nhận được một loại tim đập nhanh, loại này tim đập nhanh, làm chính mình hai chân nhũn ra, phảng phất ở kia một khắc, chính mình liền phải rời xa thế giới này giống nhau, Jason khẳng định, nếu chính mình hiện tại còn có thể nhúc nhích nói, nhất định đã ngã ngồi đến mặt đất. Ai nha nha, ngượng ngùng, ngượng ngùng, Trương Huyền duỗi tay gái gái đầu, ta liền nói học nghệ không tinh sao, không cẩn thận cấp đánh chật, yên tâm, tiếp theo khẳng định chém rất đầu của ngươi. Trương Huyền lời này âm rơi xuống, liền đánh số hạ vang chỉ. Bang, 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 bang. Ở Trương Huyền này đơn giản vang chỉ hạ, sở so tạo thành uy lực, lại là làm cho cả lôi đài, đều phát sinh chấn động. Ở dây sần chung quanh, cơ hồ là ở một dây thời gian nội, vô số đạo vết rách, ngang dọc đan sen, trải rộng dây sần quanh thân sở hữu mặt đất, cái loại cảm giác này, giống như là có người lấy bút không ngừng ở một chương trên tờ giấy trắng loạn hỏa, lại duy độc không ra trung gian một chút, kia một chút, đó là dây sần. Dây sần trong mắt nhô lên, hắn vừa mới, tận mắt nhìn thấy đến, chính mình trước người mặt đất, liền giống như một khối non mềm đậu hủ giống nhau, bị một cổ vô hình chi lực chảm khai, mà chính mình liền đứng ở này, động cũng không thể động, chỉ có thể nhìn này hết thảy, không biết này cổ vô hình chi lực, khi nào sẽ chảm đến trên người mình. Ai nha nha, Trương Huyền lại lần nữa ra tiếng, xin lỗi xin lỗi, lại không nhắm chuẩn, lần sau, lần sau tuyệt đối lộng chết ngươi, đừng sợ a. À. Có thể nhìn đến, dây sân đỉnh đầu, tụ tập vô số mồ hôi như hạt đậu, lại đều lưu không xuống dưới. Trương Huyền tuy rằng nói xin lỗi, nhưng vô luận trên đài vẫn là dưới đài người, ai có thể nhìn không ra tới, Trương Huyền đây là cố tình ở nhục nhã dây sân. Mại Lạc đã tức giận đến gân xanh bạo khởi, nhục nhã dây sân, liền giống như nhục hắn. Trương Huyền lần này dơ lên tay tới, một phen mắt thường có thể thấy được khí nhận, ở trong tay hắn chậm rãi ngưng tụ thành hình, khí nhận mỗi ngưng tụ một chút, dây sân liền sẽ nhiều cảm nhận được một loại sợ hãi, đương toàn bộ khí nhận hoàn toàn ngưng tụ mà thành khi, đã là có 10 mét chi trường, này thượng sở phát ra mũi nhọn, chẳng sợ đứng ở dưới lôi đài người, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Khoa cửa nam đầu nhìn trên lôi đài trương huyền, trong miệng lẩm bẩm này thật là cùng chúng ta cùng tuổi người sao. Cùng hắn so sánh với, chúng ta còn không bằng đồng ruộng chuột chuỗi. Phương Đông Lục Địa, không hổ là Phương Đông Lục Địa. Trương ca hắn, vẫn luôn ở che giấu thực lực A. Đường hào nhìn trước người trương huyền, giờ khắc này, Trương Huyền cho hắn cảm giác cao lớn như núi. Andre giấu ở đám người giữa, ánh mắt khói mù nhìn trên đài, giờ khắc này, hắn rốt cuộc sáng tỏ, cho tới nay hắn nhìn đến Trương Huyền, đều là đối phương muốn cho hắn nhìn đến, cái gì hóa hình hậu kỳ thực lực, tất cả đều là cố ý diễn xuất tới, trên lôi đài này vô sắc cự nhận sở tản mát ra uy mang, chẳng sợ làm Andre, đều cảm giác được tim đập nhanh. Ở Trương Huyền trong tay này cự nhận hình thành một khắc, dây sần nội tâm, bị hoàn toàn đánh tan. Nhận thua, ta nhận thua à, a dây sần gào giống ra tiếng, cái gì tôn nghiêm, cái gì thể diện, tại đây một khắc, không còn sót lại chút gì. Nhận thua, xin lỗi, Trương Huyền cười một chút, ta phía trước đã nói, ta thực lực thấp kém, có chút chiêu số, thi triển ra tới, liền dừng không được, cho nên người nhận thua, chậm. Trương Huyền nói xong, cánh tay vung lên, kiêm 10 mét cự nhận, dựng hướng chiều dây sần chém tới. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Trương Huyền loại này, sao có thể là thực lực thấp kém, rõ ràng là muốn phải giết dây sần A. Tiểu bối, người quá cuồng vọng, đang ở không trung mại lạc quát lên một tiếng lớn, cả người chiều trên lôi đài vào tới, trong nháy mắt liền che ở dây sần trước người, trực diện Trương Huyền này nhất kiếm. Trương Huyền thấy mại lạc xuất hiện, trong mắt chút nào không thấy ngoài ý muốn, ngược lại còn lộ ra một mặt ý cười, hắn môi khẽ nhúc nhích, trong miệng thốt ra bốn chữ, diệt thế. Ma kiếm, diệt thế ma kiếm lúc trước trương huyền rời đi địa ngục nhà giam khi huyền thiên cuối cùng truyền với trương huyền nhất chiêu này nhất chiêu cũng là trương huyền hiện giờ có thể thi triển ra mạnh nhất vũ lực thể hiện này nhất kiếm cụ thể có thể sinh ra bao lớn lực phá hoại ngay cả trương huyền đều nói không chừng đương trương huyền trong miệng ma kiếm hai chữ vừa ra này một phen vô sắc cự nhận nháy mắt toàn thân tràn ngập ám ánh sáng tím mang một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung lực phá hoại tràn ngập trong đó cho dù là mại lạc đều thay đổi sắc mặt. Không đợi Mại Lạc phản ứng lại đây, này một phen cự kiếm đã hoàn toàn chém xuống. Oanh. Tại đây một khắc, cả tòa thánh thành đều đang run rẩy lên, này chừng sân bóng lớn nhỏ, cao tới 10 mét lôi đài, cũng tại đây nháy mắt oanh sụp. Đang ở giữa không trung giữa giáo chủ toàn bộ rời đi chính mình nơi chỗ, bảo vệ thuộc về chính mình kia một châu người. Đây trời bụi mù tràn ngập, ai đều thấy không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì đương lại một trận cuồng phong thổi qua bụi mù tan đi cuồng phong giống như còn thổi tan thanh âm làm cho cả quảng trường một mảnh yên tĩnh có một mảnh phế tích hiện ra ở mọi người trước mắt phế tích giữa trương huyền đứng nơi đó đường hào ở vào trương huyền phía sau cuồng phong phất quá gợi lên hai người quần áo bay phất phới phế tích mặt khác một đầu giáo chủ mại lạc một thân màu trắng trường bào tẫn hủy lộ ra cường tráng cơ bắp giờ phút này mại lạc thượng thân tràn ngập rậm rạp vết thương, máu không ngừng từ miệng vết thương giữa chảy ra, gần một giây mà thôi, mại lạc liền hoàn toàn biến thành một cái huyết người. Mà mại lạc phía sau, dây sần nằm trên mặt đất, toàn bộ thân thể đã hoàn toàn vặn vẹo, nhô lên trong mắt giữa toàn là sợ hãi, đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Mại lạc mồm to thở dốc, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm nhiên là bị trọng thương. Trương huyền mày nhân lại, này giáo chủ thực lực, đích xác cường hãn vô cùng, chính mình mạnh nhất nhất chiêu, bị đối phương chính diện tiếp được, quả nhiên, lấy chính mình hiện giờ thực lực, còn vô pháp cùng bực này cường giả giao phong. Audio điện tử võ tấn bền Chương 1075 Trương Huyền Mục Đích liền ở Trương Huyền nhíu mày khi, ở đây còn lại người trong lòng, chỉ có kinh hãi, nhất chiêu trọng thương một người giáo chủ. Tuy rằng mại lạc giáo chủ chấn thủ châu Nam Cực, có thể là đông đảo giáo chủ dựa yếu nhất một người, nhưng kia cũng là giáo chủ A. À. Lại nhược lại có thể nhược đến nào đi, lại nhược, cũng là bọn họ đến nhìn lên tồn tại, nhưng hiện tại, bị phương đông lục địa chờ tuyển giả trọng thương. Người thanh niên này, quá khủng bố, hắn cho là trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mại là quay đầu nhìn thoáng qua đã sinh cơ toàn vô dây sân, theo sau xoay người lại, hắn cả người là huyết, giống như một con địa ngục ác quỷ nhìn chằm chằm trương huyền, thanh âm nghẹn ngào nói, tội đồ trương huyền, làm lơ sẽ nội quy củ, lý nên đương chu, sẽ nội quy củ, trương huyền ha ha cười, mại lạc giáo chủ, nếu nói sẽ nội quy củ, cũng nên ta nói người mới là, đêm qua mạng ngươi người tập sát đeo giáo chủ chi tử, này một cái lại như thế nào thanh toán? trương huyền thanh âm rất lớn, làm tất cả mọi người nghe được rành mạch, nghe tới tin tức này sau, mọi người trong lòng nhảy dựng, mại lạc phái người sát đeo khác, đeo nhíu mày, đêm qua sự hắn đã toàn bộ biết được, nhưng biết được về biết được, việc này cũng chỉ có thể cùng mại lạc ám đấu trăm triệu không thể bắt được mặt bàn đi lên nói, càng không thể làm trò nhiều người như vậy mặt nói ra, nếu không, việc này nên như thế nào giảng hòa. Là chính mình cùng mại lạc không chết không ngừng, vẫn là nén giận. Nếu nén giận, kia về sau, mại lạc vì thời sẽ kỵ đến trên đầu mình, chính mình này giáo chủ uy nghiêm, cũng nên không còn sót lại chút gì. Nhưng nếu không chết không ngừng nói, việc này đặt ở hai gã giáo chủ chi gian, liên lụy có thể to lắm, hoặc là trực tiếp chém mại lạc, chẳng sợ sẽ nội trung tâm tham gia, cũng sẽ không bởi vì một cái người chết đem chính mình thế nào, nếu chảm không được, về sau việc này, cũng thật liền nói không rõ. Trương Huyền cố ý quan sát một chút đeo thần sắc, khóe miệng lộ ra một mặt mỉm cười, hắn từ lên đài, mãi cho đến hiện tại, sở làm hết thảy, chính là đang ép đeo. Trương Huyền đầu tiên là cố ý nhục nhã cùng Mại Lạc đứng ở cùng một trận chiến tuyến Andre, này mục đích chính là vì không cho dây sần dễ dàng như vậy khuất phục. Theo sau ở trên lôi đài, Trương Huyền mở miệng uy hiếp sở hữu người được đề cử, đều không phải là là giống Phương Đông Vân khởi cho rằng lập uy, mà là đồng dạng ở xúc lực, bước bách còn lại mọi người rời khỏi, chỉ còn lại dây sân, theo sau cho chính mình lưu thời gian, tụ tập kia hiện giờ có thể dùng ra mạnh nhất nhất kiếm. Kia nhất kiếm, Trương Huyền bản thân liền không phải vì dây sân mà chuẩn bị, hắn ở lên đài trong nháy mắt kia, liền đem đối thủ tỏa định vì mại lạc. Này ở người khác nhìn như tùy tay vẽ ra nhất kiếm, là Trương Huyền tỉ mỉ chuẩn bị, vì chính là cho người ta chế tạo một cái ảo giác, chế tạo một cái chính mình đã có thể cùng giáo chủ tranh phong ảo giác, mà Trương Huyền chế tạo cái này ảo giác mục đích chính là bước đeo đi vào khuôn khổ. Thần ẩn hội bảy tên giáo chủ vẫn luôn là bằng mặt không bằng lòng, từng người vì chiến, nếu đeo trực tiếp cùng Mại Lạc trở mặt, còn lại người chỉ biết ngồi xem diễn, nhưng nếu có một cái đều là giáo chủ cấp bậc minh hữu cũng muốn giết Mại Lạc, đeo thật đúng là có thể ngồi được sao? Hơn nữa, Trương Huyền còn làm trò mọi người mặt nói ra tối hôm qua đường hào bị tập kích việc, chẳng qua đem dây sần sai sử, đổi thành mại lạc sai sử. Đây cũng là Trương Huyền vì sao phải giết dây sần nguyên nhân, dây sần vừa chết, mại lạc liền tính muốn tìm người ra tới bối nổi hóa giải việc này, đều vô khả năng, hiện tại, trừ bỏ xé rách ra mặt bên ngoài, lại vô hắn pháp. Mại lạc thân là giáo chủ, trải qua sự tình quá nhiều, tuy rằng nhìn như cao lớn thô kịch, nhưng tâm tư kiểu gì kín đáo, sao có thể nhìn không ra Trương Huyền muốn liên hợp đeo muốn chính mình mệnh ý tưởng. Họ Trương, ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ, ta khi nào phái người giết qua đeo khác. Người có phải hay không người phái, chúng ta trong lòng đều rất rõ ràng, đêm qua, đường hào bị người từ quỷ thị bắt đi, ta tin tưởng, nhìn đến người, cũng không ở số ít, làm phương đông lục địa tương lai giáo chủ, ta cho rằng, ta cần thiết, giữ gìn sẽ nội quy củ, ra tay chảm ngươi. Trương Huyền cánh tay phải rũ xuống, cùng lúc đó, một phen màu tím đen khí kiếm ở trương huyền trong tay ngưng tụ, này khí kiếm chính là vừa mới diệt thế ma kiếm thu nhỏ lại bản, chẳng qua uy lực lại là khác nhau như trời với đất, bất quá là trương huyền cố ý nháo ra tới bộ dáng hóa mà thôi. Trương huyền trong miệng nói, không riêng gì hắn trường hợp lời nói, chính yếu, vẫn là cấp đeo giáo chủ truyền lại một cái quan trọng tin tức, hắn là tương lai phương đông lục địa giáo chủ. Mại lạc ra tiếng nói, tiểu bối, không có chứng cứ sự ngươi. Mại lạc, không cần lại giải thích, đeo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở trương huyền bên cạnh, cùng trương huyền sóng vai mà đứng, nhìn mại lạc, đêm qua, người phái người tập sát đeo khác một chuyện, ta đã xác định, thân là đồng lưu, người vì bình chọn một chuyện, đối ta nhi tử, đau hạ sát thủ, về công, ta làm sẽ nội giáo chủ, giết người không sai, về tư, người sát tưởng ta nhi tử, ta đeo, tự nhiên cùng người không chết không ngừng. Đeo này một phen lời nói, trực tiếp xác định lập trường. Ha ha ha, này mại lạc thân là châu Nam cực giáo chủ, lại tàn nhẫn độc ác, đối sẽ nội vãn bối xuống tay, kỳ thật mất mặt, ta phương đông vân khởi, tùy tương lai giáo chủ cùng nhau, trừ này ác đồ. Trương huyền mắt thấy phương đông lục địa bên trong có người chạm ra, âm thầm gật gật đầu, hắn lúc này đây, vì tạo thế, cũng vì thấy rõ thế cục, hắn tiến vào thần ẩn hội thời gian quá ngắn, đối phương đông lục địa, càng là không có bất luận cái gì hiểu biết, từ một ít việc nhỏ thượng, Trương Huyền liền có thể nhìn ra phương đông lục địa thần ẩn hội thành viên, đối chính mình thái độ, ít nhất hiện tại có thể nhìn ra, này thực lực cao cường phương đông vân khởi, thái độ là thân thiện. Hôm nay việc này, đều không phải là là Trương Huyền nhất thời hứng khởi, mà là ở biết được thần ẩn hội có này bình chọn việc trọng đại khi, cũng đã ở chuẩn bị. Trương Huyền còn nhớ rõ Huyền Thiên đối lời hắn nói, muốn kê cao gối mà ngủ, nhất định phải đem sở hữu thế lực đạp lên dưới chân, như thế mới có thể kê cao gối mà ngủ, mà đem này đó thế lực đạp lên dưới chân, tự nhiên muốn lập uy. Lập uy, Trương huyền tuyển, đều không phải là là ở trẻ tuổi giữa vô địch, hắn lựa chọn ở thần ẩn hội lập uy phương thức, chính là trước sát một người giáo chủ. Mại lạc, chính là trương huyền tuyển định mục tiêu. Hảo, hảo, mại lạc nhìn trương huyền, đeo, cùng với phương đông vân khởi ba người, đột nhiên phát ra cuồng tiếu, ha ha ha. Ha ha ha, nhìn dáng vẻ, các ngươi là cho rằng ta mại lạc đã thương, hôm nay là có tin tưởng lấy ta tánh mạng. Một khi đã như vậy, vậy làm ta nhìn xem, hôm nay chết, rốt cuộc là ai? Muốn giết ta mại lạc, không đơn giản như vậy. Mại lạc thân thể chung quanh, xuất hiện màu trắng ngà quang hoa, đây là khí một loại khác hình thái triển lãm, mại lạc đầu gối uốn lượn, theo sau bỗng nhiên vào tới trước, đồng thời hét lớn, cho ta làm thịt bọn họ. Ở mại lạc này một đạo thanh âm giữa, vây xem trong đám người, toàn xuất hiện vô số đạo thân ảnh, Triều Trương Huyền ba người sát đi, này đó đột nhiên sát ra người, tất cả đều là mại lạc tử chung. Đeo bắt lấy phía sau đường hào, chiều phía sau đẩy, cũng là quát, động thủ. Thần ẩn hội châu Âu thế lực tương ứng, cũng nhảy ra vô số thân ảnh. Chương 1076 hôm nay phải giết. Này nguyên bản là thần ẩn hội 5 năm một lần việc trọng đại, ai cũng không nghĩ tới, sẽ đột nhiên diễn biến thành một hồi đại chiến thuộc về mại lạc người hoàn toàn nhảy ra tới, thuộc về đeo người, cũng tất cả đều nhảy ra tới, một cái châu Nam cực giáo chủ, một cái châu Âu giáo chủ, theo lý thuyết, đeo tài nguyên càng tốt, thủ hạ cao thủ cũng càng nhiều, nhưng gần 2 năm tới, mại lạc vẫn luôn đều ở kinh doanh, đã sớm phản bội đeo Andre chính là một cái thức tốt ví dụ, này dẫn tới, đeo thủ hạ cao thủ, thế nhưng còn không có mại lạc nhiều. Đeo, người muốn giết chúng ta giáo chủ, không cần tìm loại này sức sẹo lấy cớ. Châu Nam cực giữa một người như vậy hô nguyên bản đeo đối mại lạc ra tay nguyên nhân là mại lạc trái với sẽ nội quy củ nhưng người này như vậy một kêu liền từ đại góc độ thượng biến thành tư nhân đấu tranh nếu không liên lụy sẽ nội quy củ nói này đó gia nhập mại lạc một phương tham dự chiến đấu người vô luận thắng thua đều sẽ không bị thần ẩn hội trách phạt đại chiến chạm vào là nổ ngay toàn bộ trường hợp tức khắc loạn thành hỏng bét lợi áo vài tên giáo chủ tự nhiên sẽ không tùy tiện ra tay hiện tại cái này vòng là một vòng nước đục ai đi vào đều không hảo thoát thân áo tang nhìn thân ở với vòng chiến giữa trương huyền gật gật đầu lại lắc lắc đầu không nghĩ tới a à. yên lặng nhiều năm thần ẩn hội bởi vì ngươi tiểu tử lại xuất hiện dung chuyển này không biết là tốt là xấu a à. tiểu tử ngươi thân ở mấy phương thế lực lốc xoáy giữa không nghĩ như thế nào thoát thân lại nghĩ như thế nào đem này lốc xoáy mở rộng các loại làm dối nhìn dáng vẻ ta thật là lão lạc, tư duy hoàn toàn theo không kịp người trẻ tuổi. Trương Huyền thân ở trận chiến đầu tiên vòng giữa làm lần này sự tình khơi mào người, Trương Huyền bị mại lạc coi như đệ nhất tiến công đối tượng. Luận thực lực, Trương Huyền là xa không có mại lạc như vậy cường, nhưng hắn vừa mới xây dựng khí thế, làm mại lạc có vài phần kiêng kỵ Trương Huyền kiếm trong tay. Hơn nữa Trương Huyền ở địa ngục nhà giam bị Huyền Thiên đám người huấn luyện siêu cao chiến đấu ý thức, làm hắn cùng mại lạc chiến ở bên nhau thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn chẳng phân biệt cao thấp, lần này, ở người khác trong mắt, Trương Huyền hoàn toàn trở thành thật đánh thật giáo chủ chiến lực. Đeo một trưởng trục phiên một người đến từ chính châu Nam cực khống chế xử, theo sau chiều mại lạc đánh tới, ở Trương Huyền sắp chịu đựng không nổi thời điểm gia nhập vòng chiến, thế Trương Huyền chia sẻ áp lực. Thân chịu hai người tiến công, mại lạc cảm giác áp lực tăng gấp bội, đeo, nếu ta nói, tối hôm qua sự, đều không phải là ta ý, ngươi còn muốn cùng ta sinh tử đánh nhau sao? Mại lạc, dư thừa nói không cần nhiều lời, ngươi dục giết ta nhi tử này một chuyện đã chứng thực, vô luận ngươi nói như thế nào, người ta chi gian, tất có vừa chết. Đeo tiến công phương thức phi thường độc đáo, hắn thân hình mơ hồ không chừng, có khi khinh phiêu phiêu một trường, là có thể phát huy ra cực đại uy lực. Hảo, nếu ngươi ý đã quyết, vậy chớ có trách ta không nói tình cảm. Mại lạc vung tay lên, một phen kỵ sĩ trường thương từ màu trắng ngả khí ngưng tụ mà thành, bị Mại Lạc nắm trong tay. Trên quảng trường đại chiến, nháy mắt liền trở nên hỗn loạn lên, có chút người nguyên bản không tham dự tiến vào, lại bởi vì bị người ngộ thương, dưới sự giận dữ, cũng gia nhập chiến trường, đương nhiên, càng nhiều người còn lại là nhanh chóng rời xa này khối thị phi nơi. Mại Lạc đảm nhiệm giáo chủ mấy chục năm, này mấy chục năm tới, hắn tích góp nhân mạch, tích tụ năng lượng, là một cái dọa người số lượng. Phương Đông Vân khởi, mại là cùng ta huynh đệ 20 năm, người muốn giết hắn, có hay không hỏi qua ta ý tứ. Một người ngăn ở Phương Đông Vân đứng dậy trước. Phương Đông Vân khởi nhìn trước mắt người, cười lạnh nói, thượng thôn âm diệp, người thuộc về Phương Đông Lục Địa Thế Lực, lại muốn vi phạm Phương Đông Lục Địa Tương Lai Giáo chủ ý tứ, đứng ở mại lạc kia một bên sao. Thượng thôn âm diệp cầm trong tay một phen võ sĩ đao, mặt mang khinh thường nói, hay không vì Phương Đông Lục Địa Tương Lai Giáo chủ, còn vẫn cũng chưa biết phương đông vân khởi người chẳng lẽ đã quên ta phương đông lục địa quy củ giáo chủ trước nay đều là bên trong chọn lựa không có trải qua ta phương đông lục địa tuyệt đại đa số người tán thành cho dù là sở tranh đại nhân thân truyền cũng vô pháp trực tiếp ngồi trên này phương đông lục địa giáo chủ vị trí thượng thôn âm diệp này một phen lời nói càng là nói cho đeo nghe được phương đông vân khởi hừ lạnh một tiếng nhất phái hồ ngôn loạn ngữ trương huyền nãi sở tranh đại nhân khâm định truyền nhân đó là ta phương đông lục địa tương lai giáo chủ, nhìn dáng vẻ, ngươi cũng có muốn phản chi tâm. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, phương đông vân khởi, đừng nói nhảm nữa, xuất kiếm đi. Sát, một đám ngự khí cao thủ đại chiến, nếu bị người thường nhìn đến, tuyệt đối sẽ tưởng thần tiên đánh nhau, cũng may thần ẩn hội việc trọng đại, thánh thành giữa, cũng không người thường tồn tại, mỗi người ra tay cũng đều không hề cố kỵ. Gia nhập chiến trường người càng ngày càng nhiều. Ở mại lạc đối mặt đeo tiến công là lúc, Trương Huyền lại một lần tụ khí, thi triển diệt thế ma kiếm, lúc này đây, tuy rằng không có lúc trước uy lực như vậy đáng sợ, nhưng cũng không dung khinh thường, mại lạc bị đeo bám trụ, vô pháp toàn thân tâm chiếu cố, trong tay trường thương bị từ trung gian chém eo, trước ngực cũng bị hoa khai một cái thật lớn chỗ hồng. Vốn là có thương tích trong người mại lạc, thương thế lại một lần tăng thêm, một ngụm máu tươi phun ra. Trương Huyền thấy tình thế sắc mặt vui vẻ, quát to, mại lạc, hôm nay phải giết ngươi mại lạc ánh mắt khói mù nhìn mắt trương huyền hảo một cái thủ đoạn cao siêu tiểu bối hôm nay làm ngươi chiếm tiện nghi bất quá muốn giết ta bằng ngươi còn kém quá nhiều mại lạc hai tay chấn động lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi một đạo uy thế hung mãnh khí xoáy tụ ở mại lạc trước ngực ngưng tụ đeo thấy như vậy một màn thần sắc biến đổi vội vàng hướng trương huyền quát mau lui lại đây là mại lạc sát chiêu trương huyền nghe vậy căn bản không có một tia do dự, thân hình nhanh chóng triệt thoái phía sau. Muốn chạy, chậm, mại lạc hét lớn một tiếng, một trường chụp đến mặt đất. Oanh! Trương huyền cùng mại lạc chi gian mặt đất, bỗng nhiên phát sinh một trận bạo phá, gạch mảnh nhỏ nổi lên bốn phía, bụi mù cuồn cuộn mà đến. Không đúng, đeo cảm thụ được mại lạc vừa mới kia một kích huy thế, là thủ thuật che mắt, mại lạc muốn chạy. Mau thường! Đeo kêu xong, khi trước nhảy vào cuồn cuộn khói đặc giữa. Trương Huyền đuổi kịp đeo thân hình, đường vọt vào khói đặc nháy mắt, Trương Huyền liền nhìn đến, trên mặt đất, rõ ràng có hai cái vừa mới sử dụng quá xương khói đạn, mà mại lạc thân ảnh đang ở xương khói cuối biến mất. Không thể làm mại lạc chạy, truy, đeo trong lòng nôn nóng, hôm nay đã hoàn toàn xé rách ra mặt, sinh tử tranh chấp, một khi làm mại lạc chạy trốn, về sau phiền toái có thể to lắm, không sợ bên ngoài thượng giáo chủ, liền sợ loại này giấu ở âm thầm giáo chủ cao thủ, giống như rắn độc giống nhau, thường thường tới thượng một kích, này sẽ làm người ăn không ngon, ngủ không yên. Trương Huyền tự nhiên cũng minh bạch làm Mại Lạc chạy trốn nguy hại tính, cũng không chậm trễ, cùng đeo cùng nhau, chiều Mại Lạc đuổi theo. Ha ha, Phương Đông Vân khởi, hôm nay đánh lên tới không thoải mái, chúng ta hôm nào lại đánh. Thượng thôn âm diệp thấy Mại Lạc đã trốn, đơn giản rời khỏi chiến cuộc. Phương Đông Vân khởi nhìn mắt thượng thôn âm diệp sau, hơi làm quyết định liền chiều Trương Huyền cùng đeo sở truy phương hướng chạy tới. Trương 1077 bỏ chạy. Thánh Thành giữa, toàn là thần ẩn hội thành viên, mà Thánh Thành ở ngoài, tắc phần lớn đều là người thường. Thân là thần ẩn hội thành viên, đeo đám người, tự biết không thể ở người thường trước mặt triển lộ khí quy củ, chỉ có thể dùng người thường phương thức, ở trên đường phố triển khai truy đuổi. Ở phương diện này, Trương Huyền không hề nghi ngờ, là nhất có kinh nghiệm. Đeo giáo chủ, nơi này là địa bàn của ngươi, hiện tại làm người nhìn chằm chằm đã chết theo dõi, mại lạc tuyệt đối không thể tồn tại. Trương Huyền một bên chạy, một bên hướng đeo quát. Minh Bạch, bất quá mại lạc cũng biết điểm này, khẳng định không dám ở châu Âu nhiều đãi, hắn sẽ nghĩ cách rời đi nơi này. Vô luận ở đâu, đều đến giết hắn. Trương Huyền trong mắt, sát ý mười phần, hắn tưởng thành công tạo thế, này mại lạc, không thể không chết. Trương Huyền đám người tuy rằng đã đuổi theo ra thánh thành, nhưng bên trong thành đại chiến cũng không có bởi vì mấy người rời đi mà đình chỉ ngược lại còn càng đánh càng liệt các loại cấp bậc cao thủ đều gia nhập đại chiến giữa rất có không chết không ngừng chi thế lợi áo đám người muốn ổn định cục diện nhưng căn bản không biết nên từ phương hướng nào xuống tay nhìn dáng vẻ lần này bình chọn ra không ít ngoài ý muốn a à. lợi áo vài tên giáo chủ phía sau đột nhiên vang lên một đạo thanh âm nghe tới thanh âm này nháy mắt lợi áo trở vài tên giáo chủ, thân thể chấn động, theo sau, đồng thời hành lễ, gặp qua Lan Ni đại nhân. Một đạo thân khoác lụa hồng bào, bào thượng ấn có kim sắc ánh trăng ký hiệu thân ảnh, quỷ mị xuất hiện ở lợi áo đám người trước mắt, người này một đầu tóc bạc, cầm trong tay một quyển kinh thư, trên người tản ra một cổ không cách nào hình dung hơi thở, làm người vừa thấy đến hắn, liền sẽ cảm thấy tâm thần yên lặng. Hồng y đại chủ giáo, này ở thần ẩn hội bên trong địa vị, ở vào các lục địa giáo chủ phía trên. Thần ẩn hội nội, cùng sở hữu ba gã Hồng Y đại chủ giáo, là thần ẩn hội tuyệt đối trung tâm, không có người biết này ba gã Hồng Y đại chủ giáo có như thế nào thực lực, bởi vì không ai gặp qua này ba gã Hồng Y đại chủ giáo ra tay, hoặc là gặp qua Hồng Y đại chủ giáo ra tay người, đã sớm đã chết. Lan Ni Hồng Y giáo chủ nhìn trước mắt hỗn loạn cục diện, cười nói, này sở tranh người thừa kế, nhưng thật ra có điểm ý tứ, một người liền đem toàn bộ cục diện làm đến hỏng bét, các người những người này a à, còn không bằng một người tuổi trẻ đồng lứa. Lợi áo đám người thấp hèn đầu, một câu cũng không dám nhiều lời. Lan Ni Hồng Y giáo chủ buông ra trong tay kinh thư, kia kinh thư liền phiêu phù ở hắn trước ngực, phát ra một cổ thánh khiết quang mang. Lan Ni trong miệng nhẹ giọng tụng sướng kinh văn, theo sau chắp tay trước ngực, phát ra âm thanh, dừng tay đi. Lan Ni thanh âm, giống như kia đại đạo phản âm giống nhau, thanh triệt vô cùng vang ở mỗi người bên tai, nguyên bản đã giết đỏ cả mắt rồi mọi người, liền bởi vì này vô cùng đơn giản ba chữ, chậm rãi ngừng tay chung động tác, trên mặt tức giận dần dần biến mất, ánh mắt cũng trở nên thanh minh lên. Lợi áo đám người thấy thế, lập tức xông lên phía trước, đem đang ở chém giết hai sáu người tách ra. Lan Ni một lần nữa cầm trong tay kinh thư, rời đi nơi này, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Giây tiếp theo, Thánh Thành Giáo đường đỉnh chóp, cầm trong tay kinh thư Lan Ni đã đứng ở chỗ này, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, ánh mắt giữa, toàn là phức tạp chi sắc. Trương huyền ba người đuổi theo ra thánh thành, trải qua mấy phen truy đuổi sau, hoàn toàn ở trong đám người mất đi mại lạc thân ảnh, đây cũng là không có cách nào sự tình, mại lạc là giáo chủ cấp bậc cường giả, hắn thật muốn xen lẫn trong người thường trung bôn đào, muốn bắt lấy hắn, quá mức khó khăn, trừ phi thật sự cái gì đều không màng, trực tiếp ở người thường trước mặt triển lộ khí tồn tại, mà liền tính là như vậy, cũng không phải nói một chốc là có thể đuổi theo mại lạc. Trương huyền ba người chia làm ba phương hướng siêu tầm, siêu tầm một vòng sau, lại tụ ở bên nhau. Đeo lấy ra di động, hướng trương huyền cùng phương Đông Vân khởi nói, vừa lấy được tin tức, mại lạc đã cưới phi cơ, đi trước tây bộ lục địa, hắn sợ chúng ta từ không trung động thủ, ngồi hàng không dân dụng, mục đích có thể là tác tô tư phất lôi. Truy, ba người trực tiếp chạy về phía sân bay, nơi đó có đeo tư nhân phi cơ. Từ bọn họ nơi địa phương, đến tây bộ lục địa, chỉ cần 4 cái giờ hành trình, thời gian này, mỗi người đều ở trên phi cơ nghỉ ngơi dưỡng sức. Từ tây bộ lục địa mới vừa xuống phi cơ, đeo liền thu được một cái nặc danh tin tức, mặt trên có vẻ mại lạc hành tung. Nhìn dáng vẻ, Khoa Nam cũng đứng ở chúng ta nơi này. Khoa Nam, đó là thần ẩn hội phụ trách tây bộ lục địa giáo chủ, có thể tra được mại lạc hành tung lại chia đeo, cũng chỉ có thể là hắn. Trương Huyền vội vàng hỏi, Mại Lạc hiện tại ở đâu? Hắn bị trọng thương, không thể cho hắn quá nhiều thời giờ điều dưỡng. Đối mặt giáo chủ cấp bậc cao thủ, Trương Huyền cũng không dám thiếu cảnh giác, loại chuyện này, hơi có sai lầm, kia chính là sẽ chết rất nhiều người, một khi làm Mại Lạc chạy mất, như vậy về sau, Trương Huyền quang minh đảo, cùng với còn ở hè oi bức lâm thanh hạm đám người, đều tùy thời sẽ đã chịu Mại Lạc trả thù, hiện tại đã như vậy xé rách ra mặt. Mại lạc muốn lẻn vào hè oi bức, đối lâm thanh hạm loại này người thường ra tay, căn bản là không phải cái gì việc khó. Hắn không đi tác tổ tư phất lôi, theo ta đi. Đeo thu hồi di động, tỏa định phương hướng. Ban đêm buông xuống, một vòng trăng rằm cao cao treo ở không trung, một mảnh mà ở vào tây bộ lục địa trên sa mạc không, tầng mây dần dần che đậy ánh trăng. Mại lạc miệng phun máu tươi, hoảng loạn bôn đào. Trương huyền ba người, ở này phía sau, theo đuổi không bỏ, nơi này không có bóng người, bọn họ nhưng tùy ý tiến hành công kích ta mại lạc thề, nếu bất tử, ta muốn các ngươi ba người, nợ máu trả bằng máu. Mại lạc ngửa mặt lên trời giống to. Ngươi hẳn phải chết, trương huyền chém ra nhất kiếm, lại không có đụng tới mại lạc. Tuy rằng giáo chủ giữa, thực lực có mạnh có yếu, đánh lên tới có thể phân ra thắng bại, nhưng một người thành tâm muốn chạy nói, muốn đuổi theo, cũng không đơn giản như vậy. Mại lạc nhân cơ hội chạy ra sa mạc giữa, lại lần nữa lẫn vào người thường giữa, nguyên bản đặt ở ngày đó một hồi phải giết cục, ở mại lạc điên cuồng chạy trốn dưới, biến thành một hồi đánh rằng co. Suốt nửa tháng thời gian, Trương Huyền ba người, từ Tây Bộ Lục Địa, đuổi tới Nam Mỹ, lại đến Bắc Mỹ, mại lạc muốn mạng sống, Trương Huyền đám người, căn bản không nghĩ để lại cho hắn chút nào thở dốc cơ hội. Ngày hôm qua ta chảm rớt mại lạc cánh tay trái, mại lạc đã dầu hết đèn tắt, tái ngộ đến hắn, phải giết. Phương Đông Vân khởi tin tưởng 10 phần nói. Bắc Mỹ lục địa, tự do quốc lãnh thổ, đây là được xương toàn thế giới đứng đầu khoa học kỹ thuật cường quốc. Thành phố Gót Thâm, lại bị gọi bất dạ thành, nơi này không có ban đêm, đến Thái Dương rơi xuống là lúc, ngược lại là cuồng hoan ngày. Một gian tư nhân hội sở giữa, tóc vàng mắt xanh bá ni tháp đang ngồi ở một chương trước bàn, dùng tay xử đầu, nhìn trước mắt một ly whisky, không rên một tiếng. Ở bá ni tháp trước người cách đó không xa, một cái lôi đài đứng ở nơi đó, đây là một cái thuộc về ngự khí cao thủ trở lên ngầm quyền trang. Lúc này, một người hơn 20 tuổi xoái khí tóc vàng tiểu ca ở một trận tiếng hoan hô chung đi xuống lôi đài, hắn vừa mới cây âu một người cùng hắn tuổi tác sắp xỉ hóa hình cảnh trung kỳ cao thủ. chương 1078 không cần chờ. Hắc, bá ni tháp, hôm nay người giống như cũng không có cái gì tính chất. Tóc vàng tiểu ca đi vào bá ni tháp trước người. Dĩ vãng, cái này hoạt động là bá ni tháp thích nhất, nhưng hôm nay nàng, lại là hiển đắc ý hương dã rời. Bá Ni tháp lắc lắc đầu, vẫy vẫy tay nói, nơi này người quá yếu, nhất không nổi cái gì hứng thú. Nhược, tóc vàng tiểu ca lộ ra một bộ tươi cười, bá Ni tháp, không cần nói giỡn, có thể ở chỗ này người, đều là chúng ta Bắc Mỹ châu thần ẩn hội trẻ tuổi kiệt xuất nhất người, nếu chúng ta còn tính nhược, kia ai lại xưng được với lạc cường. Tóc vàng tiểu ca thanh âm vừa ra, này tư nhân hội sở đại môn liền phát ra phanh một đạo tiếng vang, toàn bộ đại môn trực tiếp bị người từ bên ngoài oanh khai. Như vậy biến cố, làm hội sở nội người, tất cả đều đem ánh mắt chiều đại môn phương hướng nhìn lại. Ngoài cửa đi vào ba đạo thân ảnh. Xác định là như vậy, Trương Huyền nhìn quét một vòng, hắn nhìn qua có chút chật vật, này nửa tháng truy đuổi, làm hắn căn bản không có nghỉ ngơi quá. Thu được tin tức, chính là tại đây, đeo gật gật đầu. Vậy lục soát, Phương Đông Vân khởi ra tiếng vẫn luôn hứng thú dã rời bá ni tháp đột nhiên trước mắt sáng ngời, này liền xưng được với là cường. Bọn họ, tóc vàng tiểu ca khinh thường nhìn mắt có chút chật vật trương huyền, vừa muốn nói chuyện, liền thấy hội sở một góc, một đạo thân ảnh đột nhiên ở hội sở giữa phi thoán, chiều một cái cửa sổ chạy đi, thân ảnh ấy khuyết thiếu một tay, nhưng tốc độ cũng mau đến hắn thấy không rõ. Giết hắn, trương huyền khẽ quát một tiếng, cánh tay vung lên, một đạo vô hình chi khí chiều bôn đào hướng cửa sổ mại lạc chém tới. Ở trương huyền này vung tay lên chi gian, bầy biện ở hội sở trung ương lôi đài, đương trường nứt thành hai đoạn. Tóc vàng tiểu ca nguyên bản muốn xuất khẩu nói, tức khắc nuốt đi xuống. Mắt thấy kia nói vô hình chi khí liền phải đuổi theo mại lạc, mại lạc dùng sức nhảy, nhảy ra cửa sổ. Truy, trương huyền hét lớn một tiếng, ba người đồng thời chiều cửa sổ phóng đi, bọn họ tốc độ, ở tóc vàng tiểu ca trong mắt, toàn trở thành ảo ảnh. Trương huyền ba người tới cũng nhanh, đi cũng mau, chờ bọn họ hoàn toàn biến mất ở hội sở giữa khi, tóc vàng tiểu ca đám người, cũng chưa phản ứng lại đây, nếu không có kia đã hoàn toàn nứt thành hai nửa lôi đài, nếu không có kia bị chỉnh tề cắt mở ra trần nhà, bọn họ thậm chí đều hoài nghi, chính mình vừa mới nhìn đến có phải hay không chân thật. Thành phố góc thâm ban đêm có vẻ cũng không yên tĩnh, tuy rằng trên đường phố cũng không có quá nhiều người, nhưng sáng lên ánh đèn, chứng minh tuyệt đại đa số người, còn đắm chìm tại đây bất giả thành sung sướng giữa. Trương Huyền ba người đuổi tới trên đường phố sau, lại lần nữa truy ném mục tiêu. Đáng chết, lại làm hắn chạy, đeo bạo nổi lên thô khẩu, toàn bộ Bắc Mỹ Châu, hắn đã trốn biến, Châu Nam cực bên kia, đã có người phụ trách tiếp quản, hắn không dám trở về, còn lại mấy lục địa giáo chủ, cũng đều đang âm thầm biểu lộ lập trường, ta sợ hãi, mại lạc hắn, sẽ áp dụng một ít cực đoan phương pháp tới bảo mệnh, đeo khắc đang ở thần ẩn hội nội, không sao cả, lấy mại lạc hiện tại trạng thái, cũng vô pháp đối đông phương ra tạo thành cái gì nguy hại trương huyền người có cái thê tử ở hè oi bức đúng không mại lạc vòng đi vòng lại một vòng tuy rằng mỗi lần đều ở trốn tránh nhưng hắn giống như căn bản không có cái gì muốn tránh ý tứ hắn là ở vòng quanh cuối cùng mục đích rất có thể là hè oi bức trương huyền trái tim run rẩy hướng phương đông vân khởi nói hè oi bức bên kia có hay không người lấy hiện tại mại lạc đối trương huyền hận ý nếu thật làm mại lạc tiếp cận lâm thanh hạc như vậy Lâm Thanh Hạm tuyệt đối sống không được. Phương Đông Vân khởi tỏ vẻ minh bạch, ta hiện tại an bài. Đi thôi, trước nghỉ ngơi một chút, này nửa tháng tới, liền tắm cũng chưa tẩy quá, lợi áo mới vừa phát tới tin tức, hắn đã tiếp tục làm người đi tìm hiểu Mại Lạc hành tung, một khi có tin tức, sẽ trước tiên nói cho chúng ta biết, Mại Lạc hiện tại đoạn rất một tay, muốn lặng yên không một tiếng động, rất khó. Đeo đi hướng khoảng cách bọn họ gần nhất một nhà khách sạn mới vừa tiến khách sạn, ba người còn không có tới kịp ở trên sofa ngồi xuống, đeo liền đột nhiên chiều khách sạn ngoại chạy tới, mau. Mới vừa được đến tin tức, mãi là quả nhiên tại đây có an bài, hắn đã cưới tư nhân phi cơ, suốt đêm bay đi hè oi bức. Mấy ngày này, hắn vẫn luôn làm được, bất quá là chờ đợi này giá tư nhân phi cơ tiến vào hè oi bức trao quyền mà thôi. Mau, đi hè oi bức. Cùng thời gian, hè oi bức tây đều, thời gian là buổi sáng 10 giờ. Tiêu thị, chủ thính. Tiêu thần tam thúc cùng mục tử nguyên ngồi ở một chương trước bàn. Tiêu thần tam thúc bưng lên một chén trà nhỏ ly, nhẹ nhàng thổi khí, được đến tin tức, khi họ trương 20 ngày trước ở Quang Minh đảo ma quỷ thí luyện sau xuất hiện quá, theo sau biến mất, này 20 ngày thời gian, cũng đủ hắn hỏi thăm chính mình này kiều thê tin tức đi, còn không có tới, chẳng lẽ là biết chúng ta tại đây chờ hắn. Ha ha, mục tử nguyên hơi hơi mỉm cười, không chút nào để ý nói, liền tính hắn biết lại như thế nào chỉ cần kia họ lâm nữ oa tại đây hắn liền nhất định sẽ đến chúng ta đã để lại cho họ trương cũng đủ điều tra thời gian, ta tưởng kế tiếp sự tình cũng nên tiếp tục, ta cũng không tin hắn họ trương, một chút không vội không tồi tiêu thần tam thúc gật gật đầu hiện giờ, đính hôn sự đã chuyển ra đi thời gian dài như vậy nhà ta thần nhi, từ nhỏ mất đi cha mẹ ta này làm tam thúc, cũng nên vì hắn hôn sự tốt nhất tâm liền quyết định 3 ngày sau đi ba ngày sau thần nhi nghinh thú tiêu milan quá môn đến nỗi kia họ lâm nha đầu coi như làm là tiêu milan của hồi môn nha hoàn cùng gả vào ta tiêu thị như thế cũng hảo ha 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 mục tử nguyên cười lớn một tiếng kia này tin tức liền truyền ra đi thôi ở tây đều một nhà khách sạn chung lâm thanh hạm cùng milan ngồi ở một chương trên sofa ở lâm thanh hạm đối diện còn ngồi một người tên là tô trạch là tô thị đương nhiệm tộc trưởng nguyện trung thành với lâm thanh hạm Lâm cô nương, hiện tại tiêu thị cùng mục thị cộng đồng làm cục, đem người cùng Milan cô nương làm mồi, dẫn trương tiên sinh nhập cục. Chúng ta tô thị tuy rằng vì thị tộc chi nhất, nhưng lúc trước tổn thất quá lớn, căn bản vô pháp cùng mục thị địch nổi. Theo tin tức truyền đến, mục thị lúc này đây, ít nhất chuẩn bị ba gã ngưng khí lúc đầu cường giả, này đã tương đương với chúng ta tô thị đỉnh lực lượng, lúc này đây, rất khó ha. À. Tô trạch đầy mặt khó xử. Lâm thanh hạm cũng là mày liễu nhân lại, Nàng đã bị cầm tù ở chỗ này quá dài thời gian, cùng Trương Huyền càng là gần nửa năm không có liên hệ, nàng biết Trương Huyền khẳng định là có chuyện quan trọng đi không khai thân, nếu không hắn liên hệ không thường, đã sớm có thể tìm hiểu đến chính mình thân ở nơi nào. Kia trúc thị hiện tại cái gì thái độ? Lâm Thanh hạm hỏi. Tô Trạch trả lời, trúc thị tộc trưởng Trúc Nguyên vốn là một người thư đồng, tiếp nhận trúc gia gia chủ một vị sau, tị thế không ra, ta đi tìm hắn, hắn nói nghe theo Trương tiên sinh ý tứ nhưng hiện tại, căn bản là liên hệ không đến Trương Tiên Sinh A. À. Mặc kệ, Lâm Thanh hạm ánh mắt lộ ra một mặt tàn nhẫn thần sắc, tiêu thị cùng mục thị muốn dùng ta tới bước ta lão công đi vào khuôn khổ, lúc này đây, mặc kệ cái gì đại giới, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ thực hiện được, người đi ra ngoài chuẩn bị sẵn sàng, phàm là ta lão công xuất hiện, liền tùy hắn cùng tiến đến, đến nỗi trúc thị, tạm thời mặc kệ, trúc nguyên người kia, lòng giả sâu đậm, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không làm ra lựa chọn. Minh Bạch, chương 1079 đuổi giết mấy vạn dặm. Trạng vạng 7 giờ, hè oi bức cô tô thành, tí tách lịch mưa nhỏ tự không chung rơi xuống, ở một tòa tràn ngập giang nam vùng sông nước hơi thở chấn nhỏ giữa, trương huyền ngồi trên thuyền gỗ thượng, đỉnh một phen rủ giấy. Phương Đông Vân Phi cùng đeo hai người ngồi ở trương huyền bên cạnh, ở ba người đối diện, còn đứng có một người. Vân Phi Huynh, đã xác định, Mại Lạc đích xác chạy trốn đến Cô Tô Thành một thế hệ, hiện tại đã phái ra tất cả người tiến hành tìm kiếm, một khi phát hiện, Mại Lạc tuyệt đối trốn không thoát. Đa tạ Tần Huynh, Phương Đông Vân Phi hướng trước người người ôm quyền. Vân Phi Huynh nói nơi nào lời nói, ta Tần Minh Thân là thần ẩn hội Phương Đông Lục Địa một viên, ta Tần gia nhận được sở tranh tiền bối ân điển, hiện giờ vì tiền bối truyền nhân cống hiến, theo lý thường hẳn là, đâu ra tạ tự vừa nói. Tần Minh lắc lắc đầu. Trương Huyền cười nói, Tần Minh tiền bối, lúc này đây, liền nhiều dựa ngươi, chúng ta đuổi giết mại lạc mấy vạn dặm, có thể đi địa phương, mại lạc đã toàn đi, duy độc hè oi bức, là hắn hiện tại duy nhất có thể tìm được cơ hội địa phương. Yên tâm, Tần Minh gật đầu, mại lạc tại đây, chạy không được, chỉ là hè oi bức không thể so bên ngoài, tình huống đặc thù, cửu cục phía trước lại chuyên môn hạ lệnh, ở mặt trời lặn phía trước, chúng ta vô pháp đại quy mô hành động, hai ngày, nhiều nhất hai ngày thời gian, tuyệt đối có thể tìm được hắn tung tích. Trương Huyền gật gật đầu, lại dặn dò nói, tiểu tâm một ít, kia Mại Lạc tuy rằng là nhỏ mạnh hết đà, nhưng rốt cuộc có giáo chủ cấp bậc thực lực, chẳng sợ thương thế lại trọng, chỉ sợ bình thường ngưng khí cao thủ cũng không gây thương tổn hắn, làm đại gia ngàn vạn chú ý, đừng bị hắn ở trước khi chết phản công. Tần Minh làm một cái làm Trương Huyền an tâm ánh mắt, lúc này đây, Vân Phi huynh sớm đem tin tức chuyển quay lại, tuyệt đại bộ phận hè oi bức thành viên đều thu được tin tức tổng cộng xuất động ngưng khí cảnh 68 người, mại lạc muốn phản công, chỉ sợ có chút khó. 68 danh ngưng khí cảnh, như vậy trận trưởng, làm trương huyền mặt lộ vẻ vui mừng, hảo, như vậy ta liền an tâm rồi, ta đây liền chờ tần minh tiền bối người tin tức tốt. Hai ngày thời gian, thoảng qua, cô tô bên trong thành, hạ hai ngày mưa nhỏ, làm không khí giữa, tràn ngập ẩm ướt. Thuộc về Giang Nam đặc sắc cười nhỏ, cũng ở Trương Huyền bên tai vang lên hai ngày khoảng cách nơi này không xa tây đều, tiêu gia đại trạch, bố trí một mảnh vui mừng, thật lớn hỉ tự gián nơi nơi đều là, tiêu thị quảng phát thiệp mời, không riêng thỉnh tiêu thị tập đoàn ở sinh ý thượng đồng bọn, càng là lấy thị tộc chi danh, thỉnh không ít thế giới ngầm thế lực. Mà tiêu thị lần này thiệp mời thượng, không riêng viết tiêu thần cùng tiêu milan tên, ở gả một phương, đồng thời còn viết thượng ngân châu lâm thanh hãm năm tự. Hiện tại, thế giới ngầm, ai không biết, ngân châu lâm thanh hãm rốt cuộc là ai, Quân vương phu nhân chi danh đã sớm truyền khắp thế giới ngầm, nhưng hôm nay, Tiêu thị thế nhưng đem quân vương phu nhân chi danh cũng gia nhập gả cưới danh sách giữa. Cái này làm cho rất nhiều ngầm thế lực đều sờ không rõ đã xảy ra chuyện gì, một ít đã sớm thần phục ở Quang Minh đảo dưới ngầm thế lực, bởi vì việc này cảm thấy phẫn nộ. Cô Tô dưới thành hai ngày vũ, mưa phùn kéo dài giữa, chất chứa sát ý. Tây đều Tiêu thị, gõ hai ngày la, đánh hai ngày cổ này khua chiêng gõ trống trong tiếng, đồng dạng chất chứa sát ý. Cô Tô Thành bên kia, là ở tìm người. Mà Tây đều tiêu thị bên này, là đang đợi người. Tây đều một nhà khách sạn năm sao nội, tiêu thị người, đem hai thân kiểu Trung Quốc đại hồng bào, đưa đến phòng. Milan cô nương, Lâm cô nương, ngày mai đó là hôn kỳ, đây là hai người hôn phục. Tiêu thị người như vậy nói. Hôn phục, đôi ta, Lâm Thanh Hạm hoài nghi chính mình hay không nghe lầm. Đúng vậy, tiêu thị người gật đầu, lão ra phân phó, ngày mai, Milan cô nương cùng với thần thiếu ra thành thân, Lâm cô nương đem làm của hồi môn nha hoàn, đồng thời gả cho thần thiếu ra. Lâm thanh hạm một phen kéo xuống tiêu thị người đưa tới hôn phục, trực tiếp tạp đến trên mặt đất, vớ vẩn. Nhất phái nói bậy, người tiêu thị thật là thật lớn uy phong, ở kết hôn việc thường, còn có thể làm ta lâm thanh hạm chủ. Tiêu thị người tới như là đã sớm nghĩ tới một màn này, cũng không khí, không lưng đem trên mặt đất hôn phục nhặt lên, lâm cô nương, lão ra nhà ta nói, ngươi gả cùng không gả, không phải do ngươi làm chủ, từ ngày mai bắt đầu, ngươi cùng kia trương huyền không còn quan hệ, chính là thần thiếu gia ấm giường nha đầu. Tiêu thị người ta nói xong, đem hôn phục điệp khởi phóng hảo, theo sau xoay người rời đi. Bang! Trong phòng bình hoa, bị lâm thanh hạm tạp dập nát. Tiêu thị, khinh người quá đáng. Cô tô trong thành, màn đêm buông xuống mạc rơi xuống, mưa nhỏ tí tách lịch tự không trung rơi xuống, nện ở trên mặt nước, bắn khởi vô số đạo bọt nước. Mấy chục đạo bóng người, nhảy với một thuyền phía trên, qua lại nhảy lên, chằn chọc xê dịch. Không thể tưởng được, ta mại là thế nhưng có hôm nay, bảy đại châu không một có thể đi, người đuổi giết ta mấy vạn dặm, thật liền đối ta có lớn như vậy thù hận sao. Nhảy với phía trước nhất một người, ở nước mưa hạ ngửa mặt lên trời thét dài. Ta không giết ngươi, cuộc sống hàng ngày khó an. Trương Huyền như vậy trả lời, cầm trong tay một phen trường đao, theo đuổi không bỏ. Chúng ta bổn không cần như vậy không chết không ngừng, mại lạc lại lần nữa quát, hiện tại hắn, đoạn rất một tay, chưa bỏ chạy trốn bên ngoài, căn bản không có phản kháng đường sống, mấy vạn dặm chạy trốn, làm hắn đã sớm dầu hết đèn tắt, cùng đường bí lối. Không phải chúng ta không chết không ngừng, Trương Huyền sửa đúng một tiếng, là người bất tử, ta không thôi. Ngươi thật cho rằng giết ta là có thể lập uy sao? Mại lạc thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ít nhất giết ngươi, có thể làm ta ngủ tâm an một chút. Đêm mưa giữa, sát khí nổi lên bốn phía, một đêm chiến quả, vì mại lạc lại đoạn một tay, theo sau bỏ chạy. Chờ đến bình minh, Trương Huyền vẻ mặt mỏi mệt, khóe miệng quải huyết, đêm qua hắn vì trả mại lạc, bị mại lạc phản công, cuối cùng mại lạc lại đoạn một tay, mà hắn, bị chút thương. Mưa đã tạnh sau, Trương Huyền không biết tung tích, Phương Đông Vân Phi truyền đến tin tức, mại lạc bỏ chạy Tây Đều, Trương Huyền đuổi giết tiến đến, Tây Đều có thị tộc thành hôn, ngầm thế lực tụ tập, mại lạc khả năng nấp trong ngầm thế lực giữa. Vậy đi Tây Đều, đeo mở miệng, lúc này đây, tuyệt không có thể làm hắn lại chạy, phải giết không thể nghi ngờ. Tổng cộng hơn nữa Tần Minh, 69 danh ngưng khí cường giả, cùng với đeo cùng Phương Đông Vân Phi hai người, cộng 71 danh ngưng khí cường giả, hóa hình cảnh cường giả hơn trăm người, cộng đồng đi trước Tây Đều, đây là một cổ làm người nghe đi lên đều sẽ cảm thấy sợ hãi thế lực. Tây đều tiêu thị, ở một trận khua chiêng gõ trống trong tiếng, đỉnh đầu kiệu tám người nâng, từ một cái khách sạn năm sao trước xuất phát. Đại kiệu nội, Lâm Thanh hàm cùng Milan hai người, đều bị trói gô, phủ thêm màu đỏ hôn phục. Tiêu thần cưới ở một con màu đen cao đầu đại mã phía trên, thân mang hoa hồng, rất nhiều cùng tiêu thị có hợp tác xí nghiệp, đưa lên chúc phúc tiêu thần tam thúc cùng mục tử nguyên tỏa chấn tiêu thị dinh thự. Báo cáo tam gia, phát hiện họ trương tung tích, một người tiêu thị thành viên, bay nhanh chạy tiến tiêu thị chủ thính, mặt lộ vẻ vui mừng, bọn họ chờ người này lộ diện, đã đợi quá dài thời gian. Tiêu thần tam thúc cùng mục tử nguyên đều là vui vẻ, hảo, hắn quả nhiên thiếu kiên nhẫn. chương 1080 chạy mau A. Buổi sáng 10 giờ, tây đều trên đường phố, dòng người dày đặc. Trương Huyền có vẻ phá lệ trật vật, trong khoảng thời gian này, mấy vạn dặm truy đuổi, làm hắn sớm đã mỏi mệt bất kham, hắn đều không phải là chân chính giáo chủ cấp bậc cường giả, cùng giáo chủ còn kém mấy cái cấp bậc, đêm qua một trận chiến, càng là bị mại lạc ở thời khắc mấu chốt phản vệ một ngụm, bị nội thương. Hiện tại một cổ tràn ngập băng hàn chi ý khí còn ở Trương Huyền ngược tàn lưu, một chốc vô pháp bài xuất. Trước mắt, một tòa phủ đệ hiện ra ở Trương Huyền ánh mắt giữa, phủ đệ phủ kín hỉ tự, một mảnh hỉ khí dương dương chi sắc. Tiêu Thị, Trương Huyền nhìn trước mắt này phủ đệ, Tiêu Thị có người đại hôn, tin tức này cũng chưa nghe nói, nhìn dáng vẻ, trong khoảng thời gian này thật là quá bế tắc a. À. Trương Huyền lắc lắc đầu, mấy ngày nay chính mình say mê với thần ẩn hội giữa sự, hoàn toàn đã không có giải ngoại giới đều phát sinh cái gì, có thể nói hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách. Bất quá đương chuyện này kết thúc, hết thảy cũng liền trần ai lạc định đi, giữ được đeo châu Âu giáo chủ một vị chính mình lại cùng đeo tiến hành liên minh, Andre bên kia đã cấu không thành uy hiếp, phản tổ minh người còn ở chậm rãi thẩm thấu quang minh đảo, chứng minh bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Trong khoảng thời gian này, có thể để lại cho chính mình làm chút thở dốc, chờ chính mình lại hoàn thành phương đông lục địa giáo chủ tiếp nhận chức vụ một chuyện, liền hoàn toàn có tại đây loại loạn cục giữa tự bảo vệ mình năng lực. Trương Huyền nhìn mắt tiêu thị đại môn, theo sau cất bước đi vào, hắn biết, Mại lạc liền lăn lộn đi vào. ở Mại lạc trên người, Trương Huyền đồng dạng để lại một đạo khí. bằng vào Mại lạc tình huống hiện tại, căn bản vô pháp đem kia nói khí xua tan. Trương Huyền có thể cảm ứng kia nói khí tồn tại, này hình như là một loại cùng loại với giác quan thứ sáu đồ vật. Trương Huyền giải thích không ra, nhưng chính là có cái loại này trực giác. Tiêu thị giữa, Tiêu Thần Tam thúc cùng Mục Tử Nguyên biết được Trương Huyền tới nay tin tức sau, đã xua tan bình thường thương nhân khách hứa đến nỗi các đại địa hạ thế lực còn lại là bị tiêu thị lưu lại, bọn họ chính là phải làm sở hữu ngầm thế lực mặt, hung hăng nhục nhã trương huyền. Tiêu thị nhà cửa nội, một cái lửa đỏ đài cao đã sớm dựng hoàn thành, trên đài cao, viết có thật lớn nghỉ tự, tiêu thần vẻ mặt tươi cười đứng ở trên đài cao. Ở tiêu thị nhà cửa phía sau, Lâm Thanh Hạm cùng Milan hai nàng bị hai gã tiêu thị nữ quyến vây khốn, chờ đợi cơ hội. Tiêu thị nghỉ trước đài, bày biện suốt 88 trường bàn bát tiên, sở tiến đến khách khứa, toàn đã ngồi xuống, này đó khách khứa giữa, có tô thị người, cũng có trúc thị phái tới người. Tô thị người, thu được tộc trưởng chi mệnh, tùy thời chuẩn bị kiếp thân, vô luận như thế nào, đều không thể làm tiêu thị thực hiện được. Mà trúc thị người, thì tại quan vọng, nếu hôm nay sự thành, bọn họ cũng liền không cần thiết tiếp tục hướng quang minh đảo cúi đầu. Mục thị lần này, cố ý an bài ba gã ngưng khí cảnh lúc đầu, lấy cầu hình thành phải giết chi thế, nếu trương huyền dám đến, tuyệt đối muốn đem này lưu lại, hóa hình cảnh cao thủ, càng là có mười mấy danh. Ở thị tộc trong mắt, Trương Huyền bất quá là một hóa hình hậu kỳ mà thôi, những người này cũng đủ chém giết hắn vô số lần. Ở đây các đại địa hạ thế lực cũng lòng mang từng người bất đồng ý tưởng. Mục huynh, lúc này đây, tất yếu họ Trương trả giá đại giới. Tiêu Thần Tam Thúc tin tưởng mười phần nói. Không tồi, Mục Tử Nguyên gật đầu, người này coi ta thị tộc tôn nghiêm như không có gì, cho hắn chút giáo huấn, ai đều không có nói mục tử nguyên cùng tiêu thần tam thúc theo như lời bất quá là cho chính mình tìm lấy cớ bọn họ chân chính muốn là trương huyền trên người che giấu cái kia bí mật lục diễn chi mộ lục diễn mộ rốt cuộc ở nơi nào trong thiên hạ chỉ có trương huyền một người biết được ở lục diễn mộ chung cất giấu một cái làm sở hữu thị tộc đều sẽ vì này điên cuồng bí mật giờ lành đến một đạo tiếng hô to tự tiêu thị nhà cửa nội vang lên ngay sau đó ở một trận khua chiêng gõ trống trong tiếng, lưỡng đạo thân khoác lụa hồng sắc hôn bào, cái màu đỏ khăn voan kiểu Mỹ thân ảnh, ở hai gã tiêu thị nữ quyến nâng hạ, dần dần đi lên lễ đài. Nói là nâng, trên thực tế, Lâm Thanh Hạm cùng Milan hai người, từ đầu tới đuôi đều bị khống chế được. Không cần lại xa cầu họ trương có thể tới, nơi này bày ra thiên la địa võng. Tiêu thị nữ quyến ở Lâm Thanh Hạm bên tai cười lạnh nói, họ trương tuy có thực lực, nhưng bất quá là hóa hình hậu kỳ mà thôi, ở ngưng khí cảnh cao thủ trong mắt hắn liền giống như một con con kiến tùy thời có thể bóp chết trương huyền bước vào tiêu ra nhà cửa liếc mắt một cái liền nhìn đến mãn viện khách khứa trong đó có rất nhiều quen thuộc gương mặt cùng lúc đó rất nhiều người cũng đều thấy hắn trương huyền bộ dáng nhìn qua phá lệ chật vật cái này làm cho rất nhiều ngầm thế lực nhân tâm đầu cả kinh bọn họ suy đoán trương huyền ở tới là lúc khả năng đã đã chịu tiêu thị phục kích ở đây người đều không phải ngốc tử, Tiêu thị như vậy trắng trợn táo bạo nói cho mọi người, nhà bọn họ muốn nạp quân vương phu nhân làm thiếp, đây là muốn cùng này là địch a. Trương Huyền nhíu mày, hắn cảm nhận được này đó ngầm thế lực thành viên khác thường ánh mắt, đồng thời cũng cảm nhận được chính mình lưu tại Mại Lạc trên người khí, liền ở chỗ này. Nhìn mắt kia lụa đỏ cao quải hỉ đài, Trương Huyền lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy, đường đột hôn lễ việc, ngày sau lại nói, hiện tại quan trọng nhất sự là tìm ra Mại Lạc. Trương Huyền mũi chân liên tục mấy cái nhẹ điểm, theo sau thả người nhảy, cả người chiều hỉ trên đài phi thân mà đi. Hắn thật đúng là tới, thật là không biết sống chết a. À. Bắt cóc Lâm Thanh Hạm nữ quyến cười lạnh mở miệng. Lâm Thanh Hạm nghe được lời này, trong lòng giật mình, một phen kéo xuống che khuất tiếu nhan khăn van, thấy được kia đầy người chật vật, đứng ở hỉ trên đài nam nhân. Lần trước từ biệt, đã là tháng tư không thấy, suốt một cái quý, hắn nhìn qua, có vẻ mỏi mệt không ít, là chuyện gì đem hắn làm đến như vậy chật vật? Milan cũng là gỡ xuống trên đầu lụa đỏ nhìn đến trương huyền ở hai nàng sốc lên lụa đỏ trong nháy mắt kia trương huyền cũng nhìn đến nàng hai này liếc mắt một cái làm trương huyền đầu trống rỗng này tình huống như thế nào này bốn tháng tới rốt cuộc đã xảy ra cái gì ha 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 họ trương người quả thực thiếu kiên nhẫn a à. một đạo tiếng cười to vang lên tiêu thần tam thúc nhảy bước lên hỉ đài nhìn chằm chằm trương huyền ta còn tưởng rằng ngươi có thể tận mắt nhìn thấy lão bà ngươi gả cho ta chất nhi đâu là ngươi trương huyền mày nhân lại nhìn tiêu thần tam thúc hắn nhớ rõ người này tiểu nhi ngươi một người độc thân tiến đến nhìn dáng vẻ ngươi rất có tự tin có thể từ ta mục thị cùng tiêu thị trong tay toàn thân mà lui mục tử nguyên cũng nhảy lên hỉ đài mục thị trương huyền lẩm bẩm lại một cái thị tộc nhảy ra tới sao nhìn dáng vẻ thế giới này thật sự ở biến che dấu không ra thì tộc liên tiếp xuất thế. Trương Huyền chỉ là quét này hai người liếc mắt một cái, liền xoay người, đem ánh mắt một lần nữa phóng với Lâm Thanh Hạm trên người, nữ nhân mặt đẹp trắng bệch, không hề huyết sắc, hướng Trương Huyền khẽ lắc đầu, miệng hình khẽ nhúc nhích, tuy rằng không có phát ra âm thanh, nhưng Trương Huyền lại có thể rõ ràng đọc ra nữ nhân đối chính mình lời nói, là làm chính mình đi. Trương Huyền, chạy mau a, à. Milan phát ra bén nhọn thanh âm, bọn họ lần này chuyên môn hạ bộ dẫn ngươi lại đây. Chạy, ta xem hắn lấy cái gì chạy. Mục tử nguyên cười lạnh một tiếng, giơ lên cao tay phải, mục thị tương ứng nghe lệnh, bắt lấy người này. chương 1081 Thiên La Địa Võng Mục tử nguyên ra lệnh một tiếng, trong đám người, mười mấy đạo thân ảnh nháy mắt đứng dậy, toàn thân, phát ra một cổ cường đại uy thế. Ngập trời hơi thở lan tràn, tại đây hơn 10 người uy thế hạ, ở đây mấy trăm ngầm thế lực cao thủ, thế nhưng đều có loại xuyến bất quá tới khí cảm giác. Phải giết chi cục, đây là phải giết chi cục. Nhiều như vậy cao thủ, chuyên môn chờ cũ vương chui đầu vô lưới. Thị tộc chi cường, vô pháp tưởng tượng. Ở đại bộ phận ngầm thế lực cao thủ còn không có cảm ứng khí thời đại, thị tộc giữa, liền một chút xuất hiện nhiều như vậy cường giả, đích xác có nghiền áp tính uy thế. Tạc tử hưu cuồng, khi ta tô thị không tồn tại sao? Tô thị người, cũng vào lúc này đứng dậy nhưng bọn họ, bất quá ít ỏi vài tên ngự khí cảnh mà thôi, lời nói tuy rằng khí thế thị tộc, nhưng ở mục thị cường hãn thực lực trước, thật sự không đáng giá nhắc tới. Ha ha, lúc trước lão phù bế quan, nghe nói có người ức hiếp ta tiêu thị, thật sự khinh ta tiêu thị không người. Một đạo lược hiện ra nua thanh âm vang lên, một người hạc phát đồng nhan, người mặc màu trắng áo dài lão giả ngự không mà đến, một đôi mắt, lập lè tinh quang. Mục tử nguyên nhìn thấy kia không chung lão giả, Thân thể run lên, đây là tiêu hoán tiền bối. Nghe đồn tiêu hoán tiền bối 20 năm trước đã giá hạc tây đi. Mục huynh hiểu lầm, Tiêu thần tam thúc cười lắc đầu, tiêu hoán tổ phụ chỉ là vẫn luôn đều đang bế quan mà thôi, cho nên mới bị người hiểu lầm đã tây đi, hiện giờ nhà ta tiêu hoán tổ phụ luôn cố gắng cho giỏi hơn, đã là bước vào ngưng khí cảnh trung kỳ. Ngưng khí trung kỳ, Mục Tử Nguyên chừng lớn đôi mắt, luyện khí chi sĩ, cảnh giới càng cao, càng khó lấy tồn tiến có trước thị tộc, khả năng có vài tên ngưng khí lúc đầu cao thủ, nhưng lại một cái ngưng khí trung kỳ đều không có, vì cái gì? Tới ngưng khí cảnh, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều yêu cầu thời gian tới sờ so soạng, tới nghiệm chứng. Bao gồm thần ẩn hội cũng là như thế, ngưng khí lúc đầu cao thủ có, hơn nữa rất nhiều, nhưng ngưng khí trung kỳ, vậy quá ít, chỉ có số ít khống chế sự có thể đạt tới ngưng khí trung kỳ, đến nỗi ngưng khí hậu kỳ, kia đều là giáo chủ cấp bậc chiến lực ngưng khí hậu kỳ hướng lên trên phú thần cái này cảnh giới rốt cuộc là cái dạng gì còn không có người gặp qua tiêu thị tiêu hoán ngưng khí trung kỳ cường giả đủ để cho người cho cũng đủ tôn trọng tiêu hoán giữa không trung bên trong trên cao nhìn xuống nhìn trương huyền tiểu bối không hiểu thu liếm là muốn thiệt thòi lớn trương huyền xoay qua thân ở tiêu thị hỉ trên đài nhìn đến gả cưới nhà gái lâm thanh Hạm cùng tiêu milan tên nhìn dáng vẻ chính mình không ở trong khoảng thời gian này có một số người cũng không thích an bình a trương huyền hít sâu một hơi cưỡng chế trong lòng tức giận này đó am miêu a à cầu chờ giải quyết sát mại lạc về sau lại chẳng cũng không muộn trương huyền đứng nghỉ đài phía trên ánh mắt đảo qua dưới đài khách bàn phàm là bị trương huyền ánh mắt sở đến người đều cảm thấy trong lòng run lên có người lập tức ra tiếng trực tiếp tỏ thái độ ta cùng với quân vương các hạ cùng tồn vong cũng có người càng tin phục thị tộc thực lực ra tiếng đứng thành hàng địa ngục cũ vương, này đã không phải người thời đại, hướng thị tộc cúi đầu xưng thần, mới là người chính xác nhất lựa chọn. Như thế nào cường giả, đó là một ánh mắt, là có thể làm nhân tâm thần hoảng loạn, kéo dài ảo tưởng. Hiện giờ, Trương Huyền chỉ là ở tìm người, lại làm ở đây ngầm thế lực thành viên, cảm nhận được một loại vô pháp chống đỡ áp lực, không thể không lựa chọn đứng thành hàng. Họ Trương, hôm nay người tất lưu lại nơi này, vì ngươi lúc trước sở hành, trả giá đại giới một người hóa hình cảnh cao thủ hét lớn một tiếng, trực tiếp bạo khởi, phía sau phụ thượng một con cự vượn hư ảnh, chiều Trương Huyền đánh tới. Trương Huyền phát hiện, chính mình lưu tại mại lạc trên người hơi thở đang ở chậm rãi biến đạp, này biến cố, làm hắn tâm phiền ý loạn, đối mặt vò tới hóa hình cảnh cường giả, trực tiếp một quyền oanh ra. Lan, Trương Huyền này một quyền, nhìn như bình thường, lại làm này hóa hình cảnh cường giả, ở còn không có tới kịp vò tới Trương Huyền trước mặt, liền giữa không trung trung tung bay đi ra ngoài, máu tươi phun trào. Một màn này, xem những cái đó thế giới ngầm cao thủ hãi hùng khiếp phía, sa tăng trước sau là sa tăng, dù cho đối mặt thị tộc cường giả, như cũng biểu hiện như thế cường thế. Có chút thực lực, bất quá, vẫn là không đủ xem a. À. Ba gã mục thị ngưng khí cường giả ra tay, ngưng khí cảnh uy thế, hoàn toàn nghiền áp ngự khí, khi bọn hắn đem uy thế toàn bộ bày ra là lúc, những cái đó thực lực hơi yếu người, đều có loại khó có thể hô hấp cảm giác. Đối mặt này ba gã ngưng khí lúc đầu, Trương Huyền cũng không sẽ để ở trong lòng, duy độc có thể làm hắn để ý chính là kia ngưng khí trung kỳ tồn tại. Nếu đặt ở bình thường, này ngưng khí trung kỳ, Trương Huyền nhưng thật ra tưởng đấu một trận, căn cứ trong khoảng thời gian này chiến đấu, Trương Huyền đối chính mình hiện tại thực lực cũng có một cái mơ hồ khái niệm, đại khái liền ở ngưng khí trung kỳ tả hữu, nhưng từ địa ngục nhà giam huấn luyện ra chiến đấu ý thức làm hắn tự tin tuyệt đối so với giống nhau ngưng khí trung kỳ hiếu thắng, nhưng so ngưng khí hậu kỳ cái loại này giáo chủ cấp bậc chiến lực, còn muốn kém hơn không ít. Đối với Trương Huyền mà nói, ngưng khí trung kỳ tuyệt đối là một cái không tồi luyện tập đối tượng, có thể cho chính mình hoàn toàn đi kiểm nghiệm hiện tại thực lực, nhưng hôm nay, hiển nhiên không phải thời điểm, nếu làm mại lạc lại chạy, lại muốn bắt hắn, quá khó quá khó khăn, này dọc theo đường đi, mại lạc bộc phát ra rất nhiều át chủ bài, ở đuổi giết mại lạc trong quá trình, có không ít mại lạc bồi dưỡng tử sĩ tiến hành ngăn trở, trong đó chỉ là ngưng khí kỳ cao thủ, liền gặp được không dưới 10 tên. Ai cũng không dám nói, mại lạc còn cất giấu cái dạng gì thủ đoạn. Thân là thần ẩn hội giáo chủ, mại lạc cũng coi như tung hoành mấy chục năm, này mấy chục năm tích lũy xuống dưới át chủ bài, là trương huyền sở vô pháp tưởng tượng. Tiêu thị nhà cửa ngoại, 70 nhiều đạo thân ảnh tiếp cận tiêu thị dinh thự. Đông phương gia chủ, vừa mới trương công tử, vào nhà này phủ đệ, đây là tiêu thị thị tộc địa phương. Một người ngự khí cảnh đệ tử xuất hiện ở phương Đông Vân Phi đám người trước mắt. Này đó ngự khí cảnh đệ tử, thực lực thấp kém, vô pháp tính làm lần này đuổi giết lực lượng, liền tất cả đều bị phái ra đảm đương nhãn tuyến. Tiêu thị, phương Đông Vân Phi nheo lại đôi mắt, thị tộc 15 ra, loại này xếp hạng dựa sau thị tộc, chẳng qua là một ít đặt ở bên ngoài thượng con kiến thôi, chân chính có thể xưng được với thị tộc, chỉ có kia năm đại vương họ, trương huynh đệ tiến tiêu thị, hay là, mãi là cùng tiêu thị chi gian, còn đạt thành nào đó hiệp nghị. Phương Đông Vân Phi làm ra như vậy suy đoán, hắn giọng nói vừa mới lạc, tiêu thị dinh thự giữa, liền bộc phát ra bốn cổ thuộc về ngưng khí cảnh khí thế. Phương Đông Vân Phi thần sắc biến đổi, hét lớn một tiếng, bên trong có biến cố, đi vào. Phương Đông Vân Phi thanh âm rơi xuống, suốt 71 danh ngưng khí cảnh cường giả, toàn bộ nhằm phía tiêu thị nhà cửa, trong đó ba gã giáo chủ cấp bậc thực lực, này phân đội hình, nói là có thể hoành hành, đều không khoa trương. Tiêu thị dinh tự giữa, Trương Huyền đứng ở hỉ trên đài, hắn bốn phía toàn là mục thị cao thủ, ba gã ngưng khí lúc đầu, mười mấy danh hóa hình cao thủ, ở trên không, tiêu thị tiêu hoán đứng ở nơi đó, phát ra vô tận uy thế. Họ Trương, hôm nay ta tiêu mục hai tộc, cộng ra hóa hình cao thủ 17 người, ngưng khí lúc đầu ba người, ngưng khí trung kỳ một người, nhập người có thiên đại bản lĩnh, cũng muốn nhận mệnh. Tiêu thần tam thúc, vô cùng tự tin mở miệng. chương 1082 kinh người chiến tích. Tiêu thần tam thúc theo như lời ra cao thủ số lược, làm một chúng ngầm thế lực, chỉ là nghe, đều cảm thấy kinh hãi. Tô thị người, chỉ cảm thấy phía chính mình mới như vậy một chút ngự khí cao thủ, có vẻ là cỡ nào nhỏ bé. Lâm thanh hạm cùng Milan hai nàng thân ở hỉ đài phía trên, nhìn chu vi tới cao thủ, toàn vì trương huyền nhéo một phen mồ hôi lạnh. Lão công, bắt cóc tiêu thần, bắt lấy hắn, ngươi là có thể đi. Lâm Thanh Hạm hô to ra tiếng. Đứng ở hỉ trên đài tiêu thần sắc mặt biến đổi, dương tay một cái tát liền chiều Lâm Thanh Hạm trên mặt rút đi, trong miệng mắng to nói, tiện nhân. Lan, Trương Huyền nhẹ thở một chữ, lại như một phen bố tạ, trực tiếp đập vào tiêu thần ngực. Tiêu thần một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay ngược đi ra ngoài. Tiêu thần quăng ngã ở dưới đài, sắc mặt trắng bệch, trong mắt toàn là không thể tin tưởng, ở không lâu trước đây, Chính mình cùng người này còn đã giao thủ, thực lực của hắn, thậm chí còn muốn nhược với chính mình, nhưng lúc này mới qua đi bao lâu thời gian, hắn chỉ là phun ra một chữ, là có thể đem chính mình bị thương nặng. Trương Huyền liền xem cũng chưa xem này Tiêu thần liếc mắt một cái, ánh mắt phóng tới Tiêu thần tam thúc cùng Mục Tử Nguyên trên người, hai người thật sự cho rằng những người này là có thể lưu lại ta. Tiểu Bối không cần càn rỡ, lập giữa không trung chung tiêu hoán quát lớn một tiếng, thị tộc Tôn Nghiêm Đều không phải là ngươi có thể đụng vào Cho ta đền tội Tiêu hoán cánh tay dơ lên cao Kia lấy mắt thường có thể thấy được dòng khí Đang theo tiêu hoán lòng bàn tay tụ tập Tiêu thị dinh thự giữa Có một cây cao lớn cây đa Một mảnh cây đa diệp đột nhiên bay xuống Ở giữa không chung Đột nhiên nước thành hai đoạn Giống như bị nào đó vũ khí sắc bén hoa khai Chỉnh tề vô cùng Sinh thự nội dựng hỉ đài một góc Cũng đột nhiên chảy xuống Lề sách chỉnh tề tầng ngoài quang hoa một chương bàn bát tiên đột nhiên từ trung gian vỡ ra, trên bàn mâm đồ ăn, mỹ thực, cũng là xuất hiện một đạo cùng mặt bàn bình tề lề sách, chỉnh tề vô cùng. Kia chính tụ hướng tiêu hoán trong tay dòng khí, cũng đột nhiên bị chặn, giống như là bị nào đó vũ khí sắc bén cắt đứt giống nhau. Ha ha, một đạo cười khẽ thanh, vàng ở mọi người bên tai, thanh âm này nơi phát ra, như gió giống nhau, không thể nắm lấy, tiêu thị, một môn hộ chi tộc thôi, khi nào cũng dám khẩu suất cuồng ngôn, làm ta chờ thiếu chủ đền tội. Đang ở giữa không trung tiêu hoán sắc mặt biến đổi, người nào? Một phen thanh trúc kiếm tự chân trời mà đến, tự tiêu hoán trước người xẹt qua, thẳng vào mặt đất, một đạo áo xanh thân ảnh, từ không phiêu nhiên rơi xuống, đơn chân lập với trúc kiếm phía trên, phía sau, thật lớn cây đa từ trung gian bị chặt đứt, tạp với mặt đất. Tiêu hoán thấy rõ người tới, đồng tử co rụt lại, áo xanh trúc kiếm, người là. Đông phương ra cái kia, phương đông vân khởi. Nhìn dáng vẻ, cửa này hộ tri tộc, vẫn là có chút nhãn lực giới, ta cho rằng những người này đã mắt cao hơn đỉnh, không quen biết ta đợi. Một người từ tiêu thị nhà cửa trước cửa đi vào, đúng là Tần Minh. Tần gia, bất động minh vương, Tần Minh, Tiêu Hoán nhìn đến Tần Minh, thân thể chấn động. Phương Đông Vân khởi cùng Tần Minh, đều là thế hệ trước cao thủ, với 20 năm trước liền danh chấn thiên hạ, khi đó Tiêu Hoán còn không có bế quan, tự nhiên nhận được, thả Tiêu Hoán còn rõ ràng chính mình cùng này hai người chi gian tranh lệch, Phương Đông Vân khởi cùng Tần Minh, là lúc ấy hiếm thấy thiên tài, mà hắn tiêu hoán, chỉ có thể tính làm tài trí bình thường mà thôi. Ta còn tưởng rằng, là mại lạc sắp chết phản công, nguyên lai là một ít bọn chuột nhất, khinh ta trương huynh để kiệt lực A. Một thân màu trắng trường bào đeo đột nhiên xuất hiện ở tiêu hoán phía sau. Tiêu hoán trong lòng phát lạnh, từ đầu tới đuôi, chính mình cũng chưa tranh lệch đến người này là như thế nào tiếp cận, từ này liền có thể thấy được, người này thực lực xa ở chính mình phía trên. Tiêu thị nhà cửa trên không, một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở mọi người mi mắt giữa, mỗi người phát ra uy thế, làm mục thị kia ba gã ngưng khí cao thủ đều không dễ chịu. Vây công ta chờ thiếu chủ, Tiêu thị, các người thật lớn khẩu khí. Một đạo thanh như cuồn cuộn thiên lôi, nguyên bản tự tin thị tộc Tiêu Thần Tam thúc cùng mục tử nguyên, toàn cảm giác được run sợ vô cùng, này đó, này đó tất cả đều là ngưng khí cảnh cao thủ a che trời lấp đất ngưng khí cảnh cao thủ, có mấy chục danh, thế nhưng tất cả đều là tùy trương huyền mà đến, hơn nữa, xưng hô hắn vì thiếu chủ. Lại có thượng trăm hóa hình cường giả từ ngoài cửa lớn dũng mãnh vào, cổ lực lượng này, đối với ở đây thì tộc tới nói, cũng không thể khinh thường. Mục tử nguyên trong lòng chợt lạnh, hắn ý thức được, chính mình làm sai sự, hơn nữa, sai thái quá. Trương huyền cánh tay dơ lên cao, một đạo khí hình cự nhật, ở hắn đầu ngón tay dần dần hình thành, khí nhận sở tản mát ra dao động, làm kia ba gã ngưng khí lúc đầu cao thủ cẳng chân run lên, thậm chí liền tiêu hoán, đều cảm thấy tim đập nhanh. Trương Huyền làm lơ tiêu thị cùng mục thị người, nhìn về phía dưới đài, cao giọng nói, mại lạc, người cho tới hôm nay, còn nghĩ muốn chạy trốn sao. Ha ha, một đạo khàn khàn thanh âm, ở trong đám người vang lên. Tại đây thanh âm vang lên trong nháy mắt, Trương Huyền đám người liền xác định, đây là mại lạc. Mại lạc không biết khi nào, đã hóa thành một đạo cầu lũ bóng người, một đôi giả cánh tay hàm tiếp ở hắn bả vai hai sườn, từ bề ngoài không có dễ dàng như vậy nhận ra. Mại lạc đi ra đám người, trương huyền, ta mại lạc chấn thủ nam cực lục địa, với 15 năm trước bước vào ngưng khí hậu kỳ, tung hoành thần ẩn hội mấy chục năm, trước nay không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng sẽ bị một cái hậu bối bước đến tuyệt lộ, này nửa tháng tới, người đuổi giết ta mấy vạn dặm lộ, chém hết ta thủ hạ hóa hình cao thủ hơn trăm người, ngưng khí cao thủ 18 hơn người, Ngươi đây là căn bản không tính toán cho ta lưu đường sống a người hôm nay thật muốn giết ta sao a à, mại lạc giết gào đối với trương huyền đám người mà nói không hề gợn sóng bọn họ này một đường đích xác chém giết không ít mại lạc tử trung nhưng nghe ở tứ đại thì tộc cùng với các đại địa hạ thế lực trong tai, liền không phải như vậy liền ở vừa mới tiêu thần tam thúc còn đầy mặt tự tin mở miệng nói tiêu mục hai tộc hợp lực phái ra mười mấy danh hóa hình cảnh Ba gã ngưng khí lúc đầu, một người ngưng khí trung kỳ cao thủ, hình thành phải giết chi cục, muốn chém Trương Huyền, cho rằng đây là thiên la địa võng, Trương Huyền không chỗ nhưng trốn. Nhưng hiện tại nghe lời này, bọn họ mới phát hiện chính mình có bao nhiêu buồn cười, này Trương Huyền thế nhưng tại đây nửa tháng nội, đuổi giết một người ngưng khí hậu kỳ cao thủ mấy vạn dặm. Ngưng khí hậu kỳ a, thế nhưng bị hắn đuổi giết, hơn nữa liên quan chém giết hóa hình cao thủ thượng trăm, ngưng khí sơ trung kỳ cao thủ 18 người này phân chiến tích, bực này chiến lực, nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục tiêu mục hai tộc. Tiêu mục hai tộc tỉ mỉ bố trí, tiêu mục hai tộc cái gọi là thiên la địa võng, ở này trước mặt, bất quá là cái chê cười mà thôi. Càng buồn cười chính là, hôm nay Trương Huyền, đều không phải là là chuyên môn vì đối phó tiêu mục hai tộc mà đến, hắn bất quá là đuổi giết một người, thuận thế giết đến nơi này, sở mang theo tùy tùng, là có thể đủ nhẹ nhàng hủy diệt tiêu mục hai tộc. Lâm Thanh Hạm nhìn trước người kia tay phải dơ lên cao, đầu ngón tay ngưng kiếm nam nhân, đây là chính mình nam nhân, nhưng hắn, thật sự không nên bị chính mình trói buộc, tại đây rời đi ngắn ngủn không đến mấy tháng thời gian, trên người hắn trưởng thành, hắn sở làm ra sự, đã hoàn toàn vượt qua chính mình không biết nhiều ít cái mặt, hắn liền không nên bị chính mình ích kỷ chiếm hữu. Milan đứng ở Lâm Thanh Hạm bên cạnh, trong mắt đồng dạng chỉ có người nam nhân này, còn nhớ rõ dĩ vãng, hắn tuy biểu hiện kiên cường, nhưng trên người càng nhiều, vẫn là ngây thơ chất phác, nhưng hôm nay hắn, đứng ở chính mình trước người, phảng phất có thể kháng hạ cả tòa thiên địa. Tuy là cố nhân, nhưng lại sớm đã đi xa quá nhiều. chương 1083 chung chém giết. Trương huyền thần sắc hờ hững nhìn dưới đài mại lạc, đạo bất đồng, khó lòng hợp tác, từ ngươi muốn giết đường hào kia một ngày khởi, liền phải nghĩ vậy sau một ngày. Ha ha, ha ha ha, ha 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 ha, mại lạc phát ra cuồng liệt cười thảm thanh, hảo một cái đạo bất đồng khó lòng hợp tác ta mại lạc thua tại ngươi trên tay đạo cũng không tính oan uổng bất quá trương huyền ta còn là muốn nhìn một chút chỉ bằng vào ngươi một người rốt cuộc có hay không giết ta năng lực mại lạc thân thể chấn động kia hai điều chi giả từ hắn bên cạnh người thoát ly mà đi hai điều từ khí sở tổ chức cánh tay thay thế chi giả vị trí mại lạc đứng lên hình cả người khí cơ kích động tại đây cuối cùng một khắc Hắn hoàn toàn bộc phát ra thuộc về hắn ngưng khí hậu kỳ cường giả uy thế. Giáo chủ cấp bậc chiến lực, có thể nói hiện giờ thế giới này đỉnh cấp chiến lực. đương Mại Lạc uy thế tuôn ra kia một khắc, khoảng cách Mại Lạc hơi gần người, toàn bộ tung bay đi ra ngoài. Nguyên bản lập với không trung tiêu hoán, căn bản không chịu nổi như vậy áp lực, khóe miệng chảy ra một mạt máu tươi, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Ba gã ngưng khí lúc đầu cường giả, bước chân liên tục lui về phía sau căn bản vô pháp đứng gần quá. Mọi người trong mắt, chỉ có kinh hãi, người này, rốt cuộc mạnh như thế nào. Mà đuổi giết hắn đến cùng đường bí lối Trương Huyền, lại cường tới rồi loại nào nông nỗi. Trương Huyền đầu ngón tay cầm kiếm, này cự kiếm bành trướng đến 10 mét, theo sau chậm rãi ngưng tụ. Lúc ấy ở Thánh Thành, Trương Huyền sử dụng ra diệt thế ma kiếm, đã vì dẫn mại lạc ra tay, cũng vì sát dây sần, càng vì bày ra thực lực, cho nên thanh thế to lớn, 10 mét cự kiếm, Phá hư vô song, nhưng trong đó sát ý cũng phân tán mở ra. Hiện giờ, trường Huyền này nhất kiếm, chỉ vì giết một người, đem 10 mét cự kiếm ngưng tụ, uy lực tương đồng, bất quá càng vì tập trung. 10 mét trường kiếm, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng tụ, thành 5 mét, 3 mét, đưa ngưng tụ đến 2 mét khi, đã cho người ta một loại hoàn toàn động lại cảm giác, phảng phất này căn bản là không phải khí, mà là vật thật. Thân kiếm toàn thân hiện ra màu tím đen quang mang. Trương Huyền ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm mại lạc, ngón tay bắn ra, diệt. Thế, đi. Hai mét tím kiếm, lăng không hướng mại lạc chém tới. Ha ha ha, đến đây đi, mại lạc hào phóng hét lớn một tiếng, tan hết cả người cuối cùng khí, đi tiếp Trương Huyền này nhất kiếm. Hôm nay, là tiêu thị sở tuyển ngày tốt, ánh nắng tươi sáng, lại đột là cuồng phong làm lên, mây đen đầy trời, che đậy rượu dương. Khổng lồ khí lãng lấy mại lạc vì trung tâm, thổi quét hướng bốn phía. Khí lãng giữa, cho dù là hóa hình cao thủ, đều đứng thẳng không xong. Lâm Thanh Hạm cùng Milan hai nàng bị trương huyền hộ ở sau người, không chịu ảnh hưởng. Khí lãng mạnh mẽ, tiêu thị nhà cửa tường vây, tại đây khí lãng hạ, xuất hiện rậm rạp vết rách. Đi thôi, trương huyền không xem kết quả, xoay người dắt lấy Lâm Thanh Hạm tay ngọc, nhìn về phía nữ nhân kia tuyệt mỹ khuôn mặt, nhu tình nói, lão bà, tháng tư không thấy ngươi vẫn là như vậy mỹ lâm thanh hạ mặt đẹp nổi lên đỏ bừng họ trương ta nói người đủ rồi a à. lão nương hôm nay đại hôn bị ngươi hỏng rồi không nói ngươi còn tại đây cho ta tú khởi ân ái tới milan đôi tay chống nạnh chừng mắt dựng mắt trương huyền nhìn lướt qua xúc đến hỉ đài mặt sau tiêu thần cười nói ngươi phải gả cho loại người này nếu đúng vậy lời nói ta giúp ngươi lại chủ trì một cái hôn lễ hừ Milan tức giận chừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, tính, về sau lại tuyển đi. Trương Huyền gật gật đầu, ta tưởng ngươi cũng chướng mắt loại phế vật này, đi thôi, đã lâu không thấy, đi ngân châu chơi chơi. Milan còn không có trả lời, Lâm Thanh hạ mắt đẹp sáng ngời, lão công, người phải về ngân châu. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, sự tình giải quyết, cũng nên đi trở về, mỗi ngày kia nha đầu cũng đã trở lại đi. Đã sớm đã trở lại lâm thanh hạm che miệng cười một hồi ra liền kêu muốn tìm ba ba trong khoảng thời gian này không gặp nàng cũng không biết thế nào có thôi viện trưởng cùng tần nhu mang theo nàng không thành vấn đề nàng tuổi cũng đủ rồi lần này trở về đưa nàng đi thượng nhà trẻ đi trương huyền nghĩ đến bọn nhỏ kia đáng yêu bộ dáng cũng không khỏi lộ ra tươi cười lão bà ngươi cái kia nhà trẻ làm xong sao ân lâm thanh hạm gật đầu năm sau liền làm xong bất quá nghĩ trang hoàng sẽ tàn lưu formaldehyde, liền vẫn luôn không khai trương, hiện tại hẳn là cũng trừ không sai biệt lắm, khoảng thời gian trước tìm người tới kiểm tra đo lường một chút, bất quá ta này đã lâu không cùng trong nhà liên hệ, cụ thể tình huống cũng không rõ ràng lắm. Hảo, Trương Huyền lên tiếng, lão bà, người cùng Milan đi trước nghỉ ngơi đi, ta còn có một chút sự, xử lý xong rồi, chúng ta cùng nhau trở về. Ân, Lâm Thanh hạm kéo Milan, hiện tại tiêu thị người nơi nào còn dám cản nàng hai, tùy ý hai người rời đi. Đương khí lãng bình tĩnh trở lại, tiêu thị phủ đệ giữa, xuất hiện một cái thật lớn hố sâu, một bóng người nằm ở hố sâu giữa, đã là đã không có sinh cơ. Đeo đi vào hố sâu bên, nhìn nằm ở bên trong mại lạc, thở dài, hắn tùy đuổi giết mại lạc mười dư thiên, mục đích chính là chảm rất người này, cũng thật thấy mại lạc chết đi giờ khắc này, trong lòng như cũ cảm khái vạn ngàn, rốt cuộc, ở mại lạc chấn thủ nam cực lục địa, tung hoành này mấy chục năm thời gian, đeo đều có nhìn đến quá. Đã từng cùng nhau thiên kiêu, hiện giờ có một người đã ngã xuống, thuộc về bọn họ thời đại, đã qua đi, kế tiếp thời đại, sắp sửa giao cho người trẻ tuổi. Phương Đông Vân Phi cùng tần minh mọi người tới đến Trương Huyền trước mặt. Phương Đông Vân Phi hướng Trương Huyền ôm quyền, Trương huynh đệ, lần này sự, ta cũng liền đi về trước, không lâu lúc sau, Phương Đông lục địa thịnh hội, chúng ta tài kiến lần này đa tạ vân phi tiền bối. Trương Huyền cũng học bộ dáng ôm quyền nói. Ha ha ha, lúc này đây, có trương thiếu chủ ngươi tham dự phương đông thịnh hội, cây gậy cùng đông doanh đám người kia, chỉ sợ phải thất vọng lạc, bọn họ nhìn chằm chằm sở tranh đại nhân vị trí, cũng không phải một ngày hai ngày, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, muốn tiếp sở tranh đại nhân chi vị, bất quá nhìn dáng vẻ, bọn họ không cơ hội. Tần Minh cười ha ha một tiếng, ta cũng đi trước, chúng ta thịnh hội tái kiến. Hảo Trương Huyền gật đầu. Còn lại một chúng ngưng khí cao thủ, cũng toàn bộ tiến đến Trương Huyền trước mặt, nhất nhất cáo từ. Trương Huyền cũng là nhất nhất nói lời cảm tạ. Trước mặt mọi người người toàn bộ rời đi sau, tiêu thị cùng mục thị người, mới run run rẩy rẩy đi rồi đi lên, bao gồm phía trước chạm sai đội ngũ, hô lên Trương Huyền ứng hướng thị tộc cúi đầu xưng thần ngầm thế lực, cũng sôi nổi tiến đến, vây quanh ở chung quanh, vâng vâng dạ dạ. Trương Tiên Sinh, chúng ta, Mục Tử Nguyên há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Tiêu Thị Tiêu Hoán cũng đã đi tới, hắn không còn có lúc trước cuồng vọng. Trương Huyền chém giết mại lạc kia nhất kiếm, hắn xem rành mạch, tự hỏi chính mình nếu tại đây nhất kiếm hạ, chỉ sợ liền toàn thây đều lưu không xuống dưới. Chính mình tự cho là cường đại thực lực, ở cái này người trẻ tuổi trước mặt, cái gì đều không tính. Trương Huyền phiết bọn họ lướt mắt một cái, ra tiếng nói, từ hôm nay trở đi ta không nghĩ lại nghe được tiêu thị cùng mục thị loại này xưng hô, này tây đều, tiêu gia vẫn là tiêu gia, đến nỗi người mục thị, ta không nghĩ hiểu biết, cũng tận lực đừng làm các người hậu nhân ngại đến ta mắt, minh bạch sao? Minh bạch, minh bạch, mục tử nguyên liên tục gật đầu, một chút không tình nguyện đều không có, liền trương huyền hôm nay sở biểu hiện ra thực lực, đừng nói những cái đó đi theo hắn phía sau cường giả, chính là hắn bản nhân, cũng là chính mình mục thị tuyệt đối không thể trêu vào. Tiêu hoán đồng dạng gật đầu, tỏ vẻ tiêu thị sẽ rời khỏi, ẩn cư không ra. chương 1084 ngoài ý muốn. Dính y dục ướt hạnh hoa vũ, thổi mặt không hàn dương liễu phong. Mưa phùn rơi xuống, giang nam cái này địa phương, thời tiết luôn là quỷ dị thực, nói không chừng khi nào liền sẽ mưa rơi. Trương huyền đôi tay bối ở sau người, đứng ở một cây lão thụ trước, thân cây trước trên mặt đất có một khối mềm xốp thổ bao, là vừa rồi mới phô tốt đeo vỗ vỗ trên tay bùn đất được rồi ngươi xác định muốn đem mại lạc chôn ở này trương huyền nhướng mày đeo gật đầu nói mại lạc cả đời này đều trấn thủ châu nam cực kia xa xôi xâm hàn nơi này hè oi bước giang nam non xanh nước biếc liền đem hắn táng ở chỗ này đi có lẽ nhiều năm lúc sau nơi này mọc ra một ít bổ công anh có thể bay về phía địa phương khác trương huyền nhìn chằm chằm vào đeo ngươi đây là cái gì ánh mắt đeo bị Trương Huyền nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Trương Huyền trợn trắng mắt, đại thúc, người cùng ta gác này lừa tình khai. Còn bồ công anh, ha ha, đeo cười lớn một tiếng, người này già rồi, lại đưa lão bằng hữu quy thiên, khó tránh khỏi sẽ có chút kỳ quái ý tưởng, đi đi, ta tưởng lần này sự, sẽ nội đã loạn không thành dạng, người khen ngược, vỗ vỗ tay áo, lập với phương đông lục địa, không ai quản ngươi, ta lúc này đi, còn không biết có bao nhiêu phiền toái quấn thân đâu trương huyền nhún nhún vai người đều nói người đã già rồi phiền toái liền phiền toái một chút đi người hiện tại phiền toái điểm đường hào về sau đã có thể có thể hào quá không ít muốn nói việc này còn đa tạ ngươi đeo khắc biến hóa đích xác ra ngoài ta dự kiến đeo hướng trương huyền vẫy vẫy tay đi đi có cơ hội đi ngân châu tìm ngươi andre ngươi cũng không cần để ở trong lòng lần trước rời đi thánh thành ta cũng đã công đạo andre chỉ sợ vô pháp xuất hiện ở ngươi trước mắt đừng quên hai ta ước định yên tâm trương huyền vỗ vỗ bộ ngực chờ hết thảy sự rơi xuống ta sẽ chủ động liên hệ ngươi hành vậy không nhiều lời đeo cất bước vừa mới chuẩn bị rời đi đột nhiên bị trương huyền gọi lại đúng rồi ân đeo nhìn trương huyền liếc mắt một cái trương huyền hít sâu một hơi ngươi hẳn là biết ma quỷ thí luyện càng luyện chính là tâm đường hào kia tiểu tử thủ đoạn cùng tâm tính đều so trước kia cường ngạnh không ít bất quá lần này sự làm hắn cũng có tâm ma ngươi nhiều chú ý một chút. Đeo lắc lắc đầu, tâm ma thứ này, mỗi người đều có, xem hắn có thể hay không bước qua chính mình kia một quan, tóm lại, ta đối hắn, vẫn là tương đối tin tưởng, đi rồi. Đeo tiếng nói vừa dứt đã biến mất ở Trương Huyền trước mắt. Trương Huyền bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn mắt kia cây lão dưới tảng cây thổ bao, theo sau chiều phương xa đi đến. Tiếp cận trạng vạng khi, một trận lâm thị tập đoàn tư nhân phi cơ từ Tây đều sân bay cất cánh. Trương Huyền thay một thân sạch sẽ quần áo, cạo rất má biên hồ gốc dạ, bưng một ly rượu vang đỏ, yêu nhã ngồi ở cabin nội to rộng trên sofa, hưởng thụ rượu ngon sở mang đến độc đáo mùi hương, ở trong miệng bồi hồi. Milan ngồi ở Trương Huyền đối diện, trong tay cũng loạn choạng rượu vang đỏ, có thể thấy được, Milan trong khoảng thời gian này quá phá lệ áp lực, này ngồi trên phi cơ không trong chốc lát, liền đem chính mình uống mặt đẹp ửng đỏ, mang theo vài phần men say. Thanh hạng, Hôm nay cùng ta ba ăn cơm thời điểm, ngươi liền vẫn luôn ôm máy tính, hiện tại còn ôm, rốt cuộc có chuyện gì cứ như vậy cấp a. Milan nói chuyện khi, trong miệng phun ra rượu ngon hương thơm. Hôm nay, Tiêu thị một lần nữa đem toàn bộ Tiêu thị tập đoàn còn cấp Tiêu Sơn, hơn nữa đem Tiêu thị tập đoàn sửa tên vì Lan Sơn tập đoàn, chọn dùng Milan cùng Tiêu Sơn danh chung cuối cùng một chữ, ý là nói cho Trương Huyền bọn họ đã hoàn toàn từ bỏ nơi này, hơn nữa Tiêu thị tất cả mọi người ở hôm nay rời đi tây đều ẩn cư không ra. Trương huyền bọn họ sở dĩ này chẳng vạng mới rời đi, chính là cùng tiêu sơn hảo hảo tụ một chút. Lâm thanh hạm đôi mắt một khắc không rời nhìn chầm chầm màn hình máy tính, mở miệng nói, lần này rời đi lâu như vậy, vẫn luôn cũng vô pháp cùng bên ngoài liên hệ, công ty có một đống lớn sự chờ ta đi làm quyết định, hòm thư biêu kiện ta đều xem hoa, mấy thứ này đến chạy nhanh xử lý. Milan trợn trắng mắt, nâng lên thon dài đùi ngọc đá đá ngồi ở đối diện Trương Huyền, ta nói họ trương, ngươi như vậy có tiền, không cho lão bà ngươi ngoan ngoãn phụ trách xinh đẹp như hoa, thật đúng là làm nàng kiếm tiền dưỡng ra a. À. Nếu nam nhân khác có như vậy một cái như hoa như ngọc lão bà, kia khẳng định mỗi ngày đặt ở trong lòng bàn tay phùng. Trương Huyền cười hắc hắc, ta kiếm cái gì tiền a? À, ta là ở rể cho ta lão bà, khẳng định là lão bà của ta phụ trách kiếm tiền dưỡng ra, ta phụ trách xoái liền đủ lạp. Ngươi thật đúng là xú không biết xấu hổ a. À. Milan tức giận chừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái. Ta nếu muốn mặt như thế nào cưới đến như vậy xinh đẹp lão bà đâu, ha ha. Trương Huyền tiện cười một tiếng. Milan nhìn Trương Huyền hiện tại tiện dạng, cùng hôm nay buổi sáng Trương Huyền đứng ở chính mình trước người, ngón tay ngưng kiếm, phảng phất có thể kháng hạ thiên địa bộ dáng có thật lớn tương phản, này thật là cùng cá nhân sao? ở Trương Huyền hưởng thụ rượu vang đỏ đồng thời, tay đều một cây lão dưới tảng cây. Một người tay cầm xẻng sắt, đào khai lão dưới tảng cây thổ bao. Thổ bao phía dưới có một ngụm mộc quan, đương mộc quan bị nhếch lên sau, nằm ở bên trong người, đột nhiên hít vào một hơi. Tê Tương đương hô: "Mại Lạc đại nhân, người hiện tại cảm giác thế nào?" Đào khai thổ bao bóng người, vội vàng nâng mộc quan người ngồi dậy. "Này mộc quan nằm, đúng là hôm nay đã bị Trương Huyền đám người xác định tử vong, hơn nữa từ đeo thân thủ mai phục Mại Lạc." Mại Lạc quơ quơ đầu, thanh âm có vẻ thực suy yếu, kia trương huyền đích xác không thể khinh thường, như thế tuổi, liền có như vậy thực lực, đuổi giết ta mấy vạn dặm không chết không ngừng, ít nhiều người cho ta kia viên khóa mạch hoàn, làm ta có thể lâm vào trạng thái chết giả, nếu không lúc này đây, ta thật là tài, Andre, lần này, ta thừa người ân. Nếu trương huyền tại đây, nhất định sẽ bởi vì trước mắt một màn trừng lớn đôi mắt, nguyên bản đã bị đeo định nghĩa vì không có uy hiếp tính Andre, giờ phút này thế nhưng xuất hiện tại đây, còn đào ra vốn đã kinh chết mại lạc. Andre giọng căm hận nói, mại lạc đại nhân, người ta là cùng một trận chiến tuyến, đâu ra có ân hay không nói đến, ngày đó các ngươi đi rồi, đeo phái ra mười mấy danh khống chế xử giết ta, nếu không có ta sớm có chuẩn bị, bồi dưỡng một cái thế thân, khẳng định táng thân, bất quá hiện tại, bọn họ cũng cho rằng ta đã chết, từ nay về sau, ta cùng với bọn họ, thế bất lưỡng lập. Trước mang ta đi chữa thương đi. Mại lạc thở dài ta bị chảm rớt đôi tay thực lực đại suy giảm bằng vào hiện tại dáng vẻ này muốn báo thù nói dễ hơn làm. Mại lạc đại nhân yên tâm ta đã liên hệ người tốt người này đôi tay còn có phục hồi như cũ khả năng tính thật sự mại lạc sắc mặt vui vẻ bị chảm rớt đôi tay còn có thể phục hồi như cũ. Mại lạc giáo chủ chúng ta phản tổ minh gen kỹ thuật người có thể yên tâm trong bóng đêm một đạo thân ảnh đi tới phản tổ minh Mại lạc đồng tử co rụt lại, Andre, ngươi cùng phản tổ minh hợp tác. Andre cười mở miệng, mại lạc đại nhân, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hiếu, chúng ta hiện tại vô pháp trở lại thần ẩn hội, cần thiết, đến lại tìm một cái chỗ dựa mới được a. À. chương Trường 1085 đã trở lại. Cuối tháng 5, đối với hè oi bước đại Tây Bắc tới nói, này đại khái là tốt nhất mùa. Lúc này, không có gió cát, khí hậu hợp lòng người, không nóng không lạnh ban đêm ngân châu có chút hơi lạnh trương huyền cùng lâm thanh hạm cùng với milan hai nàng sóng vai đi xuống phi cơ trương huyền hít sâu một hơi tuy rằng sân bay không khí chất lượng cũng không cao nhưng vẫn là làm trương huyền lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng lúc đi đại địa ngân trang tố khỏa khi trở về xuân ý giạt rào cảm giác qua đã lâu a à. trương huyền cảm khái một tiếng bên ngoài hắn vĩnh viễn tìm không thấy ở ngân châu khi loại này ra cảm giác lâm thanh hạm khẽ gật đầu là đi qua thật lâu. Ha ha, Trương Huyền cười lớn một tiếng, bất quá phiền lòng sự đã giải quyết xong lạc, hưởng thụ sinh hoạt mới là quan trọng, lão bà, chúng ta về nhà đi. Trương Huyền tiếng nói vừa dứt, một phen bế lên bên cạnh Lâm Thanh Hạc, lấy một cái công chúa ôm tư thế, hướng sân bay ngoại phóng đi. Lúc này sân bay nội còn có không ít người, đều đem ánh mắt chiều bên này xem ra. Lâm Thanh Hạ mặt đẹp đỏ bừng, đôi bàn tay trắng như phấn đấm đánh vào Trương Huyền bả vai, muốn chết à ngươi, mau đem ta buông xuống, nhiều người như vậy nhìn đâu. Không bỏ, Trương Huyền vẻ mặt kiên định lắc đầu, ta ôm ta tức phụ, bọn họ muốn nhìn liền nhìn lại bái, sao, ta ôm chính mình tức phụ còn phạm pháp a à. Lâm Thanh Hạm xem Trương Huyền này phúc đắc ý bộ dáng, biết muốn cho nàng đem chính mình buông xuống là không có khả năng, Lâm Thanh Hạm nhưng không có Trương Huyền như vậy ra mặt, đơn giản đem đầu chôn ở Trương Huyền ngực. Ta nói, hai người các người tú ân ái, có thể hay không cố kỵ một chút ta cảm thụ a à. Milan đi theo Trương Huyền mặt sau phun tào, tốt xấu ta cũng là sắp gả chồng, kết quả bị ngươi làm tạp hôn lễ người. Được rồi được rồi, đừng đương khuê phòng oán phụ. Trương Huyền cười nói, cùng lắm thì ta cho ngươi giới thiệu một cái cao phú soái tổng hành đi. Milan lông mày một hoành, khuê phòng oán phụ. Họ Trương, người hôm nay cho ta nói rõ ràng, cái gì kêu khuê phòng oán phụ. Milan nói, dương tay liền phải đi trùy Trương Huyền. Trương Huyền ha ha cười, ôm Lâm Thanh Hạ đi nhanh chạy ra sân bay. Này mấy tháng đối với Trương Huyền tới nói, lệ khí quá nặng, sát phạt cũng quá nặng, đương bước lên ngân châu thổ địa kia một khắc, Trương Huyền cảm giác chính mình tâm giống như đột nhiên bình tĩnh trở lại. Ai có thể nghĩ đến, một cái ở Thánh Thành Dương Oai, đuổi giết giáo chủ mấy vạn giảm tàn nhẫn nhân vật, hiện tại sẽ là như vậy một fan bộ dáng, cùng người truy đuổi đùa giỡn. Một chiếc xe thương vụ đã sớm ở sân bay cửa chờ, Đường Trương Huyền ôm Lâm Thanh Hạm đi lên xe sau, mới phát hiện, nữ nhân không biết khi nào đã ngủ rồi, ghé vào chính mình trong lòng ngực, phát ra cân xứng hô hấp, nàng thân thể theo bản năng cuộn ở cùng nhau. Trương Huyền thở dài, trong khoảng thời gian này phát sinh ở Lâm Thanh Hạm cùng Milan trên người sự, hắn cũng nghe nói. Hai nàng bị tiêu thị giam lỏng, tuy rằng mặt ngoài cái gì cũng chưa nói, nhưng lại có thể nào không sợ hãi, chỉ sợ này mấy tháng, đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá đi. Trương Huyền sờ sờ Lâm Thanh Hạm nhu thuận tóc dài, hắn lại nghĩ tới Huyền Thiên đối hắn theo như lời nói, muốn phía sau người, liền phải cường đại, đem hết thảy đều đạp lên dưới chân, làm người nghe được tên của ngươi, liền sẽ cảm thấy run rẩy, cảm thấy sợ hãi, bằng không, tổng hội có người muốn đối với ngươi động thủ, tổng hội có người cảm thấy ngươi dễ khi dễ, tổng hội có người đem chú ý đánh vào người nhà của ngươi trên người. Đi rồi, về nhà. Trương Huyền nắm chặt ngủ say chung nữ nhân tay hướng tài xế nhẹ nhàng mở miệng. Ở vào tắc tiếp nước hương biệt thự, đã có ba tháng không ai cư trú, Trương Huyền ôm còn ở ngủ say giữa lâm thanh hạm vào phòng, phòng nội đã lạc mãn thật dày một tầng hôi. Tây Bắc cái này địa phương, tuy là cửa sổ nhắm chặt, cũng tránh bất quá kia tùy ý đều tồn tại gió cát. Trương Huyền lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ, đêm nay là vô pháp ở tại này. Nhìn hạ thời gian, hiện tại bất quá buổi tối 11 giờ, Trương Huyền Tuyển kia chiếc đỗ ở trong viện hồi lâu không nhúc nhích quá Maserati, đem chìa khóa ném cấp Milan, đi thôi, đi lâm ra đại viện. Theo bản năng tiếp nhận Trương Huyền ném tới chìa khóa xe Milan sừng sốt. Nhìn cái gì mà nhìn, Trương Huyền đem xe ghế sau môn kéo ra, ôm Lâm Thanh Hạm ngồi đi lên, ta ôm lão bà của ta ngủ đâu, người khai. Milan một trận nghiến răng nghiến lợi, họ Trương, người đừng chờ ta tìm được nam nhân. Trương Huyền nhún vai, không nói gì. Milan oán hận ngồi trên điều khiển tịch, lái xe chiều lâm ra đại viện chạy tới. Cái này điểm, Ngân Châu trên đường phố đã có vẻ thực chống trải hơn 20 phút, Milan liền đem xe khai tiến lâm ra đại viện. Như Trương Huyền sở suy đoán như vậy, cái này điểm, trong đại viện đèn còn sáng lên, lâm xuyên cùng tự Uyển hai cái đương đại người trẻ tuổi ở cái này điểm mới bắt đầu bọn họ sinh hoạt ban đêm. Tuy rằng không đi ra ngoài uống rượu nhảy disco, nhưng trò chơi mặt nạ thời gian đoạn cũng vừa mới triển khai đương Trương Huyền ôm Lâm Thanh Hạm đi vào Lâm gia chủ thính, nhìn đến Trương Huyền đột nhiên trở về từ huyền, phát ra một đạo hưng phấn thanh âm, Lâm Xuyên cũng vội vàng từ chính mình trong phòng chạy ra tới. Bao gồm đã ngủ hạ Lâm Kiến vũ đám người, cũng sôi nổi từ trên giường bò dậy, ngay cả Lâm Chính Nam cũng đều lộ diện. Từ lần trước đô thành một chuyện qua đi, Trương Huyền ở Lâm gia địa vị, có thể nói là quan trọng nhất, ngay cả phía trước đối Trương Huyền khó chịu Lâm Thanh Hạm nhị cô, Hiện tại cũng đều đối Trương Huyền cười mắt tương đãi. Vẫn luôn ở Trương Huyền trong lòng ngực ngủ say Lâm Thanh Hạm, cũng ở mọi người hưng phấn trong thanh âm tỉnh lại. Thanh Hạm, người cô nàng này, mơ thấy gì ăn ngon đi. Milan tiến đến Lâm Thanh Hạm bên cạnh, vẻ mặt tặc hề hề nhỏ giọng nói. Ăn? Lâm Thanh Hạm mặt đẹp nổi lên một mặt nghi hoặc. Milan giơ tay chỉ chỉ Trương Huyền ngực, đó là vừa mới Lâm Thanh Hạm ngủ khi vùi đầu địa phương, Trương Huyền ngực chỗ quần áo. Tất cả đều bị Lâm Thanh Hạm nước miếng cấp làm ướt. Lâm Thanh Hạm mặt đẹp đột nhiên đỏ lên, vội vàng đi đến Trương Huyền bên cạnh, duỗi tay đi bắt Trương Huyền cổ áo, tới, quần áo cho ta. Lâm Thanh Hạm đây là muốn cho Trương Huyền chạy nhanh đem áo khoác cởi, muốn cho người khác thấy chính mình lớn như vậy người ngủ còn chảy nước miếng, kia đến nhiều thẹn thùng a. Ai ngờ, Lâm Thanh Hạm vừa mới bắt được Trương Huyền cổ áo, Milan liền cười to ra tiếng, khanh khách, Thanh Hạm ta biết hai người thật dài thời gian không gặp, nhưng người cũng đừng cứ như vậy cấp A, lúc này mới vừa vào cửa liền phải thoát trương huyền quần áo, như thế nào, này mấy tháng cùng ta ngủ đem ngươi nghẹn hỏng rồi. Milan này trực tiếp nói, lập tức cấp lâm thanh hạm náo loạn cái đỏ thẫm mặt, mới vừa bắt được trương huyền cổ áo tay nhỏ vội vàng thu trở về, đứng ở nơi đó có vẻ có chút thất thố. Lâm ra mọi người sôi nổi cười to ra tiếng, tuy là đã lâu không gặp, nhưng người một nhà, tổng sẽ không có vẻ mới là cái gì. Lâm Thanh Hạm mất tích này 3 tháng, lâm ra người cũng là biết đến, chiều nay Lâm Thanh Hạm một thoát phây, liền theo chân bọn họ liên hệ thượng tìm cái đi công tác khảo sát lấy cớ, lâm ra mọi người cũng không hỏi nhiều, rốt cuộc hiện tại Lâm Thanh Hạm đã có được một mình đảm đương một phía năng lực, bọn họ hỏi nhiều, bất quá đổ tăng phiền não mà thôi. Tuy là đêm khuya, nhưng Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền trở về, làm người một nhà cũng chưa buồn ngủ, Lâm Thanh Hạm tiểu cô thậm chí đã chạy đến phòng bếp chuẩn bị người một nhà ăn khuya đi. Trương Huyền nhìn mắt ngoài cửa, các ngươi trước liêu, ta đi ra ngoài đi dạo." Dứt lời, Trương Huyền đi ra đại sảnh. "Chương 1086 đây là ra a." Lâm gia trang viên nội, một mảnh yên tĩnh, trong viện trồng trọt trên cây, có tiếng kêu to truyền đến. Trương Huyền đi ra đại sảnh sau, nhìn mắt đen nhánh bầu trời đêm, đêm nay mây đen thực trọng, che khuất ánh trăng. Một nữ nhân, thân xuyên màu trắng váy dài, ngồi ở trên ngọn cây hai điều thon dài đùi đẹp lộ ở không khí giữa, không ngừng trước sau đong đưa, ở trương huyền trước mắt mang theo trắng bóng một mảnh. Thần ẩn thịnh hội, cường thế nghiền áp chư vị giáo chủ người thừa kế, chính diện tuyên chiến châu Nam cực giáo chủ mại lạc, theo sau cùng đeo cùng đuổi giết này mấy vạn dặm, chém giết hóa hình cao thủ vô số, ngưng khí cao thủ gần 20 người, này phân chiến tích, trương huyền ca ca, người trưởng thành, thật là thực kinh người A. Nữ nhân có được một đầu màu bạc tóc dài, như ngân hà thác nước khoác lạc, nhu thuận như tơ lụa. Nữ nhân thanh âm có vẻ nghịch ngợm, ở trong đó không khó nghe ra một loại vui mừng. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn mắt ngồi ở trên ngọn cây nữ nhân, các người tin tức còn rất linh thông. Nữ nhân dơ dơ lên một đầu ngân bạch tóc đẹp, lộ ra một cái tươi cười, ở nàng này cười hạ, chung quanh hết thảy đều ảm đạm thất sắc. Trương Huyền ca ca, thế giới tứ đại thế lực, đều đã truyền thừa hai ngàn năm hơn, này hơn 2.000 năm, ngươi cảm thấy có cái nào thế lực có thể làm được sẽ không bị đối phương thẩm thấu tứ đại thế lực bên trong đều có đối phương người hơn nữa địa vị đều sẽ không thấp người ở thần ẩn hội hành động dư lại tam đại thế lực tất cả đều rõ ràng trương huyền sờ sờ mũi nhìn dáng vẻ ta lần này giống như nổi danh a chesia à, từ trên ngọn cây nhảy xuống đứng ở trương huyền trước người nàng hai tròng mắt giống như ngân hà giống nhau làm người nhịn không được đắm chìm trong đó nàng liền đứng ở Trương Huyền trước người, hai người cách xa nhau không đến 20 cm, bốn mắt nhìn nhau. Chessia ánh mắt giữa, mang theo một loại nghi hoặc, cũng mang theo một loại đau lòng, Trương Huyền kaka người đáng giá sao. Lúc này đây thần ẩn thịnh hội, người cố ý như vậy giống chống khua chiêng, cường thế nghiền áp chưa vị giáo chủ người được đề cử, lại lấy một cái giáo chủ tánh mạng, đơn giản chính là muốn hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, đem chính người bãi ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, ngươi liền vì bảo hộ ngươi phía sau nữ nhân này hiện tại ngươi căn bản là không có khả năng có giáo chủ cấp chiến lược đúng hay không ngươi hiện tại thiếu chính là thời gian không nên sớm như vậy liền đứng ra trương huyền cười cười nhiệm vụ của ngươi không phải là làm ngươi tới cùng ta nói này đó đi trương huyền trên mặt tuy rằng tràn ngập ý cười nhưng hắn trong giọng nói sở tàng ý tứ lại là tràn ngập một loại lạnh nhạt nhiệm vụ ngươi cho ta tới tìm ngươi cũng chỉ là nhiệm vụ sao Chessia trong mắt hiện lên một tia trong suốt, bất quá thực mau đã bị nàng cố nén trụ. Chessia xoay người, đưa lưng về phía Trương Huyền, ta lần này tới mục đích, cùng lần trước tương đồng, hiện tại Ngân Châu Ngầm đã có địa cung hiện thân, các thế lực lớn đều đang âm thầm ngo ngoe dục dịch, hè oi bước mấy đại đứng đầu thị tộc, càng là sớm đã làm tốt suốt thế chuẩn bị, có thể dự đoán đến, 6 tháng cuối năm thế cục biến hóa, sẽ so mặt biển thượng bão táp tới còn muốn đột nhiên cùng mãnh liệt, lấy người hiện tại thực lực, Bất quá giống như biển rộng chung một diệp thuyền con, chẳng sợ Vương Lăng chìa khóa lấy ở ngươi nơi đó, ngươi cũng không giữ được, cùng chúng ta hợp tác, ngươi lấy ra Vương Lăng chìa khóa, hoặc là cùng chúng ta cộng thăm Vương Lăng, ta liền nói cho ngươi thị tộc bí mật, như thế nào? Trương Huyền lắc lắc đầu, ta không có ngươi nói chìa khóa. Trương Huyền ca ca, chính ngươi hảo hảo suy xét một chút đi, lần này sự tình kết thúc, ngươi tạm thời có thể nhẹ nhàng một ít, bất quá ta tưởng, phiền toái cũng sẽ thực mau tìm tới tới người làm ra chuyện lớn như vậy, kế tiếp lại tìm tới môn phiền toái, đã có thể không phải như vậy nhẹ nhàng có thể xử lý lạc. Chessia quay đầu, để lại cho Trương Huyền một cái hoàn mỹ mặt nghiêng, theo sau thả người nhảy, với trong trời đêm biến mất. Đường Chessia rời đi nháy mắt, không trung mây đen đột nhiên tiêu tán, sáng ngời ánh trăng chiếu vào mặt đất. Như thế nào một người ngốc đứng ở này? Lâm thanh hạm ôn nhu thanh âm từ trương huyền phía sau vang lên, đi lạp, ăn khuya đều làm tốt, liền chờ ngươi trở về ăn đâu. Lâm Thanh Hạm đi lên trước tới, vãn trụ Trương Huyền cánh tay. Trương Huyền gật gật đầu, cùng Lâm Thanh Hạm đi vào phòng trong, phát hiện trên bàn đã bày mấy chén mì nước, còn có vài đạo giản dị rau trộn. Lâm Kiến vũ đám người ngồi ở bên cạnh bàn, vừa thấy Trương Huyền, lập tức vẫy tay. Tới tới tới, Tiểu Huyền, mau tới ngồi xuống, ta ra hai uống hai ly. Trương Huyền vừa thấy, chính mình trên chỗ ngồi, đều đã bị khen ngược rượu này bị người nhớ thương cảm giác làm trương huyền trong lòng ấm áp nếu chessia còn tại đây trương huyền nhất định sẽ kiên định trả lời nàng vừa mới hỏi ra vấn đề làm chính mình đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió chỉ vì bảo hộ phía sau người này đương nhiên đáng giá bọn họ đều là chính mình người nhà a uống rượu thứ này rất kỳ quái cùng hợp nhau người cùng nhau uống chẳng sợ đinh ốc dính nước tương đều có thể uống đến đi xuống cùng không hợp người chẳng sợ sơn chân hải vị kia rượu cũng khó có thể xuống bụng. Hôm nay ở Lâm Gia, tuy là chỉ có đơn giản mấy cái tiểu thái, một chén tố mặt, Trương Huyền đám người cũng uống đặc biệt tận hứng. Rượu quá ba tuần sau, mỗi người đều có chút hơi say. Lâm Kiến vỗ lắc lắc đầu, nhìn trước mặt không chén rượu nói, uống bất động, uống bất động, so ra kém các người người trẻ tuổi lạc. Uống bất động liền sớm một chút nghỉ ngơi đi, Lâm Thanh hạm tiểu cô ngồi ở một bên, này người trẻ tuổi còn cần có chút tư nhân không gian, không thể lão bồi chúng ta. Lâm Thanh Hạm tiểu cô nói xong, còn một cái kính hướng Lâm Thanh Hạm xử ánh mắt. Lâm Thanh Hạm nơi nào không biết chính mình tiểu cô ý tứ, mặt đẹp đỏ lên, đem đầu đều mau chôn đến cái bàn hạ. Lâm Kiến vũ cười lớn một tiếng, ha ha, đúng, đúng đúng đúng, cấp người trẻ tuổi lưu một chút không gian, Thanh Hạm, mau mang tiểu huyền đi nghỉ ngơi đi, chúng ta này uống cũng không sai biệt lắm lâm thanh hạm cúi đầu lên tiếng thanh âm kia giống như tiếng mũi giống nhau milan ngồi ở bên cạnh bàn uống cũng không sai biệt lắm tùy tiện nói họ trương ngươi thật đúng là làm lão bà ngươi mang theo ngươi trở về phòng a còn không chủ động một chút trương huyền thật sự có chút chống đỡ không được milan như vậy tính cách vội vàng đứng dậy bắt lấy lâm thanh hạm tay nhỏ cùng trốn dường như chạy đến trong phòng mỗi một phòng giữa đều có độc lập phòng tắm trương huyền vừa vào cửa trực tiếp nằm ở trên giường số đã chết ngươi mau đi tắm rửa đi lâm thanh hạm dùng sức đem trương huyền từ trên giường kéo lên trương huyền nhìn trước mặt nữ nhân trong lòng một nhạc rời giường đi đến phòng tắm chung vừa mới mở ra vòi hoa sen xối thân thể liền nghe lâm thanh hạm thanh âm từ phòng tắm ngoại chuyện tới lão công cái kia nếu không ngươi đừng giặt sạch đi a à, trương huyền nghe được không hiểu ra sao ta ta Lâm Thanh Hạm ngượng ngùng nói, ta cái kia đột nhiên tới. Trong phòng tắm dòng nước thanh không ngừng, nhưng hiển nhiên, Trương Huyền tắm rửa tiến độ, thả chậm rất nhiều. Sáng sớm, Trương Huyền vẻ mặt buồn bực từ trong phòng ngủ đi ra, một cái mỹ kiều thê bãi ở bên cạnh, lại thật vất vả đụng tới một cái không người quấy dày ban đêm, đối Trương Huyền tới nói, giống như việc này liền không thuận lợi quá. Trương 1087 đều do ta. Lão công, ta hôm nay liền phải đi làm lạc mỗi ngày nàng ở viện phúc lợi đợi, người hôm nay không có việc gì liền đi bồi bồi nàng đi. Lâm Thanh Hạm ở Trương Huyền trên mặt dùng sức hôn một cái, thấy Trương Huyền trong ánh mắt hơi mang chút u oán, Lâm Thanh Hạm giống như tiểu nữ nhân chu lên cái miệng nhỏ, lão công, loại chuyện này ta cũng khống chế không được sao, nếu không ngươi nhịn một chút. Nhẫn nhẫn, Trương Huyền khóe miệng không khỏi vài cái. Tỷ, tỷ phu, cơm sáng đã làm tốt, mau tới đây ăn đi. Từ huyền nhìn thấy từ trong phòng ngủ ra tới hai người, tiếp đón một tiếng. Lâm thanh hạm hì hì cười, lôi kéo Trương huyền vui vui vẻ vẻ chiều nhà ăn đi đến, nàng cũng không biết vì cái gì, nhìn đến Trương huyền kia vẻ mặt bị đè nén bộ dáng, liền cảm thấy phá lệ vui vẻ. Bữa sáng xong sau, Lâm thanh hạm mang theo Milan cùng đi công ty, nói là Milan đã từ đi ở hoàng thất đầu bếp công tác, muốn cấp Lâm thanh hạm làm công. Trương huyền bĩu môi, này nhà có tiền hài tử, chính là tùy hứng, Bằng hiện tại Lan Sơn tập đoàn ở Tây đều địa vị, Milan ăn no chờ chết cũng có thể quá thượng mấy chục đời. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm còn có Milan cùng nhau ra cửa, lái xe đem hai nàng đưa đến công ty sau, chính mình hướng viện Phúc Lợi phương hướng chạy đến, đã lâu không gặp mỗi ngày cùng thôi viện trưởng các nàng, Trương Huyền trong lòng cũng là tưởng không được. Trải qua Lâm Thanh Hạm tân nghỉ ngơi chỉnh đốn, viện Phúc Lợi đã rực rỡ hẳn lên, các hạng phương tiện đều thực đầy đủ hết. Trương Huyền đến viện Phúc Lợi thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được bọn nhỏ đang đứng ở sân thể dục thượng bài còn tính chỉnh tề đội hình theo nhẹ nhàng âm nhạc làm thể dục buổi sáng ở đội ngũ phía trước tần nhu thân xuyên tu thân đồ thể dục một cái thon dài hai chân triển lộ ở không khí giữa dẫn đường bọn nhỏ làm ra đủ loại động tác nhưng thật ra một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến thôi viện trưởng ngồi ở một chương bên ngoài bàn đá trước nhìn sân thể dục thượng bọn nhỏ ánh mắt lộ ra vui mừng tươi cười trương huyền yên lặng đi đến thôi viện trưởng bên người ngồi xuống cười nói viện trưởng người càng ngày càng có tinh thần a à. thôi viện trưởng nghe được trương huyền thanh âm nháy mắt trên mặt đốn lộ kinh nghỉ thần sắc tiểu huyền Người chừng nào thì trở về thôi viện trưởng các nàng quá xong năm trở về liền tìm quá trương huyền bất quá khi đó trương huyền đã rời đi lúc ấy còn làm tần nhu mất mát hảo một trận đâu đêm qua vừa đến quá muộn liền không quấy dày các ngươi trương huyền cười nói theo sau nhìn về phía sân thể dục thượng, nhìn dáng vẻ, Tần Nhu hiện tại đều mau kiêm chức thành phó viện trưởng a. Thôi viện trưởng vẻ mặt ý cười lắc lắc đầu, không phải phó viện trưởng, hiện tại này viện Phúc lợi viện trưởng đã là tiểu Nhu. À, a, Trương Huyền sửng sốt một chút. Tần Nhu cô nương này a, tâm địa thiện lương, lại thích hài tử, chúng ta từ đều hải sau khi trở về, liền đi phía chính phủ làm thủ tục, hiện tại ta đã xem như về hưu lạc, đem viện Phúc lợi giao cho nàng lòng ta cũng yên tâm, nàng có thể so sánh ta càng tốt chiếu cố này đó hài tử. Thôi viện trưởng nhìn về phía tần nhu ánh mắt giữa, toàn là vui mừng. Trương huyền nhìn sân thể dục thượng kia ánh mặt trời tràn ngập sức sống tần nhu, hoảng hốt gian, lúc trước tần nhu ở Lý Gia Thôn bị cầm tù một màn bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trong đầu, nữ nhân bị nhốt ở nhà giam giữa kia cổ bất lực, kia cổ tuyệt vọng, như từng cây gai nhọn, đau đớn trương huyền trái tim. Trương huyền đôi mắt ở bất chi bất giác trung trở nên tàn nhẫn lên, tràn ngập sát khí lý thị chuyện này cần thiết phải có cái công đạo tiểu huyền tiểu huyền thôi viện trưởng duỗi tay ở trương huyền trước mắt lắc lư a à, trương huyền vội vàng quơ cua, cua đầu đem trong đầu vừa mới sinh ra huyết tinh trường hợp xua tan ngươi làm sao vậy thôi viện trưởng trên dưới đánh giá trương huyền một lần liền ở vừa mới trương huyền cho nàng một loại phi thường kỳ quái cảm giác trở nên phi thường xa lạ giống nhau trương huyền lắc lắc đầu giải thích nói không có gì, nghĩ đến một ít việc mà thôi. Giải thích xong, Trương Huyền chính mình trong lòng đều ở nghi hoặc, chính mình vừa mới, này rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên liền toát ra như vậy đại lệ khí, hơn nữa có một loại nhịn không được muốn đi tìm lý thị phiền toái xúc động. Lúc này, sân thể dục thượng âm nhạc thanh đã kết thúc, bọn nhỏ hoan hô một tiếng, tứ tán chạy đi từng người chơi đùa đi. Đứng ở phía trước đội ngũ Tần Nhu chiều thôi viện trưởng ngồi địa phương xem ra, này liếc mắt một cái, làm Tần Nhu cả người sững sờ ở tại chỗ. Ba ba, một đạo nãi thanh nãi khí thanh âm truyền đến, mỗi ngày ăn mặc một cái toái hoa tiểu váy, hoan hô chiều Trương Huyền bên này chạy tới, trực tiếp nhào vào Trương Huyền trong lòng ngực. Trương Huyền một tay đem mỗi ngày ôm vào trong ngực, sau đó cao cao vứt khởi. Mỗi ngày cặp kia linh động mắt to cười mị thành trang non trạng, chờ một lần nữa rơi vào Trương Huyền trong lòng ngực khi, một đôi củ sen tiểu cánh tay gắt gao ôm Trương Huyền cổ, như thế nào cũng không chịu buông tay. Ba ba, mỗi ngày tưởng ngươi. Ghé vào Trương Huyền trong lòng ngực, mỗi ngày biểu hiện phá lệ thân mật. Trương Huyền duỗi tay xoa mỗi ngày đầu nhỏ, từ nhỏ ở viện phúc lợi lớn lên, mỗi ngày biểu hiện so bạn cùng lứa tuổi càng thêm thành thục. Khi nào trở về, tần nhu thanh âm, từ nơi không xa truyền đến. Nữ nhân đã nắm chặt ra mồ hôi lòng bàn tay, chứng minh nàng hiện tại tâm tình, nhưng mặt ngoài như cũng biểu hiện bình tĩnh. Trương Huyền đem trong lòng ngực mỗi ngày phóng tới trên mặt đất, nhìn về phía Tần Nhu, cười nói, tối hôm qua vừa đến, liền tới đây nhìn xem, nghe nói ngươi đã thành nơi này viện trưởng. Công ty không phải mới vừa đi thượng quỹ đạo sao? Tần Nhu nhìn nhìn chung quanh chạy nháo hài tử, ra tiếng nói, công ty đã có minh xác phát triển phương hướng, giao cho người đi xử lý là được, ta không có quá lớn dã tâm, chỉ cần công ty có thể bình thường vận chuyển liền có thể, đến nỗi ta chính mình, so với làm buôn bán, vẫn là càng thích cùng bọn nhỏ ở bên nhau, bọn họ giống như là một đám tiểu thiên sứ giống nhau, chỉ là nhìn đến bọn họ liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trương Huyền gật gật đầu, đúng rồi, ta ngày hôm qua nghe rõ hạm nói nhà trẻ năm sau liền làm xong, hiện tại thế nào? Nguyên Bản bởi vì Trương Huyền xuất hiện mà cảm thấy vui vẻ thôi, viện trưởng cùng Tần Nhu, ở nghe được những lời này sau, đều không khỏi thở dài. Tần Nhu ánh mắt lộ ra một mặt ảm đạm, việc này đều do ta thôi viện trưởng vừa nghe tần nhu lời này lập tức đứng dậy nói như thế nào có thể trách ngươi đâu tên kia bất an hảo tâm lấy bọn nhỏ sự tới uy hiếp ngươi liền tính ngươi đồng ý ta cũng không có khả năng đồng ý trương huyền nghe thôi viện trưởng nói như vậy lập tức ý thức được nơi này có không thích hợp thôi viện trưởng rốt cuộc làm sao vậy không có gì sự tần nhu vội vàng xua tay sau đó kéo ra đề tài đúng rồi quá hai ngày chính là sáu một ta tính toán cấp bọn nhỏ làm cái hoạt động người có hay không cái gì tốt ý kiến. Trương huyền nơi nào nhìn không ra tần nhu ý tứ, đem ánh mắt chiều thôi viện trưởng nhìn lại. Thôi viện trưởng thở dài, ai, tần nhu nha đầu này, là không nghĩ làm người cùng thanh hạm chi gian nháo mâu thuẫn. Ta cùng thanh hạm nháo mâu thuẫn, trương huyền càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, thôi viện trưởng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thôi viện trưởng nhìn mắt đầy mặt tự trách đứng ở một bên tần nhu, mở miệng nói, thanh hạm cái kia nhà trẻ đã ở chiêu sinh, tiểu nhu nha đầu này đi cấp bọn nhỏ làm thủ tục, kết quả một cái cũng chưa làm xuống dưới. chương 1088 Lương Khải Không làm xuống dưới Trương huyền mày nhân lại, cái kia nhà trẻ, chính là lâm thanh hạm vì viện phúc lợi bọn nhỏ chuẩn bị, sở dĩ đối ngoại chiêu sinh, bất quá là muốn cho bọn nhỏ cùng ngoại giới nhiều tiếp xúc tiếp xúc mà thôi, như thế nào nhưng viện phúc lợi đi làm nhập học thủ tục làm không được. Thôi viện trưởng thấy Trương huyền sắc mặt thay đổi, vội vàng giải thích nói, tiểu huyền, việc này không thể trách tiểu nhu nha đầu này a à. nhà trẻ phụ trách chiêu sinh người kia kêu lương khải tiểu nhu đi làm thủ tục thời điểm hắn xem tiểu nhu ánh mắt liền không thích hợp hắn cấp tiểu nhu lời nói ta đều nghe thấy được là hắn thật quá đáng nói cái gì mỗi lần tiểu nhu đi tìm cái kia lương khải làm thủ tục lương khải liền cùng tiểu nhu đưa ra một ít bồi hắn ăn cơm uống rượu yêu cầu căn bản không đề cập tới về nhập học thủ tục sự người nói một chút này rõ ràng là muốn hại chúng ta tiểu nhu sao Thôi viện trưởng vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Trương Huyền gật gật đầu, minh bạch này trong đó nguyên do, hắn nhìn về phía Tần Nhu, người cùng bí thư lý nhận thức, loại sự tình này, bí thư lý hẳn là có thể xử lý mới đúng, không nên đem ngươi làm đến như vậy chật vật. Ai nha, Tiểu Huyền, Tiểu Nhu này không đều là vì ngươi được chứ. Thôi viện trưởng kéo Trương Huyền một phen, trong lời nói có chút không vui, chúng ta nghe nói, cái kia lương khải là thanh hạm thân thích, ngươi làm Tiểu Nhu làm sao bây giờ a? À? Thân thích, Trương Huyền cảm thấy nghi hoặc, Lâm Thanh hạm thân thích, hắn không có nói không quen biết, này Lương Khải lại là từ đâu ra? Đúng vậy, thôi viện trưởng gật đầu, nếu không phải nguyên nhân này, Tiểu Nhu nàng cũng không có khả năng bị cái kia Lương Khải khi dễ thành như vậy, Tiểu Nhu không muốn ta đem việc này nói cho ngươi, vẫn luôn nghĩ cách, nàng đã hướng phía chính phủ xin một miếng đất, tính toán chính mình một lần nữa cái một cái nhà trẻ. Không cần, Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, cái gì Lương Khải không Lương Khải? này các bọn nhỏ cái địa phương còn có thể làm hắn diếu võ dương oai không thành. Đi, đi xem kia rốt cuộc là cái gì nhân vật. Trương Huyền nói xong, trực tiếp liền triều viện phúc lợi ngoại đi đến. Giờ khắc này, Trương Huyền trong lòng tức giận tạch tạch hướng lên trên mạo. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng người liều mạng làm trò như vậy nhiều người mặt cường thế lập uy, đơn giản chính là muốn cho chính mình cường đại lên, làm chính mình người nhà không chịu đến người khác khi dễ. Viện phúc lợi bọn nhỏ, thôi viện trưởng cũng đều là trương huyền người nhà. Nhưng hiện tại, thần ẩn hội phản tổ minh cái loại này tổ chức còn không có tìm tới môn tới, đã bị người khác cấp khi dễ. Tần Nhu tràn đầy lo lắng nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, vội vàng đuổi theo, Trương Huyền, tính, không cần thiết lại tìm này đó phiền toái, kỳ thật ta có thể giải quyết. Phiền toái, Trương Huyền đột nhiên dừng chân, quay đầu nhìn về phía Tần Nhu, người cảm thấy đây là phiền toái. Tần Nhu sừng sốt một chút, theo sau gật gật đầu, vừa mới muốn lên tiếng, đã bị Trương Huyền nói cấp đánh gãy. Này không phải phiền toái, ta chỉ là đi rửa sạch một cái món lòng mà thôi. Trương Huyền dứt lời, một lần nữa xoay người, tiếp tục đi nhanh hướng phía trước đi đến. Nhà trẻ là kiến địa phương, liền ở viện phúc lợi bên cạnh, đi hai bước là có thể đến. Lúc này, đúng là cha mẹ đưa hài tử thượng nhà trẻ điểm. Vừa ra viện phúc lợi đại môn, Trương Huyền liền nhìn đến, ở nhà trẻ trước cửa, đình đầy siêu xe, ở hai bên đường xếp thành hai liệt, kéo dài đi ra ngoài thượng trăm mét, chạy băng băng bảo mã BMW, vào lúc này trở thành đại chúng nhãn hiệu, cái gì Porsche, Maserati, mới là chủ lưu, thượng trăm vạn xe liền cùng không cần tiền giống nhau bãi tại nơi đó. Những cái đó tới đưa hài tử người, nhìn trang cũng là phi phú tức quý. Tần Nhu đi theo Trương Huyền phía sau, thở dài nói, cái này nhà trẻ là thanh hạm làm ra tới, lấy lâm thị hiện tại địa vị, bọn họ sở thành lập nhà trẻ, còn không có khai viên, đã bị người định nghĩa vì quý tộc nhà trẻ, sở hữu tới đưa hài tử ra trường, tất cả đều là của cải giàu có. Trương Huyền gật gật đầu, loại này hiện tượng, hắn có thể lý giải. Trương Huyền mang theo Tần Nhu đi đến nhà trẻ nội, lúc trước Lâm Thanh Hạm vì làm bọn nhỏ có thể mau chóng nhập học, nhà trẻ nội sở chọn dùng cao tài liệu tất cả đều là bảo vệ môi trường hình, thả chuyên môn an bài một cái đoàn đội đối nhà trẻ bên trong phương tiện tiến hành thiết kế, bao gồm lão sư cũng đều là ở nhà trẻ thành lập chi sơ liền bắt đầu huấn luyện. Có thể nói, này nhà trẻ từ vẻ ngoài, đến phương tiện, mềm cứng kiện, đều là không có một chút tỉ vết. Nhà trẻ nội chia làm mấy cái học lâu, có chuyên môn cung cấp cấp bọn nhỏ nghỉ ngơi, cũng có chuyên môn nhà ăn, chơi trò chơi thất. Từ sáng tạo này sở nhà trẻ ước nguyện ban đầu, Lâm Thanh Hạm liền không nghĩ dùng nhà trẻ tới lợi nhuận, hết thảy đều là hướng tốt nhất đi làm chuyên môn phụ trách xử lý bọn nhỏ nhập học hạng mục công việc chính giáo chỗ liền ở nhà trẻ đại môn nhập khẩu nghiêng sườn chỗ. Đây là một cái có hai tầng cao, tổng diện tích ở 300 nhiều bình độc lập kiến trúc, bên trong chia làm mấy cái khu vực. Đi vào chính giáo chỗ cửa, Trương Huyền liền nhìn đến, có không ít hài tử cha mẹ, trong tay sách theo đủ loại quà tặng đứng ở trước cửa, chờ đợi cái gì, Trương Huyền nhìn lướt qua, tất cả đều là chút giá trị xa xỉ chi vật, mỗi cái cha mẹ trong tay dẫn theo đồ vật, kia đều mấy ngàn thượng vạn khối. Trương Huyền quay đầu hỏi hướng Tần Nhu, người liền ở bên trong sao? Ân, Tần Nhu gật gật đầu. Trương Huyền nghe xong, bước đi đi vào, trong phòng, đã có không ít hài tử gia trường tự cấp hài tử xử lý nhập học thủ tục, kia các loại quà tặng, liền quang minh chính đại đặt ở trên bàn, như là cấp còn ở bên ngoài người lập cái tiêu chuẩn giống nhau. Trương Huyền ở lầu một quét một vòng sau, trực tiếp từ thang lầu đi hướng lầu 2, vừa lên lâu, liền nhìn đến một cái viết có nhập học chỗ ba chữ văn phòng. Trương Huyền không chút suy nghĩ, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ở văn phòng nội, một người nhìn qua 23 đến 24 tuổi tuổi trẻ nam nhân ngồi ở bàn làm việc sau, tuổi trẻ nam nhân thân xuyên một thân màu lam âu phục, một cái tóc vuốt ngược sơ du quang bóng lưỡng, tay trái trên cổ tay một khoản tinh xảo thạch anh biểu, tuy rằng giá cả bình thường, nhưng mang lên đi vẫn là có thể tăng thêm vài phần khí chất. Ở nam nhân bàn làm việc thượng, Bày một cái tinh xảo ly cà phê, bên trong là vừa rồi hướng phao tốt cappuccino. Đương phát hiện chính mình văn phòng môn bị người đẩy ra sau, nam nhân trước tiên đem ánh mắt nhìn lại đây, đi tuốt đàng trước phương trương huyền tự nhiên mà vậy bị nam nhân sở xem nhẹ, hắn ánh mắt, dừng ở trương huyền phía sau tần nhu trên người. Đương nhìn đến tần nhu sau khi xuất hiện, nam nhân còn tính xoái khí khuôn mặt thượng không khỏi hiện lên một nụ cười, ra tiếng nói, tần viện trưởng nhìn dáng vẻ, người nghĩ thông suốt. Ngươi chính là Lương Khải. Trương Huyền trực tiếp đi đến bàn làm việc trước, đứng ở nơi đó, trên cao nhìn xuống nhìn tuổi trẻ nam nhân. Lương Khải khẽ cao mày, trong khoảng thời gian này, hắn ở chỗ này phụ trách chiêu sinh, gặp qua quá nhiều quá nhiều của cải giàu có đại nhân vật, mỗi người đối chính mình, kia đều là khách khách khí khí, ai thấy chính mình, không được kêu một tiếng lương chủ nhiệm, cho dù là những cái đó thân gia ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu tập đoàn chủ tịch, nhưng hiện tại tiểu tử này, thế nhưng thẳng hô chính mình tên họ, Lương Khải bưng lên trên bàn cà phê, đối với ly khẩu thổi thổi khí, thành thơi uống một ngụm, mới ra tiếng nói, ngươi là người nào? Ai làm ngươi tiến vào? Đây là ngươi tùy tiện vào tới địa phương sao? Cho ta đi ra ngoài. chương 1089 ta là Lâm Thanh Hạm Đệ Đệ. Lương Khải không kiên nhẫn phất phất tay. Trương Huyền không để ý tới Lương Khải thái độ, hỏi, ta hỏi ngươi, này nhà trẻ, bản thân chính là Lâm Thị vì viện phúc lợi bọn nhỏ sở dựng, Hiện tại vì sao viện phúc lợi bọn nhỏ vô pháp nhập học. Lâm Thanh Hàm sở dựng, không riêng gì một cái nhà trẻ đơn giản như vậy, lúc trước kế hoạch là từ nhà trẻ mãi cho đến tốt nghiệp đại học nhất thể hóa giáo dục lưu trình, bọn nhỏ nhập học là quan trọng nhất. Lương Khải vừa nghe lời này, trên mặt lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, a, à, ta còn tưởng rằng ngươi là tới làm gì, nguyên lai like là chúng ta tần viện trưởng tìm tới giúp đỡ a, à? như thế nào, ngươi là phóng viên vẫn là cái gì? lại đây minh bất bình. Ta chỉ là muốn hỏi, vì cái gì không cho viện phúc lợi bọn nhỏ làm nhập học. Trương Huyền vẫn là lặp lại vừa mới cái kia vấn đề. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Lương Khải một bộ không muốn phản ứng Trương Huyền bộ dáng, đem ánh mắt phóng tới Tần Nhu trên người, Tần Viện trưởng, nếu ngươi là tới giải quyết vấn đề, vậy suy xét suy xét ta đề nghị, ta bất quá là bởi vì các ngươi viện phúc lợi hài tử quá nhiều, muốn tìm cái thời gian nhiều cùng ngươi tâm sự chi tiết mà thôi, nhưng nếu ngươi là tới tìm ta phiền toái hừ chúng ta lâm thị tại đây ngân châu còn không có sợ quá ai các ngươi lâm thị trương huyền nheo lại đôi mắt ta như thế nào không biết lâm thị có như vậy ngang ngược vô lý chê cười lương khải khinh thường cười chúng ta lâm thị làm chuyện gì yêu cầu ngươi tới đánh giá sao có ý tứ trương huyền nhếch môi vừa lúc ta cũng nhận thức mấy cái lâm thị cao tầng không bằng ta gọi điện thoại hỏi một chút nàng về viện phúc lợi bọn nhỏ nhập học sự. Lương Khải đem trong tay ly cà phê hướng trên bàn thật mạnh một phóng, phát ra đông một thanh âm vang lên, hắn nhìn chằm chằm Trương Huyền, bất mãn nói, người uy hiếp ta. Còn Lâm Thị cao tầng, ta không sợ nói cho ngươi, Lâm Thị tổng tài Lâm Thanh hạm chính là tỷ của ta. Trương Huyền không lại để ý tới Lương Khải, trực tiếp lấy ra di động, bắt thông bí thư lý thiến điện thoại, làm cho Lương Khải mặt nói, bí thư lý, cho ta tra một chút nhà trẻ cái này kêu Lương Khải, ai người? Lương Khải khinh thường cười, làm bộ làm tịch. Lương Khải hiện tại có thể bày ra như vậy tư thái, đều không phải là hắn xuẩn, mà rõng rạc nói ra hắn là lâm thanh hạm đệ đệ chuyện này, cũng không phải tin đồn vô căn cứ, hắn có thuộc về hắn tự tin. Bí thư lý nghe Trương Huyền yêu cầu vấn đề, có chút khó xử nói, Trương Tiên Sinh, là cái này Lương Khải, có cái gì vấn đề sao? Trương Huyền nghe bí thư lý trả lời, khẽ cao mày, nếu là một cái dâu riêng người, bí thư lý sẽ trực tiếp trả lời chính mình vấn đề, mà sẽ không hỏi lại này đó. trương huyền tiếp tục hỏi, ai an bài hắn đến cái này cương vị thượng? bí thư lý hít sâu một hơi, là là từ huyền cô nương chuyên môn an bài. từ huyền, trương huyền trong lòng nghi hoặc, không đợi hắn hỏi lại ra cái gì vấn đề, liền nghe một trận tiếng cười to từ văn phòng bên ngoài truyền đến. ha ha ha, lão lương hỗn không tồi sao? chúng ta đây đều là mới vừa tốt nghiệp, chúng ta còn ở nhà máy làm công thực tập đâu, người khen ngược, trực tiếp làm khởi văn phòng tới. Ai, đều là một cái ký túc xá, tranh lệch như thế nào lớn như vậy đâu. Theo này ba đạo thân ảnh vang lên, ba đạo thân ảnh từ ngoài cửa đi đến, đều là cùng Lương Khải nhìn qua không sai biệt lắm đại tuổi trẻ nam nhân, một đám trên mặt còn đều mang theo non nớt thần sắc, tuy rằng bọn họ tuổi cùng Trương Huyền kém không được 2 tuổi, nhưng bề ngoài thượng sở xem ra tranh lệch, giống như thiên nhưỡng. Đảo không phải nói trương huyền tướng mạo tam thương, mà là hắn cùng này mấy người so sánh với tới, kia khí chất thượng tranh lệch, tới tìm lương khải ba người, bao gồm Tây Trang giải ra lương khải, làm người xem một cái, là có thể kết luận, này mấy người tuyệt đối là xử thế chưa thâm, mà trương huyền, càng là kinh nghiệm lão đến người, xem hắn, càng sẽ phát hiện hắn không đơn giản, trương huyền kia một đôi đồng tử, cuồn cuộn thâm thúy, có một loại làm người như thế nào đều nắm lấy không ra cảm giác. Tiến vào này ba người, ở hình tượng thường có thực rõ ràng chênh lệch, một người cao gầy, đến có 1m85, nhưng thể trọng nhìn ra qua đi không đến 130 cân, có một loại dinh dưỡng bất lương cảm giác, còn có một người, thân cao không đến 1m7, cả người tròn xoe tròn xoe, mặt khác một người, 1m75 bộ dáng, bình thường hình thể. Này ba người vào cửa sau, nhìn đến ngồi ở bàn làm việc sau, chính tinh tế phẩm cà phê lương khải, trên mặt toàn là hâm mộ thần sắc, theo sau, bọn họ lại thực tự nhiên quét tới rồi đứng ở một bên tần nhu, chỉ là liếc mắt một cái, khiến cho bọn họ trong mắt sinh ra kinh diễm. Bất quá kinh diễm tuy kinh diễm, này ba gã vừa mới tốt nghiệp đại học học sinh, vẫn là không mặt mũi đèm ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở tần nhu trên người, chỉ là thường thường sẽ nhịn không được đi quét thượng liếc mắt một cái. Ta nói lương khải, người tiểu tử này đôi mắt là thật tiêm A, kia tự uyển ở trong trường học biểu hiện phổ phổ thông thông, người như thế nào liền biết nàng là lâm thị đại tiểu thư đâu, ta liền nói tiểu tử ngươi lúc ấy, mau tốt nghiệp cũng mỗi ngày không nhọc lòng, mỗi ngày liền vây quanh từ huyển chuyển, các loại tiểu lễ vật gì đưa biến, nguyên lai là có này phân tính toán A. Cao gầy nam nhân ra tiếng. Ai, ục ịch nam nhân thở dài, lão lương A, người nhìn xem ngươi, đều ngồi trên văn phòng, chúng ta còn ở nhà xưởng, một cái ký túc xá ra tới, tranh lệch sao liền lớn như vậy A, không được ngươi cấp tử huyển nói nói, đem chúng ta cả ba cũng cấp nháo đến lâm thị tới đi làm bái, không cần giống người giống nhau ngồi văn phòng, chính là tới này đánh cái tạp, cũng so ở nhà xưởng chịu kia điều khí hảo A, à. hơn nữa ta mới vừa xem, thật nhiều lão sư, lớn lên kia kêu một cái xinh đẹp A, à, nếu có cơ hội nói, hắc hắc hắc. Mập mạp nói, liền nhịn không được đáng khinh nở nụ cười, đồng thời trong đầu cũng ở ảo tưởng cái gì. Tên kia dáng người còn tính bình thường thanh niên cũng ra tiếng nói, lương khải, ta cho ngươi nói, ngươi tuy rằng hiện tại ngồi trên văn phòng, nhưng không thể liền như vậy thỏa mãn a à, tự huyền lớn lên cũng đẹp người phía trước như vậy nhiều nỗ lực còn không phải là vì tranh thủ nàng hảo cảm sao người tiếp tục nỗ lực đi xuống nếu có thể ngồi trên lâm ra con rể kia về sau cũng thật liền thăng chức rất nhanh a à. lương khải nghe được lời này cũng không cấm nở nụ cười theo sau bỗng nhiên chú ý tới nơi này còn có người ngoài chính mình vừa mới biểu hiện có chút quá lăng lăng tần viện trưởng hôm nay ta có bằng hữu bái phỏng Ta mặc kệ ngươi có phải hay không tới tìm phiền toái, hiện tại đều thỉnh ngươi đi ra ngoài đi, nếu ngươi còn có thể tìm ai, kia cứ việc tìm tới, còn có cái này anh em, không phải được xưng nhận thức cái gì Lâm thị cao tầng sao? Các ngươi cũng nghe tới rồi, ta hôm nay ngồi ở chỗ này là Lâm thị tổng tài muội muội an bài, các ngươi có bản lĩnh, liền đem ta từ vị trí này đá đi xuống, nếu không bổn sự này, nên làm gì làm gì đi, muốn làm cái gì nhập học thủ tục. Hôm nay ta Lương Khải nói liền đặt ở này ta không cho các ngươi làm, các ngươi tìm ai cũng chưa dùng. Hiện tại cho ta từ ta trong văn phòng cút đi. Lương Khải nói cho hết lời sau, trực tiếp phất tay đuổi đi người. Audio điện tử võ tấn bền chương 1090 từ uyển người trong lòng Trương huyền trên mặt lộ ra một mặt cổ quái thần sắc, nhìn trước mặt Lương Khải đám người, tổng cảm thấy hết thảy đều có chút kỳ quái hương vị, những việc này không nên là giấu ở trong lòng sao còn có làm trò người ngoài mặt toàn nói ra. Bất quá tinh tế tưởng tượng, Trương Huyền cũng liền bình thường trở lại, bất đồng với Trương Huyền dĩ vãng gặp được những cái đó đối thủ, lương khải đám người, đơn giản chính là một ít bình thường sinh viên, bọn họ tâm tư tương đối mà nói tương đối đơn thuần, trong lòng nghĩ cái gì, muốn như thế nào làm, ngoài miệng cũng liền trực tiếp biểu hiện ra tới. Trương Huyền sờ sờ cầm, cái này lương khải, là tự huyền chuyên môn an bài tới. Hơn nữa nghe bọn hắn lời này ý tứ, Tự huyền nha đầu này còn đối này Lương Khải có hào cảm. Cái này làm cho Trương Huyền cảm thấy có điểm xử lý không tốt. Đạo không phải nói cần thiết cấp tự huyền cái này mặt mũi vẫn là sao lại thế này. Hôm nay cái này Lương Khải, phàm là đổi cá nhân an bài lại đây. Cho dù là Lâm Thanh Hạc, hoặc là Lâm Chính Nam tự mình an bài, Trương Huyền cũng nắm hắn cổ áo, đương trường cho hắn ném ra nhà trẻ. Nhưng cố tình, đây là tự huyền an bài, tự huyền cái này nha đầu, Trương Huyền còn xem như rất là hiểu biết tâm tư tương đối đơn thuần, mà cái này lương khải, hiển nhiên là ở nàng trước mặt đắp nặn một cái tương đối không tồi hình tượng, chính mình nếu trực tiếp cấp này lương khải đá ra đi, tự huyền kia nha đầu khẳng định sẽ thương tâm, rốt cuộc tuổi này nữ hài sao, không sai biệt lắm đều là cái loại này vì ái si cuồng cảm giác, tự huyền lại là tình đậu sơ khai, chính mình đến tưởng cái chiết trung biện pháp mới là. Hơn nữa cũng phải nhường nàng trường chút giáo huấn. Trương Huyền không nhiều ở văn phòng dây dưa, xoay người liền ra văn phòng mới vừa vừa ra khỏi cửa, trương huyền liền nghe được văn phòng nội truyền đến một trận thổn thức tiếng động. trương huyền lắc lắc đầu, lương khải loại người này với hắn mà nói, đừng nói là đối thủ, chính là một cái lâu la đều chưa nói tới. hiện tại yêu cầu trương huyền suy xét là như thế nào ở không thương từ huyền tâm dưới tình huống làm từ huyền đối cái này lương khải hết hy vọng. hiện tại mấu chốt nhất vấn đề là từ huyền khả năng thích cái này lương khải a, hơn nữa cái này thích cũng không phải cái loại này nhất kiến trung tình mà là thời gian dài tích lũy xuống dưới. kể từ đó nói, trương huyền cũng không thể trực tiếp vạch trần từ huyền bằng không làm nha đầu này ở về sau đối tình yêu chuyện này sinh ra cái gì kháng cự tâm lý đã có thể không hảo. trương huyền nghĩ nghĩ vẫn là trước đem từ huyền ước ra tới nhìn xem nàng đối cái này lương khải rốt cuộc là cái gì ý tưởng đi. nếu việc này chỉ là lương khải đám người một bên tình nguyện vậy không như vậy phiền toái. trương huyền đem từ huyền ước ở khoảng cách viện phúc lợi không xa một tiệm cà phê trương huyền chân trước mới đến quán cà phê từ huyền sau lưng liền vào được trương huyền quan sát một chút từ huyền hôm nay cố ý thay một gái mùa xuân váy dài một đôi trắng tinh vải bạt dày đạp lên trên chân Tấn hiện thanh xuân hơi thở trên mặt nàng vẽ chút trang điểm nhẹ khóe miệng dương tươi cười trong mắt cũng đều là ý cười này vừa thấy làm trương huyền thầm hô một tiếng không xong cô gái nhỏ này bộ dáng hiển nhiên là rơi vào bể tình a từ huyền đi vào quán cà phê sau đứng ở cửa không ngừng nhìn xung quanh này, Trương Huyền ngồi ở một cái rượu cửa sổ vị trí hướng Tử Huyền vẫy vẫy tay. Tử Huyền bước đi lại đây sau, ngồi ở Trương Huyền đối diện, tỷ phu, hôm nay như thế nào đột nhiên kêu ta ra tới A. Trước điểm cái uống đi, Trương Huyền đem rượu đơn đẩy đến Tử Huyền trước mặt, theo sau làm bộ vô tình hỏi, ngươi liền ở gần đây. Tử Huyền vừa nghe lời này, trên mặt không tự giác hiện lên một mặt đỏ bừng, gật gật đầu, ta muốn một ly cappuccino đi. Một ly cappuccino. Trương Huyền đem rượu đơn đưa cho nhân viên tạp vụ, nhìn mắt Tử Uyển mở miệng, ta nhớ rõ ngươi hẳn là ai uống nước chanh mới đúng, nhanh như vậy liền đổi khẩu vị. May mắn ta mới vừa không có làm chủ cho ngươi điểm. Này không phải thay đổi khẩu vị sao? Tử Uyển trả lời nói, ở trả lời Trương Huyền vấn đề thời điểm, Tử Uyển ánh mắt theo bản năng chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, đó là nhà trẻ nơi phương hướng. Này dựa cửa sổ vị trí, cũng là Trương Huyền chuyên môn tuyển, từ những chi tiết này, Trương Huyền Đại Khái đã biết từ huyền đối đãi cái kia Lương Khải là cái gì thái độ. Trương Huyền vì tiện tìm cái đề tài, hỏi từ huyền này tốt nghiệp thực tập tính toán làm chút cái gì, có hay không tốt ý tưởng linh tinh. Ta, ta tưởng nhập hành kinh tế tài chính phương diện này. Kinh tế tài chính, Trương Huyền nhướng mày, người không phải học y sao. Này y học cùng kinh tế tài chính giống như không đáp biên đi, ta còn nghĩ cho người giới thiệu mấy cái kinh nghiệm phong phú lão y sư mang mang người đâu. Không cần lạp, không cần lạc, tự huyền liên tục xua tay, phun ra cái lưỡi, tỷ phu, ta này không phải đột nhiên đối kinh tế tài chính phương diện này cảm thấy hứng thú sao? bất quá ta chuyên nghiệp suốt cuộc không phải học cái này, cho nên tính toán đi tỷ của ta tân cái cái kia nhà trẻ luyện tập, nơi đó chứng cũng không nhiều lắm, vừa vặn có thể làm ta làm quen một chút. trương huyền bật cười, cô nàng này thật đúng là có thể cho chính mình tìm lấy cớ a, hắn cố ý nói, kinh tế tài chính thứ này không như vậy khó, người cũng không cần chạy tới nhà trẻ luyện tập ta tự mình mang ngươi một đoạn thời gian, bảo đảm ngươi có thể ở lâm thị một mình đảm đương một phía. Này, tự huyền có chút xấu hổ nhìn nhìn trương huyền, lại theo bản năng liếc mắt nhà trẻ phương hướng, tỷ phu, không cần phiền toái ngươi lạp, ta còn không biết có thể hay không kiên trì xuống dưới đâu, liền đi thử thử một lần, nếu kiên trì không xuống dưới, ta còn là muốn đi học y. Hành đi, nếu ngươi kiên trì, trương huyền thở dài, đúng rồi, người tỷ làm ta hỏi ngươi, người thích xuyên trường tụ vẫn là ngắn tay. Từ huyền vẻ mặt nghi hoặc, tỷ của ta như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Ta cũng không biết, trương huyền lắc lắc đầu, có thể là muốn tìm người cho người đính quần áo đi, đương cái tốt nghiệp lễ gì đó, trường tụ vẫn là ngắn tay. Trường tụ A, thích thiền sắc vẫn là thâm sắc. Thiền sắc, muốn chọn bộ vẫn là tách ra đáp. Tách ra đáp đi, dùng không cần cho người bạn trai cũng mua một bộ. Không cần, Tự Huyền mới vừa trả lời xong, Trương Huyền vấn đề, cả người một sững sốt, há to miệng, tỷ phu, người bộ ta lời nói. Ha ha, Trương Huyền cười cười. Lúc này, Tự Huyền muốn kia ly cappuccino cũng vừa vặn bưng lên bàn. Trương Huyền hướng về phía Tự Huyền trước mặt cà phê chu chu môi, đây là người ai uống, vẫn là người thử đi ai uống. Tự Huyền rụt rụt cổ, tỷ phu, người nhưng đừng cho tỷ của ta bọn họ nói a, à, bằng không ta mẹ khẳng định muốn hỏi ta, phiền toái đã chết không nói cũng đúng. trương huyền nhún vai nói cho ta nghe một chút đi người cái kia bạn trai đi là đang làm gì bao lớn rồi. qua tỷ phu ngươi không phải đâu. tự huyền lộ ra một bộ khoa trương bộ dáng ta vẫn luôn đều cảm giác ngươi người này tư tưởng rất tiền vệ dùng không cần hỏi nhiều như vậy a à. ngươi không nghĩ cho ta nói cũng đúng. trương huyền làm bộ liền phải móc di động ra ngươi không cho ta nói ta khiến cho ngươi tỉ tự mình hỏi ngươi lạc tin tưởng ta ngươi tỷ biết việc này về sau người trong nhà tuyệt đối đều sẽ biết, chỉ sợ đến lúc đó, ngươi liền không có thời gian chê ta này chê ta kia. Đừng đừng đừng, tỷ phu, ta nói còn không được sao. Tự huyền một bộ túi chút giận bộ dáng, cái kia cũng không phải cái gì bạn trai lập, đôi ta còn không có xác định quan hệ đâu, hắn chính là ta đồng học.